chương hai luân hồi vạn kiếm quyết ô ô ô kiếm ác linh thanh âm còn ở không ngừng vang lên hơn nữa bọn họ mơ hồ trên mặt đã là toát ra ánh sáng màu đỏ có lẽ đây chính là bọn họ sắp muốn tấn công tín hiệu không cần sợ chúng ta là tu sĩ những thứ này kiếm ác linh muốn giết chúng ta vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy tình diệp lạc nhữ chặt mày nhìn trước mặt cái này mấy trăm đạo kiếm ác linh nhưng là lộ vẻ được vô cùng ổn định hắn hiện tại đã âm thầm mở ra cựu truyền linh lung tâm từ bỏ hết thể nghĩ bậy một lòng chuẩn bị đối kháng trước mặt kiếm ác linh loài người đều là đáng chết để cho bọn họ vứt bỏ chúng ta chúng ta muốn báo thủ ta bị vứt bỏ ở chỗ này một ngàn năm ta tốt muốn đi ra ngoài ạ à? lũ ác linh còn đang không ngừng khóc kể thanh âm khủng bố kinh người diệp lạc ngươi có thể phải bảo vệ ta ạ à? những thứ này ác linh có phải hay không rất lợi hại ạ à? cùng diệp lạc ổn định so sánh kiếm tổ kiếm phá lãng hai tỷ mọi biểu hiện thì không phải là như vậy ổn thỏa các nàng thậm chí không để được chống cự ý nguyện lấy ra chút dũng khí tới các ngươi không phải tán kiếm thành thành chủ con gái sao liền chút can đảm này tha như vậy còn không bằng tự phế tu vi có lẽ là một tên phế nhân có thể để cho những thứ này ác linh không công kích ngươi mắt thấy vậy diệp lạc không nhịn được trực tiếp vang lời thô tục bất quá diệp lạc mà nói ngược lại là lập tức để tỉnh hai tỷ tỉ muội nói đúng chúng ta là thiên nguyên cảnh tu sĩ làm sao sẽ sợ những thứ này ác linh các ngươi bất quá là bị táng kiếm thành vứt bỏ kiếm mà thôi không nên quá qua lừa lối mắt xem như vậy diệp lạc lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn như vậy thì đúng rồi bất quá là một ít kiếm ác linh không làm khó được chúng ta dứt lời diệp lạc liền trực tiếp mở ra cựu chuyển kim cốt ngưng tụ đến một đôi trong quả đấm đã là làm xong chuẩn bị chiến đấu bất quá nói thật diệp lạc trong lòng cũng là không có gì chắc chắn giống như là ác linh loại vật này rốt cuộc cùng có cái gì năng lực công kích của bọn họ phương thức lại là dạng gì diệp lạc là một mực không biết cái gọi là không biết nhất là sợ hãi chính là cái đạo lý này ô ô ô ngay tại lúc này đứng ở trước mặt nhất mấy cái kiếm ác linh nghẹn nào hướng diệp lạc đánh tới cho ta chết diệp lạc hồn nhiên không sợ chấn thiên nhất quyền lúc này oành đánh ra ngoài bất quá rất nhanh để cho diệp lạc khiếp sợ sự việc liền xảy ra mình quả đấm lại miễn cưỡng xuyên qua ác linh thân thể cũng không có đôi hắn tạo thành bất kỳ tổn thương giống như hắn cho tới bây giờ liền không tồn tại vậy mà một khắc sau ác linh nhưng là lộ ra móng vuốt sắp bén hướng diệp lạc cơ múa đi qua ta dựa vào thấy vậy diệp lạc không nhịn được tuôn ra thô tục như vậy kết quả là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới nhưng là vậy không có ở đây để cho hắn suy nghĩ bởi vì mới vừa trong nháy mắt biến cố đột nhiên ác linh móng vuốt đã là xuyên qua ngực mình ta dựa vào một khắc sau diệp lạc lần nữa sổ một câu thô tục bởi vì hắn lại chuyện gì cũng không có hoặc là nói xác thực hơn cái này ác linh công kích cũng không phải là mình thân xác mà là mình linh hồn mà vừa vặn diệp lạc có cựu chuyện thân hồn đối với loại trình độ này công kích linh hồn có thể hoàn toàn không thấy bất quá lúc này diệp lạc lại phát hiện một cái lung túng sự việc ác linh không đả thương được mình mà mình vậy không đả thương được các linh cái này còn làm sao đánh diệp lạc ngươi không có sao chứ mắt xem diệp lạc bị ác linh một móng xuyên thấu ngực kiếm tổ không nhịn được gân cần một câu ta không có sao các ngươi trước hết đừng tới đây diệp lạc là không sợ những thứ này ác linh nhưng không đại biểu hai tỷ bội cũng có thể không sợ diệp lạc cảm giác được những thứ này ác linh công kích linh hồn cường độ coi như là thiên nguyên cảnh tu sĩ linh hồn cường độ cũng là không đỡ được đám tiểu quỷ tiểu gia ta liền theo các ngươi chơi một lát đi dặn dò hoàn hai tỷ muội diệp lạc làm vừa đôi mắt hơi đông lại một cái hào hùng linh hồn lực mãnh liệt ra chính là công kích linh hồn bí thuật thiên hồn quyết ô làm vừa thì có một cái ác linh bị diệp lạc thiên hồn quyết đánh trúng phát ra thống khổ nghẹn nào tiếng cực nhanh lui về phía sau đi qua có triển vọng à vậy thì và diệp lạc phòng đoán vậy những thứ này ác linh đều là hồn linh thể thông thường công kích dĩ nhiên là không cách nào đối bọn họ tạo thành tổn thương nhưng là công kích linh hồn nhưng có thể ô ô ô bất quá ngay tại diệp lạc dương dương đắc ý thời điểm những thứ khác ác linh đã là hướng diệp lạc vây công tới đây bọn họ đều cảm giác được diệp lạc nguy hiểm đó là có giết chết bọn họ năng lực bất quá may là như vậy lũ ác linh cũng không có rất tốt biện pháp bọn họ am hiểu nhất công kích linh hồn ở diệp lạc trước mặt một chút chỗ dùng cũng không có. Linh hồn của bọn họ công kích, vốn là tương tự với một loại ảo thuật, sẽ ở linh hồn người trên tạo thành tất cả loại thống khổ ảo giác, từ đó thương tổn tới loài người. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Lạc kiểu chuyển thần hồn, đối ảo thuật hoàn toàn miễn dịch. Cái này từ vừa mới bắt đầu chính là một chàng không có huyền niệm chiến đấu. Thiên, Thiên, Thiên. Còn như Diệp Lạc bên này công kích phương thức vậy là đặc biệt đơn điệu. Không có cách nào, hắn liền chỉ biết cái này một cái công kích linh hồn bí thuật. Hơn nữa còn là một mình. Các ngươi hai cái vậy chớ ngẩn ra đó, sẽ không biết công kích linh hồn bí thuật, tốt nhất là quần công đại chiêu, dạy ta một cái. Tiếp theo, Diệp Lạc xoay đầu lại nhìn về phía hai tỷ muội hỏi. Hắn đây cũng là không có cách nào, dựa theo mình bây giờ hiệu suất, muốn đem cái này mấy trăm ác linh toàn bộ đánh lui mà nói, thật không biết phải chờ tới bao giờ. Có ngược lại là có, nhưng là đây là ta tăng kiếm thành bí mật bất truyền thuật. Thế vậy, hai tỷ muội có chút do dự. Linh hồn công kích bí thuật các nàng là sẽ, hơn nữa còn là vô cùng lợi hại một chiêu. Chỉ bất quá một chiêu này, chính là tăng kiếm thành bất truyền bí thuật. Đã là lúc nào rồi, ta còn có thể chiếm các ngươi tiện nghi sao không muốn chết ở nơi này cũng nhanh chút lấy ra nghe lời nói này diệp lạc làm vừa hung hăng xoa xoa ấn đường cái này đã là lúc nào rồi còn cân nhắc những thứ này là không phải có chút nhiều hơn hắn nói rất hay xem có đạo lý ạ à. ngươi không nói ta không nói chuyện này hẳn không người sẽ biết nghe vậy hai tỷ mội làm vừa thương lượng một tí sau đó liền từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một quả ngọc bài hướng diệp lạc ném tới thực vậy các nàng hiện tại thật sự là không do dự thời gian diệp lạc mặc dù có thể đối phó những thứ này ác linh nhưng không biết làm sao tốc độ quá chậm mà ác linh số lượng lại là như vậy hơn đây nếu là lọt một cái hai cái tới đây diệp lạc ngược lại là không có vấn đề hai nàng coi như nguy hiểm cho nên đang cân nhắc liền hơn thiệt sau đó hai tỷ mội vẫn là quyết định đem một chiêu này dạy cho diệp lạc cái gì bí mật bất truyền thuật quy củ là chết người có thể là sổ à luân hồi vạn kiếm quyết nghe rất ngạo mạn dáng vẻ ngọc bài vừa vào tay diệp lạc nhất thời liền cảm thấy hào hùng tin tức tràn vào mình đầu góc chương hai trăm tám mươi quần công đại chiêu cảm ơn bạn nhật huy m 59203 để cử. Nơi vì luân hồi vạn kiếm quyết, chính là vận dụng linh hồn lực, ngưng kết thành vô số luân hồi kiếm, từ đó đâm thủng người linh hồn một loại bí thuật. Nghe hết sạch tên chữ cũng biết rất trâu. Hơn nữa cái này cũng xác xác thật thật là táng kiếm thành bí mật bất chuyển. Cửu khiếu linh lung tim, mở. Làm vừa, Diệp Lạc cũng không để ý chung quanh ác linh quấy rầy, trực tiếp bắt đầu cựu tâm quy nhất trạng thái, toàn thân toàn ý đi lĩnh ngộ cái này luân hồi vạn kiếm quyết. Thế gian vạn vật đều có luân hồi, luân hồi lực, mở mịt hư ảnh nhưng lại uy lực vô cùng, là thiên địa lớn nói, vạn vật chi chủ tể luân hồi vạn kiếm quyết khẩu quyết tâm pháp không ngừng ở diệp lạc đầu góc bên trong tháng qua mà cùng lúc đó diệp lạc vậy đang không ngừng lĩnh nộ trước tinh túy trong đó thiên cấp tư chất cùng với vượt xa thường nhân chuyên chú lực làm cho diệp lạc có thể đặc biệt nhanh chóng lĩnh nộ bất kỳ huyền công bí thuật luân hồi vạn kiếm quyết cũng không ngoại lệ lúc này diệp lạc đã từ bỏ hết thể nghĩ bậy toàn thân toàn ý đưa vào ở lĩnh ngộ bí thuật bên trong mặc dù ở thời gian này chung quanh mấy trăm ác linh không ngừng công kích quáy dày hắn nhưng đều bị diệp lạc không nhìn thẳng ngươi nói diệp lạc thật có thể được không Chuyện cho tới bây giờ chỉ có tin tưởng hắn, Diệp Lạc nếu là không được, sợ là hai ta cũng phải chết ở chỗ này. Hai tỷ mọi nhìn cuối cùng, nhưng cũng là không có chút nào biện pháp. Những thứ này ác linh số lượng quá nhiều, căn bản không phải các nàng có thể đối phó. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả hy vọng đều phải muốn ký thác vào Diệp Lạc trên người. Luân hồi vạn kiếm, thật là huyền diệu vô cùng. Không biết qua bao lâu, Diệp Lạc chợt mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt bên trong còn có khó che giấu thần sắc hưng phấn. Không sai, hắn đã là lĩnh nộ luân hồi vạn kiếm quyết mặc dù không có thể làm được duy nhất ngưng kết mười ngàn cầm luân hồi kiếm nhưng phải đối phó những thứ này ác linh ngược lại cũng là đủ rồi luân hồi vạn kiếm quyết một khắc sau diệp lạc trợt vận chuyển lên liền hào hùng linh hồn lực ở sau lưng ngưng tụ ra không dưới trăm cầm luân hồi kiếm hắn thật vẫn luyện thành nhanh như vậy lần đầu tiên thi triển luân hồi vạn kiếm quyết là có thể ngưng tụ như thế nhiều luân hồi kiếm diệp lạc linh hồn kết quả là mạnh bao nhiêu hả à? mắt xem như vậy hai tỷ mỗi lúc ấy liền kinh hãi một mặt các nàng là khiếp sợ tại diệp lạc thiên phú cái này mới qua thời gian bao lâu hắn liền đem luân hồi vạn kiếm quyết học biết. Đây chính là táng kiếm thành bí mật bất truyền, hắn huyền diệu trình độ dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Mặt khác, hai tỷ muội chính là khiếp sợ tại ở Diệp Lạc trên mình thấy được hy vọng. Có lẽ, hắn thật có thể đánh bại những thứ này ác linh. Đám tiểu quỷ, ăn tiểu gia kiếm mưa. Tiếp theo, Diệp Lạc cười lạnh một tiếng, ý niệm chuyển động tới giữa, sau lưng luân hồi kiếm đã là tất cả ra. Vèo, vèo, vèo. Bữa như vậy lúc đó, có lạnh lùng tiếng xé gió không ngừng vang lên, số lượng vô cùng nhiều luân hồi kiếm, mang sắc bén vô cùng khí thế, hướng những thứ này ác linh bay bắn tới hơn nữa đây là chuyên tổn thương linh hồn phi kiếm hơn nữa còn là quân công ô ô ô tiếp theo thì có ác quỷ nghẹn ngào tiếng không ngừng vang lên bất quá lần này nghe vào nhưng là không có như vậy kinh khủng bởi vì đây là bọn họ kêu dên tiếng ở diệp lạc luân hồi vạn kiếm quyết giới bọn họ bị đánh cơ hồ không có sức đánh trả bị đánh trúng một tí linh thể liền một số gần như tan vỡ nếu như lại bị đánh trúng một cái tại chỗ liền sẽ tan thành mấy khói cho nên bọn họ không giam tiến lên nữa từng cái đổi thân hình liền chạy trốn tới vô số đổ nát bảo kiếm bên trong tránh giấu đi. Coi là các ngươi chạy nhanh. Mắt xem như vậy, Diệp Lạc cũng không có muốn truy kích dự định, đuổi chạy liền tốt, vạn nhất đuổi theo, ai biết đồ chơi này sẽ có nhiều ít. Vạn tới một cái cái lợi hại ác linh, may là Diệp Lạc có cựu chuyển thần hồn, cũng không dám chống cự ạ. Cái này thì đuổi chạy. Diệp Lạc ngươi có thể ạ? Coi là thằng nhóc ngươi lợi hại. Mắt thấy vậy, hai tỷ muội không khỏi hướng về phía Diệp Lạc giơ ngón tay cái lên. Diệp Lạc mới vừa biểu hiện, thật sự là có chút để cho các nàng kinh ngạc. Tạm được đi, cũng chính là treo đánh ca ngươi thực lực nghe vậy diệp lạc đặc biệt vô sỉ cười một tiếng trong lòng nhưng là đang suy nghĩ chuyện khác hai ngươi có phải hay không quên mất tiểu gia ta mới vừa rồi làm sao ngược các ngươi lợi hại đây không phải là nhất định sao khen ngươi mấy câu ngươi liền lâng lâng chớ nói chúng ta vẫn là muốn muốn hiện tại phải làm gì đi thấy diệp lạc dáng vẻ hai tỷ mội không khỏi chán có hát tuyến tán loạn lúc này than khổ liền một câu vậy ngươi hay nói chúng ta là tiếp tục đi về phía trước vẫn là đi trở về tính tiếp theo diệp lạc hỏi thật vất vả tới một lần tại sao phải trở về nói không chừng trước mặt thì có bà bối nói thật hai tỷ mội mới vừa còn sợ không được nhưng thấy diệp lạc có có thể đối phó ác linh thực lực sau đó các nàng liền lại nữa sợ như vậy ngược lại là dâng lên đối với táng kiếm cốc nồng nặc hứng thú liền ác linh như thế huyền diệu khó giải thích đồ đều có lại đi vào bên trong đi khẳng định sẽ có bà bối đây chính là các ngươi nói à một sẽ gặp phải nguy hiểm đừng dọa run lẩy bẫy nghe lời ấy diệp lạc không khỏi liếc hai người một mắt hơi có chút không vui nói yên tâm đi chúng ta sẽ ở sau lưng ngươi cho ngươi cố gắng lên gặp nguy hiểm không phải có ngươi đó sao hai tỷ mội le lưới một cái rất là đáng yêu nói tiếp theo ba người liền tiếp tục đi về phía trước hoàn toàn đi vào cái này vô số đổ nát kiếm đống bên trong ở chỗ này mỗi đi tiến một bước diệp lạc đều phải cực kỳ nhỏ tim mặc dù những thứ này kiếm phần lớn cũng gì loan lộ nhưng vậy tuyệt đối không mất sắc bén đây nếu là bị cắt tổn thương cũng không phải là đùa dỡn hơn nữa những thứ này đổ nát kiếm thật sự là quá nhiều có đổ cắm trên mặt đất hình thành cái đế còn dư lại kiếm dứt khoát liền trồng lên ở phía trên thật là giống như là một phiến kiếm rừng rậm vậy không thể không nói cảnh sát nơi này thật vẫn là đẹp ạ à. Diệp Lạc đi tuốt ở đằng trước, nhìn kiếm này rừng rậm, không khỏi được sợ hai than một tiếng. Những thứ này kiếm đan vào lẫn nhau san sát hình thành rừng rậm, lại là có một phen kiểu khác cảm nhận, hơn nữa cái này đáy cốc sáng lên rêu, ngược lại là cho người một loại vô cùng đẹp cảm giác. La sinh đẹp quá, hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có lại nhìn thấy ác linh. Kiếm tổ sau đó đáp liền một câu, nhưng một đôi mắt đẹp vẫn là ở khắp nơi nhìn. Coi như là ác linh, đó cũng là có linh trí, mới vừa bị ta dạy dỗ thảm như vậy, hẳn tạm thời sẽ không lại tới. Diệp Lạc chân mày cau lại, rất là tự hào nói một câu mặc dù ác linh rất lợi hại nhưng vẫn là không có tiểu gia ta lợi hại như vậy ngay tại lúc này một đạo động trời kiếm mang nhưng là lăng thiên chém rơi xuống mà hắn mục tiêu chính là đi tuất ở đàng trước diệp lạc một kiếm này hư không mờ mịt như là không có thật thể vậy thẳng xuyên qua kiếm rừng rậm hướng diệp lạc liền đánh tới công kích linh hồn người nào mắt thấy vậy may là diệp lạc vậy không dám kinh thường lúc này hào hùng linh hồn lực vận chuyển một đạo kim sắt sắt kiếm từ hắn ấn đường rết đi ra ngoài chương hai kiếm linh thiên hồng anh, hai đạo linh hồn công kích ở giữa không trung bên trong đụng nhau, lại là vậy phát ra nổ ầm thanh âm. Thật là mạnh ác linh. Một kích này công kích linh hồn đụng nhau sau đó, Diệp Lạc nhất thời cảm thấy đầu góc một trận ông minh, tuy là không có gì đáng ngại, nhưng chí ít để cho hắn cường đại linh hồn có xúc động. Cái này vậy chính là nói rõ, đạo này công kích tuyệt đối không phải mới vừa màu đen ác linh có thể phát ra. Loài người, rút đi hoặc là chết, chính ngươi làm lựa chọn đi. Tiếp theo, liền có một đạo bóng người từ trên trời hạ xuống, đi tới Diệp Lạc trước người đại khái 20 trượng vị trí. Đây là một cái màu trắng ác linh, và cái khác ác linh bất đồng chính là hắn lại là có hai chân hơn nữa bộ mặt cũng không phải là mơ hồ trọng yếu nhất chính là bên trong tay hắn cầm một cái bảy màu bảo kiếm hơn nữa còn là chân thực tồn tại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trôi này bảy màu bảo kiếm chắc là hắn bản thể cao cấp ác linh sao thật là có chút ý tứ mắt xem như vậy may là lấy diệp lạc định lực cũng không nhịn được sợ hai than một tiếng kiếm ác linh loại vật này nói đến quỷ dị nhưng giống như là như thế quỷ dị diệp lạc cũng là quả thực không nghĩ tới loài người rút đi vẫn là chết ngươi tự lựa chọn thấy diệp lạc cũng không có phản ứng mình màu trắng ác linh lần nữa nói một câu giọng bên trong đã là vô cùng không khách khí thậm chí có thể nói ý định giết người đã là vô cùng rõ ràng xem ngươi cái loại này cao cấp ác linh hẳn có tên chữ chứ thấy vậy diệp lạc chân mày cao lại nhìn qua chút nào muốn rút đi ý cũng không có làm cho đùa ngươi bất quá là một cái kiếm ác linh ngươi để cho ta rút đi ta liền rút đi tiểu ra ta không muốn mặt mũi à tên ta thiên hồng màu trắng ác linh tự xưng gọi là thiên hồng ngược lại là vô cùng phù hợp trong tay hắn chuôi này bảy màu bảo kiếm tuyệt đối không có sai rồi cái này thiên hồng, chính là bảy màu bảo kiếm kiếm ác linh. thiên hồng, ta nếu không phải rút đi đâu. tiếp theo, diệp lạc chân mày hơi nhíu, nhìn về phía thiên hồng tập mắt, đã là có chút không khách khí. nói thật, diệp lạc đối với hắn thực lực, vẫn vô cùng tò mò. giống như là cái loại này hoàn toàn không suy nghĩ thân sắc cùng với linh khí lực lượng, hoàn toàn linh hồn tầng bên trên tỷ thí, diệp lạc vẫn vô cùng cảm thấy hứng thú. vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. ngay vậy, thiên hồng hừ lạnh một tiếng, trong tay bảy màu bảo kiếm lúc này đâm ra, nhất thời một đạo kinh thế kiếm mang hướng diệp lạc phong tới. một kích này là hoàn toàn linh hồn tầng bên trên công kích thật can đảm mắt thấy vậy diệp lạc cũng là quát to một tiếng luân hồi vạn kiếm quyết vận chuyển lập tức ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái màu vàng kim luân hồi sắt kiếm thanh kiếm này hoàn toàn là do diệp lạc linh hồn lực ngưng tụ mà thành tiếp theo diệp lạc nhẹ lật cổ tay liền đem đạo này kiếm mang đón đỡ liền mở không thể không nói cái này thiên hồng trừ thân thể vẫn là màu trắng linh hồn thể còn lại đã cùng loài người cơ hồ không có cái gì khác biệt dung mạo có thể thấy rõ có hai chân thậm chí còn có thể cầm kiếm hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn thực lực còn không yếu. Cái này Táng kiếm cốc, thật đúng là một cái thần khí địa phương. Loài người, nơi này không phải ngươi hẳn tới địa phương, mau rút đi. Mắt gặp nhất kích không có thuận lợi, Thiên Hồng quát lên một tiếng lớn sau đó, liền lần nữa xách bảy màu bảo kiếm hướng Diệp Lạc đánh tới. Mặc dù hắn biểu hiện ác ý tràn đầy, nhưng Diệp Lạc có thể cảm thụ đi ra, cái này kiếm ác linh, tựa hồ cũng không có như vậy ác. Nếu không, hắn cũng sẽ không ba lần bốn lượt yêu cầu Diệp Lạc rút đi. Chân chính ác linh là sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý điều kiện, đi lên chính là giết. Muốn chiến liền chiến, vừa vặn để cho ta xem xem ngươi thực lực như thế nào mắt thấy vậy diệp lạc khỏe miệng dâng lên lau một cái lạnh lùng mỉm cười xách trong tay màu vàng luân hồi kiếm lúc này nên đón cái này táng kiếm cốc bên trong đều là chút gì vật kỳ quái à phụ thân thật biết những thứ này sao ta xem phụ thân cũng chưa chắc biết dẫu sao cái này táng kiếm cốc là cấm xuống mắt xem như vậy hai tỷ mội đều có chút kinh ngạc nhưng lại cũng không giúp được không thông hiểu công kích linh hồn các nàng cho dù đi lên hỗ trợ vậy không đả thương được các linh phân nữa chứ ở phía sau cho diệp lạc kêu dáng lên các nàng tựa hồ cái gì cũng làm không được cái này kiếm ác linh thực lực có thể hạ à? diệp lạc và thiên hồng giao chiến mấy chục hiệp không khỏi được gâm thầm sợ hai than một tiếng ở hắn xem ra cái này thiên hồng thực lực đại khái tương đương với loài người thiên nguyên cảnh tu sĩ nhưng kiếm pháp này nhưng là vô cùng tuyệt diệu mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tùy mình mà động vậy bảy màu bảo kiếm như là có linh tính vậy tổng hội ở xảo quyệt góc độ trên cho diệp lạc tạo thành phiền phái cái này cũng có trách thiên hồng vốn là một cái kiếm linh và mình bản thể phối hợp dĩ nhiên là không chê vào đâu được nói không khoa trương Diệp Lạc thậm chí cảm thấy cái này Thiên Hồng muốn so với Kiếm Thông Thiên còn khó hơn đối phó. Còn như Thiên Hồng, hắn bây giờ ý tưởng cũng giống như nhau. Loài người này tu sĩ, thật là mạnh. Làm là Thiên Hồng kiếm kiếm linh, hắn là có không kém gì loài người linh trí, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối diện loài người này tu sĩ, linh hồn cường độ cao đáng sợ. Thiên. Ngay tại Thiên Hồng suy tính thời điểm, Diệp Lạc nhưng là chợt hai tròng mắt đông lại một cái, một cổ bàng bạc tựa như sóng biển dâng linh hồn lực lượng mãnh liệt ra, hóa thành một chuôi linh hồn sắc kiếm, ầm ầm giết đi ra ngoài. Cái này hai người khoảng cách thật sự là quá gần làm cho thiên hồng căn bản cũng chưa có thời gian né tránh lúc này bị diệp lạc thiên hồn quyết đánh trúng cái này một tí thiên hồng trực tiếp che ngực té xuống bất quá cái này một tí diệp lạc là cố ý giữ lại tay có thể khống chế ở thiên hồng nhưng lại sẽ giết hắn diệp lạc còn có lời muốn hỏi hắn lần này đàng hoàng đi mắt xem như vậy diệp lạc trực tiếp ở chỗ này vận chuyển lên luân hồi vạn kiếm quyết nhưng là đem linh hồn ngưng kết thành một cây dây dài lúc này đem bị thương thiên hồng trói lại đáng giận loài người hoặc là liền giết ta buộc ta là ý gì thiên hồng tuy là hết sức phản kháng nhưng là không chút nào tác dụng hắn bây giờ vốn là linh thể bị thương hơn nữa diệp lạc linh hồn lực ngưng tụ thành dây thừng hắn là thật không có biện pháp nào yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta còn có lên tiếng ngươi đâu diệp lạc khẽ mỉm cười lúc này túi người nhìn về phía thiên hồng linh thể đây cũng là diệp lạc lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem xét một tôn kiếm ác linh màu trắng linh thể thật là linh lung sáng chói mà trừ cái này hắn cơ hồ liền cùng loài người không có gì khác biệt ngươi diệp lạc bên này mới vừa muốn mở miệng hỏi chút gì nhưng là trực tiếp bị kiếm tổ kiếm phá lãng hai tỷ mội cho sông lên cắt đứt thiên hồng ngươi chính là thiên hồng đi ta đối với ngươi tốt xem có chút ấn tượng một 500 năm trăm năm trước dùng bảy màu thép chế tạo bảo kiếm bởi vì không có đạt tới tuyệt thế phẩm chất bị ném vào táng kiếm cốc thật là quá thần kỳ đây rốt cuộc là kiếm linh vẫn là ác linh hai tỷ mội vừa hưng phấn vừa tò mò nhìn về phía thiên hồng mắt đẹp bên trong diễn cảm thật là xuất sắc chương hai trăm tám mươi hai trong truyền thuyết quân chạy kiếm ta nói hai ngươi đánh nhau thời điểm không giúp được gì lúc này như thế tích cực làm gì ta còn có lời muốn hỏi đâu mắt xem như vậy diệp lạc không khỏi hung hăng xoa xoa ấn đường chĩa tay ra đem hai tỷ mội moi kéo sang một bên tiêu ngạo cái gì mới vừa bổn tiểu thư không có cho ngươi dáng lên sao thằng nhóc ngươi cho ta chờ. hai tỷ mội tuy là có chút bị khuất nhưng vậy không có cách nào chỉ có thể yên lặng rút đi ai bảo diệp lạc nói đều là nói thật đâu người kêu thiên hồng đúng không tiếp theo diệp lạc trực tiếp ngồi sồn dưới đất và thiên hồng duy trì giống nhau cao độ mở miệng hỏi nói loài người ngươi hoặc là liền trực tiếp giết ta tốt lắm thiên hồng phản ứng so diệp lạc tưởng tượng còn muốn kịch liệt mắt xem như vậy diệp lạc cũng là hiểu được những thứ này kiếm ác linh đối với loài người cựu hận chỉ sợ không phải lớn như vậy à muốn đến cũng đúng cái này táng kiếm cốc bên trong bị vứt bỏ bảo kiếm thật là không đếm xuể ở mấy chục nghìn năm năm tháng bên trong những thứ này kiếm ôm bị vứt bỏ ai hoán, dần dần tư sinh ra ác linh đối với loài người thái độ có thể tốt liền gặp quỷ yên tâm ta sẽ không giết ngươi chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề ta liền sẽ thả ngươi đi diệp lạc khẽ mỉm cười giọng thật là ôn hòa không có một chút tức giận ngươi nói thật nghe lời nói này thiên hồng không khỏi chân mày cao lại lúc này hỏi một câu hắn tuy chỉ là một linh thể nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không sợ chết ngược lại hắn có thể phải so loài người càng thêm sợ chết một chuôi bảo kiếm là cần vô tận năm tháng cộng thêm cơ hội mới có thể ngưng tụ thành kiếm linh đây chính là cực kỳ không chuyện dễ dàng vậy chính là bởi vì như vậy cho nên thiên hồng sợ chết ta nói chuyện giữ lời chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi tiếp theo diệp lạc chân mày cao lại sau đó tiếp tục mở miệng nói trôi này bảy màu bảo kiếm Chắc là bản thể của ngươi liền chứ? Không sai, ta là Thiên Hồng Kiếm Kiếm Linh." Thiên Hồng gật đầu một cái, trả lời rất là bình tĩnh. "Kiếm Linh, các ngươi là xưng hô mình như vậy sao, không phải là kiếm ác linh sao?" Nghe được Thiên Hồng đối với mình cách gọi, Diệp Lạc không khỏi nhướng mày một cái. "Diệp Lạc một mực lấy là, trước khi màu đen linh hồn thể bao gồm bây giờ Thiên Hồng, cũng hẳn là ác linh đâu. Chúng ta cũng không phải là ác linh, ta biết ý ngươi, ngươi trước thấy được những cái kia màu đen kiếm linh, bọn họ bởi vì thời điểm sinh ra tương đối ngắn, cho nên linh trí vẫn chưa có hoàn toàn mở." đối với loài người địch trí vậy sẽ lớn hơn thiên hồng nhìn ra được diệp lạc nghi ngờ lúc này giải thích một phen thì ra là như vậy vậy ở nơi này táng kiếm cốc bên trong kết quả có nhiều ít kiếm linh nghe lời nói này diệp lạc gật đầu một cái xem ra hắn trước khi cái nhìn còn thật là có một ít sai lầm thành như thiên hồng mà nói bọn họ là kiếm linh mà không phải là ác linh cái gọi là ác linh linh trí là tuyệt đối không cần mở khải đến giống như là thiên hồng loại trình độ này ác linh có chỉ có bản năng giết hại và máu tanh đến không hết táng kiếm cốc một khi có kiếm bị ném nhập nơi này kiếm tổ liền sẽ là hắn mở linh trí từ đó sản sinh ra kiếm linh nói không khoa trường tăng kiếm cốc bên trong có nhiều ít thanh kiếm liền có nhiều ít kiếm linh tiếp theo thiên hồng lời nói ngược lại để cho diệp lạc vô cùng kinh hãi kiếm tổ những thứ này kiếm linh vẫn còn có lao tổ ngươi nói kiếm tổ là các ngươi những thứ này kiếm linh tổ tiên nghe đến chỗ này diệp lạc mở miệng hỏi nói không sai kiếm tổ là tăng kiếm cốc bên trong cái đầu tiên sinh ra kiếm linh cũng chính là hắn dùng hơn mười ngàn năm năm tháng là chúng ta những thứ này bị vứt bỏ kiếm mở ra linh trí cho nên hắn là chúng ta tổ tiên, chúng ta tôn xưng hắn là kiếm tổ. Nói đến kiếm tổ thời điểm, thiên hồng hai tròng mắt bên trong tràn đầy tràn đầy kính trọng thần sắc. Như thế nói, kiếm tổ đã tồn tại hơn 10 ngàn năm. Nghe lời nói này, Diệp Lạc không khỏi kinh ngạc há to miệng. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Kiếm tổ bản thể là cái gì? Cái này kiếm tổ sẽ không phải là, không chỉ là Diệp Lạc, liền liền hai tỷ muội, cũng là bị khiếp sợ không được. Bởi vì các nàng nghĩ tới, tăng kiếm thành một cái truyền thuyết, kiếm tổ bản thể, tên là quân trạch. Quả nhiên là hắn trong truyền thuyết quân trạch kiếm lại thật ở táng kiếm cốc bên trong ông trời của ta a à, cái này nhất định sẽ là táng kiếm thành nhất kính bạo tin tức nghe được thiên hồng lời này hai tỷ mội kinh ngạc há to miệng thậm chí liền con ngươi đều bị khiếp sợ xúc chút thành tựu nuôi trâm các ngươi đang nói gì có thể hay không cho ta giải thích một chút mắt xem như vậy diệp lạc nhưng là đầu góc mơ hồ kiếm tổ coi như sống sót mấy chục nghìn năm thời gian vậy chưa đến nỗi để cho các ngươi kinh ngạc như vậy đi còn nữa quân trạch là cái gì bảo kiếm tại sao phải nói là trong truyền thuyết chuyện này chân thực là quá để cho người kinh hãi ta thật không biết nói thế nào mới phải quân trạch truyền thuyết ở táng kiếm thành bên trong không người không biết không người không hiểu chỉ là ngươi hiện tại để cho ta lại nói ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới phải hai tỷ mội muốn giải thích nhưng là ấp úng không nói rõ ràng vậy thì càng làm cho diệp lạc gấp gáp rõ ràng có một cái táng kiếm thành đại bí mật ở trước mặt mình hai người này lại còn nói không rõ ràng ta nói các ngươi hai cái có thể hay không không muốn treo khẩu vị của ta từ đầu không thể nói sao tiếp theo diệp lạc chân mày nhữ thật chặt đầu tiên là nhìn một cái kiếm tổ sau đó vừa nhìn về phía kiếm phá lãng so sánh với hoạt bát nghịch ngậm kiếm tổ có thể hướng nội lạnh nhạt kiếm phá lãng thích hợp hơn nói câu chuyện này đi vậy ta liền từ đầu nói tới đi mắt thấy vậy kiếm phá lãng gật đầu một cái hít một hơi thật sâu sau đó lúc này mới lên tiếng nói ta táng kiếm thành thành lập tại năm vạn năm trước khai sáng táng kiếm thành người là chúng ta kiếm ra lão tổ kiếm tâm mà đây cái quân trạch kiếm chính là bội kiếm của hắn quân trạch kiếm là một trôi tuyệt thế vô song bảo kiếm nhưng chẳng biết tại sao ở táng kiếm thành bên trong nhưng là tới nay không có ai gặp qua hắn tồn tại quân trạch kiếm một mực chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong trong truyền thuyết táng kiếm cốc chính là kiếm tâm lão tổ dùng quân trạch kiếm nhất kiếm chém ra hơn nữa truyền thuyết còn nói quân trạch kiếm chính là thứ nhất trôi bị táng ở chỗ này bảo kiếm kiếm phá lãng bước lên bước lên nói một chàng diệp lạc cũng coi là nghe rõ ràng liền chút hóa ra cái này quân trạch chính là táng kiếm thành khai sơn lão tổ bội kiếm vậy khẳng định là vô cùng lợi hại coi như táng kiếm thành lão tổ lợi hại không có một cái tuyệt thế thần minh có thể một kiếm chém ra cái này táng kiếm cốc sao không đúng à các ngươi cái này táng kiếm cốc không phải chỉ mai táng các ngươi trong mắt phế phẩm sao cái này quân trạch châu bỏ như vậy tại sao cũng bị chôn táng ở nơi này tiếp theo diệp lạc liền phát hiện chỗ không đúng lúc này mở miệng hỏi nói cái này liền không biết được có tin đồn nói kiếm tâm lão tổ là nhìn thấu thế gian hồng trần cho rằng kiếm chỉ là giết người binh khí cho nên lúc này mới từ bỏ bất quá loại thuyết pháp này có phải là thật hay không ai cũng nói không chừng kiếm phá lãng nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng nhưng là không có cho ra trả lời khẳng định đáp án này sợ là chỉ có quân trạch và kiếm tâm lão tổ mình mới biết chương hai trăm tám mươi ba kiếm tổ tới nói thật lần này táng kiếm cốc cuộc hành trình ngược lại để cho diệp lạc vô cùng kinh hãi hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua ở táng kiếm cốc dưới còn cất dấu lớn như vậy bí mật chứ hơn nữa những thứ này kiếm linh nhưng mà một cổ không kém chiến lược cả phải biết ở táng kiếm cốc bên trong bị trôn kiếm nói ít có mấy triệu cầm đây nếu là mỗi một cái cũng mở ra linh trí ra đời kiếm linh cái này còn liền được thiên hồng các ngươi kiếm linh ở táng kiếm cốc bên trong cũng ở nơi nào nghĩ tới đây diệp lạc mở miệng lần nữa hỏi cái này táng kiếm cốc chính là nhà của chúng ta à? muốn nghỉ ngơi ở đâu đều có thể à? đối với diệp lạc vấn đề thiên hồng ngược lại là không có nghe rõ ràng. ở hắn xem ra đây là một cái đặc biệt ngu vấn đề. kiếm linh lại không giống như là loài người, cư trú còn cần nhà cái gì? bọn họ chỉ là linh thể, muốn lúc nghỉ ngơi chỉ cần ký túc ở bản thể bên trong là tốt cả. À? rõ ràng. diệp lạc còn muốn hỏi chút gì, nhưng vào lúc này bị một tiếng to lớn tiếng quát cắt đứt. loài người, thật là thật nhiều năm cũng không có gặp qua loài người. đạo thanh âm này như một tiếng sấm vậy trên không trung nổ vang ra tới để cho Diệp Lạc nghe rõ ràng, đầu ông ông tác hưởng. Người nào? Tiếp theo, Diệp Lạc chợt ngẩng đầu lên, trong tay luân hồi kiếm đã là nắm chặt, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Từ cái này một giọng nói đi lên xem, hắn liền có thể phán đoán đi ra, chủ nhân của thanh âm này, tu vi thực lực sợ là phải thông này. Kiếm tổ. Là kiếm tổ tới. Mà nghe được cái thanh âm này thiên hồng, lại là cho thấy cực kỳ hưng phấn trạng thái. Chủ nhân của cái thanh âm này, chính là hắn trong miệng táng kiếm cốc kiếm tổ quân trạch. Kiếm tổ, là kiếm tổ tới. Quân trạch kiếm linh sao? Đây chính là kiếm tâm lão tổ bội kiếm à? hai tỷ mội cũng là hưng phấn vô cùng một chút cũng không nhìn ra ý sợ cái này hai cái đại tiểu thư có hay không điểm ý thức nguy cơ hả à? mắt xem như vậy diệp lạc không khỏi chán hát tuyến tán loạn cái này đã là lúc nào rồi là nên hưng phấn thời điểm sao vạn nhất kiếm tổ đối với nhân loại có lý bọn họ ba cái nhưng chính là nguy hiểm à loài người các ngươi có phải hay không đi lộn địa phương tiếp theo có một đạo bóng người từ trên trời hạ xuống đây là một cái ông già dâu bạc tóc hoa dâm hoa dâm dâu mặc dù dung mạo cùng với thân thể cũng vô cùng rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy hắn mặt ngoài thân thể vậy trong lơ đãng lộ ra rung động. Đây cũng là nói rõ, hắn là cái linh hồn thể. Người chính là kiếm tổ. Mắt xem như vậy, Diệp Lạc không khỏi cho mày, trong tay luân hồi kiếm bị hắn cầm thật chặt, đã là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù hắn cảm giác được, mình hẳn xa xa không phải kiếm tổ đối thủ, nhưng nếu là để cho hắn tốt không phản kháng liền bó tay chịu chói mà nói, hắn vậy là tuyệt đối không làm. Đứa nhỏ, ngươi kiếm trong tay, nhưng mà luân hồi kiếm. Kiếm tổ đáp xuống, nhìn về phía Diệp Lạc, khẽ mỉm cười hỏi một câu. Phải thì như thế nào? xem ra ngươi và táng kiếm thành còn có chút quan hệ phía sau ngươi vậy hai cái nhỏ bé gái là kiếm ra người chứ kiếm tổ hiển nhiên là nhận ra diệp lạc trong tay luân hồi kiếm hơn nữa còn nhận ra hai tỷ mỗi thân phận bất quá hắn như cũ chỉ là khẽ mỉm cười để cho người từ hắn trên mình chút nào không cảm giác được sắc khí bất quá càng như vậy diệp lạc thì càng khẩn trương người rốt cuộc muốn thế nào tiếp theo diệp lạc to mày nhưng là một chút cũng không có buông lòng cảnh giác hắn cảm giác được kiếm tổ quân trạch linh thể mạnh đã là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thậm chí mà nói cho dù là mình có cựu chuyển thần hồn cũng không khả năng chống đỡ được kiếm tổ nhất kích đứa nhỏ không cần khẩn trương trước thả thiên hồng chúng ta bàn lại kiếm tổ khẽ mỉm cười sau đó nhẹ nhàng phất tay thiên hồng cứ như vậy thần kỳ từ diệp lạc bên người đi tới hắn bên người hơn nữa trói ở thiên hồng trên mình linh hồn lực dây thừng cũng là biến mất vô ảnh vô tung ngón này cũng đủ để biểu diễn xuất kiếm tổ thực lực cái này thấy một màn này diệp lạc hoàn toàn bối rối kiếm tổ một chiêu này thậm chí đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết đây chính là quân trạch kiếm kiếm linh sao vậy quá mạnh mẽ chứ ngươi nói hắn sẽ hay không ra tay giết chúng ta mà lúc này hai tỷ mội cũng là ý thức được nguy hiểm lúc này nhỏ giọng trao đổi một câu đứa nhỏ để cho ta đi thử một chút ngươi thực lực đi sau đó kiếm tổ khẽ mỉm cười một bước đạp tiến lên hào hùng tinh thần lực sung ra đã là hướng diệp lạc giết đi lên kiếm tổ vẫn là ra tay cựu truyền cùng long huyết cho ta sôi trào một khắc sau diệp lạc không chút do dự nào trực tiếp giải phóng mình huyết mạch mạnh nhất lực cái chán hình dòng ký hiệu đầu đầy màu máu mái tóc dài hơn nữa quanh thân phun trào ra ánh sáng màu vàng khí thế thật là tới một loại đỉnh cấp. Diệp Lạc trong lòng rõ ràng, mình nếu là không ban đầu liền lấy ra mạnh nhất thực lực tới, sợ là cũng chưa có cơ hội. Một khắc sau, Diệp Lạc chợt đôi mắt đông lại một cái, hào hùng linh hồn lực giống như là sóng biển vậy mãnh liệt ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái sắc bén sắc kiếm, hướng kiếm tổ công tới. Thật là mạnh linh hồn lực, bất quá còn không quá đủ dùng. Mắt thấy vậy, kiếm tổ nhưng là cười nhạt, tránh cũng không tránh, sẽ để cho Diệp Lạc thiên hồn quyết, chính diện đem mình đánh trúng. Bữa như vậy, kiếm tổ thân thể chớp động một mảnh rung động, nhưng hắn bộ mặt diễn cảm, nhưng là từ đầu chí cuối không có thay đổi chút nào. Diệp Lạc linh hồn lực tuy mạnh, nhưng là song kiếm tổ không có chút nào tác dụng. Cái này, mạnh hơn chưa ạ? À? Mắt xem như vậy, Diệp Lạc không khỏi nhướng mày một cái, nhưng là không có ý buông tha. Thực vậy, kiếm tổ linh hồn lực mạnh, đã không phải là vượt qua tưởng tượng của hắn, mà là vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi. Nhưng dù vậy, Diệp Lạc như cũ không dự định buông tha. Có một số việc, biết rõ không thể là, nhưng nếu là không kiên trì đến một khắc cuối cùng, ai nào biết rốt cuộc sẽ sẽ không thành công đâu. Coi như chỉ có trong một phần trăm. 0.1% hy vọng, Diệp Lạc vậy kiên quyết sẽ không bỏ rơi. "Thằng nóc, ngươi hẳn còn có mạnh hơn chiêu thức đi, sử xuất ra để cho ta xem một chút đi." Kiếm Tổ mỉm cười, nhưng là không có cần chủ động công kích, ý, hắn đang đợi Diệp Lạc ra chiêu. Hay hoặc là nói, hắn đây là đang dò xét Diệp Lạc. Lại thậm chí nói, hắn đây là đang trêu cợt Diệp Lạc. Đến khi Diệp Lạc lá bài tẩy dốc hết, không có những thứ khác biện pháp thời điểm, Kiếm Tổ liền sẽ độc thủ, lấy thế lôi đỉnh đem Diệp Lạc đánh chết. Như ngươi mong muốn, luân hồi vạn kiếm quyết. Một khắc sau, Diệp Lạc lúc này mở ra cựu truyền thần hồn ngưng tụ mình mạnh nhất linh hồn lực, ở sau lưng ngưng tụ thành ước chừng 200 chuôi luân hồi kiếm. Đây đã là trước mắt hắn, có thể lấy ra mạnh nhất linh hồn lực. Hơn nữa còn là siêu gánh vác. Lần này như thế nào? Lúc này Diệp Lạc, khoe miệng đã là có máu tươi tràn ra, đây là linh hồn lực siêu gánh vác biểu hiện. Chương 284, hướng chết mà sống. Cái này 200 trôi do linh hồn lực ngưng tụ mà thành luân hồi kiếm, mang bén khí thế trôi lơ lửng ở nơi đó, cho người một loại nguy hiểm cảm giác, tựa hồ sau đó một khắc, chúng liền sẽ chen nhau lên, đem hết thảy trước mặt phá hủy thành hư không. Rồi một cái luân hồi vạn kiếm quyết ta đã là có mấy chục ngàn năm không có gặp qua một chiêu này liền à thằng nhóc ngươi rất mạnh ở nhân nguyên cảnh tu vi liền có thể có như vậy linh hồn cường độ đã có thể có thể nói yêu nghiệt kiếm tổ khẽ mỉm cười hai trong mắt bên trong lại là toát ra thần sắc tán thưởng giết diệp lạc cũng không trả lời kiếm tổ mà là lúc này ý niệm động một cái ước chừng hai trăm trôi luân hồi kiếm cùng ra ù đù đùn kéo đến phóng liền đi ra ngoài có chút ý tứ mắt thấy vậy kiếm tổ vẫn không có né tránh cũng không có chống cự hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi công kích đến đây cũng là một phần tự tin ở kiếm tổ đối mặt diệp lạc công kích lúc đó hắn đã tự tin đến có thể chống cự mà hoàn toàn không bị thương Vâng, anh vâng. anh vâng. bữa vâng. như vậy điếc hai tiếng nổ không ngừng vang lên đó là luân hồi kiếm đang không ngừng đánh vào kiếm tổ trên thân hình bất quá hết thệ các thứ này nhưng là không chút nào tác dụng từng trôi luân hồi kiếm giống như là đã chìm vào biển vậy chỉ là nhấc lên một chút gọn sóng lại không có tạo thành thực chất tính tổn thương muốn không muốn như thế mạnh ngươi dù sao cũng cho chút phản ứng à mắt thấy vậy diệp lạc hoàn toàn trợn tròn mắt hắn là biết kiếm tổ rất mạnh nhưng lại không có nghĩ đến kiếm tổ đã mạnh làm đến nước này mình một kích toàn lực thậm chí hoàn toàn không có cách nào làm bị thương hắn cái này liền hơi quá đáng đứa nhỏ công kích này tựa hồ còn chưa đủ hạ ngươi có còn hay không hắn chiêu thức của hắn kiếm tổ cười dọn bên trong tựa hồ cũng không phải là như vậy hài lòng đúng rồi còn có nó đâu như vậy ở nơi này vạn phần chặt lúc gấp diệp lạc chợt văng lên mình túi đựng đồ bên trong trôi này chuyên tổn thương người linh hồn giao găm đây chính là dùng chém hồn tinh chế tạo đặc biệt công kích linh hồn vũ khí có lẽ Màu tím kia dao găm đang cùng loài người tu sĩ thời điểm chiến đấu không phát huy ra bao lớn uy lực. Nhưng vào giờ phút này cầm tới cùng kiếm tổ như vậy linh thể chiến đấu nhưng là thích hợp nhất vũ khí. Chém hồn tinh. Thật là không nghĩ tới, ngươi còn có vũ khí như vậy. Mắt xem Diệp Lạc cầm ra màu tím dao găm kiếm tổ hai tròng mắt bên trong lần đầu tiên toát ra thần sắc khác thường. Bất quá vậy vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt liền biến mất không thấy. Chém hồn tinh mặc dù chuyên chém linh hồn vốn là kiếm tổ như vậy linh hồn thể khắc tinh. Chi tiết kiếm tổ đã là mạnh đến có thể hoàn toàn không thấy chém hồn tinh khắc chế thật nhiều năm không có ra tay hoạt động một chút cũng tốt một khắc sau kiếm tổ chậm rãi lắc lư một tí cổ sau đó vung tay lên mở miệng lần nữa nói thằng nhóc ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một tí cái gì mới thật sự là luân hồi vạn kiếm quyết đi theo kiếm tổ tiếng nói rơi xuống ở hắn sau lưng chợt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn trôi luân hồi kiếm mỗi một trôi đều là do linh hồn lực ngưng kết mà thành là chuyên đánh linh hồn sát kiếm không hổ là luân hồi vạn kiếm quyết lúc này kiếm tổ sau lưng luân hồi kiếm số lượng tuyệt không có ở đây mười ngàn dưới so sánh với diệp lạc mới vừa ngưng tụ vậy hai trăm trôi luân hồi kiếm liền cùng đùa dỡn tựa như cái này cái này còn đánh giam à thấy vậy diệp lạc đầu tiên là liếc bầu trời một cái bên trong ùn đùn kéo đến sắt kiếm lại cúi đầu nhìn xem trong tay mình màu tím dao găm trong lòng không khỏi ý tuyệt vọng nhẹ ra trận chiến này đánh tới nơi này đã là hoàn toàn phân ra được thắng bại công kích này một khi rơi xuống diệp lạc nhưng mà một chút sống sót cơ hội cũng không có hắn linh hồn tại chỗ cũng sẽ bị luân hồi kiếm tiêu diệt sau đó linh hồn mất đi vậy phải làm sao bây giờ chúng ta phải chết ở chỗ này sao xem ra phụ thân không để cho chúng ta tới táng kiếm cốc là chính xác mắt thấy vậy hai tỷ mội cũng là mặt đầy vẻ tuyệt vọng thậm chí đã đứng không vững trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất thằng nhóc còn có di ngôn gì sao kiếm tổ khẽ mỉm cười nhưng là cũng không có gấp công kích không cần di ngôn muốn giết ta thì tới đi không quá ta cho dù chết vậy phải đứng chết diệp lạc mặt đầy đoạn tuyệt đầu góc bên trong nhưng là đang nhanh chóng xoay tròn định tìm ra có thể phá cuộc phương pháp bất quá mặc hắn nghĩ thế nào đi nữa vậy hoàn toàn không nghĩ tới phải làm thế nào phá cuộc từ cục hơn nữa trọng yếu nhất chính là theo kiếm tổ một chiêu này phơi bày ra trung quanh hư không vậy đồng thời bị khóa diệp lạc thậm chí cũng không liên lạc được tống yên nhi giỏi một cái chết vậy phải đứng chết thằng nhóc ngươi cốt khí không tệ nếu như vậy ta liền thành toàn ngươi nghe lời ấy kiếm tổ khẽ to mày hai tròng mắt bên trong toát ra thần sắc tán thưởng giọng nhưng là vô cùng lạnh như băng thực vậy ở kiếm tổ xem ra diệp lạc cái này nhân nguyên cảnh tiểu tử có vượt xa hẳn cái này tu vi linh hồn lực và chiến lực hơn nữa trọng yếu nhất chính là đang đối mặt cục hẳn phải chết thời điểm còn có thể giữ một phần bình tĩnh tâm tính đây mới là nhất đáng quý vèo 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 hàng ngàn hàng vạn luân hồi kiếm hướng diệp lạc và hai tỷ mội phóng liền tới đây tốc độ nhanh làm cho phá vỡ không khí thanh âm hết sức trói thai à à mắt xem như vậy hai tỷ mội đã là sợ nhắm hai mắt lại tựa hồ không muốn nhìn thấy mình chết một chớp mắt kia mà diệp lạc cặp mắt nhưng vẫn chừng thật to đúng vậy hắn còn đang tìm phương pháp phá cuộc chỉ tiếc thời gian đã là không còn kịp rồi vào giờ khác này diệp lạc đầu góc bên trong đột nhiên lóe lên vô số hình ảnh có đã từng là nhớ lại cũng có tương lai ước mơ Mặc dù đã là sắp chết, nhưng Diệp Lạc nhưng cũng không sợ và hối hận. Sớm ở hắn quyết định trở thành tu sĩ khi đó, hắn liền đã làm xong cái loại này chuẩn bị. Chỉ là lúc này, hàng ngàn hàng vạn cầm luân hồi kiếm đã là đi tới khoảng cách Diệp Lạc chưa đủ mười trượng địa phương, chỉ cần một lần nữa hô hấp thời gian, Diệp Lạc linh hồn cũng sẽ bị hoàn toàn xuyên thủng. Thằng nhóc, ngươi thật không sợ chết sao? Như vậy, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc lúc đó, những thứ này luân hồi kiếm, nhưng là miễn cưỡng ngừng lại, mà hết hệ các thứ này, dĩ nhiên là kiếm tổ thủ đoạn. Vù vù, vù vù, vù vù những thứ này luân hồi kiếm còn ở run dậy không ngừng ông minh nhưng là không có lại tiếp tục đi tới không sợ diệp lạc nhìn chằm chằm cái này đẩy trời luân hồi kiếm nó như đinh chém sát không sợ chết không thể nào đâu loài người cũng đều là tham sống sợ chết nghe lời ấy kiếm tổ hài hước cười một tiếng lúc này nói tu sĩ chi đạo vốn là nghịch thiên mà là trong đó gian khổ khốn khổ chết nguy hiểm những thứ này đều là ở khó tránh khỏi tu sĩ phải làm chính là muốn vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy từ bỏ hết thảy sợ hãi ở nghịch thiên trinh đồ bên trên hướng chết mà sống có thể nói nếu là không có hướng chết mà sinh tâm cảnh liền không thể được gọi làm là một cái hợp cách tu sĩ cho nên ta không sợ chết diệp lạc như cũ đứng nguyên ở nơi đó thân thể giống như là một cán cây lao giống vậy cao ngất chương 285, kiếm tổ bí mật diệp lạc một phen tiếng nói quả thực là chấn động kinh động kiếm tổ đồng thời vậy chấn động kinh động kiếm tổ kiếm phá lãng hai tỷ bội cùng với thiên hồng diệp lạc nói rất có lý tu sĩ chính là hẳn trực diện tử vong không sai đây cũng là tu sĩ khóa thứ nhất kiếm tổ kiếm phá lãng hai tỷ bội nghe diệp lạc lời nói sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, hết sức khắc phục sợ hãi trong lòng. Loài người này, cực kỳ lợi hại, như vậy khí phách, ta không bằng. Liên liên xa xa thiên hồng, cũng không nhịn được đối Diệp Lạc khen ngợi đứng lên. Hắn mặc dù là một cái kiếm linh, nhưng linh trí mở rộng trình độ, là cùng loài người không có chút nào khác biệt. Hắn tự nhận, nếu như lúc này đổi mình đứng ở Diệp Lạc nơi đó, là tuyệt không có dũng khí nói ra như vậy tiếng nói. Được, giỏi một cái hướng chết mà sống, nói thật, ngươi thật sự là để cho ta đặc biệt khiếp sợ à? Kiếm tổ hai trong mắt bên trong, tràn đầy vẻ mừng rỡ, lúc này vung tay lên, lại là đem cái này đẩy trời luân hồi kiếm toàn bộ đều lấy đi cái này cái này thì xong chuyện mắt xem như vậy may là lấy diệp lạc định lực vậy nhẫn không thầm thở dài một tiếng minh một phen lại là đem kiếm tổ cho thuyết phục cái này phải chết nguy cơ cái này thì giải trừ chúng ta không cần chết xem ra là như vậy chúng ta không cần chết mắt thấy vậy hai tỷ mội cũng là mừng rỡ như điên sống sót sau hai nạn mừng như điên để cho các nàng thật là hưởng thụ thằng nhóc ngươi vô cùng không tệ một khắc sau kiếm tổ một bước đi tới diệp lạc bên người một đôi giếng cổ không dao động con ngươi cẩn thận quan sát Diệp Lạc, bên trong còn có không giấu được thưởng thức thần xác Chẳng lẽ là ta mới vừa một phen đem người cho thuyết phục. Thấy vậy, Diệp Lạc chân mày cau lại, diễn cảm lộ vẻ được có chút được nước. Tiểu gia ta lại trâu bò như vậy sao? Như vậy cục hẳn phải chết, miễn cưỡng để cho ta dùng ba tấc không hư lưới cho ban trở về. Cũng không có, ta tử vừa mới bắt đầu liền không dự định giết các ngươi. Ta dựa vào. Kiếm tổ kế tiếp một phen, nhưng là để cho Diệp Lạc không nhịn được trực tiếp vang lời thô tục. Lúc đầu cái này đều là mình một phía tình nguyện, người ta tử vừa mới bắt đầu liền không dự định giết bọn họ thua thiệt diệp lạc còn tưởng rằng là công lao của mình đâu cái này cũng có chút lung túng làm cái gì mà ta còn tưởng rằng là diệp lạc cho kiếm tổ nói cảm động chúng ta mới lượm một cái mạng đâu bỏ mặc kiếm tổ có hay không cảm động ta nhưng mà cảm động mắt thấy vậy hai tỷ mội cũng là một trận thổn thức chắc lưới bất quá bỏ mặc nói thế nào cảm giác sống sót sau tai nạn vẫn là rất thoải mái cái đó kiếm tổ tiền bối vậy ngươi mới vừa rồi là đang thử thăm dò ta tiếp theo diệp lạc cau mày hỏi nếu kiếm tổ mới vừa nói mình cũng không có ý muốn giết bọn họ vậy trước khi đủ loại Diệp Lạc cũng chỉ có thể hiểu là là do xét bất quá Diệp Lạc không hiểu phải lấy kiếm tổ thực lực tại sao phải dò xét mình đều ta quân trạch liên tốt kiếm tổ chỉ là chúng ta kiếm linh tới giữa gọi thôi kiếm tổ khẽ mỉm cười tiếp theo lại là trực tiếp ngồi ở trên mặt đất tới đi chúng ta thật tốt trò chuyện một chút ta có mấy chục ngàn năm không có gặp qua loài người vậy thì trò chuyện một chút Diệp Lạc nhướng chân mày lúc này cũng là ngồi xuống quân trạch tiền bối ngài có thể cùng chúng ta nói một chút ngài năm đó câu chuyện sao đúng vậy đúng vậy ngài là kiếm tâm lão tổ bội kiếm tại sao sẽ bị vứt bỏ ở chỗ này đây mắt xem như vậy hai tỷ mội cũng là mở ra máy hát một trái một phải đều ngồi ở liền diệp lạc bên người hai nàng là thật đối quân trạch câu chuyện vô cùng cảm thấy hứng thú nghe được hai tỷ mội mà nói kiếm tổ chân mày không khỏi nhữ lại ai nói ta là bị vứt bỏ ở chỗ này quân trạch tiền bối đây là táng kiếm thành truyền thuyết à. còn không cùng hai tỷ mội trả lời diệp lạc trước nhận lấy nói cha nói thật hắn vậy là vô cùng cảm thấy hứng thú táng kiếm thành khai sơn lão tổ bội kiếm quân trạch rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở táng kiếm cốc bên trong xem ra truyền thuyết cũng không đều là thật ta là năm đó kiếm tâm ở một kiếm chém ra táng kiếm cốc sau đó liền đem ta lưu ở nơi này bất quá hắn cũng không phải là vứt bỏ ta mà là để cho ta ở chỗ này thay thế hắn bảo vệ táng kiếm thành bảo vệ kiếm ra con cháu đời sau nghe lời nói này kiếm tổ tiên là bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó chậm rãi nói tới lúc đầu năm đó hắn xuất hiện ở táng kiếm cốc cũng không phải là bị kiếm tâm vứt bỏ mà là kiếm tâm để cho hắn ở chỗ này thay thế hắn bảo vệ táng kiếm thành cùng với kiếm ra con cháu đời sau loài người tu sĩ coi như mạnh hơn nữa cũng sẽ có thọ nguyên hao hết một ngày nhưng kiếm linh cũng không giống nhau một khi mở linh trí tuổi thọ cơ hồ là vô cùng vô tận bảo vệ táng kiếm thành bảo vệ ta kiếm ra quân trạch tiền bối có thể chúng ta nhiều năm qua như vậy cũng chưa từng có tin tức của ngài ạ à. ở táng kiếm thành truyền thuyết bên trong vẫn là nói quân trạch kiếm đã mất tích có khả năng nhất chính là ở táng kiếm cốc bên trong ạ à. nghe được kiếm tổ mà nói hai tỷ mội không khỏi đại nhữ mày một cái lộ vẻ được có chút nghi ngờ táng kiếm thành ở mấy chục nghìn năm trên lịch sử vậy không phải là không có gặp qua nguy cơ nhưng từ đầu chí cuối mọi người cũng không có gặp lại quân trạch kiếm hoặc là có hắn tin tức xa không nói trăm năm trước đốt tháng tông năm hơn nửa thánh trưởng lao xâm phạm không phải là bị một cái cao thủ thần bí đánh bại sao đó chính là ta làm kiếm tổ vẫn là mỉm cười nhìn qua vô cùng hòa ái năm đó kiếm tâm xin nhờ hắn sự việc hắn làm tốt vô cùng chẳng qua là vẫn luôn ở trong bóng tối không muốn người biết thôi trăm năm trước táng kiếm thành vậy trường kiếp nạn là ngài trợ giúp chúng ta giải quyết ta đã nói rồi năm đó đốt tháng tông năm hơn nửa thánh trưởng lao xâm phạm nhưng là một cái sống trở về cũng không có mọi người đều nói đó là thần tích đâu nghe lời nói này hai tỷ mội nhất thời kinh hãi ở tăng kiếm thành lịch sử ghi lại bên trên trăm năm trước tăng kiếm thành đúng là gặp qua một lần ngập đầu nguy hiểm khi đó tăng kiếm thành tránh sử ở chiến lược thời kỳ giáp hạt giai đoạn đốt tháng tông muốn chiếm lĩnh tăng kiếm thành duy nhất phái ra năm tên bán thánh cảnh thái thượng trưởng lão vốn muốn có thể vững vàng chiếm xong tăng kiếm thành nhưng chưa từng nghĩ cái cuối cùng sống trở về cũng không có mọi người vẫn lấy là đây là lên trời ở chiếu cố tăng kiếm thành nhưng hôm nay xem ra hết thể các thứ này lại là kiếm tổ nơi là quân trạch tiền bối vậy ngươi tu vi tiếp theo diệp lạc hỏi ta tương đương với loài người tu sĩ bán thánh cảnh tu vi kiếm tổ hơi mỉm cười nói nghe được cái này câu trả lời diệp lạc không khỏi chân mày hơi nhíu phải biết kiếm tổ nhưng mà ra đời mấy vạn năm mấy chục nghìn năm tu luyện hắn mới bán thánh cảnh không phải là chân thánh mới đúng sao kiếm tổ bên này hiển nhiên là nhìn thấu diệp lạc nghi ngờ lúc này mở miệng lần nữa nói ta biết ngươi nghi ngờ giống như là kiếm linh cái loại này linh hồn thể tu vi trần nhà chính là bàn thánh thì không cách nào đạt tới chân thánh thì ra là như vậy diệp lạc lúc này mới một bộ bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm chương hai trăm tám mươi sáu giúp ta chuyện bất quá coi như là kiếm tổ chỉ là bàn thánh thực lực kia cũng là cực kỳ kinh khủng bởi vì hắn là một cái chuyên về một môn linh hồn tu vi bàn thánh sợ là giống vậy bàn thánh hẳn đều sẽ không là hắn đối thủ nếu không kiếm tổ cũng không khả năng lấy lực một người tiêu diệt năm tôn bàn thánh cường giả quân trạch tiền bối người biết hiên viên tô sao ngươi và nàng so ai lợi hại hơn một chút tiếp theo diệp lạc cũng muốn hỏi hỏi kiếm tổ cùng mình nhị tỷ ai lợi hại hơn một chút nhưng lời mới vừa mới vừa vừa nói ra miệng hắn liền hối hận mình cái vấn đề này thật sự là quá ngu kiếm tổ chính là mấy chục ngàn năm trước liền sinh ra kiếm linh nhiều năm như vậy cơ hồ không có từ táng kiếm cốc đã đi ra ngoài nơi nào có thể có thể biết nhị tỷ hiên viên tô đâu mạnh nhất bán thánh hiên viên tô cái này thật đúng là một sắc bén vấn đề hả à? bất quá nghe diệp lạc cái vấn đề này sau đó hai tỷ bội ngược lại hứng thú công nhận mạnh nhất bán thánh hiên viên tô cái danh hiệu này các nàng tự nhiên là biết nói thật hai nàng đối với kiếm tổ và hiên viên tô ai hơn mạnh vậy vô cùng có hứng thú hiên viên tô ta cũng chưa từng nghe qua danh tự này bất quá hiên viên ra người có thể đều không phải là dễ trêu hả? nghe lời ấy kiếm tổ khẽ mỉm cười không có cho ra trả lời khẳng định nhưng là nói ra một người để cho diệp lạc có chút bất ngờ trả lời đúng vậy kiếm tổ cũng không nhận ra hiên viên tô nhưng lại biết hiên viên ra quân trạch tiền bối ngươi nói hiên viên ra người không dễ trọng là ý gì nghĩ tới đây diệp lạc tiếp theo mở miệng hỏi nói ở ta cái đó niên đại trên cái thế giới này cường giả vô số nhưng mọi người công nhận bốn cái không thể trêu chọc gia tộc một cái trong đó chính là hiên viên gia kiếm tổ nhàn nhạt nói bốn gia tộc vậy những thứ khác ba cái đâu còn dư lại ba cái theo thứ tự là nhà gia các, tư mã gia cùng với nhà vũ văn bốn gia tộc này chính là lúc ấy mạnh nhất tứ đại gia tộc chính là không biết hôm nay còn có tồn tại hay không kiếm tổ nói tiếp hai tròng mắt bên trong còn lóe lên một chút kỷ niệm thần sắc nhà vũ văn sẽ không phải là ngự thú cung nhà vũ văn chứ đối với diệp lạc mà nói nhà gia cắt và tư mã gia hắn có thể là tới nay chưa có nghe nói qua nhưng nhà vũ văn hắn nhưng mà rất quen thuộc cả tam tỷ ngự thú cung cung chủ vũ văn linh không phải là người nhà vũ văn sao không sai chính là ngự thú cung nhà vũ văn cái này vào năm đó có thể nói là dơ lên trời cự phách ngự thú cung ngự thú quyết nhưng mà tạm thời không hai tồn tại những cái kia vị thần thú một lấy ra cũng đã cực mạnh huống chi còn có ngự thú sư kiếm tổ gật đầu một cái đặc biệt khẳng định nói như thế nói như bức nhất tứ đại gia tộc tỷ tỷ ta liền chiếm một nửa nghe đến chỗ này diệp lạc không nhịn được âm thầm thồn thức chắt lưới liền một phen lao thân phụ à lao thân phụ ngươi đời trước có phải hay không cứu qua đời giới hiên viên gia và nhà vũ văn người phụ nữ đều bị ngươi làm xong à? Quân trạch tiền bối, vậy nhà gia cắt và tư mã gia cũng đều là lợi hại chỗ nào à? Tiếp theo, Diệp Lạc tiếp tục hỏi. Nói thật, hắn đối với kiếm tổ nói tứ đại gia tộc, vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhà gia cắt chính là trận pháp thế gia, mà tư mã gia chính là chú ấn thế gia, cái này tất cả đều là cực kỳ không dễ trọng tồn tại. Kiếm tổ khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, trận pháp thế gia, nên sẽ không. Nghe nói như vậy, Diệp Lạc không khỏi chán toát ra một chuỗi hắc tuyến. Hắn nếu là nhớ không lầm, mình không gặp mặt năm tỷ, chắc là trận pháp đại sư đi, nên sẽ không nàng chính là người nhà ra cắt đi như là như vậy nói vậy mình lao thân phụ vậy thật sự là quá ngạo mạn à được rồi nói tránh sự biết ta mới vừa rồi tại sao không có giết ngươi sao tiếp theo kiếm tổ vô vô diệp lạc bả vai nói không giết ta không phải bởi vì kiếm ra nguyên nhân sao diệp lạc có chút nhớ nhung đương nhiên nói một câu kiếm tổ sở dĩ không nhúc nhích sát tâm không chính là nguyên nhân này sao bởi vì có kiếm tổ và kiếm phá lãng 2 tỷ bội ở ạ à? ngươi cũng không phải là kiếm ra người lý do này không đứng vững kiếm tổ mỉm cười lắc đầu một cái nhìn về phía Diệp Lạc ánh mắt bên trong, cảm giác vô cùng có thâm ý. Tiền bối kêu ý ngươi là? Mắt thấy vậy, Diệp Lạc không khỏi khẽ cau mày, lúc này nhỏ giọng hỏi: "Ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện." "Hỗ trợ? Ta giúp ngươi?" "Tiền bối, ngươi có thể chớ có nói đùa." Kiếm tổ lời kế tiếp, để cho Diệp Lạc rất là khiếp sợ. Mình một cái nhân nguyên cảnh tiểu tử, làm sao có thể giúp bán thánh cảnh kiếm tổ? Nhất định chính là làm cho đùa. "Ta cũng không nói đùa với ngươi, chuyện này, ngươi phải giúp ta." Kiếm tổ khẽ mỉm cười, lần nữa vô vô Diệp Lạc bả vai, đặc biệt nghiêm túc nói: tiền bối nói đùa vậy ta có phải hay không được biết trước ngươi rốt cuộc muốn ta giúp cái gì hả à? thấy kiếm tổ dáng vẻ diệp lạc không khỏi trên mình nổi lên một mảnh nổi da gà hắn luôn cảm giác kiếm tổ để cho mình giúp sự việc sợ có phải hay không rất dễ dàng dáng vẻ ngươi giúp vậy phải rút không giúp vậy phải rút thấy diệp lạc nhăn nhó dáng vẻ kiếm tổ chân mày cũng không khỏi nhữ lại à lại thế nào mang cường ngạnh nghe lời nói này diệp lạc chán không khỏi hát tuyến tán loạn trước mặt kiếm tổ có thể nhìn như cũng không phải là như vậy hòa ai à không giúp cũng được vậy ngươi liền trở đi ở lại táng kiếm cốc cùng ta đi kiếm tổ cười lạnh một tiếng nhìn về phía diệp lạc ánh mắt bên trong có chút không có hảo ý thân sắc vậy ta Giúp đi chuyện cho tới bây giờ diệp lạc cũng biết mình đã không có nơi lựa chọn đây nếu là không hỗ trợ kiếm tổ thật vẫn dễ dàng cầm mình ở lại chỗ này à hơn nữa mình còn không có bất kỳ phản kháng dư lực rất tốt cái gọi là thức thời vụ là tuấn tiệp thấy vậy kiếm tổ gật đầu một cái nhìn qua rất là hài lòng quân trạch tiền bối hiện tại ngươi có thể nói một chút kết quả muốn ta giúp gì liền chứ Diệp Lạc cái chán hắc tuyến vẫn là không có tối lui, luôn cảm giác có một loại muốn nhảy vào trong hố cảm giác. Trước khi kiếm ra tỷ muội mới vừa gài bẫy mình một lần, hiện tại kiếm tổ lại phải lại cái hố mình một lần. Xem ra, họ kiếm cũng không có gì hảo tâm mắt. Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta đem ta hải tử mang đi ra ngoài. Tiếp theo, kiếm tổ nhàn nhạt vừa nói, hai tròng mắt bên trong còn mang khao khát ánh mắt. Ngươi hải tử? Ngươi còn có hải tử? Nghe nói như vậy, may là lấy Diệp Lạc định lực, cũng không khỏi được kinh ngạc há to miệng. Phải biết, kiếm tổ có thể không phải là loài người, hắn chỉ là kiếm linh, là linh hồn thể làm sao vậy có em bé chẳng lẽ nói hắn còn có lão bà thế nào kiếm linh lại không thể có hải từ sao thấy diệp lạc dáng vẻ kiếm tổ nhướng mày một cái nhìn qua không thế nào vui vẻ dáng vẻ à ta không phải ý đó ta là muốn nói ngươi để cho ta mang ngươi hải tử đi ra ngoài là vì cái gì thấy vậy diệp lạc cuốn quýt lắc đầu một cái rất đơn giản ta chỉ là không muốn để cho nàng ở nơi này táng kiếm cốc bên trong sinh hoạt bãi cái thế giới này rất lớn rất xuất sắc nàng hẳn ra đi xem một chút kiếm tổ vừa nói hai tròng mắt bên trong còn để lộ ra một chút tự trách thần sắc. Chương 287, kiếm tổ hài tử. Táng kiếm cốc tuy không nhỏ, nhưng dấu sao chỉ là ngàn trượng lớn nhỏ, nơi này và rộng lớn thế giới so với, vẫn là quá nhỏ quá nhỏ. Mặc dù ở Táng kiếm cốc bên trong, kiếm tổ có thể thật tốt bảo vệ nàng, bảo nàng cả đời không lo. Nhưng kiếm linh tuổi thọ, cơ hội là vô cùng vô tận, cả đời đều ở đây Táng kiếm cốc một phe này tiểu tiên, làm như vậy đối nàng mà nói, không khỏi có chút không quá công bình. Cho nên kiếm tổ ý tưởng chính là để cho Diệp Lạc đem nàng mang đi ra ngoài, mang nàng đi xem một chút cái này rộng lớn thế giới như thế nào suy nghĩ kỹ chưa tiếp theo kiếm tổ mỉm cười nhìn diệp lạc nhàn nhạt hỏi quân trạch tiền bối ta cái này còn có nơi lựa chọn sao diệp lạc bất đắc dĩ vớt tay nói nói thật kiếm tổ cái yêu cầu này không hề coi là quá đáng thậm chí mà nói đối diệp lạc còn có một chút chỗ tốt kiếm linh mạnh mẽ diệp lạc là kiến thức qua hơn nữa vậy còn là kiếm tổ hải tử đây nếu là mang ở bên cạnh mình muốn đến là một cổ vô cùng mạnh mẽ sức chiến đấu đi nói như vậy diệp lạc coi như là chiếm một cái tiện nghi đâu quân trạch tiền bối tại sao không chọn hai ta đâu ta thực lực vậy rất tốt ta nhưng mà thiên nguyên cảnh tu sĩ làm sao vậy so thằng nhóc này mạnh đi mắt xem như vậy kiếm tổ kiếm phá lãng hai tỷ mỗi nhất thời không làm rối rít đứng lên các ngươi tu vi là so hắn mạnh nhưng các ngươi nói thật các ngươi đánh qua hắn sao mắt xem như vậy kiếm tổ khẽ mỉm cười nhìn về phía hai tỷ mỗi hỏi diệp lạc thực lực nhưng mà hắn tự mình nhận định qua đừng nói cái này hai tỷ muội, phỏng đoán thiên nguyên cảnh trong tu sĩ hẳn không có mấy người sẽ là hắn đối thủ đi cái này cũng không thể hoàn toàn cầm thực lực mà nói à ta nhưng mà một cái đúc kiếm sư điểm này muốn đối hắn mạnh đi không sai à bàn về đối kiếm đạo cảm nộ ta khẳng định so với thằng nhóc này mạnh nghe lời nói này hai tỷ bội mặc dù là không có lời nhưng hay là muốn cưỡng từ đoạt lý một phen không nói khác ngay tại trước đây không lâu hai tỷ bội liền bị diệp lạc hung hãn dạy dỗ một phen đánh là thật không đánh lại thằng nhóc này cũng có có thể trở thành một cái đúc kiếm sư hơn nữa ta cảm giác được hắn thiên phú sợ là phải vượt xa các ngươi kiếm tổ như cũng chỉ là mỉm cười không thể nào trở thành đúc kiếm sư cũng không phải là như thế đơn giản nói không sai tối thiểu trong cơ thể phải có ngọn lửa nếu không lấy cái gì đúc kiếm nghe lời nói này hai tỷ mội lập tức nhũ mày hai tay chống lạnh nhìn dịp lạc ngọn lửa đúng không tiểu ra trong cơ thể ta thật vẫn có hơn nữa còn là thiên hỏa thằng nhóc này trong cơ thể nhưng mà có thiên hỏa ạ kiếm tổ khẽ mỉm cười có nhiều ý vị nhìn về phía dịp lạc lấy hắn tu vi dĩ nhiên là nhìn ra diệp lạc trong cơ thể niềm phong thiên hỏa hơn nữa phẩm cấp còn rất cao cấp thiên hỏa không thể nào đâu thằng nhóc này trong cơ thể có thiên hỏa ta không tin thiên hỏa biết bao chân quý toàn bộ táng kiếm thành cũng chỉ ta phụ thân trong cơ thể có thiên hỏa mà thôi nghe lời nói này hai tỷ mội không khỏi kinh ngạc há to miệng thiên hỏa chân quý tất nhiên không cần nói nhiều vốn là tích chữ đời rất ít hơn nữa luyện hóa càng là cựu tử nhất sanh sự việc cho nên nói ở trên thế giới này có thiên hỏa người đúc kiếm sư và luyện đan sư cũng cộng lại sợ là vậy sẽ không quá nhiều thiên hỏa ta thật sự có ạ à? diệp lạc bất đắc dĩ mở ra lòng bàn tay sau đó liền gọi ra liền cựu tiêu thiên lôi viêm đặt ở lòng bàn tay bên trên là thời điểm biểu diễn một sóng thật vẫn là thiên hỏa thằng nhóc này thực lực mạnh thì thôi làm sao còn có thiên hỏa mắt xem như vậy hai tỷ mội không khỏi đĩu môi cặp mắt bên trong nhưng là toát ra cực kỳ thần sắc hâm mộ đây chính là thiên hỏa làm sao tiểu ra ta có thiên hỏa rất hiếm là sao thấy vậy diệp lạc không khỏi liếc hai tỷ mội một mắt một mặt được nước diễn cảm nói ngươi thằng nhóc ngươi được nước cái gì không phải là thiên hỏa sao nói rất hay giống ai hiếm như nhau hai tỷ mội giọng tuy là cương quyết nhưng nội tâm cũng đã thật giống như an tranh một loại chua ở các nàng xem ra diệp lạc không chỉ có thiên phú người tiên thực lực người tiên hiện tại liền liền thiên hỏa đều có thật sự là có chút khi dễ người có đôi lời nói như thế nào không đánh lại ngươi cũng được đi so ngươi có tiền là được có thể bây giờ tình huống phải hai nàng vừa không đánh lại diệp lạc cũng không có diệp lạc có tiền cái này cũng có chút lúng túng không sai ta quả nhiên không có nhìn lầm thằng nhóc ngươi thiên hỏa còn không phải là giống vậy tồn tại đâu mắt xem như vậy kiếm tổ lúc này hài lòng gật đầu một cái đặc biệt bình tĩnh nói nói thật diệp lạc triển hiện ra cựu tiêu thiên lôi viêm thậm chí muốn đôi hắn trước cho là cấp bậc cao hơn không thiếu có thể nói là thiên hỏa bên trong cao cấp cũng không quá đáng vậy vậy rồi thấu hoạt dùng mà thôi diệp lạc làm bộ như đặc biệt khiêm tốn trả lời một câu hai tỷ bội nhất thời không làm đừng cản ta ta muốn đánh chết hắn có thiên hỏa còn làm ra vẻ thiên lý bất dung thực vậy diệp lạc cái này khiêm tốn dùng rất không đúng lúc đổi ai sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi nói như thế nhiều còn không cầm ta hải tử gọi ra đâu nhìn hai tỷ mội phát điên dáng vẻ kiếm tổ không khỏi nhàn nhạt cười liền một câu sau đó mở miệng nói quân trạch tiền bối trước lúc này ta có thể hỏi trước một chút ngài cái này hài tử là làm sao có được sao nghe lời nói này diệp lạc đặc biệt nghiêm túc nhìn về phía kiếm tổ lúc này hỏi một câu kiếm linh là linh hồn thể và loài người là bất đồng những chuyện này và ngươi giải thích ngươi cũng nghe không hiểu kiếm tổ cũng không trả lời diệp lạc vấn đề mà là vung tay lên nhất thời đem trước mặt hắn hư không xé một khối đi ra thanh nhã đi ra đi tiếp theo kiếm tổ liền đem bàn tay đưa vào hư không kẽ hở bên trong còn vừa cười nói một câu Thành nhã đây chính là kiếm tổ tên của hải tử chắc cũng là một trôi bảo kiếm tuyệt thế kiếm linh chứ thật khẩn trương thật khẩn trương ngươi nói kiếm tổ hải tử sẽ là cái gì hình dáng cũng là ban thánh cảnh sao đó cũng không biết bất quá nghe tên chữ cũng cảm giác là một trôi bảo kiếm tuyệt thế mắt thấy vậy diệp lạc cùng với hai tỷ bội rối rít khẩn trương lên bọn họ đối với kiếm tổ hải tử là hình dáng gì đều vô cùng tò mò nhất là diệp lạc hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng thành nhã tu vi kiếm tổ mạnh như vậy hai tử một lần cũng phải là cái đại đế cảnh đi cái này há chẳng phải là nói sau này bên cạnh mình liền nhiều hơn một cái đại đế cảnh đạ thủ thật là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đã biển phụ thân ta tới tiếp theo từ hư không kẽ hở sau đó liền có một đạo bóng người chậm rãi đi ra thanh âm mở mịt linh hoạt kỳ hảo nghe vào là một cái phái nữ thanh âm nhưng lại có một ít nét trẻ con ta dựa vào quân trạch tiền bối ngươi chẳng lẽ là nói đùa cái này là của ngài hải tử nhỏ như vậy bất quá rất nhanh diệp lạc ba người liền lần nữa kinh hãi bởi vì đi ra cái này rõ ràng chính là một cái bé gái chương hai trăm tám mươi tám kiếm linh thành nhã cái này bé gái có thể rõ ràng nhìn ra là một cái linh hồn thể cả người hiện lên từng kia ba quang rung động nhưng lại có như vậy một chút chân thực đây là một cái đại khái năm bé gái sáu tuổi cả người trắng nõn một khuôn mặt nhỏ nhắn trứng hồng du du mắt to trợt tránh trợt tránh nhất là nàng tiểu tóc là ghim hai cái đuôi ngựa bím tóc phối hợp nàng vậy đáng yêu dung nhan thật sự là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh nói như thế nào đây hoặc thoát thoát một đứa bé à cái này cũng thật là đáng yêu chứ đây chính là thành nhã thật đáng yêu mắt xem thành nhã xuất hiện hai tỷ muội lập tức không chịu được cô gái mà đối với đáng yêu đều là không việc gì sức đề kháng cô bé này có chút lợi hại liền ạ à. mà lúc này diệp lạc cũng là chú ý tới thành nhã tu vi mặc dù nói nàng chỉ có thiên nguyên cảnh tu vi nhưng bởi vì là thuần túy linh hồn thể nơi lấy nàng sức chiến đấu đó cũng không phải là giống vậy mạnh chí ít kiếm tổ kiếm phá lãng hai tỷ muội thêm cùng nhau đều không gặp phải là nàng đối thủ phụ thân những người này là ai ạ à? lại xem thành nhã một tí thấy được như thế nhiều người xa lạ còn có chút không thích ứng lúc này giấu ở kiếm tổ sau lưng lôi ống tay háo của hắn nhỏ giọng hỏi thanh nhã ngươi không phải nói luôn muốn đi ra ngoài xem xem sao cái này diệp lạc đại ca ca có thể mang ngươi đi ra kiếp tổ cưng chịu sờ một cái nàng đầu nhỏ sau đó cười nói ngươi có thể mang ta đi ra ngoài nghe lời nói này thanh nhã nháy một tí mắt to nhìn về phía diệp lạc có chút nghi ngờ hỏi nói dĩ nhiên là có thể bất quá ngươi phải nghe lời mới được cả diệp lạc khẽ mỉm cười lúc này nói thanh nhã sẽ rất nghe lời lại xem thanh nhã đầu nhỏ điểm và gà con mổ gạo vậy nhìn ra nàng đối với thế giới bên ngoài thật là vô cùng tò mò thấy thành nhã như vậy kiếm tổ hai trong mắt bên trong không khỏi toát ra một chút tự trách thần sắc diệp lạc thành nhã ta liền giao cho ngươi sau khi đi ra ngoài nhớ giúp nàng tìm một cái bản thể kiếm linh nếu là không có bản thể thì không cách nào trên đời này sống sót quá lâu bản thể thành nhã không có bản thể sao nghe lời nói này diệp lạc ngược lại là có chút kinh ngạc thành nhã chính là ở vô cùng năm tháng bên trong ta một chút linh hồn lực thai ngén mà thành cho nên nói nàng cũng không có bản thể kiếm tổ nói vậy ta hiểu ý quân trạch tiền bối ngươi xin yên tâm Ta cái này vừa vặn có một trôi tuyệt thế bảo kiếm. Nghe được kiếm tổ lời này, Diệp Lạc không do dự liền đáp ứng. Bảo kiếm tuyệt thế bản thân có à, vô phong trọng kiếm không phải là sao? Hơn nữa coi là một tí thời gian, phỏng đoán trở về sau đó, hẳn liền mở đàng hoàng liền nhận, đến lúc đó hơn nữa thành nhã làm kiếm linh, uy lực lại là cường hoành hơn mấy phần. Đã như vậy, ta cũng yên lòng, ta không khác biệt yêu cầu, đối xử tử tế nàng cho giỏi. Thấy vậy, kiếm tổ gật đầu một cái, hai tròng mắt hết sức không bỏ nhìn về Thành Nhã. Yên tâm đi quân trạch tiền bối, chuyện này ta nhất định có thể làm được diệp lạc cũng là gật đầu một cái đặc biệt nghiêm túc trả lời đây coi như là ta thiếu ngươi một cái ân huệ ngày khác ngươi nếu là có khó khăn đại khả tới táng kiếm cốc tìm ta ta sẽ không điều kiện trợ giúp ngươi kiếm tổ vừa nói lần nữa nhìn một cái thành nhã mang không thôi vẻ mặt mang một bên thiên hồng một bước bước chân vào trong hư không đúng rồi các ngươi sau khi đi ra ngoài không muốn đem kiếm linh sự việc nói ra tiếp theo trong hư không vang lên lần nữa kiếm tổ thanh âm từ từ do gần đạt tới xa cuối cùng hoàn toàn biến mất cái này cảm giác có chút nhỏ được lợi à? mắt xem như vậy Diệp Lạc không nhịn được gâm thầm chắt lưới liền một câu. Đây chính là kiếm tổ một cái ân huệ, cái này coi như có chút lợi hại. Phải biết, kiếm tổ tu vi mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng đó cũng không phải là giống vậy bán thánh à. Hắn một cái ân huệ, chắc hẳn là vô cùng đáng tiền. Cô gái nhỏ, để cho tỷ tỷ sờ một cái ngươi có được hay không? Đây là, một bên kiếm tổ thật sự là có chút không nhịn được, lúc này cất bước đi tới thành nhã bên người, chia tay ra, muốn sờ một cái nàng trắng non khuôn mặt nhỏ bé. Không muốn. Thành nhã nhưng là vô cùng kháng cự, lúc này kêu một tiếng, thanh âm bên trong, vẫn tồn tại rất mạnh linh hồn chập chờn. Đến lúc này, kiếm tổ không chỉ có đòi cái không vui, ngược lại là bị Thành Nhã tiếng kêu cho gây ra đầu góc một trận ông minh. Không có biện pháp, Thành Nhã mặc dù nhìn qua nho nhỏ, manh manh, nhưng là thật thiên nguyên cảnh tu vi, hơn nữa ở linh hồn tầng bên trên, hiếu thắng lần trước vậy thiên nguyên cảnh không biết nhiều ít. Thành Nhã, sau này ngươi liền theo ta lăn lộn có được hay không? Mắt xem như vậy, Diệp Lạc cố nén không có lấy cười nhạo kiếm tổ, mà là xoay người lại, nhìn về phía Thành Nhã hỏi: "Đi theo ngươi phối hợp là ý gì?" Thành Nhã nghèo đầu nhỏ, Hiển nhiên là không có nghe rõ ràng Diệp Lạc ý. Chính là, như thế nào cùng ngươi giải thích chuyện này đâu, dù sao thì là cùng ta đi, ta mang ngươi đi thế giới bên ngoài chơi có được hay không? Diệp Lạc gãi đầu một cái, tạm thời cũng không biết nên như thế nào cùng Thành Nhã giải thích chuyện này. Đi ra ngoài chơi được à? Nghe được Diệp Lạc lời này, Thành Nhã lập tức hưng phấn, hai cái tay nhỏ bé không ngừng vỗ tay, nhìn qua khỏi phải nói cao hứng biết bao. Vậy chúng ta cái này thì đi ra ngoài đi. Mắt thấy vậy, Kiếm Phá Lãng đi lên, gọi ra liền mình phi kiếm, cái này liền chuẩn bị sắp đi ra ngoài chúng ta đi diệp lạc gật đầu một cái một bước bước lên phi kiếm rất tự nhiên ôm kiếm phá lăng eo người mặc dù vẫn có một ít kháng cự nhưng kiếm phá lãng cũng là không tiện phát tác dẫu sao diệp lạc còn không sẽ ngự kiếm phi hành mình nếu là không mang hắn đi ra ngoài phỏng đoán hắn vậy không có cách nào đi ra ngoài đây nếu là để cho kiếm phá lãng biết diệp lạc ở trong bóng tối còn có một cái linh hoàng cảnh hộ vệ tống yên nhi sẽ là một bộ như thế nào diễn cảm tăng kiếm thành kiếm các bên trong kiếm thông thiên đã là ba ngày ba đêm cũng không có chớp mắt nhìn qua mặc dù vô cùng mệt mỏi Tập mắt bên trong nhưng lại như cũ lóe lên ánh sáng sắp bén không sai hắn cái này bên trong ba ngày liền một mực ở mai kiếm chứ mai kiếm hắn cái khác cũng không có làm gì lại xem trước mặt hắn nguyên bản hai trượng dài hỗn độn cổ đá đã là bị mài chỉ còn lại có mấy tấc lớn nhỏ biến thành một cái hình chữ nhật hơn nữa góc cạnh rõ ràng hơn nữa hỗn độn cổ thạch màu sắc cũng là có một chút biến hóa thay đổi càng thêm dịch thấu trong suốt giống như là ngọc thạch vậy nước thủy nhuận nhuận vô phong trọng kiếm quả nhiên như trong truyền thuyết vậy cho dù dùng hỗn độn cổ đá khai nhận cũng là như vậy khó khăn kiếm thông thiên vậy lẩm bẩm một bên lau một tí mồ hôi chán lại xem trong tay hắn vô phong trọng kiếm nhận miệng đã là sơ cái quy mô khắp nơi hiện lên u mang đến như vậy cũng chỉ còn dư lại sau cùng tinh tế mài vô phong trọng kiếm là được hoàn thành khai nhận hoàn toàn tiến vào tuyệt thế phẩm cấp kiếm thông thiên ta tới lấy đầu ngươi như vậy ngay tại lúc này ở kiếm thông thiên ngoài cửa nhưng là đột nhiên vang lên một giọng nói chương hai trăm tám mươi chín vô phong khai nhận người nào an tim gấu gắn báo nghe lời nói này kiếm thông thiên không khỏi sửng sốt một chút sau đó ánh mắt ngưng tụ ở cửa vị trí nơi này chính là kiếm các có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện vào tới hơn nữa người này vừa lên tới liền nói muốn lấy đồ mình hiển nhiên đến có chuẩn bị kiếm thông thiên cũng muốn xem xem ở nơi này tăng kiếm thành bên trong là cái nào lớn gan không sợ chết dám ở kiếm các bên trong đối hắn cái này thiếu thành chủ động thủ làm sao tự nói nói để quên tiếp theo kiếm thông thiên cửa phòng bị người một cước đá văng ra sau đó bước đi tới một đạo thân ảnh có thể không phải là diệp là sao diệp huynh ngươi như vậy dọa người không dễ chơi à ta còn lấy là vào thích khách đâu đi lên thì phải đầu ta mắt xem là diệp lạc kiếm thông thiên lúc này thở phào nhẹ nhõm bất quá nhưng là tức giận nói một câu ngươi lời của mình đã nói ngươi có phải hay không quên mấy ngày nay ta vô phong trọng kiếm đâu mở đàng hoàng nhận không diệp lạc vừa nói một bên bước đi vào còn không quên hướng kiếm thông thiên nhìn bên này một mắt quả nhiên vô phong trọng kiếm còn chưa mở nhận hoàn thành nhưng trước kia kiếm thông thiên nói ba ngày thời gian đã đến cái đó còn thiếu chút nữa là tốt nghe lời nói này kiếm thông thiên có chút lúng túng gãi đầu một cái nói thiếu chút nữa cũng là không tốt ba ngày thời gian nhưng mà đến à ngươi còn nhớ ngươi đã nói gì đi nghe vậy diệp lạc chân mày tao lại có chút hài hước hỏi một câu nhớ đâu ba ngày nếu là không có mở tốt nhận ta liền đem đầu cắt đi cho ngươi làm quả bánh ra đá cái này một tí kiếm thông thiên liền càng thêm lung túng ra bỏ là mình thổi đi ra lần này nhưng mà có chút thổi nổi ý vậy thì nhanh đi ta mới vừa cơm nước xong đi ra ngoài đá đá banh vận động một chút mắt thấy vậy diệp lạc lúc này mở ra lòng bàn tay cười đều giả nói nói vậy cũng chờ ta cầm vô phong trọng kiếm mở xong nhận nói sau thôi cái này chỉ thiếu chút nữa liền xong chuyện kiếm thông thiên cũng là không biết làm sao mặc dù hắn biết diệp lạc đây là đang cùng mình làm cho đùa nhưng cuối cùng vẫn là mình quá coi thường liền vô phong trọng kiếm cho dù có hỗn độn cổ đã làm đá mại đao đây cũng không phải là ba ngày là có thể hoàn thành công tác được rồi không cùng ngươi bẩn còn có thời gian bao lâu có thể xong chuyện thấy kiếm thông thiên như vậy diệp lạc cũng sẽ không chọc cười hắn lúc này hỏi một câu tối đa một canh giờ đây là xong chuyện không được cũng không cần ngươi nói ta chủ động cầm đầu đưa cho ngươi kiếm thông thiên hai tròng mắt đông lại một cái tự tin chậm dai nói đây đã là tiến vào sau cùng mài giai đoạn đây nếu là một canh giờ trả hết chuyện không được mình cái này đúc kiếm sư có thể liền thật không cần lan lộn hơn nữa kiếm thông tin nhìn ra cái này vô phong trọng kiếm khai nhận đến hiện ở trình độ này hắn trình độ sắp bén thật là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng cái này nếu như cuối cùng hoàn toàn khai nhận hoàn thành uy lực này có thể thì không phải là lớn như vậy tuyệt thế phẩm giai cấp bảo kiếm là thỏa thỏa k k k ngay sau đó kiếm thông tin liền lần nữa bắt đầu lặp đi lặp lại lại khô khan mại kiếm mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn là làm một chút không qua loa vô cùng nghiêm túc ta nói cái này cục gạch là cái thứ gì trước khi hỗn độn cổ đá đâu diệp lạc nhìn một chút liền phát hiện chỗ không đúng hắn rõ ràng nhớ mình trước khi đi cái này dùng để mài kiếm rõ ràng là một khối thật là lớn hỗn độn cổ đá à, làm sao hiện tại chỉ còn lại cục gạch lớn như vậy nhỏ đồ đây chính là hỗn độn cổ đá à, chỉ bất quá bị mòn mà thôi kiếm thông thiên liền đầu cũng không có nâng lên trực tiếp đáp ba ngày này thời gian hai giải vông hỗn độn cổ đá đã là miễn cưỡng bị xây thành cái bộ dáng này ta trước là nghe nói qua chỉ cần công phu sâu có công mài sắt có ngày nên kim có thể ngươi đây là đá mài đao bị xây thành cục gạch cái này ta vẫn là lần đầu tiên thấy ạ à. nghe lời nói này diệp lạc không khỏi có chút kinh ngạc vô phong trọng kiếm độ cứng đã lớn đến loại trình độ này sao ngươi cũng không xem ngươi cái này vô phong trọng kiếm cứng bao nhiêu ta thật là lần đầu tiên thấy độ cứng cao như vậy kiếm nghe lời ấy kiếm thông thiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái vô phong trọng kiếm năm đó chính là do kiếm nô dùng ngoài bầu trời vẫn thiết chế tạo mà thành chính là bởi vì độ cứng quá lớn cho nên không tìm được thích hợp đá mài đao là hắn khai nhận cái này mới đưa đến kiếm nô mang vô phong trọng kiếm từ táng kiếm thành thoát khỏi đi ra ngoài cái này cũng quả thật Diệp Lạc đáp ứng một tiếng liền không quay dày nữa kiếm thông thiên lúc này khai nhận đã là tiến vào sau cùng giai đoạn kiếm thông thiên cần toàn bộ tinh thần chăm chú tỉ mỉ xem xét vô phong trọng kiếm trạng thái sử dụng tốt được khai nhận góc độ và sắc bén độ cũng đạt tới một cái trình độ cao nhất trình độ k k k trói hai tiếng va chạm âm ở bên trong căn phòng không ngừng vang lên mà mỗi một lần va chạm đối với vô phong trọng kiếm mà nói đều là một lần tăng cường đảo mắt tới giữa một canh giờ thời gian trôi qua thành theo kiếm thông thiên một tiếng hưng phấn tiếng gạo vô phong trọng kiếm một lần cuối cùng đẩy kéo xong thành bữa như vậy lúc đó toàn bộ vô phong trọng kiếm cũng lóe lên liền tin nhảm ánh sáng đó là một đạo ánh sáng màu trắng phóng lên cao coi thường nóc phòng cách trở lại là trực tiếp xuyên thấu đi ra ngoài thẳng tới chân trời bảo kiếm tuyệt thế xuất thế khi có ánh sáng trắng diệu thế mắt thấy cái này đạo cầu sáng màu trắng kiếm thông thiên không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn mặc dù cái này cầm vô phong trọng kiếm không phải hắn chế tạo nhưng sau cùng khai nhận nhưng là hắn độc lập hoàn thành nói thật đây là kiếm thông thiên lần đầu tiên thấy tuyệt thế phẩm giai cấp bảo kiếm ở trong tay mình ra đời làm là một cái đúc kiếm sư đây là để cho người hưng phấn mà vào giờ phút này cái này màu trắng phóng lên cao trùm tia sáng cũng là bị toàn bộ táng kiếm thành người toàn đều thấy được ánh sáng trắng diệu thế đây là có bảo kiếm tuyệt thế xuất thế à chúng ta táng kiếm thành đã có chút năm đầu không có đánh tạo qua bảo kiếm tuyệt thế liền đi cái này cũng không biết là vị nào đúc kiếm sư thiên áng kiếm thành từ bây giờ về sau ta xem ai còn dám nói ta táng kiếm thành xa suốt bên trong thành người dân cùng với đúc kiếm sư môn thấy cái cảnh tượng này rối rít chữ đứng ở tại chỗ mặt đầy cùng kính thần sắc đồng thời lại có một ít tiêu ngạo treo ở trên mặt vô phong trọng kiếm rốt cuộc khai nhận thành công không xem ra kiếm nô chế tạo kiếm quả nhiên là tuyệt thế phẩm giai cấp kiếm các chóp đỉnh táng kiếm thành thành chủ kiếm chết đứng lặng yên ở nơi đó trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ nói thật tăng kiếm thành đã là có mấy chục năm thời gian cũng không có chế tạo ra qua bảo kiếm tuyệt thế mọi người cũng đang nghị luận tăng kiếm thành có thể là muốn xa suốt như vậy mà ngày hôm nay cái này ánh sáng trắng rượu thế thiên địa dị tượng liền hoàn toàn phá vỡ cái loại này trói mắt táng kiếm thành như cũ vẫn là táng kiếm thành bọn nhóc cảm ơn các ngươi vào giờ phút này ở kiếm thông thiên bên trong căn phòng một đạo màu trắng khói mù từ vô phong trọng kiếm bên trong chậm rãi phiêu tán đi ra ngưng tụ ở giữa không trung bên trong hóa thành hình người chương hai trăm chín mươi kiếm này tên kêu khai thiên cái này đạo thân ảnh màu trắng rất rõ ràng chỉ là hư hảo hắn vóc người to con khuôn mặt nhưng là có chút mơ hồ cái này đây là gì ạ à? mắt xem như vậy Diệp Lạc không khỏi kinh ngạc há to miệng, cái này vô phong trọng kiếm mở ra một nhận, lại thế nào xảy ra loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ là vô phong trọng kiếm bên trong kiếm linh? Khẳng định là như vậy. Kiếm Thông Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía trước mặt màu trắng bóng người, một mặt không dám tin dáng vẻ. Ta không biết hắn là cái gì, nhưng khẳng định không phải kiếm linh. Nghe được Kiếm Thông Thiên mà nói, Diệp Lạc nhướng mày một cái, lúc này liếc mắt một cái kiếm Thông Thiên. Kiếm linh tiểu gia ta gặp qua, không dài như vậy. Ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định? Cái này nhất định chính là kiếm linh. Nghe được Diệp Lạc mà nói, kiếm thông thiên vẫn là mặt đầy không thể tin dáng vẻ hắn đã chắc chắn cái này chính là kiếm linh tùy ngươi nghĩ như thế nào dù sao cái này khẳng định không phải kiếm linh diệp lạc rất là không biết làm sao hắn đã đáp ứng kiếm tổ không nên đem táng kiếm cốc kiếm linh sự việc nói ra cho nên hắn chỉ có thể không lời có thể nói nếu kiếm thông thiên cho rằng là như vậy vậy hãy để cho hắn tự cho là đúng tốt lắm ta nói ta thời gian có hạn các ngươi có thể hay không phản ứng phản ứng ta màu trắng bóng người thấy kiếm thông thiên và diệp lạc bởi vì chuyện này ồn ào cái không ngừng nhất thời sắc mặt đen lại không sai hắn chính là sắc mặt đen lại nguyên bản màu trắng mặt lúc này đã là hắc tiền bối ngài là nghe lời nói này diệp lạc lúc này mới có chút lúng túng xoay đầu lại nhìn cái này đạo màu trắng bóng người yếu ớt hỏi một câu quả thật diệp lạc lúc này cũng là cảm giác được đừng để ý cái này màu trắng bóng người là ai như vậy đều có điểm không tôn trọng tên ta kiếm nô thấy vậy màu trắng bóng người lúc này mới nhàn nhạt nói một câu kiếm kiếm nô ngài chính là kiếm nô tiền bối kiếm nô tiền bối thật sự là ngài sao nghe lời nói này Diệp Lạc và Kiếm Thông Thiên đều là trận to hai mắt, mặt đầy không chịu tin tưởng thần sắc. Điều này thật sự là quá rung động. Phải biết, Kiếm Nô đây chính là mấy ngàn năm trước nhân vật, đã sớm chết đi không biết đã bao nhiêu năm. Chính xác mà nói, ta chỉ là Kiếm Nô một chút tàn hồn, ta ký túc ở trên vô phong trọng kiếm, chỉ là vì một ngày kia, có thể thấy nó trở thành bảo kiếm tuyệt thế. Kiếm Nô tàn hồn nhàn nhạt vừa nói, giọng bên trong còn có một chút cảm giác vui mừng. Thật vậy, cái này một món tàn hồn đã ở vô phong trọng kiếm bên trong không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, mấy ngàn năm tâm nguyện, hôm nay rốt cuộc được thực hiện, đây là một loại cảm giác gì sợ rằng dùng lời nói đã là không cách nào miêu tả kiếm nô tiền bối vậy nguyện vọng của ngài hôm nay không phải liền thực hiện sao nghe lời nói này diệp lạc trong lòng cũng là rất có cảm khái nói thật hắn cũng là đánh trong đáy lòng là kiếm nô cảm thấy cao hứng mấy năm trước nguyện vọng rốt cuộc thực hiện bọn nhóc ta thật lòng cảm ơn các ngươi ta chấp niệm đã trừ ở lại chỗ này thời gian không nhiều lắm mấy ngàn năm ta rốt cuộc phải giải thoát kiếm nô tàn hồn ảo ảo cười một tiếng dọn bên trong tràn đầy giải thoát ý hơn nữa lời này vừa nói ra kiếm nô tàn hồn vốn là hư hào tàn ảnh đổi được càng thêm hư hào một phần hắn lập tức phải tiêu tán kiếm nô tiền bối vô phong hiện tại đã nợ nhận ngươi trước có hay không nghĩ xong nó tên mới mắt xem như vậy diệp lạc nhanh chóng mở miệng hỏi nói lại không hỏi kiếm nô tàn hồn liền biến mất một cái nữa vô phong trọng kiếm hiện tại đã là mở nhận đều nữa vô phong thật giống như vậy không thế nào thích hợp kiếm này tên kêu khai thiên kiếm nô tàn hồn khẽ mỉm cười dứt lời những lời này sau đó liền hoàn toàn mở đi đi xuống sau đó một hồi gió nhẹ thổi qua kiếm nô tàn hồn liền dẫn thần sắc vui mừng hoàn toàn tiêu tán ở cái này ở giữa thiên địa khai thiên thật là một cái tên rất hay khai thiên ích, uy lực vô cùng diệp lạc hướng về phía kiếm nô tàn hồn phương hướng nhẹ thi thi lễ không khỏi liễu dĩu liền một câu không thể không nói khai thiên danh tự này thật vẫn là vô cùng thô bạo kiếm nô tiền bối cái này liền đi lại xem kiếm thông thiên một mặt ngây ngốc nhìn kiếm nô tàn hồn biến mất phương hướng tựa hồ có chút không dám tin tưởng vậy kiếm nô tiền bối tâm nguyện đã xong đây cũng tính là một loại giải thoát mắt xem kiếm thông thiên như vậy Diệp Lạc không khỏi vô vai hắn một cái, lúc này an ủi một câu. Bỏ mặc nói thế nào, đây đối với kiếm nô mà nói, cũng là một chuyện tốt. Người nói đúng. Kiếm Thông Thiên đáp ứng một tiếng, nhưng là không nói gì nữa. Hắn dĩ nhiên là biết Diệp Lạc giải thích là đúng, chỉ là hết thảy các thứ này xuất hiện ở trước mặt mình nói, mình vẫn là có chút không cách nào tiếp nhận. Xem ngươi mệt, ngươi mau nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, ta đi trước. Thấy vậy, Diệp Lạc lần nữa vô vô kiếm Thông Thiên bả vai, cầm lên khai thiên cự kiếm, vậy thì xoay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Lạc lại đột nhiên liếc tới kiếm thông thiên trước người khối kia bị mài chỉ có cục gạch lớn nhỏ hỗn độn cổ đá. Đây chính là đồ tốt à, không thể lãng phí à? Đá này ngươi có còn hay không dùng? Nghĩ tới đây, Diệp Lạc lúc này mở miệng hỏi nói. Hẳn không có ích gì, hỗn độn cổ đá độ cứng quá lớn, dùng nó cho cái khác kiếm khai nhận, không đem kiếm phá hủy cũng không tệ. Vậy ta cầm đi à? Nghe lời nói này, Diệp Lạc vậy không khách khí, lúc này vây tay đem vậy cục gạch lớn nhỏ hỗn độn cổ đá thu vào. Đây chính là tốt đồ chơi, độ cứng vượt qua, hơn nữa vô cùng thuận tay. Đại bản gạch như nhau đây nếu là cầm đi âm nhân tuyệt đối là nhất lưu tưởng tượng một tí liền lấy hỗn độn cổ thạch cái này độ cứng cộng thêm bây giờ bị mài góc cạnh rõ ràng đây nếu là ở ai trên đầu tới lập tức chỉ sợ là một cái bể đầu chảy máu đều không ngừng cái này bảo bối tốt diệp lạc phải phải hạ à. tiếp theo diệp lạc liền trở lại táng kiếm thành bên trong mình chỗ ở đầu tiên là đem khai thiên trọng kiếm lấy ra ngoài cẩn thận quan sát liền một tí không sai thật là không tệ cái này khai thiên trọng kiếm làm lần trước cái tuyệt thế đối với bây giờ khai thiên diệp lạc thật sự là một trăm cái hài lòng nghĩ tới đây Diệp Lạc không khỏi đưa tay vớt về một tí khai thiên trọng kiếm thân kiếm. Bữa như vậy, một cổ khổng lồ tin tức hướng Diệp Lạc đầu vóc bên trong tràn vào. Đây là bảo kiếm tuyệt thế từ mang huyền công bí thuật, thập phương thần tránh. Nghe có chút ngạo mạn à? Chỉ chốc lát sau, làm Diệp Lạc hoàn toàn làm theo những tin tức này sau đó, không nhịn được sợ hai than một tiếng. Chỉ tiếc hiện tại mình là ở bên trong căn phòng, không tiện là thí nghiệm một tí một chiêu này thập phương thần tránh uy lực. Nếu không, Diệp Lạc thật muốn bắt trên khai thiên cự kiếm, thật tốt thí nghiệm một phen. Người thẳng nhóc này, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài à? không phải nói xong mang ta đi ra chơi phải không ngay tại diệp lạc đang cao hứng thời điểm ở hắn túi đựng đồ bên trong nhưng là có một đạo linh hồn lực ngưng tụ mà thành thanh âm toát ra kiếm linh thành nhã thiếu chút nữa cầm người quên mất nghe được cái thanh âm này diệp lạc lúc này mới vô hót một cái lúc này đem thành nhã cho gọi đi ra chương hai trăm chín mươi năm trăm tuổi người chuyện gì xảy ra không phải nói xong mang ta đi ra chơi phải không làm sao vừa ra táng kiếm cốc liền đem ta đựng túi trong thành nhã sau khi đi ra liền không vui bị môi nhìn diệp lạc xem nàng vậy đôi long lanh nước mắt to bên trong rõ ràng viết đầy tức giận hai chữ ta đây không phải là cho ngươi đi lấy bảo kiếm sao ngươi xem xem cái này như thế nào diệp lạc gãi đầu một cái có chút lúng túng nói nói thật diệp lạc chính là cầm nàng quên mất đây nếu là thành nhã không nói lời nào diệp lạc thật vẫn ngay tức thì cũng không nhớ nổi cái này kiếm dáng dấp thật là xấu xì si à. nghe được diệp lạc mà nói thành nhã nhất thời đưa mắt đặt ở một bên khai thiên trọng kiếm bên trên chỉ bất quá lấy nàng bé gái ánh mắt tới xem cái này khai thiên trọng kiếm thật sự là xấu xí si. người cái này con mắt gì kiếm này thật là quá ngầu ạ à nghe lời nói này diệp lạc không khỏi chân mày cao lại khai thiên trọng kiếm vô luận là từ góc độ nào tới xem cũng đẹp trai không được được rồi trai thẳng thanh nhã đầu tiên là trận mắt nhìn diệp lạc một mắt sau đó không vui nói trai thẳng liền trai thẳng đi cái này giàu gì cũng là tuyệt thế phẩm giai cấp bảo kiếm muốn hay không muốn mắt xem như vậy diệp lạc cũng tới nóng này lúc này thả ra một câu lời gắt thật là không có biện pháp vậy ta trước hết ở nơi này đi chờ sau này nhớ đổi cho ta một cái xinh đẹp một chút bảo kiếm à nghe lời nói này thanh nhã cũng là không có cách nào lúc này nói một câu liền hướng khai thiên trọng kiếm bay đi không phải ta chỉ là bị quân trạch tiền bối nhờ cầm ngươi mang ra ngoài mà thôi ta có thể không thiếu ngươi hả à? nghe vậy diệp lạc tại chỗ không làm nói đùa với ngươi đâu một chút đều không hài hước thấy vậy thành nhã liếc diệp lạc một mắt không vui nói ta và ngươi còn không quen thuộc đến có thể đùa dỡn bước đi bất quá lúc này diệp lạc nóng nảy nhưng là đã lên tới cũng không phải là ngay tức thì là có thể tiêu tán đi xuống xem ngươi vậy không biết đùa dỡn dáng vẻ mắt thấy vậy thanh nhã cũng sẽ không phản ứng diệp lạc lúc này bắt đầu chuẩn bị dung nhập vào khai thiên cự kiếm bên trong không thể không nói thanh nhã nhìn như bề ngoài là một đứa bé dáng vẻ thật ra thì tâm trí nhưng vô cùng thành thục không nói khác liền nói nàng thời điểm sinh ra dài ngắn chỉ sợ không phải năm sáu năm ngắn như vậy tiếp theo thanh nhã cả người liền hóa thành một đạo lưu quang trận dung nhập vào khai thiên trọng kiếm bên trong vậy chính là bởi vì như vậy khai thiên trọng kiếm trên thân kiếm lần nữa sáng lên một tầng màu trắng long lanh ánh sáng chỉ bất quá lần này ánh sáng chỉ là lưu tại thân kiếm bề ngoài cũng không có hóa thành chùm tia sáng ngất trời mà thôi nhìn qua tựa hồ dung hợp vô cùng thuận lợi. Ta làm sao cảm giác, Khai Thiên Trọng Kiếm thật giống như lại đổi được lợi hại. Mắt xem như vậy, Diệp Lạc không khỏi lẩm bẩm một câu. Hắn cảm giác được, làm thành nhã dung nhập vào Khai Thiên Trọng Kiếm sau đó, giống như là cho Khai Thiên Trọng Kiếm mở linh trí. Không chỉ có phong phú sắc bén, hơn nữa còn nhiều mấy phần linh động. Người sau này không cho phép thanh kiếm đặt ở bên trong túi đựng đồ à? Ở bên trong ta nhưng mà cái gì cũng không thấy được à? Tiếp theo, Thanh Nhã còn không quên nhắc nhở Diệp Lạc một câu. Ta thiếu ngươi. Cái này khai thiên nặng bao nhiêu trong lòng mình không đếm đây chính là hơn 150 kg, ta mỗi ngày vác nó đi. Nghe lời nói này, Diệp Lạc lại không làm. Coi như hắn thân sắc cường hãn, lực lớn vô cùng, nhưng mỗi ngày còn cái hơn 150 kg khai thiên trọng kiếm đi bộ nói, đó cũng là đặc biệt mệt ta. Vậy ta bỏ mặc, ta nếu là cái gì cảnh sắc cũng không thấy được nói, ta sẽ rất không vui vẻ, đến lúc đó ta cho ngươi tìm phiền toái ngươi đừng trách ta. Thanh nhã nhưng là chẳng nó ngàng gì tới, làm vừa mở miệng lần nữa nói. Tới tới tới, ngươi đi ra chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Nghe vậy, Diệp Lạc liền trực tiếp cầm tay háo khoác liền đứng lên, một bộ muốn làm giá dáng điệu đi ra liền đi ra thật làm buồn tiểu thư sợ ngươi còn có thể chịu được liền đánh ta ta xem ngươi là làm sao khi dễ đứa nhỏ thấy vậy thành nhã không chút do dự nào làm vừa liền từ khai thiên trọng kiếm bên trong ngưng hóa ra thân hình đứng ở diệp lạc trước mặt khi thế chút nào không kém nói ngươi ngươi rốt cuộc bao lớn thành nhã một phen để cho diệp lạc nẹn tạm thời không nên nói cái gì cho phải bất quá diệp lạc ngược lại là vô cùng chắc chắn thành nhã tuyệt đối không giống như là nhìn qua năm sáu tuổi bé gái năm sáu tuổi bé gái nào có như thế sẽ sợ người coi như và diệp lạc nói thành nhã đã mấy chục tuổi diệp lạc cũng sẽ không chút do dự tin tưởng thế nào ta bao lớn và ngươi có quan hệ sao nghe vậy thành nhã hồng nhữ mày một cái hiển nhiên không có cần nói cho diệp lạc ý không nói cũng được nhưng ngươi khẳng định không phải năm sáu tuổi diệp lạc có chút không biết làm sao nhưng vẫn là chắc chắn nói ai nói cho ngươi ta mới năm sáu tuổi ta đã năm trăm tuổi thành nhã nhìn diệp lạc liếc miệng nói ánh mắt kia giống như là ở xem một người ngu như nhau nam năm trăm tuổi vậy ngươi làm sao dáng dấp nhỏ như vậy nghe lời nói này Diệp Lạc không khỏi kinh ngạc há to miệng. Thành Nhã lại đã 500 tuổi, điều này thật sự là vượt ra khỏi Diệp Lạc tưởng tượng bên trong. Bất quá như đã nói qua, người nha 500 tuổi, làm sao bề ngoài còn là một năm 6 tuổi bé gái à? Cái này không hợp với lẽ thường à? Ta chỉ thích cái này bề ngoài không được sao, lộ vẻ được trẻ tuổi. Thành Nhã lần nữa liếc Diệp Lạc một mắt, có chút không vui nói. Như thế nói, người bây giờ bề ngoài là người tận lực trở nên. Vậy ngươi vốn là bề ngoài là dạng gì? Nghe được Thành Nhã lời này, Diệp Lạc ngược lại là một hạ hứng thú. Nông cạn loài người, tổng là thích dùng bề ngoài đi phán xét một người nếu ngươi nghĩ như vậy xem ta diện mạo như cũ vậy thì cho ngươi xem coi được thanh nhã hồng nhữ mày một cái như là có chút không biết làm sao dứt lời trên mình liền toát ra xương trắng đi ra theo xương trắng càng ngày càng nhiều vậy làm cho nàng cả người đều bị bọc lại đợi đến xương trắng tàn đi thanh nhã bóng người lần nữa hiện ra cũng đã là thay đổi một bộ dáng lúc này nàng giống như là 20 tuổi cô gái mặc một bộ màu hồng nhạt trường bảo dung mạo tuyệt đẹp vóc người cao gầy hoặc thoát thoát một cái mỹ nhân tuyệt thế nhất là nàng vậy một đôi như nước mắt đẹp bên trong thật là anh khí bức người giống như tồn tại kiếm khí bén nhọn vậy ngược lại là cho người một loại kiểu khác mỹ cảm cái này ngươi lúc đầu dài cái bộ dáng này nói thật diệp lạc lại một chút nhìn ngây ngẩn hắn có thể là tới nay không nghĩ tới thành nhã thân là một cái kiếm linh lại dáng rất đẹp như vậy xem đủ chưa ta liền nói loài người đều là nông cạn đi thấy diệp lạc xem hướng ánh mắt mình thành nhã không khỏi hồng nhữ mày một cái vừa nói một bên lại huyễn hóa thành cô bé bề ngoài cảm giác bị gạt à? mắt xem như vậy diệp lạc không khỏi hung hăng xoa xoa ấn đường rất có một loại nhảy vào trong hố cảm giác hắn nguyên bản xem thành nhã là cái bé gái hẳn sẽ tốt hơn dạy dỗ nói không chừng ngày sau còn có thể thành vì mình một lớn sức chiến đấu đâu nhưng hôm nay xem ra nhưng căn bản không phải như thế chuyện xảy ra người ta cũng 500 tuổi hơn nữa rất tinh minh chương 292, lên đường đi vạn đăng cốc diệp lạc thậm chí cảm thấy mình đây là cho mình tìm một oan gia hả à? cái này cuộc sống về sau sợ là sẽ không tốt lắm diệp lạc thậm chí cảm thấy mới vừa vậy người mỹ nữ tuyệt thế chắc không phải nàng muốn là khuôn mặt tưởng tượng một tí một cái ra đời 500 năm kiếm linh, hẳn là một bộ bộ giá gì? Diệp Lạc biểu thị mình không tưởng tượng nổi. Ta có thể nói cho ngươi à, ngàn vạn không muốn nghĩ vớ vẩn, ta vốn là khuôn mặt chính là như vậy. Như là nhìn thấu Diệp Lạc ý tưởng, Thành ngã cao mày nói một câu. Ánh mắt kia bên trong tựa hồ muốn nói, ngươi nếu dám đem lão nương tưởng tượng thành một cái bà cụ, ngươi nha nhất định phải chết. Không. Không có nghĩ vậy như vậy thì rất tốt. Diệp Lạc hung hăng xoa xoa ấn đường, nhưng là không nói gì nữa. Hắn thật thì không muốn sẽ cùng Thành Ngã ồn ào. Mấu chốt là có chút không cãi lại à? đều nói và người phụ nữ không thể nói phải trái mà và một cái phái nữ kiếm linh liền càng thêm nói không thông đạo lý ta nghỉ ngơi trước nhớ không nên đem ta bỏ vào bên trong túi đựng đồ ạ à. dứt lời thanh nhã liền hóa thành một luồng quang mang sắp nhập vào khai thiên trọng kiếm bên trong ta cờ mở nở ta đây không phải là cho mình mời một cái tổ tông sao lần này kiếm tổ thiếu ta nhân tình cũng lớn mắt thấy vậy diệp lạc nhất thời cảm thấy đầu có chút đau xoa xoa ấn đường sau đó liền tìm một cái ghế ngồi xuống hắn hiện tại có thể phải suy nghĩ thật kỹ mình tiếp theo muốn làm gì vô phong trọng kiếm đã khai nhận hoàn thành biến thành khai thiên trọng kiếm vậy mình ở táng kiếm thành vậy liền không có chuyện gì tiếp theo chính là muốn đi vạn đan cốc tham gia vạn đan đại hội nói thật diệp lạc mặc dù đối với mình thiên phú rất là tự tin nhưng đối với mình thuật luyện đan nhưng là không có quá nhiều tự tin dẫu sao đây là một môn cần kinh niên mệt mọi tháng luyện tập mới có thể đạt tới độ cao nhất định mình tự học biết luyện đan sau đó nói cho cùng cũng chỉ luyện qua như vậy mấy ngày mà thôi coi như không có được hạng nhất hạng cũng không thể quá lần đi tốt nhất để cho tứ tỷ cho ta ma quỷ đặc hấn một tí nghĩ tới đây diệp lạc không khỏi lẩm bẩm một câu cái này còn là hắn lần đầu tiên chủ động muốn ma quỷ đặc hơn đâu diệp lạc ngươi có ở đó hay không chúng ta tới tìm ngươi ngay tại diệp lạc suy tính thời điểm ngoài cửa đột nhiên vang lên kiếm tổ kiếm phá lãng hai tỷ mỗi thanh âm nhưng mà còn không cùng diệp lạc trả lời hắn cửa cũng đã bị một cước đá văng các ngươi đến nỗi vậy cái này cũng không cần hỏi ta có ở đó hay không liền chứ mắt xem như vậy diệp lạc chán không khỏi hát tuyến tán loạn nhìn qua mặt đầy không biết làm sao cái này hai cái đại tiểu thư làm sao cũng tới mới vừa ánh sáng trắng thế là kiếm ngươi khai nhận tạo thành đi, có phải hay không bảo kiếm tuyệt thế. Mau để cho ta xem xem. Bất quá hai tỷ muội hiển nhiên không có cần phản ứng diệp lạc ý, chỉ là một sức lực hỏi hắn bảo kiếm tuyệt thế sự việc. Ở trên bàn đâu, tự đi nhìn đi. Diệp Lạc khoát tay một cái, rất là tùy ý đáp liền một câu. Tiếp theo, hai tỷ muội liền đi tới bàn trước mặt, cẩn thận quan sát khai thiên trọng kiếm tới. Quả nhiên là bảo kiếm tuyệt thế, cái này phong phú cảm, cái này sắc bén cảm, coi là thật xứng với tuyệt thế xương vị. Không chỉ có như vậy, ta cảm giác chế tạo kiếm này vật liệu, sợ không phải giống vậy chân quý ạ. À cái loại này độ cứng vật liệu ta vẫn là lần đầu tiên thấy hai tỷ mội đều là đúc kiếm sư tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó bất phàm khai thiên trọng kiếm là một trôi thứ thiệt bảo kiếm tuyệt thế hơn nữa ở bảo kiếm tuyệt thế bên trong vẫn là thuộc về phẩm cấp rất cao như vậy xem đủ chưa bên trong nhưng còn có người ngủ đây đừng cho nàng đánh thức mắt xem như vậy diệp lạc làm vừa hảo tâm nhắc nhở một câu đây nếu là cầm bên trong thành nhã đánh thức phỏng đoán lại phải là một trận cãi vả thành nhã đã dung nhập vào cái này bảo kiếm tuyệt thế bên trong vậy hay là để cho nàng yên lặng đi ngủ chúng ta nhỏ giọng một chút nghe lời nói này hai tỷ mội lập tức đem thanh âm hạ thấp xuống thật giống như rất sợ cho thành nhã đánh thức vậy thấy một màn này diệp lạc không khỏi nhướng mày một cái xem xem kẻ ngu vậy nhìn hai tỷ mội ánh mắt kia tựa như nói hai ngươi liền yêu tim tràn lan đi còn thật làm nàng là cái năm sáu tuổi bé gái coi như hai ngươi số tuổi cộng lại cũng không có nàng số tuổi lớn không đúng hai ngươi ra ra số tuổi cũng không có nàng lớn đi thôi bồi chúng ta đi ra ngoài một chuyến tiếp theo kiếm tổ đi tới diệp lạc bên người nhàn nhạt hỏi một câu tựa hồ là vô cùng lý sở ứng làm không đi à ta cái này cũng phải đi diệp lạc nhướng mày một cái làm vừa cho nàng cự tuyệt diệp lạc cái này cũng là nói thật hắn vốn là cũng là chuẩn bị muốn lên đường đi vạn đan cốc cũng không thời gian tiếp tục ở táng kiếm thành ở lại ngươi phải đi đi nơi nào à nghe lời nói này kiếm tổ đại nhữ mày một cái hỏi vạn đan cốc cả à, ta vốn chính là đi ngang qua táng kiếm thành tới đây cho bảo kiếm khai nhận ngươi còn thật làm ta chuyện gì cũng không có à tiểu ra ta nhưng mà rất bận rộn diệp lạc xoa xoa ở đường có chút bất đắc dĩ nói một câu vạn đăng cốc ngươi nên sẽ không cần đi tham gia vạn đan đại hội chứ chẳng lẽ ngươi còn là một luyện đan sư nghe được diệp lạc mà nói hai tỷ bội không khỏi có chút kinh ngạc bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng diệp lạc trong cơ thể có thiên hỏa không làm luyện đan sư nói liền có chút lãng phí làm sao ta nhìn như không giống như là luyện đan sư thấy hai tỷ bội dáng vẻ diệp lạc không khỏi nhữ mày làm sao tiểu ra ta không giống luyện đan sư xem thường ai đó chúng ta không có cái ý này vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường hai tỷ bội hỏi tiếp nói đương nhiên là lập tức lên đường thời gian có hạn à diệp lạc cao hào cười một tiếng làm vừa nói một câu như vậy à vậy ngươi một đường đi được rồi vậy ngươi còn biết hay không trở về tới tăng kiếm thành tìm chúng ta chơi nghe được trả lời khẳng định hai tỷ mỗi lộ vẻ được có chút thất vọng làm vừa hỏi một câu có thời gian đi ta khẳng định trở về tìm các ngươi vậy thì một lời đã định từ táng kiếm thành đến vạn đăng cốc là có chuyên môn truyền thống pháp trận cũng đúng lúc giảm bớt diệp lạc người đi đường thời gian dựa theo diệp lạc kế hoạch đến vạn đăng cốc sau đó mình đầu tiên là phải tìm được tứ tỷ cầm vạn đan đại hội sự việc hỏi rõ sau đó chính là phải chuyên cần luyện tập mình một chút thuật luyện đan dẫu sao muốn tham gia vạn đan đại hội coi như trình độ không được vậy dù sao phải lâm trận mài thương một chút đi vạn đan quốc ở vào bốn nước hợp vây trung ương vùng nhưng cái này bên trong nhưng là không thuộc về bất kỳ một nước là hoàn toàn độc lập tồn tại nhưng dù vậy bốn quốc chi bên trong không có một cái dám đánh cái này trung ương giải đất chủ ý còn như nguyên nhân vậy vô cùng đơn giản ở thế lực của nơi này bọn họ là một cái cũng không treo chọc nổi mà vạn đan quốc chính là một cái trong số đó nơi này là khắp thiên hạ luyện đan sư thánh địa có vô số luyện đan sư ở trên cái thế giới này đắc tội ai cũng không nên đắc tội luyện đan sư bởi vì luyện đan sư lực hiệu triệu đem sẽ xa xa vượt qua người tưởng tượng chương hai trăm chín mươi ba không lừa gạt ngươi hả à? vạn đan cốc ở vào hai tòa núi lớn nguy nga trung gian thấp lõm vùng cái này hai ngọn núi lớn một tòa tên là dương đan phong một tòa tên là âm đan phong nếu như từ bên ngoài nhìn vạn đan cốc bất quá là một nơi hang núi nhỏ mà thôi chiếm đất sợ là mấy ngàn trượng cũng không có bất quá ngươi nếu như nghĩ như vậy thì thật sai hoàn toàn bởi vì ở thung lũng này trung ương nhất, có một nơi cao 99m, rộng 10 trượng to lớn ánh sáng màu trắng cửa, đó mới là Vạn Đan Cốc chân chính lối vào. Mà bên trong là tự thành nhất giới. Vào giờ phút này, ở nơi này màu trắng to lớn cửa ánh sáng trước mặt, có một người mặc đồ trắng, lưng đeo to lớn trọng kiếm thanh niên, đang hướng cái này cửa ánh sáng đi tới. Người này, có thể không phải là Diệp là sao? Cái này Vạn Đan Cốc cũng quá khí phái à, muốn không muốn đem cửa tù lớn như vậy ạ? À? Diệp Lạc Ngước nhìn to lớn cửa ánh sáng, không khỏi phát ra xúc động. Đây cũng là Vạn Đan Cốc liền đi bên trong nhất định phải thường có ý tứ đây là diệp lạc đầu góc bên trong nhưng là đột nhiên vang lên thành nhã thanh âm từ trong giọng nói không khó nghe ra thời khắc này nàng vô cùng hưng phấn một lát tiến vào ngươi có thể cho ta thành thật một chút à, đừng cho ta gây phiền thoái nghe vậy diệp lạc chân mày không khỏi nhữ lại hắn là thật sợ vừa vào đến vạn đăng cốc thành nhã liền không khống chế được mình mặc dù cái này cũng có thể hiểu dẫu sao nàng đã là ở táng kiếm cốc bên trong sinh sống năm trăm năm đối đãi ngoại giới hết thể sự vật đều có tỏ mỏ mánh liệt tim Ta biết, ngươi còn thật làm ta năm tuổi đứa nhỏ à, ta trong lòng hiểu rõ. Thành Nhã không nhịn được đáp trả lời một câu, tiếp theo liền đem một chút linh hồn lực từ khai thiên trọng kiếm bên trong lan tràn ra, cẩn thận nhìn trước mặt phong cảnh. Ngươi tốt nhất như vậy, nếu không ta cầm ngươi ném hồi táng kiếm cốc đi. Mặc dù Thành Nhã nói rất là chắc chắn, nhưng Diệp Lạc luôn có một loại người phụ nữ này không thể tin cảm giác. Tiếp theo, Diệp Lạc liền tiếp tục đi về phía trước đi qua. Ở màu trắng quang trước cửa, đã là có rất nhiều người ở xếp hàng tiến vào, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một quả lệnh bài, ngược lại để cho Diệp Lạc có chút tò mò cái này sẽ không phải là tiến vào vạn đan cốc cần thiết lệnh bài chứ tứ thì thật giống như không có cho ta à mắt xem như vậy diệp lạc làm vừa ở mình túi đựng đồ bên trong một bữa lục soát nhưng là không có tìm được cái loại này lệnh bài đây nếu là và diệp lạc phỏng đoán như nhau cái này coi như có chút lúng túng xin lấy ra một tí lệnh bài rất nhanh liền xếp hàng diệp lạc hết thệ và hắn phỏng đoán như nhau quả nhiên là cần muốn lệnh bài này lúng túng cái đó ta là tới tham gia vạn đan đại hội diệp lạc gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói chuyện cho tới bây giờ chỉ có trước tìm cái lý do chui vào hơn nữa nói nhảm nếu không ta và ngươi muốn cái gì lệnh bài tham gia vạn đan đại hội cần vạn đan cốc lệnh bài nếu không không thể đi vào phụ trách giữ cửa là hai cái người mặc đồ trắng thanh niên ngực còn thêu một cái lò luyện đan ký hiệu không cần hỏi nhất định là vạn đan cốc đệ tử cái này ta lệnh bài hẳn là thất lạc có thể hay không để cho ta đi vào trước thấy vậy diệp lạc cao mày do xét tính hỏi một câu ngươi cảm thấy thế nào khi chúng ta vạn đan cốc địa phương nào và ngươi câu nói đầu tiên muốn đi vào sao nghe lời nói này quần áo trắng đệ tử chân mày vậy nhữ lại giọng rất là cương quyết cái này vậy phải làm sao bây giờ cái này một tí diệp lạc nhưng mà tạm thời không có cách nào trực tiếp đánh vào đi sợ là sẽ trêu chọc đến không cần thiết phiền thoái nói thẳng đan đế là tỷ ta chỉ sợ sẽ có cùng nhau ra vẻ hiểm nghi trước mặt có thể hay không nhanh lên một chút à, phía sau nhưng mà cũng chờ đâu không có lệnh bài liền chớ đi vào vạn và đan đại hội có thể không phải là người nào cũng có thể vào mắt xem trước mặt diệp lạc chậm chạp không có đi vào phía sau xếp hàng những người này khó tránh khỏi phát ra một ít kêu ca không có lệnh bài ngươi liền đi trước đi đừng chậm trễ người phía sau đi vào mắt xem như vậy quần áo trắng đệ tử cũng là mặt đầy không nhịn được làm vừa thúc giục một câu thúc giục cái gì cái này có thể hay không chứng minh ta thân phận tiếp theo diệp lạc mở ra bàn tay mình lấy ra mình thiên hỏa hy vọng như vậy có thể chứng minh mình một chút luyện đan sư thân phận thiên thiên hỏa thằng nhóc này lại có thiên hỏa hơn nữa cái này thiên hỏa nhìn qua phẩm cấp còn không coi là thấp đâu mắt xem như vậy phía sau xếp hàng đám người ngược lại có chút kinh hãi có thiên hỏa và luyện đan sư cơ hồ là có thể coi như nhau thiên hỏa không tệ bất quá ngươi đây là muốn chứng minh cái gì mắt thấy vậy quần áo trắng đệ tử đầu tiên là một hồi kinh ngạc sau đó liền khôi phục bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu chứng minh ta luyện đan sư thân phận à lần này ta có thể vào liền chứ diệp lạc chân mày cao lại làm vừa hỏi một câu cũng không thể tới vạn đan có người cái nào không phải luyện đan sư bất quá hiện tại chỉ có có tư cách tham gia vạn đan đại hội luyện đan sư mới có tư cách vào đi quần áo trắng đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái làm vừa vô tình cự tuyệt diệp lạc thỉnh cầu cũng có nói hay chưa lệnh bài liền không thể đi vào ngươi có phải hay không nghe không hiểu nói nghe không hiểu cũng được đi lấy ra thiên hỏa là mấy cái ý để cho chúng ta chỗ sao ta hoài nghi thằng nhóc này ở làm ra vẻ hơn nữa ta chứng cớ đầy đủ cũng đừng cản ta để cho ta lên đánh chết hắn cái này một tí phía sau xếp hàng đám người tâm trạng đã là dậy rồi diệp lạc không chỉ có làm trễ mãi rất thời gian dài hơn nữa còn lấy ra thiên hỏa cái này ở bọn họ xem ra thuần thuần chính là ra vẻ thật là làm cho người không nhịn được người rốt cuộc có thể hay không tìm được lệnh bài không tìm được trước hết để cho người phía sau tới trước tiếp theo quần áo trắng đệ tử có chút không nhịn được nói thật ra thì ta không chỉ là một cái luyện đan sư lại là đan đế trung ly nhu đệ đệ chính là nàng để cho ta tới vạn đan cốc ngươi liền mập mạp ngươi vào đi thôi diệp lạc đây cũng là thực ở không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mang ra tỷ tỷ cái này vạn đan cốc đều là các nàng trung ly ra lần này tiểu ra ta có thể vào liền đi ngươi chẳng lẽ là điên rồi đan đế đệ đệ thua thiệt ngươi cũng có thể nghĩ ra được nghe lời nói này quần áo trắng đệ tử nhất thời sửng sốt một chút sau đó chính là không ngừng được cười lên ta không lừa gạt ngươi à ta thật sự là đan đế đệ đệ diệp lạc rất là không biết làm sao làm sao mình nói thật cũng không được đâu tốt lắm ta tới hỏi ngươi ngươi kêu gì quần áo trắng đệ tử hỏi tiếp nói diệp lạc ngươi nên sẽ không muốn nói ngươi chính là bốn nước tranh bá cuộc so tài hạng nhất diệp lạc chứ nghe nói như vậy quần áo trắng đệ tử lần nữa cười lên hơn nữa nhìn thấy được hàng này cười còn dáng vẻ rất vui vẻ không sai chính là ta ạ à? nói thật diệp lạc bây giờ thật là bất đắc dĩ tự nói không có một câu nói láo làm sao trước mặt cái này quần áo trắng đệ tử chính là không tin đâu làm Diệp Lạc cũng muốn xông tới đánh hắn một trận. Ngươi đi thôi, không có lệnh bài ta là sẽ không để cho ngươi đi vào. Thật lâu sau đó, quần áo trắng đệ tử lúc này mới cười xong nói tiếp. Ta nói đều là thật à? Ngươi đi cầm đan đế gọi ra, chẳng phải sẽ biết ta nói thật hay giả sao? Diệp Lạc nhướng mày một cái, hiển nhiên đã là có chút không thế nào cao hứng. Chương hai trăm chín mươi bốn, thoải mái nhất chính là đánh mặt. Ốu tả, đan đế là tôn quý bậc nào tồn tại, cũng là ngươi cái loại này hàng giả có thể thấy. Ta khuyên ngươi mau rút đi, không nên trêu chọc ta vạn đan cốc. Nghe được Diệp Lạc mà nói quần áo trắng đệ tử cũng không biết là bị động tiêu gân làm vừa lại là nổi giận đi nhanh đi chả ngươi là diệp lạc bốn nước tranh ba cuộc so tài hạng nhất diệp lạc ta gặp qua không ngươi lớn như vậy lúc này diệp lạc sau lưng một tên luyện đan sư vô vô diệp lạc bà vai lạnh lùng nói một câu ngươi gặp qua diệp lạc lần này diệp lạc nhưng mà có chút mơ hồ người này tình huống gì ta và diệp lạc là huynh đệ tốt thường xuyên ở uống rượu với nhau đâu người này vậy chẳng nói ngàng gì tới làm vừa liền nói một câu sương mù cờ mờ ngươi lời này ta thật đúng là không thể nào phản bác cả nghe lời nói này diệp lạc chán không khỏi một trận hát tuyến tán loạn tiểu ra ta biết ngươi sao làm sao liền huynh đệ tốt còn cùng uống quá rượu nói đúng ngươi đi nhanh đi không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ ngươi nếu là đan đế đệ đệ vậy ta chính là đan thánh con trai không sai diệp lạc và ta quan hệ cũng không tệ căn bản cũng không ngươi lớn như vậy có cái đầu tiên mở đầu còn dư lại xếp hàng người vậy rối rít nói bất quá nói thật là phía đông một cước phía tây một cước kia kia đều không kể bên à. nghe diệp lạc đã là một đầu hát tuyến nhất thời liền không bình tĩnh đều nói biết ta ta làm sao không biết ta còn có như thế nhiều bạn tốt đâu có nghe hay không ngươi nếu như không đi nữa ta sẽ phải kêu người bắt ngươi lại đến lúc đó chọc vạn đăng cốc ngươi hẳn biết sẽ có hậu quả gì không nghe được thanh âm của mọi người quần áo trắng đệ tử hơn nữa chắc chắn diệp lạc là một cái ăn nói bừa bãi người làm vừa giọng băng lạnh xuống con bà nó ta còn cũng không tin thật liền là thật giả chính là giả thấy vậy diệp lạc làm vừa không làm trực tiếp ở túi đựng đồ bên trong là tìm muốn tìm ra một cái có thể chứng minh thân phận mình đồ đi ra tìm đi tùy tiện tìm, tìm ta đây muốn xem ngươi có thể cầm ra cái gì đổ tới mắt xem như vậy quần áo trắng đệ tử cũng không ngăn cản diệp lạc mà là một mặt hài hước nhìn hắn hắn nóng này ta đây muốn xem xem ngươi túi đựng đồ này bên trong rốt cuộc có vật gì hắn mới vừa rồi lấy ra thiên hỏa lần này nên sẽ không móc ra đan dược tới đi chớ để ý xem náo nhiệt thì xong rồi không chỉ là quần áo trắng đệ tử phía sau xếp hàng đám người cũng là mặt đầy hài hước vẻ mặt nhìn như chua sót lại xem diệp lạc một bên sầm mặt lại một bên ở mình túi đựng đồ bên trong lục soát nói thật hắn bây giờ thật là vô cùng tức giận đồng thời vậy cảm giác chuyện này vô cùng nói chuyện vớ vẩn mình lại muốn tìm đồ tới chứng minh mình thân phận thật là không có so với cái này càng xà đạo cầm cái thứ gì đi ra tốt đây bất quá diệp lạc hiện tại nhưng là có chút lung túng mình túi đựng đồ bên trong đồ thật sự là quá nhiều nhưng nếu là nói tiêu tiểu đồ có thể chứng minh mình thân phận diệp lạc ngay tức thì còn thật không có nghĩ đến nguyên như thế phiền toái làm gì để cho ta đi ra ngoài trực tiếp cầm cái này trắng quần áo giết được yên tâm ta bảo đảm không người có thể nhìn ra hắn là chết như thế nào ngay tại lúc này diệp lạc đầu góc bên trong đột nhiên vang lên thành nhã thanh âm nàng lại đề nghị trực tiếp giết chết cái này giữ cửa quần áo trắng đệ tử ngươi có thể được rồi cái này nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi đây là muốn cho ta chọc hơn phiền thoái lớn diệp lạc không hề nghĩ ngợi tại chỗ liền trực tiếp cự tuyệt thành nhã đề nghị ngươi nếu là nói muốn đánh hắn một trận diệp lạc cũng có thể không chút do dự đáp ứng nhưng phải nói trực tiếp giết chết hắn vẫn là được rồi nói thế nào đi nữa cái này quần áo trắng đệ tử cũng là vạn đàn quốc đệ tử mà diệp lạc nhưng mà trung ly nhu đệ đệ cái này tương đương với giết nhà mình đệ tử chuyện này diệp lạc có thể không làm được các ngươi loài người chính là phiền thoái vốn là có thể đơn giản giải quyết sự việc nếu không phải là gây ra như thế phức tạp thấy vậy thành nhã không khỏi than khổ liền một câu liền không nói gì nữa ngươi cái kiếm linh biết cái gì thoải mái nhất không phải trực tiếp giết người mà là muốn hung hăng đánh mặt hắn diệp lạc xem thường vẫn ở chỗ cũ túi đựng đồ bên trong không ngừng lục soát ta nói ngươi còn có thể không có thể tìm được không tìm được ta coi như hâu người bắt ngươi hả? À. mắt xem diệp lạc nửa ngày cũng không có cầm ra đồ tới quần áo trắng đệ tử lúc này không nhịn được thúc giục một câu thúc giục cái gì ta đã tìm được nghe lời nói này diệp lạc ngẩng đầu lên hung ác trợn mắt nhìn quần áo trắng đệ tử một mắt lúc này mới vây tay từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một thứ vật phẩm đó là một tôn lò luyện đan chỉ bất qua cái này lò luyện đan quanh thân tràn đầy trước ánh sáng toàn thân phơi bày ra màu xanh ra trời nếu như nhìn kỹ lại liền tựa như có thể ở lò luyện đan này bên trong lĩnh ngộ vô tận thiên cơ vậy đây cũng là chiếc tứ tỷ trung ly nhu đưa cho diệp lạc lò luyện đan cũng là bản thân nàng thường xuyên sử dụng lò luyện đan tên đeo thiên cơ cái này một tôn lò luyện đan có thể nói đang luyện đan sư bên trong là không người không biết không người không hiểu tồn tại thiên thiên cơ đan lô điều này sao có thể chứ mắt thấy vậy quần áo trắng đệ tử cái đầu tiên kinh ngạc hắn miệng há thật to một hai con ngươi lô đã là ngay tức thì giúp thành mũi châm lớn nhỏ cái này cái này sẽ không phải là thiên cơ đan lô chứ đây không phải là đan đế chuyên dụng lò luyện đan sao tại sao lại ở đây trong tay người chẳng lẽ hắn nói đều là thật hắn thật sự là đan đế đệ đệ nếu hắn liền đan đế chuyên dụng lò luyện đan đều lấy ra chẳng lẽ nói hắn thật sự là diệp lạc bốn nước tranh ba cuộc so tài hạng nhất Lúc này, xếp hàng đám người cũng nhìn thấy Thiên Cơ Đan Lô, làm là luyện đan sư bọn họ, làm sao có thể không nhận được cái này một tôn lò luyện đan đâu. Trước Diệp Lạc nói là đan đế đệ đệ, đám người còn chưa tin, nhưng hôm nay đan đế chuyên dụng Thiên Cơ Đan Lô xuất hiện ở trong tay hắn, cái này chẳng lẽ còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Hơn nữa cái này có thể là đan đế đưa cho Diệp Lạc. Thử nghĩ một tí, đan đế đó là cái gì tu vi, bán thánh cảnh tu vi, hơn nữa tuyệt đối là bán thánh bên trong đứng đầu tồn tại. Nếu như không phải là nàng chủ động đưa, chẳng lẽ còn có thể là Diệp Lạc trộm? đây quả thực là không thể nào sự tình phát sinh như thế nào hiện tại ta có thể chứng minh ta thân phận đi mắt xem đám người kinh ngạc diễn cảm diệp lạc một bộ hánh diện dáng vẻ đứng ở quần áo trắng đệ tử trước mặt lớn tiếng hỏi có thể có thể quần áo trắng đệ tử gật đầu một cái có chút lúng túng nói hắn thậm chí đều cảm giác được mình trên mặt đã đau rát nhiều người nhìn như vậy mình giống như một người ngu như nhau nghi ngờ diệp lạc thân phận sau đó lại bị hung hăng đánh mặt thật sự là mất mặt lớn tiếng một chút ta không nghe được bất quá diệp lạc nhưng một chút muốn ý bỏ qua cho hắn cũng không có tiếp tục lớn tiếng truy vấn một câu ông xin lỗi là ta có mắt không trọng không biết ngài chính là đan đế đệ đệ quần áo trắng đệ tử thong xuống trước đầu ngẩng cao lô nói năng có khí phách nói chương hai trăm chín mươi lăm tứ đại gia tộc chiếm ba cái vạn đan cốc chính là thiên hạ này tất cả luyện đan sư thánh địa. trong đó có một tôn đan đế chính là trung ly nhu nhưng ở đan đế bên trên còn có một tôn đan thánh trung ly vân tâm đây chính là thứ thiệt chân thánh cảnh cường giả đây chính là chân chân chánh đứng ở cái thế giới này luyện đan đại lộ cực điểm người rất nhanh Diệp Lạc và Trung Ly Nhu liền đi tới vạn đàn các lầu cuối, đàn thánh Trung Ly Vân Tâm Trô ở cửa phòng. Nói thật, Diệp Lạc là vô cùng khẩn trương, dẫu sao đây chính là đàn bên trong thánh, chân thánh cảnh cao nhất cường giả. Dạ. Mẫu thân, Diệp Lạc tới. Đi tới cửa phòng, Trung Ly Nhu lại không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở cửa, cung kính xin chỉ thị một câu. Chỉ chốc lát sau, bên trong nhà truyền ra một đạo như thiên lại bản thanh âm, "Là Lạc Nhi tới à, các ngươi vào đi." Vừa đi vào gian phòng, Diệp Lạc liền thấy được ở nơi này gian phòng trung ương nhất, để một tôn cổ đồng sắc lò luyện đan, mà ở lò luyện đan bên cạnh đứng một người mặc đồ trắng cô gái không cần hỏi đây nhất định chính là đan thánh trung ly vân tâm thật là đẹp không thể không nói trung ly vân tâm dáng dấp thật sự là đẹp như thiên tiên nàng có một tấm trắng non tựa như mỹ ngọc gương mặt một hai sao quang sáng trói mắt đẹp chỉnh tề mái tóc bị tự nhiên bàn khởi giống như là một vị bầu trời tiên tử vậy chút nào không nhiễm trần gian phiền não người chính là lạc nhi quả nhiên và diệp thiên phong có mấy phần giống nhau cái đó lao bất tử trung ly vân tâm đầu tiên là nhìn về phía diệp lạc khoe miệng nổi lên mỉm cười nhàn nhạt, dọ mặc dù ôn nu ôn hòa nhưng cuối cùng vậy mấy chữ có thể thì không phải là cái ý này tứ tỷ ngươi không nói đan thánh nóng này rất tốt sao xem ra thật giống như không phải có chuyện như vậy ạ à. nghe lời nói này diệp lạc không khỏi nổi lên một đầu hát tuyến hướng về phía bên người trung ly nhu nhỏ giọng hỏi không thể mẫu thân đối người khác đều rất ôn nhu trung ly nhu nhưng là cười nhạt không chút nào bởi vì trung ly vân tâm lời nói mà cảm thấy kỳ quái mình cái này đan thánh mẫu thân tựa hồ chỉ có ở nhắc tới diệp thiên phong thời điểm mới biết đổi được như vậy lạc nhi ngươi không cần thần trương, chúng ta lên đồng lứa người sự việc sẽ không dính dấp đến ngươi có lẽ là nhìn thấu diệp lạc khẩn trương trung ly vân tâm lần nữa ôn nhu mở miệng dọn lại lại như vậy tưởng hòa yên tĩnh ta biết đan thánh tiền bối thấy vậy diệp lạc lúc này mới thở dài một cái vỗ ngực một cái đáp Đều ta đan thánh tiền bối có phải hay không có chút quá khách khí lại xem trung ly vân tâm bên này tựa hồ là đối với diệp lạc đối mình gọi có một ít nhỏ ý kiến vậy ta gọi ngài mẹ ngôi thấy vậy diệp lạc chân mày cao lại do xét tính hỏi một câu ha ha tiếng xưng hô này tốt đứa nhỏ miệng còn ngọt vô cùng xem ra mẹ nuôi không cho ngươi điểm lễ ra mắt đều có chút không nói được cả nghe lời nói này trung ly vân tâm làm vừa mỉm cười cười một tiếng nhìn qua tâm tình khá vô cùng dáng vẻ mẹ nuôi xem ngài nói gì vậy lễ vật không lễ vật không trọng yếu mấu chốt là ngài vui vẻ là được rồi nghe vậy diệp lạc cũng là vui vẻ ra mặt làm vừa xoa xoa tay lòng rất là vô sỉ nói một câu đây là lời gì muốn lễ vật cứ việc nói thẳng ngươi nha còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao mẹ nuôi vậy không thứ tốt gì nơi này là ta ngày thường luyện chế đang ăn dược ngươi nếu là không chê liền lấy đi tùy tiện ăn ăn một lần đi thấy Diệp Lạc dáng vẻ, Trung Ly Vân Tâm càng bị trêu chọc bật cười, làm vừa hướng Diệp Lạc ném qua một cái túi lượng đồ. Cái này, đây cũng quá nhiều đi. Diệp Lạc nhận lấy túi lượng đồ, vậy không khách khí, làm vừa mở ra dò xét một tí. Cái này không xem không sao cả, vừa thấy chính là dọa cho giật mình à? Cái túi lượng đồ này bên trong đan dược, tràn đầy bước lên bước lên đóng đọng lại thành núi nhỏ, nhìn một cái căn bản là không nhìn ra kết quả có nhiều ít. Mẹ ơi, cái này, đây đều là ngài luyện chế. Tiếp theo, Diệp Lạc yếu ớt hỏi một câu. đều là trong lúc ranh rỗi luyện chơi, ngươi cầm đi tùy tiện ăn không đủ sẽ cùng mẹ nuôi muốn, mẹ nuôi cái này cái khác không có, đan dược bảo đảm đủ. Trung Ly Vân Tâm làm vừa mỉm cười cười một tiếng, nhìn Diệp Lạc ôn nhu nói, đủ rồi đủ rồi, cảm ơn mẹ nuôi. Nghe vậy, Diệp Lạc làm vừa hướng về phía Trung Ly Vân Tâm nhẹ thi thi lễ, nụ cười trên mặt đã là có chút không khống chế nổi. Trước không nói những đan dược này số lượng lớn do người, liên chỉ nói cái này luyện chế đan dược chính là đan thánh, cũng đã đủ do người. Phải biết, coi như là bình thường nhất cấp một linh khí đan, nếu để cho một cái phổ thông luyện đan sư và đan thánh phân biệt luyện chế, vậy phẩm chất nhưng mà sẽ có trời đất phân chia gì cũng không nói tiểu gia ta trong túi lượng đồ đan đế luyện chế đan dược có thể đào thải bắt đầu từ hôm nay tiểu gia ta chỉ ăn đan thánh luyện chế đan dược đúng rồi lạc nhi ngươi và ngươi mấy cái khác tỷ tỷ cũng thấy qua sao tiếp theo trung ly vân tâm mở miệng lần nữa hỏi chư đại tỷ và năm tỷ cũng đã thấy qua diệp lạc gật đầu một cái làm vừa đáp ngươi đại tỷ hiện tại hiện đang bế quan chắc hẳn cùng nàng xuất quan hẳn sẽ đến tìm ngươi nhưng ngươi năm tỷ không nên à nàng hẳn là có rảnh rỗi à nghe lời nói này Trung Ly Vân Tâm không khỏi hồng nhữ mày một cái, như là nhớ ra cái gì đó sự việc như nhau. À, vậy ta 5 tỷ ở đâu? Nên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe lời nói này, Diệp Lạc nhất thời trong lòng cả kinh. Dựa theo Trung Ly Vân Tâm lời hiểu, 5 tỷ nếu như không có chuyện gì, hẳn đã sớm đến tìm mình mới đúng a. À? Vậy những lời này ngược lại hiểu, há không phải là 5 tỷ xảy ra chuyện rồi. Mẫu thân, ngươi liền đừng dọa hù dọa Diệp Lạc, ngũ mọi người kia ngươi cũng không phải không biết, một khi điều nghiên dậy trận phát tới, nàng nhưng mà căn bản không nhớ nổi chuyện khác. Thấy Diệp Lạc dáng vẻ, Trung Ly nhu không khỏi cười nói, nói đúng, vậy đứa con nít nhỏ và nàng mẫu thân như nhau, đều là con một sách, các nàng gia cắt gia thật giống như đều là như vậy. Một khi điều nghiên dậy trận phát tới, coi như bên ngoài trời long đất lở, các nàng cũng sẽ không có cảm giác. Nghe vậy, Trung Ly vân tâm vậy mỉm cười gật đầu. Gia cắt gia, như thế nói một trong tứ đại gia tộc gia cắt gia, thật đúng là ta năm tỷ. Nghe lời nói này, Diệp Lạc làm vừa kinh hô một tiếng. Trước hắn nghe kiếm tổ nói tứ đại gia tộc thời điểm, còn thật kinh ngạc. Bởi vì trong tứ đại gia tộc mặt, Hiên Viên gia và Vũ Văn gia cũng có quan hệ tới mình không nghĩ tới hiện tại liền ra cắt ra cũng cùng mình liên hệ quan hệ còn kém một cái tư mã ra không nghĩ tới ngươi còn biết tứ đại gia tộc đâu bất quá ngươi nói không hề hoàn toàn đúng ở coi lời này còn có rất nhiều cũng không thế sự gia tộc vậy rất mạnh tiếp theo trung ly vân tâm khẽ mỉm cười nói nói thí dụ như trung ly gia diệp lạc chân mày cao lại có thể nói như vậy trung ly gia mấy đời cũng say mê tại thuật luyện đàn có thể nói là không tham dự các thế lực lớn tranh đấu nhưng nếu là bản về toàn thể thực lực cũng là không thua tứ đại gia tộc trung ly vân tâm gật đầu một cái tiếp đó tiếp tục nói lạc nhi ta nghe nhu nhi nói bên trong cơ thể ngươi có thiên hỏa bày ra để cho mẹ nuôi xem xem được rồi chương hai trăm chín mươi sáu thử nghiệm luyện chế đan dược cấp ba tiếp theo diệp lạc không chút do dự nào làm vừa mở ra mình lòng bàn tay đem cựu tiêu thiên lôi viêm gọi đi ra đây là một đoá đỏ đến cực hạn ngọn lửa trong đó còn có lôi đỉnh lực không ngừng nói lên được tốt vô cùng lại là cựu tiêu thiên lôi viêm xem ra ngươi đang luyện đan thuật lên thiên phú chút nào không thua tỷ ngươi hả à. mắt xem như vậy may là lấy trung ly vân tâm định lực cũng không nhịn được sợ hai than một tiếng cựu tiêu thiên lôi viêm mặc dù cũng không phải là uy lực cường đại nhất thiên hỏa nhưng lại là công nhận thích hợp nhất luyện đan ngọn lửa mẹ nuôi quá khen ta thuật luyện đan này thật là không đáng giá để ra diệp lạc nhìn như khiêm tốn đáp trả lời một câu trên thực tế nhưng là nói nói thật thuật luyện đan của hắn thật chỉ có thể sách một tí lại hơn một tí cũng sách không ra ngoài bởi vì thật chưa ra hình dáng gì từ tiếp xúc thuật luyện đan tới nay diệp lạc luyện đan số lần đều là có thể đến được coi như hắn như thế nào đi nữa thiên phú chắc tuyệt cũng không khả năng thành tựu quá cao hả khoảng cách vạn đan đại hội còn có một đoạn thời gian đoạn thời gian này ngươi liền không nên đi lung tung để cho nhu nhi dạy kèm ngươi thật tốt học một ít luyện đan thấy vậy trung ly vân tâm làm vừa cười một tiếng bước đi tới cười tủm tìm xoa xoa diệp lạc đầu lớn mẹ nuôi ngươi mắt xem như vậy diệp lạc trên trán làm vừa có hát tuyến hiện ra xem ra xoa đầu cái này thích là di truyền à đi thôi tỉ tỉ mang ngươi đi mà quỷ huấn luyện thấy vậy trung ly nhu làm vừa cười nói một câu sau đó liền dẫn diệp lạc đi ra ngoài cho diệp lạc gan bài chỗ ở ngay tại vạn đan các bên cạnh chiếm diện tích tuy nhỏ nhưng cũng là cái gì cần có đều có đinh viện lầu cát hoa và chim ca trùng trọng yếu nhất chính là cái này phòng luyện đan đầy đủ lớn đoạn thời gian này ngươi trước hết ở nơi này đi thì tỷ thiên cơ đan lô dùng như thế nào còn thuận tay chứ trung ly nhu mang diệp lạc đi vào luyện bên trong đan phòng nhàn nhạt, nhạt, hỏi một câu mà ở nơi này phòng luyện đan chỗ xó xỉnh chất đống các loại các dạng linh thảo đều là luyện đan vật liệu dĩ nhiên thuận tay cái này liền rất tốt diệp lạc cười ha hả cũng không có nói chút những thứ khác hắn tuy là không nhìn ra cái này thiên cơ đan lô cụ thể phẩm cấp nhưng dẫu sao còn dùng qua mấy lần diệp lạc có một loại cảm giác cái này thiên cơ đan lô ở coi đời này hạng tuyệt đối không thấp không qua phần nói như vậy lò luyện đan cho mình dùng đều có điểm lãng phí lần trước dạy ngươi luyện chế cấp hai lớn linh khí đan ngươi có thể còn nhớ tiếp theo trung ly nhu khẽ mỉm cười hỏi nhớ đâu không phải là lớn linh khí đan sao ta hiện tại liền luyện cho người xem nghe lời nói này diệp lạc làm vừa đáp ứng một tiếng với tay đem thiên cơ đan lô gọi đi ra trong cơ thể thiên hỏa một trào ra nhất thời đem lò luyện đan đốt tiếp theo diệp lạc liền đi tới so xình chọn lựa mấy vị linh thảo, cái này mới chậm rãi đi trở về, đem linh thảo ném vào lò luyện đan bên trong. Nói thật, cấp 2 lớn linh khí đan chính là Diệp Lạc luyện chế quen thuộc nhất một cái đan dược. Ban đầu ở Thái Ức tông thời điểm, Diệp Lạc nhưng mà không thiếu luyện chế loại đan dược này, hắn chúng nặng điểm cũng sớm đã thuộc lòng vô tâm. Hơn nữa cửu Tiêu Thiên Lôi Viêm và Thiên Cơ đan lô gia chỉ, tỷ lệ thành công có thể nói đã đạt đến trăm. Gia đan. Hồi lâu sau này, theo Diệp Lạc đích một tiếng quát lên, một quả tròn trịa đan dược đã là từ lò luyện đan bên trong bắn ra, bị Diệp Lạc vững vàng nắm ở trong tay không sai, thủ pháp coi như thuần thủ, coi như là không có đem thuật luyện đan quên. mắt xem như vậy, Trung Ly Nhu làm vừa cười nhạt, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, bất quá như vậy thuật luyện đan muốn ở Vạn Đan Đại Hội trên đạt được hạng, nhưng mà có một ít khó khăn. tỷ, ngươi liền chớ đả kích ta, ta biết ta trình độ không được, bất quá khoảng cách Vạn Đan Đại Hội bắt đầu không phải còn có một chút thời gian đó sao, ta có thể luyện à? nghe lời nói này, Diệp Lạc không nhịn được khẽ to mày. lòng hắn bên trong hồi nào không biết, lấy mình bây giờ tài luyện đan, nhất định là không cách nào ở Vạn Đan Đại Hội bên trong đạt được thành tích tốt. Bất quá cũng may bây giờ còn có thời gian, Diệp Lạc đối mình Thiên Phú có lòng tin, ở ngắn ngủi này không tới một tháng trong thời gian, hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Giống như ban đầu ở tham gia ba tông thi đấu, tham gia bốn nước tranh bá thi đấu trước như nhau, tới một tràng luyện tập. Nơi này là một ít cấp ba, cấp bốn đan phương và vật liệu, ngươi luyện tập thật giỏi luyện tập, mấy ngày này ngươi liền đừng ra khỏi phòng, thật tốt tự mình huấn luyện một chút đi. Thấy Diệp Lạc lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Trung Ly Nhu không nhịn được đi tới cưng chịu xoa xoa Diệp Lạc đầu lớn, thuận tiện đem một cái túi đựng đồ đưa tới Diệp Lạc trên tay cấp ba cấp bốn đa phương cái này sẽ hay không quá phức tạp mắt thấy vậy diệp lạc không nhịn được kinh hô một tiếng hắn mặc dù tự tin nhưng đối với mình thuật luyện đan vẫn hiểu rõ ràng cấp ba cấp bốn đan dược đối với hắn bây giờ mà nói vẫn là có chút quá khó khăn không có sao vật liệu ta cũng cho ngươi chuẩn bị rất đầy đủ ngươi cũng chỉ quản luyện chế là tốt trung ly nhu cười nhạt một tiếng dứt lời liền xoay người đi ra ngoài tứ tỷ ngươi không lưu lại tới dậy một chút ta sao mắt xem như vậy diệp lạc không nhịn được hỏi một câu thuật luyện đan quan trọng hơn vẫn là xem lĩnh nộ của mình ngươi ở nơi này thật tốt bế con đi nghe được diệp lạc mà nói trung ly nhu nhưng không có nửa điểm ý muốn dừng lại dứt lời còn vây tay ở bên ngoài phòng mặt thiết trí một đạo kết giới cầm phòng luyện đan hoàn toàn nghiêm phong liền đứng lên đừng nghĩ chạy ra ngoài à tỉ tỉ ta kết giới cũng không phải là tốt như vậy phá làm xong hết hệ các thứ này sau đó trung ly nhu còn không quên ở bên ngoài phòng mặt bồi thêm một câu ngươi nhưng mà bàn thánh kết giới này là khó phá sao căn bản là không phá nổi đi mắt xem như vậy diệp lạc không nhịn được than khổ liền một câu thật ra thì đây đối với hắn mà nói ngược lại cũng không có vấn đề hắn muốn là dự định sẽ đối mình ma quỷ huấn luyện coi như không có kết giới này hắn cũng sẽ không tùy tiện đi ra bất quá cứ như vậy ở khai thiên trọng kiếm bên trong thành nhã nhưng mà không làm cái này ý gì mà chúng ta có phải hay không không ra được người cái tên lường đạt nói xong muốn mang ta đi ra ngoài chơi người cùng ta gấp cũng vô ích cả à? kết giới này ta dù sao cũng không phá nổi nếu không ngươi đi thử một chút diệp lạc cũng không cùng nàng ồn ào làm vừa khiêu khích hỏi một câu thí mọi người à, đây chính là bán thánh kết giới ta còn chỉ là một linh hồn thể cầm mọi người pha à? nghe vậy thành nhã lập tức tức giận nói một câu vậy ngươi liền thành thật một chút chờ ta xuất quan liền mang ngươi đi ra ngoài chơi mắt xem như vậy diệp lạc làm vừa không nhịn được bật cười lên sau đó lấy ra một cái cấp ba đan phương bắt đầu nghiên cứu đây chính là ngươi nói à lần này ngươi nếu là lại lừa gạt ta ta liền cùng ngươi lấy mạng đổi mạng nghe lời nói này thành nhã làm vừa bông xuống một câu lời đọc gác sau đó liền lại nữa phát ra âm thanh Cùng huyết đan cái này là có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên chiến lược một loại đan dược hơn nữa tác dụng phụ vậy không tính lớn thảo nào là đan dược cấp ba đâu Diệp Lạc cẩn thận nghiên cứu, bất chi bất giác đã là tiến vào quên mình trạng thái. Chương 297, điên cuồng luyện đan. Cuồng huyết đan uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với Diệp Lạc mà nói, nhưng là một chút dùng cũng không có, nhiều nhất là cầm tới luyện tay. Tiểu ra ta tăng lên chiến lực còn dùng mượn đan dược. Cựu truyền cuồng long huyết mở một cái, cái này chiến lực không phải lê lết đi lên tăng sao? Bất quá cái này cuồng huyết đan ở đan dược cấp 3 bên trong, coi như là tương đối cao cấp tồn tại, cầm tới luyện tập chính thích hợp bất quá. Là huyết cuồng chó sói máu, huyết vũ cỏ, lửa cháy mạnh hoa. Cần như thế nhiều vật liệu lại xem diệp lạc bên này đã là bị đan phương chấn động kinh động phía trên chi chít viết chí ít không dưới hai mươi loại vật liệu hơn nữa mỗi một loại vật liệu tới giữa pha chế đều là vô cùng phức tạp có thể nói là một chức không cẩn thận đầy bàn đều là thua cấp ba đan dược cứ như vậy phức tạp vậy cấp bốn đan dược còn có tốt mắt xem như vậy diệp lạc không khỏi những mày xem ra hắn vẫn là quá coi thường luyện đan một đạo coi như lấy hắn thiên phú cũng không cách nào thời gian ngắn lĩnh ngộ cái này của huyết đan phương pháp luyện chế bỏ mặc như thế nào trước hay là thử luyện chế một lần rồi hay nói tiếp theo Diệp Lạc liền từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một phần luyện chế cuồng huyết đan vật liệu, chuẩn bị trước thử luyện chế một lần. Đầu tiên đưa vào là huyết cùng chó sói máu, đợi đến máu tinh túy bị lấy ra sau đó, đưa vào huyết vũ cỏ và lửa cháy mạnh hoa. Diệp Lạc dựa theo đan phương trên ghi lại phương pháp, bắt đầu đều đâu vào đấy đem vật liệu thả vào bên trong lò luyện đan. Và anh. Bất quá rất nhanh, bên trong lò luyện đan có vang lên tiếng nổ. Nhiệt độ quá cao, cho tới mấy loại vật liệu ở dung hợp thời điểm ở chung với nhau, nổ. Cũng may đây là thiên cơ đan lô, nếu không phỏng đoán lò luyện đan cũng có thể nổ. Lại tới mắt thấy vậy diệp lạc nhưng là không có nản lòng làm vừa lần nữa lấy ra một phần vật liệu ném vào lò luyện đan bên trong vê anh rất nhanh lò luyện đan bên trong liền lần nữa chuyển ra tiếng nổ lần này vật liệu ngược lại là không có nổ banh mà là diệp lạc không có khống chế xong sức lửa trực tiếp cầm là huyết cuồng chó sói máu hơ cho khô con bà nó cái này thật đúng là là có chút khó khăn à. tiếp liền thất bại hai lần diệp lạc nhưng là cũng không có nản lòng ngược lại là hứng thú chỉ bất quá hắn biết lúc này mình nếu là lập tức tiếp tục sợ vẫn là một cái thất bại kết quả hắn hiện tại phải làm là nín thở ngưng thần hút lấy thất bại kinh nghiệm mới có thể càng làm càng tốt cựu tâm quý nhất mở ngay sau đó diệp lạc trực tiếp mở ra cựu tâm quý nhất trạng thái lần nữa cẩn thận đọc và tìm hiểu đan phương cung huyết đan ở quá trình luyện chế bên trong không chỉ có sức lửa cần khống chế vô cùng là tinh chuẩn tài liệu tỷ lệ cũng là cực kỳ trọng yếu khó trách ta trước sẽ tiếp liền thất bại hai lần lần này ta cần đang khống chế sức lửa trên dưới đủ công phu còn như tài liệu pha chế tốt nhất đang luyện chế trước khai mạc liền xác định tốt rất nhanh Diệp Lạc liền nghĩ thông suốt trong quá trình luyện đan mỗi cái trọng yếu mấu chốt tiết điểm, lần nữa cầm ra một phần vật liệu sau đó, liền lại bắt đầu luyện chế. Bất quá lần này, Diệp Lạc lại thất bại lần trước. Cấp 3 luyện chế độ khó, muốn nuôi hắn tưởng tượng càng thêm khó khăn. Trước đang luyện chế đan dược cấp 2 lớn linh khí đan thời điểm, Diệp Lạc tuy cũng là lần đầu tiên luyện chế, nhưng là một lần thành công, mà lúc này luyện chế đan dược cấp 3, nhưng là tiếp liền gặp gỡ thất bại. Nói thật, Diệp Lạc hiện tại có một ít buồn dầu nhưng còn xa xa không có đến nạn lòng trình độ. Ngươi cái này thiên phú luyện đan cũng không được à, chiếu ngươi tiếp tục như vậy, lại tới mấy mươi lần cũng không gặp được có thể thành à. Mắt thấy vậy, Thành nhã không nhịn được than khổ liền một câu. Nàng mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng cũng có thể nhìn ra, Diệp Lạc Phạm đều là một ít trụ cột nhất sai lầm. Kiến thức cơ bản không được. Ngươi biết cái gì, đây chính là đan dược cấp 3, nào có tốt như vậy luyện, ngươi chờ, lần này ta nhất định có thể thành. Nghe lời nói này, Diệp Lạc không khỏi nhướng mày một cái, sau đó liền lại nữa phản ứng Thành nhã. Thằng nhóc này, để cho hắn thất bại mấy lần cũng tốt, nếu là vẫn luôn như thế thuận lợi, ngược lại không phải là chuyện tốt. Phong luyện đan ra. Trung Ly Nhu cũng không có đi xa, mà là yên tĩnh đứng ở nơi đó, thời khắc chú ý luyện bên trong đan phòng tình huống. Làm là đan đế, nàng biết rõ đan dược cấp 3 cuồng huyết đan luyện chế độ khó, đây đối với trước mắt Diệp Lạc mà nói, lại là một cái khó khăn đến cơ hồ không thể nào thành công sự việc. Bất quá Trung Ly Nhu vốn là dự định lợi dụng cấp 3 cấp 4 đan dược, thật tốt ma luyện ma luyện Diệp Lạc tâm tính. Từ đó để cho hắn biết, đang luyện đan một đạo trên, hắn phải đi đường còn có rất xa. Gia đan. Bất quá Trung Ly Nhu suy nghĩ, rất nhanh liền bị bên trong căn phòng một giọng nói cắt đứt. Diệp Lạc lại ra đan rốt cuộc thành quá không dễ dàng lúc này diệp lạc nhìn trong tay mình một quả màu máu đỏ đan dược đang si ngốc cười khúc khích ở trải qua năm lần sau khi thất bại diệp lạc cuối cùng thành công một lần mặc dù lòng hắn bên trong rõ ràng cái này không đại biểu hắn sau này liền có thể mỗi lần đều thành công luyện chế đan dược cấp ba nhưng ít nhất có thành công kinh nghiệm không phải sao mới thất bại năm lần thành công nhớ năm đó ta thứ nhất luyện chế cuồng huyết đan thời điểm vậy ước chừng thất bại chín lần mới thành công cái này còn là ở có mẫu thân hướng dẫn điều kiện tiên quyết thấy vậy may là lấy trung ly nhu định lực cũng không nhịn được thổn thức chắt lưới liền một câu Diệp Lạc triển hiện ra Thiên Phú luyện đan thật sự là cao tối thiểu muốn so với năm đó nàng phải tới cao nếu như hắn một lòng đưa vào đang luyện đan thuật trên ngày sau thành tựu định không thể nào thấp tiếp theo chính là vững chắc thành công kinh nghiệm bắt chặt thời gian lại luyện chế mấy lần mà giờ khắc này Diệp Lạc cũng không vì là một lần thành công mà dương dương tự đắc mà là chuẩn bị tranh thủ cho kịp thời cơ lại luyện chế mấy lần thang nhóc này thật là có chút ý đâu tiếp theo Trung Ly Nu khẽ mỉm cười liền xoay người hướng phương xa đi tới sẽ để cho Diệp Lạc mình ở nơi này điều nghiên đi. Luyện đan một đạo, thường thường dựa vào mình lĩnh ngộ kinh nghiệm, mới là nhất là hữu dụng. Tiếp theo, Diệp Lạc liền tiến vào một loại cảnh giới vắng ngã, bắt đầu điên cuồng luyện đan, cơ hồ đã quên mất thời gian tồn tại. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy, biết sử dụng được thuật luyện đan của hắn tiến bộ thật nhanh. Hơn nữa hoàn toàn do mình lĩnh ngộ thuật luyện đan, sẽ đến càng thêm củng cố. Thời gian qua rất nhanh, thời gian đảo mắt đã qua liền 10 ngày, ở nơi này 10 ngày bên trong, Diệp Lạc cơ hồ là không ngủ không nghỉ trạng thái, linh khí quý thiếu hoặc là mệt mỏi liền ăn đan dược bổ sung một tí. Không thể không nói, đan thánh trung ly vân tâm luyện chế đan dược hiệu quả chính là tốt, một viên xuống bụng, không chỉ có linh khí bổ sung hoàn toàn, lại là tinh thần sung mãn. Eo không mỏi, gánh không đau, luyện chế đan dược tới cũng càng có sức lực. Ra đan. Lúc này luyện bên trong đan phòng, theo Diệp Lạc đích một tiếng quát lên, một quả tròn triệu máu đỏ đan dược lần nữa từ bên trong lò luyện đan ngất trời ra. Đây đã là Diệp Lạc luyện chế thành công thứ 100 cái cuồng huyết đan. Đi qua lập đi lặp lại luyện tập, lúc này Diệp Lạc luyện chế cuồng huyết đan, ít nhất có 70% tỷ lệ thành công như vậy ngay tại lúc này diệp lạc nhưng là cảm giác được bả vai mình bị người trợt đánh một tí người nào chương hai trăm chín mươi tám lao thân phụ tới mới vừa diệp lạc một mực ở chuyên tâm luyện đan tuy nói sự chú ý tập trung cao độ nhưng cũng không thể có thể để cho người lén lén lút lút đi tới phía sau mình cũng không có phản ứng huống chi cái này bên ngoài còn có kết giới tồn tại đâu hơn nữa diệp lạc cảm giác được tay này khoan hậu khổng lồ tuyệt không thể nào là tay của nữ nhân không phải tứ tỷ đây là tới liền tập nhân lạc người này mới vừa muốn nói gì nhưng là bị diệp lạc một tiếng quát lên cắt đứt an ta một gạch theo diệp lạc đích một tiếng quát lên hắn đã là trợn xoay người trong tay còn cầm trước một khối đại bản gạch cẩn thận vừa thấy có thể không phải là trước khi hôn độn cổ đá sao đồ chơi này độ cứng nhưng mà đời này nhất đây nếu là bị nó vỗ trúng hậu quả có thể tưởng tượng được Băng. một khắc sau người này liền bị diệp lạc một cục gạch hung hãn đập vào trên đầu con bà nó thằng nhóc ngươi muốn làm gì người này thân hình còn lưng che đầu bước lên bước lên lui về phía sau mấy bước lại tới diệp lạc có thể không quản được như vậy nhiều tay cầm hôn độn cổ đá làm vừa thì phải xông lên lại cho người này một tí thằng nhóc ngươi điên rồi liền cha ngươi vậy đánh mắt thấy vậy người này làm vừa nâng lên mặt tới cẩn thận vừa thấy có thể không phải là diệp lạc lão thân phụ diệp thiên phong sao lão lao thân phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này mắt xem như vậy diệp lạc lúc ấy thì tròn váng mình mới vừa đã làm gì có phải hay không cho lão thân phụ nghiêm lệch thằng nhóc ngươi có phải hay không muốn đánh chết lao từ đây lúc này diệp thiên phong trên đầu sưng một cái túi lớn long lanh trong suốt nhìn qua có chút tức cười dáng vẻ lao thân phụ ngươi làm sao tới vạn đăng gốc? có sao không không đánh đau ngươi chứ diệp lạc gãi đầu một cái len lén cầm trong tay hỗn độn cổ đá thu vào ân cần hỏi một câu mình mới vừa một cái kia mình nhưng mà động toàn lực nói thật lao thân phụ lúc này còn có thể đứng ở trước mặt mình cũng để cho hắn có chút không nghĩ tới chiếu như thế xem ra mình lao thân phụ hẳn còn là một tu sĩ hơn nữa tu vi tuyệt đối không kém nếu không thì cái này một cục gạch đi xuống thiên nguyên cảnh tu sĩ diệp lạc đều có lòng tin trực tiếp liền nắm sấp ta tới đương nhiên là tới tìm ngươi, nói về mới vừa ngươi dùng cái gì đánh ta, làm sao như thế đâu? Diệp Thiên Phong hung hãn xoa xoa đầu, lúc này mới nghe răng toét miệng hỏi một câu. không việc gì, không việc gì, Lão thân phụ ngươi mới vừa rồi làm sao không tránh à? tránh, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể nhúc nhích tay đánh ta à? Diệp Thiên Phong liếc Diệp Lạc một mắt, không vui nói. Lão thân phụ, ngươi, ngươi là tu sĩ, mắt xem Diệp Thiên Phong cũng không đáng ngại. Diệp Lạc lúc này mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lão tử đây dĩ nhiên là tu sĩ, làm sao, thật kỳ quái sao? diệp thiên phong lông mày như lên rất là sao cũng được nói vậy trước kia ngươi làm sao cho tới bây giờ không cùng ta nói qua nghe nói như vậy diệp lạc liền càng thêm kỳ quái lao thân phụ nếu là tu sĩ làm sao trước sẽ lẫn vào thảm như vậy mỗi ngày ở trong sòng bạc bị chủ nợ đuổi nhảy lên nhảy xuống phải biết những cái kia cái chủ nợ cũng chỉ là người phạm mà thôi hả à? ngươi vậy không có hỏi qua ta hả à? tiếp theo diệp thiên phong nhưng là một mặt đương nhiên dáng vẻ nhìn về phía diệp lạc vậy lao cha ngươi là cái gì tu vi hả à? tiếp theo diệp lạc cau mày hỏi Lão tử không nói cho ngươi Diệp Thiên Phong một bên xoa trên đầu bao, một bên thần bí cười nói: "Cắt, thật giống như ai muốn biết như nhau." Nghe lời nói này, Diệp Lạc điu môi, lúc này mới tiếp tục mở miệng hỏi: "Lão thân phụ, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tới Vạn Đàn Cốc làm gì hả "Dĩ nhiên là đến tìm ngươi, trước một hồi ngươi không phải qua sinh nhật sao, lão thân phụ còn không đưa ngươi quà sinh nhật đâu, cái này không tới bồi thường ngươi tới sao?" Diệp Thiên Phong gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Còn có quả sinh nhật đâu, cầm tới đi." Nghe lời nói này, Diệp Lạc lúc này hai trong mắt nở rộ ánh sáng trực tiếp mở bàn tay ra lòng nói nói quà sinh nhật không có ở ta tay ta cái này không mang ngươi đi lấy sao diệp thiên phong lần nữa gãi đầu một cái cầm ta xem là trộm đi nghe lời nói này diệp lạc chán không khỏi có hát tuyến tán loạn hắn không khỏi nghĩ tới trước nhị tỷ hiên viên tô mang mình đi tứ thần tông trên thánh sơn trộm cầu vòng quả chuyện hóa ra đây là gì truyền ả à? làm sao có thể kêu trộm đâu đồ để ở nơi đó chúng ta đi lấy tới cái này gọi là cầm thấy vậy diệp thiên phong vẻ mặt thành thật nhìn diệp lạc tựa hồ đặc biệt đồng ý đạo lý của mình được rồi được rồi ta cũng không và ngươi tham khảo cái vấn đề này đồ ở chỗ nào mắt xem như vậy diệp lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái lúc này cũng không cùng diệp thiên phong tranh luận ngay tại vạn đàn các bên trong ở vạn đàn các bất quá diệp thiên phong câu kế tiếp nhưng mà quả thực để cho diệp lạc kinh hãi vạn đàn các đó là địa phương nào đàn thánh trung ly vân tâm đang ở bên trong à hơn nữa còn khắp thế giới đuổi giết ngươi đâu ngươi tim là bao lớn dám đến bên trong đi cấp đồ sao dám không coi như bị bắt vậy sẽ không liên lụy đến ngươi thấy diệp lạc bộ dáng khiếp sợ diệp thiên phong lúc này lông mày nứt lên khá có một ít khiêu khích hỏi, sợ ngược lại không sợ, chủ yếu nhất là ngươi kháng không kháng đánh à. Thấy vậy, Diệp Lạc hài hước hỏi, kháng không kháng đánh. Thằng nhóc ngươi có ý gì? Diệp Thiên Phong lông mày nhíu một cái, hoàn toàn không có nghe hiểu Diệp là ý. Đan thánh nhưng mà khắp thiên hạ đuổi giết ngươi đâu, đây nếu là bị nàng phát hiện, ngươi đánh qua nàng. Đuổi giết ta nhiều người, cũng không kém nàng một cái, hơn nữa, không đánh lại ta còn có thể chạy mà. Nghe lời nói này, Diệp Thiên Phong lúc này một mặt sao cũng được nói, tựa hồ đối với chuyện này cũng không phải là rất để ý. Phải, đây chính là ngươi nói vậy chúng ta đi thôi nghe vậy diệp lạc vậy không hàm hồ hắn cũng muốn xem xem mình cái này lao thân phụ rốt cuộc là một thực lực gì chỉ là nói xong những lời này diệp lạc liền vang lên một chuyện tình ngoài cửa còn có tứ tỷ thiết trí kết giới đâu lao thân phụ ngươi mới vừa vào bằng cách nào cửa nhưng mà có kết giới à nghĩ tới đây diệp lạc lúc này mở miệng hỏi nói kết giới sớm bị ta phá hư điểm nhỏ này kết giới còn không làm khó được ta nghe vậy diệp thiên phong mặt đầy tiêu ngạo tựa hồ là mới vừa đã làm gì đại sự kinh thiên động địa vậy có thể à lao thân phụ vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi bất quá trước khi lên đường ngươi có thể hay không nói cho ta cái này quà sinh nhật là cái gì ạ à? thấy vậy diệp lạc không khỏi hướng về phía diệp thiên đỉnh dựng lên một ngón tay cái lúc này mới lên tiếng hỏi cựu truyền đúc cốt đan diệp thiên phong nhàn nhạt nói cựu truyền đúc cốt đan đó là cái gì đan dược rất châu sao bất quá danh tự này rơi vào diệp lạc trong lỗ thai tựa hồ cũng không có quá mức rung động hắn căn bản cũng chưa có nghe nói qua cái gì gọi là cựu truyền đúc cốt đan cái này đã không thể dùng như bức để hình dung đây chính là tẩy tinh phạt tùy thánh cấp đan dược thánh thánh cấp đan dược cái này một tí diệp lạc miệng lần nữa bị kinh ngạc không khép lại được phải biết đan dược bên trong sơ cấp đan dược tổng cộng chia cấp năm sau đó theo thứ tự là vương cấp hoàng cấp đế cấp mà đây nhất cao cấp đan dược chính là thánh cấp đan dược chương hai trăm chín mươi chín là trộm vẫn là cầm thánh cấp đan dược trong thiên hạ sợ rằng chỉ có một cái người có thể luyện chế đi ra đó chính là đan thánh trung ly vân tâm cũng chỉ có nàng tu vi và thuật luyện đan mới có thể chống đỡ thánh cấp đan dược luyện chế thành công hơn nữa cho dù là đan thánh trung ly vân tâm cũng không gặp được luyện chế qua nhiều ít thánh cấp đan dược cái này không ước chừng cần thực lực lại là cần cơ duyên nhất là luyện chế thánh cấp đan dược vật liệu vậy cũng đều không phải là giống vậy chân quý ta nói lao thân phụ ngươi như thế trắng trợn trộm đan thánh thánh cấp đan dược được không nàng còn không giết chết ngươi diệp lạc có chút bận tâm hỏi nói hết rồi vậy không tiêu trộm hơn nữa cái này cái thánh cấp đan dược năm đó chính là ta xin nhờ nàng giúp ta luyện chế chỉ bất quá đan dược còn không luyện thành hai chúng ta liền tách ra cho nên ta ngày hôm nay chỉ là lấy lại thuộc về đồ ta thôi diệp thiên phong nói rõ ràng mạch lạc một chút chột dạ ý cũng không có ngươi như thế nói đồ con cũng có lý ạ à. nghe được cái này diệp lạc liền cũng không phản đối nữa dù sao cái này thánh cấp đan dược trộm được là mình ăn không trộm được bị đòn là lao thân phụ mình dù sao không bỏ ra cái này thế nào không là đâu vậy thì đi thấy vậy diệp thiên phong lúc này nói một câu liền dẫn diệp lạc đi ra ngoài ta nói cha ngươi thật có ý tứ à? đan thánh đồ cũng dám trộm đây không phải là chán sống sao ngay tại lúc này diệp lạc đầu góc bên trong đột nhiên vang lên thành nhã thanh âm nàng mới vừa một mực đang nghe hai người đối thoại mặc dù nàng không cảm giác được diệp thiên phong tu vi nhưng lại có thể nghe ra hắn lá gan cũng không phải lớn như vậy đây chính là đan thánh ả à, chân thánh cảnh cường giả tùy tiện vung tay một cái là được tiêu diệt triệu sinh linh tồn tại tiểu kiếm linh nghe lén người khác phát biểu nhưng mà không thế nào lễ phép à nghe được thành nhã mà nói diệp lạc bên này còn không có trả lời ngược lại là diệp thiên phong mở miệng trước ngươi ngươi làm sao nghe được ta nói chuyện thấy vậy thành nhã không khỏi kinh hãi phải biết nàng mới vượt nhưng mà linh hồn truyền âm cho diệp lạc vậy mà nói người ngoài là tuyệt đối không nghe được trừ phi cái này bên ngoài linh hồn người cường độ đã mạnh đến nhất định bước mới có thể chặn lại linh hồn truyền âm vậy ngươi chờ xí vào một lát cho ta yên lặng một chút nếu không có ngươi khỏe nhìn diệp thiên phong khẽ mỉm cười nhưng là không trả lời thành nhã đến lúc này thành nhã lúc này vậy không dám nói tiếp nữa nàng là thật có chút sợ người đàn ông này nhìn qua lôi thôi lít hết thực thì thực lực sâu không lường được tiếp theo diệp lạc liền ở diệp thiên phong dưới sự hướng dẫn đi tới vạn đàn các cửa ở nơi đó có hai người phụ trách trong trường đệ tử đang đứng thẳng tắp cái này ngươi ăn mặc che giấu hơi thở dùng diệp Tiên phong đứng ở xó xỉnh âm u vừa quan sát một bên cho diệp lạc đưa qua một kiện trường bảo màu đen trường bào này bề ngoài có chút ách quang như là có thể hấp thu ánh sáng vậy vừa thấy chính là một kiện linh khí chỉ bất quá cái này trường bào màu đen đích sắc là có chút quá dơ bẩn lao thân phụ trường bào này hình như là đồ xài rồi ạ à, làm sao như thế bẩn ạ à? Thấy vậy diệp lạc có chút chế nói là đồ xài rồi không sai đây là lao thân phụ ta năm đó quát giang hồ thời điểm đã dùng qua đừng xem nó bẩn nhưng dễ xài cực kỳ diệp thiên phong vừa nói một bên trực tiếp đem trường bảo màu đen trùm lên diệp lạc trên mình hoàn toàn không thấy diệp lạc chê ánh mắt lao thân phụ vậy ngươi không cần mặc điểm bí mật gì hơi thở sao diệp lạc chán hát tuyến tán luận hỏi ta không cần ta cùng ngươi nói lén lút chui vào cải khóa không đúng hành tẩu giang hồ lao tử đây nhưng mà một người có năng lực diệp thiên phong khoát tay một cái rất là đắc ý nói vậy lao cha cửa vậy hai cái trông chừng đệ tử ngươi định làm như thế nào nghe vậy diệp lạc liếc mắt một cái diệp thiên phong tức giận hỏi đơn giản diệp thiên phong đáp trả lời một câu lúc này vô căn cứ điểm ra hai ngón tay hóa thành hai đạo u mang liền trực tiếp điểm vào cái này hai người trông chừng đệ tử trên mình một khắc sau cái này hai người liền ngửa về sau ngã xuống đất con bà nó lao thân phụ ngươi cầm hai người bọn họ giết chết mắt xem như vậy diệp lạc không nhịn được trực tiếp vang lời thô tục đây cũng quá tàn bạo đi hai người bọn họ chẳng qua là trông cửa mà thôi muốn không muốn như thế tàn nhẫn không có bọn họ chỉ là ngủ mà thôi bắt chặt thời gian chỉ có nửa canh giờ thời gian. Tiếp theo, hai người liền nên ngang từ cửa chính trực tiếp tiến vào vạn đàn các bên trong. Đi, trực tiếp trên lầu cuối. Vừa đi vào vạn đàn các bên trong, Diệp Thiên Phong giống như quen cửa quen mẹo vậy, mang Diệp Lạc liền hướng lầu cuối đi. Ta nói lao thân phụ, ngươi đối cái này rất quen à? Mắt thấy vậy, Diệp Lạc không khỏi tò mò hỏi. Có thể không quen biết sao? Năm đó ở cái này ước chừng đợi 5 năm đâu. Diệp Thiên Phong nhưng là mặt đầy không thèm để ý, dưới chân nhịp bước không chậm chút nào, mang Diệp Lạc ba nhảy hai nhảy, đã là đi tới vạn đàn các lầu cuối. Đến nơi này diệp lạc liền tương đối khẩn trương bởi vì hắn rõ ràng nhớ đan thánh trung ly vân tâm gian phòng vậy ở lầu chót bí mật hơi thở không có chuyện gì diệp thiên phong hiển nhiên cũng là nhìn thấu diệp lạc khẩn trương lúc này vô vai hắn một cái nhỏ giọng an ủi tiếp theo diệp thiên đỉnh liền đi tới phía đông một nơi gian phòng trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào cái gian phòng này bên trong trống chân như vậy không có gì cả lao thân phụ ngươi xác định ngươi chưa có tới sai chỗ sao nơi này chính là không có gì cả mắt xem như vậy diệp lạc không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu yên tâm đi tuyệt đối không sai Diệp Thiên Phong khẽ mỉm cười, lúc này đi tới giữa phòng, hướng về phía chính giữa nhất một mảnh đất gạch đập lên. Bữa như vậy, mảnh đất này gạch liền bị hắn đạp lo nó vào. Sau đó, xa xa vết tường liền từ từ chuyển động, lại là biến thành một cánh cửa. Xem kìa, đây chính là Trung Ly Vân Tâm bí mật giấu đan phòng. Thấy vậy, Diệp Thiên Phong nhỏ mỉm cười một câu, liền bước hướng cái này luyện đan phòng đi vào. Ở nơi này luyện đan phòng bên trong, trừ trung ương nhất để một cái bàn, còn lại liền cái gì cũng không có. Không đúng, trên bàn còn có một cái màu trắng bình sứ nhỏ, nhìn giống như là đựng thuốc viên dùng thật thông minh mà còn biết ở bình trên bảy cầm chế tiếp theo diệp thiên phong bước đi tới vừa mới chuẩn bị cầm lên cái này bình xứ tử nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại bởi vì hắn đã nhìn ra cái này bình xứ tử phía trên bị người bảy cầm chế một khi tùy ý vận dụng sợ là sẽ phát sinh không tốt sự việc lao thân phụ cấm chế gì thấy vậy diệp lạc cũng là từ từ đi tới nhỏ giọng hỏi trung ly vân tâm thiết trí cấm chế vì chính là phòng ngừa có người trộm đi cái này thành cấp đan dược diệp thiên phong cao mày nói à đây chính là đan thánh cấm chế lao thân phụ nghe được sao nghe vậy, Diệp Lạc không khỏi có chút kinh ngạc. Đây chính là chân thánh cảnh cường giả thiết lập xuống cấm chế, sợ là rất khó phá đi. Người khác có thể không được, nhưng cấm chế này đối ta lại nói, nhưng là có chút khoa nhi đồng. Diệp Thiên Phong cười lạnh một tiếng, lúc này tay phải một chỉ điểm ra, điểm vào thân bình bên trên. chương ba trăm không bị khống chế đột phá. Cái này đổ xứ trên chai cấm chế tuyệt đối là huyền diệu vô cùng. Vậy dâu sao là thật thánh cảnh cường giả bày cấm chế? Hán trình độ phức tạp cùng với uy lực, sợ là người thường khó có thể tưởng tượng. Bất quá Diệp Thiên đỉnh nhưng thật giống như hết sức đạm định hai tay hóa thành tàn ảnh không ngừng điểm ở thân bình bên trên mỗi một chỉ điểm ra cũng sẽ để cho bình dâng lên một đạo rung động đó chính là thêm ở thân bình trên cơm chế lại xem diệp lạc lúc này hoàn toàn không dám nói lời nào hắn là thật sợ quáy dày đến diệp Thiên phong vạn nhất hắn một cái phân tâm không cẩn thận kích phát cấm chế hôm nay chuyện này có thể to lắm con bà nó cấm chế này còn thật phức tạp chỉ chốc lát sau diệp thiên phong chán đã là diện ra mồ hôi lớn như hạt đậu nhưng trước mặt trên chai cấm chế vẫn còn không không có giải trừ Lão thân phụ người rốt cuộc có được hay không à, không được thì tính mắt xem như vậy diệp lạc không khỏi chân mày tao lại khiêu khích tựa như hỏi phải 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 ngày hôm nay muốn không phá nổi cấm chế này ta chữ diệp sẽ viết ngược lại diệp thiên phong làm vừa nghiêm trang nói một câu đây không phải là ta chiêu thức sao thấy vậy diệp lạc chán nhất thời có hát tuyến tán loạn cái này thế phát một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có tiếp theo diệp thiên phong đầu tiên là lao đi mồ hôi chán sau đó lần nữa hai tay hóa thành tàn ảnh không ngừng điểm ở thân bình bên trên cái này một tí trên thân bình rung động liền càng thêm hưng mãnh tựa hồ là ở vào một loại cực hạn tựa hồ một khắc sau liền sẽ kích phát cấm chế vậy diệp thiên phong biểu hiện ngược lại là ổn định có thể diệp lạc liền vô cùng khẩn trương cái này bình cấm chế trên người nhưng mà chân thánh cảnh cường giả bày hắn là hoàn toàn xem không hiểu vậy chút nào không giúp được gì cái này cựu chuyển thối cốt đan mình ngày hôm nay có thể ăn được hay không trên liền toàn xem tra. phá cho ta thời gian lại là qua hồi lâu theo diệp thiên phong đích một tiếng quát lên hắn cuối cùng chỉ một cái hung hăng điểm vào thân bình bên trên rốt cục thì đem vậy đạo rung động cho miễn cưỡng điểm bệ thành mắt xem như vậy diệp lạc hai tròng mắt bên trong chợ toát ra ánh sáng hắn nhìn ra trên chai cấm chế lúc này đã là không còn gì vô tồn phải thành à ngươi cũng không xem là ai xuất thủ diệp thiên phong cười hắc hắc lúc này mới vây tay lấy bình sau đó đưa cho diệp lạc trở về lại mở ra rút lui trước tiếp theo hai người liền đường cũ trở về hướng diệp lạc ở vạn đan cốc bên trong chỗ ở chạy trở về mà hết thệ các thứ này đều là thần không biết quỷ không hay trở lại chỗ ở diệp lạc chốc lát không có trì hoãn vội vàng đem bình sứ mở ra đem vậy cái thánh cấp đan dược ngã xuống lòng bàn tay bên trong cái này là một quả tròn triệu đan dược phơi bày ra hoàng kim vẻ quanh thân còn còn quân dáng ngũ sắc nếu như nhìn kỹ lại lại là có thể ở bên trong đan dược thấy hòa hợp tiên khí liền tựa như trong đó là bao hàm một cái tiên cảnh vậy đây chính là thánh cấp đan dược thật là quá nguy nga mắt xem như vậy diệp lạc không khỏi thán phục há to miệng không hổ là thánh cấp đan dược chỉ là từ bề ngoài xem cứ như vậy cùng người khác không cùng đừng xem mau ăn tiếp chế dễ dàng xanh biến cố thấy diệp lạc dáng vẻ diệp tiên phong không khỏi thúc giục một câu thằng nhóc người rốt cuộc có thể hay không làm rõ ràng tình trạng đây chính là mới vừa trồng ra còn không ăn chờ bị người phát hiện đâu ăn hiện tại liền ăn nghe lời nói này diệp lạc vậy không do dự làm vừa đem cựu chuyển thối cốt đan ném vào trong miệng đan dược mới vừa vào miệng liền lập tức dung hóa thành quỳnh tương tán vào diệp lạc toàn thân bên trong tinh thần dược liệu phảng phất như là và gió mưa nhỏ vậy làm dịu diệp lạc thân xác liền cái này một tí diệp lạc cũng đã cảm thấy mình thân xác lần nữa mạnh mẽ một phần như thế nào thành cấp đan dược mùi gì thấy vậy diệp thiên phong vội vàng tò mò hỏi ăn quá nhanh không nếm ra mùi vị ạ à? Diệp Lạc chính là một mặt bất đắc dĩ nói, đan dược này mới vừa vào miệng liền tự đi tàn ra, mình quả thật mùi vị gì đều không nếm ra được à? Bành, bành, bành. Như vậy, ngay tại lúc này, Diệp Lạc chân mày chợt nhíu lại. Hơn nữa ở trong cơ thể hắn, truyền ra thình thịch thanh âm, giống như là tiếng chống trận, lại hình như là tiếng sấm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, ở Diệp Lạc kinh ngạc bên trong, hắn cả người cũng trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Đây cũng không phải bởi vì Diệp Lạc không có khí lực, mà là bởi vì hắn có lực khí sử không được hắn lúc này cả thân xương cốt đều bị cái này tinh thuần dược liệu ở ngay tức thì hòa tan hắn cả người giống như là một cái khí cầu vậy bị bạo phát dược liệu chống giữ chỉ bất quá hắn thân thể nhưng là mềm lún bởi vì không có xương cốt chống đỡ chớ khẩn trương cái này cũng là bình thường mắt xem như vậy diệp thiên phong nhưng là không khẩn trương mà là tự mình ngồi ở cái ghế một bên trên còn rót một ly nước trả uống vành. vành 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 ngay sau đó diệp lạc trong cơ thể vang lên lần nữa thỉnh thịch thanh âm mà hắn cả thân xương cốt ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng sống lại à cứ như vậy may là lấy diệp lạc định lực cũng không nhịn được đều thảm lên xương cốt hoa tan tiếp đó lần nữa sống lại loại đau nhức này thật là không thuộc mình giống vậy đau bất quá diệp lạc khoe miệng nhưng là nổi lên lau một cái mỉm cười hắn cảm giác được mình xương cốt ở sau khi sống lại không chỉ có càng thêm cứng rắn mạnh mẽ hơn nữa lại là tiến hóa nguyên bản trong cơ thể hắn xương cốt chính là cựu chuyển kim cốt là hoàng kim vẻ mà vào giờ phút này đi qua cựu chuyển thối cốt đan dược liệu rèn luyện sau khi sống lại lại là đổi làm ám kim vẻ càng thêm nội liễm nhưng lại càng cường đại hơn cựu chuyển ngạo cốt đây cũng là ngươi tên mới sao tiếp theo diệp lạc đầu góc bên trong liền truyền đến một cái tin tức cựu chuyển ngạo cốt mình xương cốt quả nhiên tiến hóa cứ như vậy đối với diệp lạc sức chiến đấu tăng lên có thể nói là to lớn cựu chuyển thối cốt đan không hổ là thành cấp đan dược diệp lạc xương cốt đã là toàn bộ sống lại một lần nhưng cựu chuyển thối cốt đan dược liệu hiển nhiên vẫn chưa kết thúc lúc này diệp lạc có thể rõ ràng cảm giác được mình thân sắc và kinh mạch vậy cùng nhau bị tăng cường diệp lạc thậm chí cảm giác được mình thiên cấp tư chất tu luyện thậm chí lần nữa cưỡng ép kéo lên một tầng như vậy ngay tại lúc này diệp lạc chân mày lại đột nhiên nhữ lại hắn cảnh giới tu vi lại không bị khống chế đột phá con bà nó vậy phải làm sao bây giờ cảnh giới đột phá vốn là một kiện để cho người chuyện cao hứng nhưng lúc này diệp lạc làm thế nào vậy không cao hứng nổi hắn đột phá cảnh giới đây chính là muốn độ thiên tiếp như vậy tới một cái át phải sẽ đưa tới lớn vô cùng động tĩnh thậm chí sẽ đem vạn đan cốc bên trong kiến trúc cùng với đệ tử cũng làm liên lụy chờ lát lại đột phá à chờ ta cầm dược liệu hấp thu xong, tìm một chỗ an tính nói sau hả? À? không có cách nào, Diệp Lạc chỉ có thể cưỡng ép định chế trụ mình tu vi lên cấp. Chỉ tiếc, cái này cũng không bất kỳ chỗ dùng. chương ba trăm linh một, lại độ thiên tiếp. thánh cấp đan dược dược liệu chính là như vậy bá đạo, căn bản không do được Diệp Lạc không chế, liền trực tiếp phải đem hắn tu vi cưỡng ép lên cấp. đột phá là chuyện tốt à? làm gì còn muốn chờ một chút? mắt xem Diệp Lạc cái bộ dáng này, Diệp Thiên Phong chính là mặt đầy nụ cười hỏi. đột phá là có thể đột phá, nhưng là không thể ở nơi này à? ta đột phá cảnh giới, là muốn đưa tới thiên tiếp. Diệp Lạc mặt đầy không thể làm gì, nhưng là không có biện pháp nào. Thiên, sớm như vậy liền đưa tới thiên kiếp. Nghe lời nói này, Diệp Thiên Phong làm vừa kinh hô một tiếng, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo, hắn liền một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn Diệp Lạc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nhất định là ngươi cho ta cựu chuyển bá thể quyết quan hệ, ta từ đột phá đến ngưng khí cảnh, cũng đã đưa tới qua thiên kiếp. Thấy Diệp Thiên Phong dáng vẻ, Diệp Lạc nhất thời giận không chỗ phát tiết, làm vừa than khổ liền một câu. Đây là chuyện tốt ta, à, thuyết minh ngươi thiên phú vô cùng cao, đã đạt đến trời ghen tị người tiêu chuẩn. Diệp Thiên Phong vẫn là mặt đầy không có vấn đề, làm vừa liếc Diệp Lạc một mắt. "Vậy ngươi cảm thấy ta ở độ kiếp này, biết hay không đưa tới đàn thánh? Đến lúc đó ta xem ngươi làm thế nào." Thấy Diệp Thiên Phong dáng vẻ, Diệp Lạc không khỏi chán hát tuyến tán loạn, một mặt không vui nói: "Ngươi như thế nói còn thật cũng coi lý à, nếu không ta trước thời hạn đường chạy đi." Nghe vậy, Diệp Thiên Phong làm vừa gật đầu một cái, ngoài miệng vừa nói đường chạy, dưới chân nhưng là không có động tác. "Trước đừng nói chuyện với ta, ta thử một chút có thể hay không chế trụ." Thấy một màn này, Diệp Lạc trong lòng cũng là rõ ràng, Diệp Thiên Phong đây là đang lo lắng mình. Dẫu sao một khi mình đột phá đến địa nguyên cảnh, liền sẽ đưa tới thiên kiếp, mà có thể hay không thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đây chính là ai cũng không nói chính xác sự việc. Mặc dù Diệp Lạc trước khi hai lần thiên kiếp đều là rất thuận lợi vượt qua, nhưng đây cũng không có nghĩa là lần này thiên kiếp hắn vậy sẽ thuận lợi vượt qua. Dẫu sao thiên kiếp vật này thật sự là quá huyền diệu, ai cũng nói không chừng, Diệp Lạc lần này thiên kiếp uy lực sẽ bao lớn? Không tốt. Bất quá ngay tại lúc này, Diệp Lạc chân mày nhưng là đột nhiên nhíu lại, hắn cảm giác được, có liên tục không ngừng lực lượng đang đang điên cuồng tràn vào mình thân thể bên trong đó là đại địa tinh nguyên nhân nguyên cảnh đột phá đến địa nguyên cảnh ký hiệu chính là có thể vận dụng đại địa tinh nguyên tới tăng cường mình thực lực nói cách khác thời khắc này diệp lạc một cái chân đã bước chân vào địa nguyên cảnh vang 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 theo diệp lạc thân thể không ngừng chiếm đoạt đại địa tinh nguyên toàn bộ vạn đan cốc bên trong mặt đất thậm chí đều bắt đầu rung động hơn nữa phát ra ẩm vang lớn con bà nó thằng nhóc này đột phá cái địa nguyên cảnh muốn lớn như vậy động tĩnh mắt xem như vậy diệp thiên phong lông mày không khỏi nhíu lại diệp lạc mặc dù là hắn con trai nhưng tu luyện chuyện năm đó hắn vẫn không có quá mức quan tâm cho tới diệp lạc thiên phú như thế nào hắn là một mực không rõ lắm mắt gặp hôm nay cảnh tượng ngược lại để cho hắn có chút kinh ngạc cùng lúc đó vạn đan cốc bên trong các tu sĩ cũng là chú ý tới cái này dị tượng dẫu sao thật sự là quá mức rõ ràng toàn bộ vạn đan cốc đều ở đây ẩm run dày đây là thế nào động đất sao chớ ngu vạn đan cốc tự thành nhất giới tại sao có thể là động đất ta xem đây là có người đang đột phá cảnh giới cảnh giới gì mới sẽ đưa tới to lớn như vậy thiên địa dị tượng à chẳng lẽ là có người ở thành tựu đại đế rất nhanh vạn đan cốc trên đường phố liền tụ đầy người xem náo nhiệt không qua bọn họ ngay tức thì còn không có phát hiện thiên địa dị tượng này ngọn nguồn ở đâu Bành! mặt đất rung động không biết kéo dài bao lâu bên trong căn phòng diệp lạc trong cơ thể nhưng là trận chuyển ra một đạo tương tự với bình phong tre chở bị phá vỡ thanh âm hắn vẫn là đột phá Bành! 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 Bành. tiếp theo như vậy thanh âm liền tiếp liền vang lên diệp lạc lại là vào giờ khắc này trực tiếp từ nhân nguyên cảnh đỉnh cấp một bước bước chân vào địa nguyên cảnh tầng bốn thành cấp đan dự uy lực quả nhiên bá đạo vô cùng Vâng! Anh. Vâng! Anh. Vâng! Anh. Ngay sau đó, trên bầu trời thì có mây sấm ngưng tụ đứng lên, ùn ùn kéo đến, trực tiếp bao phủ khắp bầu trời. Đã như vậy, vậy thì cũng không cần suy xét, tới đi. Mắt thấy vậy, Diệp Lạc ngược lại là bình thường trở lại. Thiên kiếp mây sấm đã thành, chàng này thiên kiếp, mình là vô luận như thế nào vậy không tránh khỏi. Đã như vậy, ngược lại không như thản nhiên đối mặt. Thật là lớn chiến trận, thằng nhóc ngươi có thể à? Diệp Thiên Phong vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, ánh mắt như là xuyên thấu cái này gian phòng, nhìn thấy bên ngoài thiên kiếp vậy lao thân phụ ngươi hiện tại không chạy có thể cũng chưa có cơ hội liền à diệp lạc cười nhạt sau đó mở miệng nói không nóng nảy, lớn như vậy náo nhiệt ta phải xem xong lại đi à diệp tiên phong mỉm cười lắc đầu một cái tựa hồ đối với thiên kiếp cũng không phải là rất để ý vậy vậy ta cũng không còn ngươi mắt xem như vậy diệp lạc cũng không nói nhiều trực tiếp gọi ra liền thôn thiên thu trứng, chuẩn bị nên đón thiên kiếp thử thách thiên đây là có người muốn độ thiên kiếp nhìn dáng dấp ngay tại vạn đàn các bên kia đây có thể náo nhiệt chúng ta muốn không nên đi qua xem xem ngươi là chán sống sao lấy ngươi tu vi, một đạo thiên kiếp xuống, ngươi cũng sẽ bị chém thành bụi bẩm. Thấy một màn này, Vạn đàn cốc bên trong đám người, toàn cũng không nhịn được kêu lên kinh ngạc đứng lên. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không dám đi qua, rất sợ sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Trên bầu trời mây sấm còn đang ngưng tụ trước, mà ở mây đen bên trong, mãnh liệt sấm xét lực đã là mắt thường có thể thấy được ngưng tụ đứng lên. Mẫu thân, bên trong thành lại có người muốn độ thiên kiếp, cũng không biết là thế lực nào tu sĩ. Vạn đàn các bên trong, Trung Ly Nhu đứng ở Trung Ly Vân Tâm bên người, một mặt có nhiều ý vị hỏi ta làm sao cảm giác được liền một cổ quen thuộc hơi thở nhu nhi ngươi ở vạn đan các bên trong thật tốt đợi ta đi xem xem trung ly vân tâm đại nhữ mày một cái như là có tâm sự vậy làm vừa dặn dò một câu một bước bước vào hư không thân hình đã là biến mất không thấy Và anh vê anh và anh trên bầu trời thanh âm của lôi minh không ngừng vang lên như là ở tích tụ lực lượng đợi đến lực lượng đủ cường đại liền sẽ đắp xuống đem diệp lạc toàn bộ trẻ làm bùi bầm vậy lần này thiên kiếp nhìn như rất là đã gần à làm là trời cướp nhân vật chính diệp lạc tự nhiên có thể cảm nhận được lần này thiên kiếp uy lực nếu so với trước kia hai lần cường đại không biết nhiều ít lần vụ vụ mà diệp lạc bên người thôn thiên thu trứng nhưng là lộ vẻ được dị thường hưng phấn đứa nhỏ ngươi có phải hay không đói yên tâm đi lập tức để cho ngươi ăn đầy đủ mắt thấy vậy diệp lạc khẽ mỉm cười đưa tay vớt ve một tí vỏ trứng ta nói ngươi có phải hay không trước cầm ta thu ngươi không sợ thiên kiếp ta còn sợ đâu ngay tại lúc này diệp lạc đầu góc bên trong nhưng là đột nhiên vang lên thành nhã thanh âm làm là kiếm linh nàng chính là linh hồn thể tiên thiên nhất gây sợ hãi sợ thiên lôi loại vật này thiếu chút nữa cầm ngươi quên nghe lời nói này diệp lạc vây tay đem khai thiên trọng kiếm thu vào túi đựng đồ bên trong chương 302, làm ra vẻ bị xét đánh đến đây diệp lạc đã là làm xong hoàn toàn chuẩn bị chuẩn bị xong nên kích thiên lôi cựu chuyển nạo cốt cho ta mở ra một khắc sau diệp lạc trực tiếp mở ra cựu truyền nạo cốt quả quyết lúc đó hai cánh tay của hắn toàn bộ cũng biến thành ám kim vẻ diệp lạc làm như vậy mục đích đơn giản hai điểm một mặt mà nói diệp lạc muốn khảo sát mình một chút cựu chuyển não cốt uy lực như thế nào mặt khác dĩ nhiên là vì lấy đỉnh cấp dung mạo đi đối mặt sắp tới thiên lôi mà diệp thiên phong vẫn là ngồi ở trên đế nhàn nhã uống nước trà một bộ con trai trưởng thành diễn cảm nhìn diệp lạc hơn nhi ngươi thấy được sao chúng ta con trai trưởng thành nhìn một chút diệp thiên phong cặp mắt liền không tự chủ mơ hồ trong miệng cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu Với anh ngay tại lúc này trên bầu trời thiên lôi rốt cuộc tích tụ liền đầy đủ lực lượng một đạo lôi điện đánh xuống chạy thẳng tới diệp lạc tới hống đạo này sấm có chừng một người bao vây lớn bằng trên không trung thậm chí biến thành mánh hổ hình dáng hướng diệp lạc đánh tới ta cái ngoan ngoãn thiên kiếp này làm sao uy lực lớn như vậy như thế to thiên lôi độ kiếp này người ngày thường chuyện xấu hẳn không bớt làm đi quá kinh khủng đây nếu là để cho ta đi một tí liền cho ta đánh chết mắt xem một màn này vạn đan cốc bên trong xem náo nhiệt đám người rối rít kinh ngạc như vậy uy lực cường đại thiên kiếp thật sự là quá làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm vê anh đám người nói chuyện để gặp mánh hổ này hình thiên lôi đã là ầm ầm rơi xuống yên lặng lại bóng tối đêm bữa như vậy gian lòng lánh vào giờ khắc này mọi người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại bởi vì tia sáng này thật sự là quá mức trói mắt lại xem diệp lạc chỗ ở nhà thậm chí là cả viện đều ở đây trong nháy mắt bị đánh thành bụi bậm to lớn sấm xét quanh quẩn ở trên mặt đất thật lâu không có tàn đi mà khuyết tán ra sóng trùng kích cũng đem chung quanh nhà cửa đánh phiến phiến sụp đổ ở nơi này sấm xét trung ương nhất diệp lạc đang mở rộng ra hai cánh tay tận tình đắm chìm trong lôi biển bên trong còn có hắn bên người thôn thiên thu trứng đang không chút kiên kỵ cắn nuốt thiên lôi còn như diệp thiên phong vẫn ở chỗ cũ nhàn nhã uống nước trà ở hắn chung quanh mấy trượng khoảng cách bên trong tựa hồ là có một phiến tuyệt duyên không gian như nhau thiên lôi hoàn toàn không cách nào xâm nhập trong đó liền cái này là ta cựu chuyển ngạo cốt quá mạnh mẽ vẫn là thiên lôi quá yếu Đắm chìm trong lôi biển bên trong diệp lạc chân mày không nhịn được nhữ lại thiên kiếp này chiến trận nhìn qua thật lớn chân chính đánh xuống tới nhưng cũng chỉ là như thế chuyện xảy ra thôi thang nhóc lời này cũng không dám nói cả à nghe lời nói này diệp thiên phong đầu tiên là nhấp một miếng nước trà sau đó nhàn nhạt nói lao thân phụ ngươi lời này có ý gì Diệp Lạc tao mày hỏi Thiên có linh trí, ngươi như vậy rêu cẩn nó, làm thật không sợ chết. Diệp Thiên phong khẽ mỉm cười, lúc này mới lên tiếng nhàn nhạt nói một câu: Con bà nó, ngươi làm sao không nói sớm? Nghe lời nói này, Diệp Lạc không nhịn được trực tiếp vang lời thô tục. Loại chuyện này, lão thân phụ làm sao không nói sớm? Người anh. Như vậy, ngay tại lúc này, trên bầu trời mây sấm, cơ hồ là ở ngay tức thì, liền lần nữa ngưng tụ lực lượng, ầm ầm rơi xuống. Mà lần này, chứng Ba Đạo Thiên lôi rơi xuống. Hứng, hứng, hứng. hứng giữa không trung bên trên ba đạo thiên lôi đều là hóa thành hình hổ hướng diệp lạc gầm thét tới con bà nó còn thật nổi giận mắt xem như vậy diệp lạc không khỏi nhướng mày một cái làm vừa vận chuyển lên trong cơ thể đại địa tinh nguyên và tiên thiên linh khí ở mặt ngoài thân thể hóa thành một đạo khôi giáp xem cái này kêu là làm ra vẻ bị xét đánh mắt xem như vậy diệp thiên phong làm vừa hài hước cười một tiếng còn bày ra một bộ ta đã sớm biết rồi diễn cảm lao thân phụ ngươi như vậy nhưng mà không phúc hậu diệp lạc vừa định than khổ một câu nói mới vừa nói phân nửa tiểu xanh xanh bị đánh gãy ba đạo thiên lôi ầm ầm rơi xuống liền trực tiếp cầm hắn phách nằm trên đất lần này thiên lôi vi lực so với trước đó lần đó nhưng mà mạnh vượt quá ba lần à mà diệp lạc trước ngưng tụ linh khí khôi giáp tựa hồ căn bản cũng chưa có đưa đến tác dụng ở tiếp xúc thiên lôi thứ trong nháy mắt cũng đã bị phách vỡ vụn thật đúng là coi thường thiên kiếp nam dưới đất diệp lạc bị cường đại thiên lôi áp chế nhúc ních không được cả người ra đã là hát như than cốc một loại bất quá hết thệ các thứ này đối với thôn thiên thú chứng mà nói ngược lại là khác một phen cảnh tượng hàng này cắn nuốt càng vui vẻ độ kiếp này người rốt cuộc làm cái gì táng tận thiên lương chuyện làm sao thiên kiếp như thế hung đó cũng không biết bất quá khẳng định không phải người tốt lành gì nếu không thiên lôi không thể như thế lợi hại nếu không chúng ta vẫn là đi về sau lại rút lui điểm đi có thể ngàn vạn lần chớ bị ảnh hưởng đến à vạn đan cốc ở giữa mọi người thấy một màn này cũng không nhịn được thổn thức chắt lưới liền một phen hống 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 trên mặt đất thiên lôi lực lượng còn ở tứ ngược trên bầu trời lần nữa có ba đạo thiên lôi hóa thành mánh hổ ầm ầm rơi xuống vê anh vê con bà nó quá phận à cái này một tí liền trực tiếp cầm diệp lạc chỗ ở cái này một mảnh không gian toàn bộ cũng phách long xuống không đúng nói chính xác hơn là cái này một mảnh mặt đất liền trực tiếp bị đánh ra một cái chu vi trăm trượng sâu mấy chục trượng hố to mà cái hố này nhất tâm điểm chính là lấy một chữ to hình nằm dưới đất diệp lạc lúc này diệp lạc không chỉ có cả người nắm đen hơn nữa còn là máu tươi đầm địa khỏi phải nói có nhiều thảm khả năng này là hắn đời này lần đầu tiên thảm như vậy cựu truyền quân long huyết cho ta sôi chảo ngay sau đó Diệp Lạc liền trực tiếp mở ra huyết mạch lực, chĩa vào to lớn lôi kiếp lực, miễn cưỡng đứng lên. Lại như thế nằm xuống đi, cần phải cho miễn cưỡng đánh chết không thể. Thiếu chút nữa thì cho lão tử đánh chết. Chĩa vào to lớn thiên lôi áp lực, Diệp Lạc vây tay từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một cái chữa thương đan dược, há mồm liền nuốt vào. Bữa như vậy lúc đó, hắn vết thương trên người, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đan thánh luyện chế đan dược, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếp theo, chúng ta liền cứ việc chơi chơi đi. Tiếp theo, Diệp Lạc hai tròng mắt đông lại một cái, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, làm vừa dưới chân vừa phát lực, người đã là thật cao nhảy lên. Đại uy thiên long ấn, long viêm quyết, chấn thiên quyền. Một khắc sau, Diệp Lạc rất nhiều bí thuật thần thông, giống như không lấy tiền vậy, hướng trên bầu trời mây sấm quanh đánh tới. Và anh. vang, anh. Bữa anh. như vậy, thì có ba đạo thiên lôi bị Diệp Lạc trực tiếp oanh nghiền. Con bà nó, thằng nhóc này như thế hung, so thiên kiếp còn muốn hung, đều bị chém thành bộ dáng này, vẫn còn có dư lực phản kích đâu. Xuất sắc, thật sự là xuất sắc, cùng trời đấu hắn vui vô cùng à. Thấy một màn này đám người lần nữa khiếp sợ đến tột đỉnh. Ở trong mắt bọn họ, có uy nghiêm vô thượng, có thể hủy diệt thế gian vạn vật thiên kiếp, lại bị người miễn cưỡng đánh bể ba đạo. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không khiếp sợ đâu? Chương 303, đàn thành tới. Thằng nhóc này, không nghĩ tới hắn thực lực lại đã mạnh như vậy. Lúc này, một bên Diệp Thiên Phong mắt xem một màn này, không nhịn được gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vui mừng diễn cảm. Lại xem trên bầu trời, thiên kiếp lôi mây tựa hồ là bị Diệp Lạc cử động chọc giận vậy, không ngừng ông minh vang dội, lần nữa hội tụ sấm sét cao nhất lực. Và anh, bữa như vậy lúc đó một đạo mấy chục trượng dài lôi long từ mây sấm bên trong gầm thét ra hướng diệp lạc liền xông lên đánh tới đạo này lôi long uy lực hiển nhiên không phải trước khi vậy mấy đạo mánh hổ trạng lôi kiếp có thể coi như nhau phá cho ta mắt thấy vậy diệp lạc không lùi mà tiến tới liều chết xung phong tới giữa còn không quên liên tục không ngừng rút ra lấy đại địa tinh nguyên nương tụ ở trên hai quả đấm tinh thần bách liệt quyền một khắc sau diệp lạc hai quả đấm tề phát ước chừng hai trăm đạo màu vàng sẩm quyền ảnh ùn lùn kéo đến hương cái này lôi long đánh tới vê vâng. anh vâng anh bữa như vậy lúc đó, trên bầu trời tiếng nổ không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo màu vàng sậm quyền ảnh bị lôi long chiếm đoạt, đồng thời vậy đang không ngừng tiêu hao nó năng lượng. Bất quá coi như như vậy, vậy chút nào không có thể ngăn cản lôi long hạ xuống. Nhiều nhất chỉ là trì hoãn một ít thời gian thôi, vẫn chưa xong đâu. Một khắc sau, Diệp Lạc một cái nhặt lên bên người thôn thiên thú trứng, hướng về phía cái này lôi long liền trực tiếp ném tới. Vù vù, vù vù, vù vù. Thôn thiên thú trứng không ngừng ông mình, cũng không biết là sợ hãi vẫn là hưng vấn. Một khắc sau, lôi long dương ra miệng to như chậu máu liền trực tiếp cầm thôn thiên thú trứng một hơi nuốt vào trong bụng mới vừa cái này lôi long có phải hay không cầm thứ gì ăn là người này linh khí sao không biết à ta, ta xem viên viên hình như là một cái trứng à mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong dị tượng nổi lên cái này mấy chục trượng dài lôi long chật run dày được à sau đó thân hình kịch liệt nhỏ yếu đứng lên mấy lần hô hấp sau đó lôi long đã là biến mất không gặp chỉ để lại giữa không trung một quả đang lóe lên lôi con trứng con bà nó cái này cái gì trứng trâu bò như vậy cả ngày lôi cũng ướt đây nhất định không phải trứng hẳn là một cái hình chứng linh khí đi cái này linh khí rất nặng mạn thật là nhớ môn à thấy một màn này một khác trước còn đang thảo luận đám người giờ khác này nhưng đều là khiếp sợ há to miệng một song song con ngươi cũng gấp kịch xúc nhỏ lại làm không tệ nghỉ ngơi một chút đi lại xem diệp lạc bên này tung người nhảy một cái đem thôn thiên thú trứng tiếp lấy sau đó thu vào túi đựng đồ bên trong diệp lạc nhìn ra cái này thôn thiên thú trứng giờ phút này đã là cắn nuốt đạt tới một loại bao hòa trình độ ở nó tiêu hóa xong trước chỉ sợ là không thể lại cắn nuốt vâng anh. anh, mà vào giờ phút này trên bầu trời mây sấm bên trong sấm xét lực lượng đã là lần nữa tích tụ tới hơn nữa nhìn thấy được nếu so với trước kia bất kỳ một lần lực lượng cũng phải tới mạnh mẽ đây chính là một kích tối hậu diệp thiên phong quả nhiên là ngươi như vậy ngay tại lúc này một đạo mở mịt như thiên lại bản thanh âm chợ ở trên bầu trời nổ vang ra tới đan thánh trung ly vân tâm ta dựa vào rốt cuộc cầm nàng đưa tới nghe được cái thanh âm này diệp thiên phong làm vừa nước trà vậy không uống trực tiếp đứng lên nhìn qua lại vô cùng khẩn trương dáng vẻ là đan thánh đại nhân đan thánh đại nhân lại tới độ kiếp này người thân phận gì lại có thể để cho đan thánh đại nhân cũng tới đây hội chớ nói chuyện mau thi lễ mắt xem trung ly vân tâm tới trước còn đám người nghị luận ở mỹ trong nháy mắt liền yên tĩnh lại bọn họ trên mặt đều là tràn đầy sùng kính thần sắc đối với luyện đan sư mà nói đan thánh trung ly vân tâm đó chính là thần của bọn họ vân tâm thật là thật lâu không gặp à lại xem diệp tiên phong bên này gãi gãi tóc mình một mặt lúng túng và trên bầu trời trung ly vân tâm lên tiếng chào hỏi diệp thiên phong ta còn lấy vì ngươi đã sớm chết rồi đâu hôm nay xem ra ngươi còn sống không tệ ạ à. trung ly vân tâm lạnh lùng nhìn diệp thiên phong giọng lạnh như băng đáng sợ thậm chí không khí bên trong cũng tản mát ra mùi thuốc súng nồng nặc đại chiến chạm một cái liền bùng nổ ta dĩ nhiên là sống rất tốt ngươi không cũng giống vậy mà diệp thiên phong lông mày nhướng lên nhìn qua một bộ dáng vẻ sao cũng được nếu bị ta tìm được vậy ngươi hẳn biết hậu quả là cái gì sao trung ly vân tâm thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng nhìn về phía diệp thiên phong ánh mắt giống như là ở xem mình cựu nhân không đội trời chung vậy hậu quả là cái gì ta có thể không đoán được ngươi trực tiếp nói cho ta không tốt sao lại xem diệp thiên phong lại là đưa ngón tay ra tới đào móc núi không chết không thôi trung ly vân tâm cắn răng từng chữ từng câu nói không chết không thôi làm nếu thật như vậy sao hai ta không chết không thôi không tốt sao nghe lời nói này diệp thiên phong chân mày cao lại thuận tay còn nghĩ mình trên ngón tay cái mũi cất cho bắn đi ra ngoài không chết không thôi ngươi cũng xứng ta nói ngươi có nói đạo lý hay không cái này đều không phải là ngươi nói sao nghe được trung ly vân tâm lời này Diệp Thiên Phong có chút tan vỡ, đều nói không thể và người phụ nữ nói phải trái, câu này cách nguồn xem ra là thật. Dù là người phụ nữ này là cái chân thánh cảnh cường giả. Ta nói, Đan Thánh đây là đang cùng ai nói chuyện đâu? Không thấy được à, người nọ đứng ở trong hố, nghe thanh âm giống như là một lao đầu à. Đan Thánh nói muốn cùng hắn không chết không thôi đâu, đây chính là Đan Thánh à, người này chết chắc. Ở phía xa xem náo nhiệt đám người, trong chốc lát đưa mắt tất cả đều từ Diệp Lạc trên mình rời đi. Bởi vì bọn họ phát hiện càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú chuyện. Đan Thánh Trung Ly Vân Tâm đang cùng một ông cụ nói chuyện, còn nói muốn cùng hắn không chết không thôi thật là không có so với cái này càng náo nhiệt chuyện ta nói hai vị muốn đánh có thể hay không đi một bên đánh ta cái này đang độ kết đây mắt xem một màn này diệp lạc trên trán hát tuyến đã là hiện ra làm vừa yếu ớt hỏi một câu thật ra thì diệp lạc vậy không muốn quáy giày lao thân phụ và đan thánh nói chuyện cũ chỉ là hắn bây giờ đang chuyên tâm đối kháng thiên kiếp thật sự là không tốt phân tâm ạ à. bất quá lấy hiện đang khẩn trương đến kiếm bạt nội trương bầu không khí tới xem diệp lạc lời nói là chút nào không tạo được tác dụng diệp thiên phong người cái này người phụ tình để mạng lại đi. Một khắc sau, Trung Ly Vân Tâm trên mình khí thế bạo trào, dành riêng cho chân thánh khí thế cường đại ùn ùn kéo đến cuốn tới. Làm ta sợ ngươi. Lại xem Diệp Thiên Phong, lúc này cũng là ngưng tụ cả thân hơi thở, một bước đạp đi ra ngoài. Chỉ bất quá hắn bước ra phương hướng, nhưng là phương hướng ngược lại. Đúng vậy, hắn chạy. Hơn nữa tốc độ còn không phải là giống vậy mau. Thật là nhanh như tia chớp. Con bà nó, người này đi chúng ta bên này chạy tới, mau tránh. Chạy mau chạy mau, chạy chậm coi như mất mạng. Hả, người này còn có xấu hổ hay không? Diệp Thiên Phong phương hướng, chính là chạy đám người xem náo nhiệt mà đến. Đây có thể bị dọa sợ đám người. Cái này lôi thôi lão đầu ngược lại không có gì, chỉ là hắn đi theo phía sau Đan Thánh Trung Ly Vân Tâm ạ. À. Đây nếu là Đan Thánh một cái không khống chế được, một trưởng đè xuống, bọn họ đám người này cũng sẽ bị nghiền thành phân vụ Chương 304, lão thân phụ như thế mạnh. Cái này, lão thân phụ chiêu này dương đông kích tây có thể ạ. À. Mắt xem như vậy, Diệp Lạc lúc này bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù bầu không khí rất là khẩn trương, Trung Ly Vân Tâm ý định giết người vậy vô cùng rõ ràng, nhưng diệp lạc từ đầu đến cuối cho rằng nàng sẽ không chân chính hạ sát thủ dẫu sao hai người còn có qua một đoạn cảm tình đâu bất quá xem cha mình dáng vẻ tựa hồ không phải rất muốn và trung ly vân tâm chiến đấu như nhau lao thân phụ rốt cuộc là cái gì tu vi có thể chạy nhanh như vậy ít nhất là bán thánh liền chứ không làm được còn là chân thánh đâu diệp lạc lúc này sự chú ý tạm thời không có đặt ở thiên kiếp bên trên mà là nhìn về phía lao thân phụ và đan thánh phương hướng hắn biết lao thân phụ rất mạnh nhưng lại không biết hắn chân thật tu vi nói thật diệp lạc rất là tò mò mà vào giờ phút này có thể chứng minh diệp thiên phong thực lực biện pháp tốt nhất chính là hắn dừng lại và trung ly vân tâm liền lên một chiếc hết thảy liền cũng rõ ràng diệp thiên phong người chạy đi đâu không chạy là không thể nào tiếp theo ở vạn đan cốc bên trong liền xảy ra một kiện đặc biệt xả đạm chuyện Đan thánh trung ly vân tâm ở phía sau sát khí ngút trời lòng bàn tay ngưng tụ làm người ta kinh khủng lực lượng ở trong hư không không ngừng đi tới trước mà ở trước mặt chính là lôi thôi lết thiết diệp thiên phong ở liều mạng chạy còn như phía trước nhất là một đám hơn nữa liều mạng chạy vô tội đám người bất quá lúc này Trung Ly Vân Tâm hiển nhiên là đã mất đi lý trí. Diệp Thiên Phong, ngươi cho ta chết. Một khắc sau, Trung Ly Vân Tâm một trường đánh ra, nhất thời một đạo trăm trượng lớn giấu tay từ trên bầu trời rơi xuống, tuy là cách mặt đất còn có mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng to lớn áp lực đã là đè không khí đều đã cơ hồ đọc lại. Đây chính là chân thánh cường giả nhất kích, uy lực tất nhiên không cần nói nhiều. Hủy thiên diệt địa vậy. Tựa như một trường này dưới, toàn bộ vạn đan thành đều phải bị nghiền thành phấn vụn. Con bà nó, cái này mẹ hắn chạy vậy không còn kịp rồi đi. Chân thánh cường giả thật là quá kinh khủng à lần này bị cái này lôi thôi lao đầu hại chết à mắt xem như vậy trước còn đang điên cuồng chạy trốn đám người mỗi một người đều đứng ở tại chỗ chạy vậy không chạy trong lòng bọn họ rõ ràng ở một kích này dưới lấy bọn họ tốc độ căn bản là chạy không thoát trung ly vân tâm người điên rồi sao mắt xem như vậy diệp thiên phong nhưng là thay đổi trước sau cũng được diễn cảm nhướng mày một cái thần sắc đột nhiên nghiêm trọng một chiêu này mặc dù diệp thiên phong có mười phần lòng tin tránh đi qua nhưng hắn nếu là tránh hắn trước mặt cái này mấy trăm người có thể một cái đều chết hết phá cho ta một khắc sau Diệp Thiên Phong lúc này vậy ngưng tụ lực lượng, một trưởng giơ lên trời thoái thác, nhất thời ngưng tụ ra một đạo trên trăm trượng lớn trường ấn, thác thiên đi. anh! Wen, anh! Hai đạo trưởng ấn tướng đụng vào nhau, nhất thời chính là một cái bất phân thắng bại tình cảnh. Trung Ly Vân Tâm một trưởng muốn dưới áp chế tới, mà Diệp Thiên Phong một trưởng muốn thác thiên lên. Lại là tạm thời giằng co. Con bà nó, lao thân phụ có như thế mạnh. Mắt xem như vậy, Diệp Lạc nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, miệng vậy nuối rộng ra thật lâu không thể khép lại có thể chống cự đan thánh trung ly vân tâm một trường bất bại mình cái này lao thân phụ tối thiểu cũng phải là chân thánh cảnh giới đi được cứu rồi cái này lôi thôi lão đầu là ai ta làm sao chưa có nghe nói qua thiên hạ này còn có như thế một tôn chân thánh cường giả đừng mẹ hắn suy nghĩ hiện tại không chạy còn đợi lúc nào hả à? nói đúng chạy trước rồi hay nói thấy một màn này đám người tuy là khiếp sợ kinh ngạc nhưng nội tâm cầu sinh muốn vẫn vô cùng lớn hiện tại cũng không phải là xem náo nhiệt lúc chạy trước đường nhất muốn trả ta vê anh vê anh trên bầu trời hai đạo vô thượng bàn tay ấn còn ở đụng vào nhau không ngừng phát ra nổ ẩm thanh âm thậm chí đã muốn lấn át diệp lạc nơi này thiên kiếp thanh âm bất quá diệp lạc mặc dù là ở thời khắc chú ý diệp thiên phong và trung ly vân tâm bên này nhưng thực vẫn luôn không có bỏ lỡ chú ý thiên kiếp động tĩnh vào giờ phút này thiên kiếp mây sấm bên trong một kích tối hậu đã nổi lên tốt lắm hống theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng hô một đầu mấy chục trượng dài lôi long từ mây sấm bên trong gầm thét rít đi ra chỉ bất quá đầu này lôi long lại dài hai cái đầu hai đầu lôi long người trước từ kiếm bên trong đi ra ngoài ta phải dùng một tí khai thiên. Mắt thấy vậy, Diệp Lạc vậy không do dự nữa, trực tiếp trao đổi túi đựng đồ bên trong thành nhã. Biết ta đã đi ra ngoài, thành nhã cũng là biết sự thái khẩn cấp, làm vừa vậy không do dự, trực tiếp liền từ khai thiên trọng kiếm bên trong đi ra ngoài. "Phá cho ta." Một khắc sau, Diệp Lạc trực tiếp gọi ra liền khai thiên trọng kiếm, nắm thật chặt ở trong tay. Mà hắn cũng là mở ra cựu chuyển ngạo cốt cùng với cựu chuyển cuồng long huyết, cộng thêm trong cơ thể hào hùng đại địa tinh nguyên, sức chiến đấu tạm thời đạt tới một loại đỉnh cấp. Phá thiên nhất kiếm. Tiếp theo, Diệp Lạc một bước nhảy lên trời cao, trong tay khai thiên trọng kiếm trợn chém đi ra ngoài. Bữa như vậy lúc đó, một đạo mười trượng dài kiếm mang phá vỡ không gian, phát ra chói hai ông minh tiếng, hướng vậy hai đầu lôi long đánh tới. Hống. Mắt thấy vậy, hai đầu lôi long cũng là một tiếng giống giận, đúng đưa to lớn đuôi rồng, hướng đạo kiếm mang này rút ra đánh tới. Vô vâng. anh! Vâng. Theo hai đạo tiếng nổ thật to vang lên, Diệp Lạc sau một đạo kinh thế kiếm mang, ngay tức thì liền bị lôi long quất nghiền. Mà lôi long cái đuôi cũng là bị kiếm mang miễn cưỡng chặt đứt. Hống. Bất quá một khắc sau, lôi long đạp chết tới, dương ra miệng to như chậu máu một hơi đem diệp lạc toàn bộ nuốt vào à lần này coi như lấy diệp lạc thân sắc cường độ cũng không khỏi đau nhẹ răng toét miệng cái này hai đầu lôi long uy lực quả nhiên bá đạo chỉ là mấy lần hô hấp thời gian diệp lạc ra trên người liền đã không có một nơi là hoàn hảo phá cho ta thập phương thần tránh như vậy liền sau đó một khắc diệp lạc khỏe miệng nhưng là chợt nổi lên cười nhạt hắn đã là vận dụng khai thiên trọng kiếm bên trong nơi từ mang huyền công bí thuật thập phương thần tránh bữa như vậy chỉ gặp diệp lạc thân hình một hồi hư hảo ở trong nháy mắt đã là hướng quanh thân 10 cái phương hướng bất đồng chém ra 10 kiếm. 10 đạo kinh thế kiếm mang, lẫn nhau đầu đôi tương liên, hóa thành một cái kiếm mang sóng gợn, chợt huyết chương tản ra. Hơn nữa một chiêu này, là trực tiếp ở hai đầu lôi long trong cơ thể trực tiếp thi triển. Uy lực có thể tưởng tượng được. Veng, veng, veng. Bữa như vậy lúc đó, tiếng nổ không ngừng vang lên, cái này hai đầu lôi long thân thể, bị cái này thập phương thần tránh, ngay tức thì cắt kim loại thành mấy chục đạo khối vụn. Sau đó, sấm sét tiêu tán ở trên không khí bên trong, mà trên bầu trời mây sấm, như là cực kỳ không tình nguyện vậy chậm rãi tiêu tán diệp lạc biết đợi chờ mình lần kế thiên kiếp sợ là phải càng thêm nguy hiểm hai lần trước thiên kiếp diệp lạc thậm chí cũng không có bị thương cũng đã thuận lợi vượt qua mà lần này thiên kiếp cũng đã mạnh đến có thể làm bị thương hắn diệp lạc thật rất khó tưởng tượng mình cái này lui về phía sau thiên kiếp uy lực rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu chương ba trăm linh năm lao thân phụ ngươi có thể ạ à? diệp lạc bên này thành công vượt qua thiên kiếp nhất thời làm cho trong cơ thể lực lượng tăng cường vững chắc đồng thời hắn thân sắc cũng ở đây thiên lôi rèn luyện dưới thay đổi càng thêm tinh thuần mạnh mẽ thậm chí là trước còn không có tiêu hóa xong thánh đan cũng ở đây thiên kiếp bên trong bị hắn toàn bộ hấp thu hắn lúc này thân thể cường độ đạt tới một loại trước đó chưa từng có trạng thái tột cùng thiên kiếp tuy hiểm nhưng chỉ cần có thể độ đi qua tất nhiên sẽ lấy được được không tưởng được chỗ tốt lại xem trung ly vân tâm và diệp thiên phong bên này ràng co vẫn còn tiếp tục bất quá cũng may trước xem náo nhiệt một đám người đã là chạy thật xa vân tâm nếu không phải là như vậy không chết không thôi sao diệp thiên phong một trường tuy là cùng trung ly vân tâm chống lại ở nhưng thần sắc nhưng là lộ vẻ được vô cùng miễn cưỡng coi là thật đương nhiên là coi là thật ngươi không chết ta tim bất an lúc này trung ly vân tâm là thì ở vào giận đùng đùng dưới trạng thái thậm chí mặt tuyệt mỹ bảng cũng lộ vẻ được có một ít dữ tợn đã như vậy diệp thiên phong còn muốn nói gì nhưng là bị đột phát sự việc cường thế cắt đứt hắn vậy một dấu bàn tay ẩm ẩm vỡ nát cuối cùng vẫn là không có địch qua trung ly vân tâm theo diệp thiên phong trưởng ấn vỡ nát trung ly vân tâm vậy một đạo trăm trượng lớn cái thế trưởng ấn cuối cùng là lăng thiên đẻ ép xuống vê anh vê bữa như vậy lúc đó mặt đất toàn bộ vỡ nát xem là một khối bọt biển vậy miễn cưỡng bị đẻ bẹp đi vào không gian vặn vẹo bề tan cảnh hư không nổ bể ra một trưởng này uy lực thật là khủng bố vô song hơn nữa một trưởng này lực lượng đã là bị đẻ rúc vào một loại cực kỳ kinh khủng tình cảnh không có nổ không có ánh lửa thậm chí không có nâng lên một chút bụi đất tất cả tất cả lực lượng tất cả đều kết kết thật thật đánh vào trên vùng đất dĩ nhiên vậy bao gồm diệp thiên phong trên mình lao thân phụ mắt xem như vậy mới vừa độ kiếp thành công hơi thở còn không coi là ổn định dịp lạc làm vừa vậy chẳng ngó ngàng gì tới liền trực tiếp hướng diệp thiên phong chạy đi đâu đi qua ngươi đối với cái kết quả này trung ly vân tâm hiển nhiên cũng là không nghĩ tới trực tiếp sửng sờ tại chỗ thật lâu mới tỉnh hồn lại ngươi tu vi còn không có khôi phục sao lấy năm đó ngươi không thể nào ngăn cản không dưới ta một trường à hu chuyện năm đó ngươi cũng không phải không biết ta tu vi dĩ nhiên là không có khôi phục diệp thiên phong một chữ to hình nằm trên đất cả người đẫm máu nhìn qua rất là chật vật vậy ngươi tại sao không chạy tại sao còn muốn chống cự ta một trường này nghe vậy trung ly vân tâm tâm trạng nhất thời kích động không chạy chạy nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi có lẽ chết ở trong tay ngươi chính là mạng ta đi diệp Thiên phong nhìn qua vô cùng yếu ớt cặp mắt có chút mê ly như là đã trọng thương trong người ở vào đang lúc hấp hối không ngươi tại sao phải ngu như vậy biết rõ ta sẽ giết ngươi tại sao còn muốn tới vạn đan cốc mắt thấy vậy trung ly vân tâm một đôi mắt đẹp bên trên rõ ràng đã là có hơi nước tràn ngập đi ra chỉ bất quá cảm ơn hơi nước còn không có ngưng kết thành nước mắt cũng đã bị nàng khí tức cường đại cho miễn cưỡng bốc hơi rớt vân tâm ta thiếu ngươi quá nhiều ngày hôm nay ta dùng mạng ta tới còn đưa ngươi có được hay không diệp thiên phong dứt lời dùng hết toàn thân khí lực ngồi dậy có lẽ là dùng sức quá mạnh còn không nhịn được phun một ngụm máu tươi đi ra ngươi ngu trung ly vân tâm còn muốn nói gì nhưng là đột nhiên nghẹn ngào ở một khắc sau trung ly vân tâm liền từ thương khung đắp xuống chậm rãi đi tới diệp thiên phong bên người thần sắc có chút phức tạp nhìn hắn vân tâm cũng đến lúc này lại không thể ôm ta một chút không coi như là đưa ta đoạn đường cuối cùng diệp thiên phong cười khổ nhìn trung ly vân tâm hai tròng mắt bên trong đã là mọc lên kỷ niệm thân sắc đứng ốc cái này một tí trung ly vân tâm rốt cục thì không khống chế nổi làm vừa cúi người xuống thật chặt đem diệp thiên phong ôm vào trong lòng ngươi rốt cuộc có hay không có yêu còn không cùng trung ly vân tâm vấn đề hỏi lên diệp thiên phong cũng đã mở miệng cho đáp án đứng ốc có ta ở nơi này làm sao sẽ để cho người chết đâu nghe lời nói này trung ly vân tâm làm vừa phá thế mỉm cười vẫy tay từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một viên thuốc nhét vào diệp thiên phong trong miệng hu đan dược phục đi xuống Diệp Thiên Phong làm vừa ho ra một nâng màu đen máu bầm, cả người khí sắc cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Con bà nó, lao thân phụ ngươi có thể ạ? À? Thấy một màn này, trước còn vô cùng lo lắng Diệp Lạc rốt cục thì yên tâm. Hơn nữa hắn rõ ràng thấy, lao thân phụ bị Trung Ly Vân Tâm ôm vào trong ngực thời điểm, còn hướng về phía mình nháy mắt một cái. Ý kia phảng phất là nói, thằng nhóc, cùng cha ngươi học một chút, đây đều là năng lực. Mình cái này lao thân phụ, cảm tình một mực đang đóng phim. Thật là một ngôi sao hải. Đây nếu là để cho Trung Ly Vân Tâm biết mình lần nữa bị Diệp Thiên Phong lừa mà nói, không biết nàng biết hay không tại chỗ nổ tung tình huống gì đan thánh như thế nào cùng lao đầu này ôm ở cùng một chỗ chẳng lẽ nói hai người là tình nhân không nên chứ ta đã sớm nghe nói đan đế trung ly nhu phụ thân vẫn là một cái mê chẳng lẽ lao đầu này chính là đan đế phụ thân rất có thể có thể cùng đan thánh chiến đến trình độ này lao đầu này khẳng định cũng là chân thánh cảnh giới ạ à. mắt xem như vậy sớm bỏ chạy xa xa đám người rối rít kinh ngạc một đời chân thánh cảnh cơn giả dạ, đan thánh trung ly vân tâm lại và một cái lôi thôi lao đầu ông trùng một chỗ đây rốt cuộc là tình huống gì vân tâm thật ra thì ngươi không cần thiết là ta làm như thế nhiều ta từ đầu đến cuối vẫn là thiếu nợ ngươi lúc này diệp thiên phong thương thế trên người đã là khôi phục xong hết rồi chỉ bất quá nhìn qua vẫn là có chút yếu ớt dáng vẻ đứng ốc nói ít điểm nói nhanh chóng khôi phục thương thế trung ly vân tâm đặc biệt ôn nhu nói một câu giọng cùng trước kia hoàn toàn không cùng như là giải khai liền trong lòng một cái tư tưởng vậy đúng rồi ta mới vừa trộm ngươi cựu chuyển thối cốt đan cho lạc nhi ăn tiếp theo diệp thiên phong mở miệng lần nữa hỏi ngốc vậy vốn là vì ngươi luyện chế đan dược loại chuyện nhỏ này không cần nói với ta trung ly vân tâm giúp vào diệp thiên phong trong ngực nhìn qua mười phần chim non theo người đây nếu là không nhận biết nàng người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nàng chính là một cái chân thánh cảnh cường giả dạ. Gì cũng không nói lao thân phụ ngưỡng mộ thấy một màn này diệp lạc hoàn toàn phục trước còn ồn nào đòi muốn giết chết cha trung ly vân tâm lại bị cha mình vài ba lời liền dỗ tốt lắm chứ bội phục diệp lạc thật sự là không nghĩ tới những thứ khác tâm trạng để diễn tả mình tâm tình bây giờ đúng rồi nhu nhi đâu ta muốn gặp gặp nàng tiếp theo diệp thiên phong rẽ rủa đứng lên thâm tình nhìn về phía Trung Ly Vân tâm hỏi. Ngay tại vạn đan các bên trong đâu, con gái của chúng ta, hiện tại nhưng mà đan đến đâu? Trung Ly Vân tâm một bên kiêu ngạo vừa nói, một bên vén lên Diệp Thiên Phong cánh tay, hướng bên trong thành đi tới. Chương 306, một nhà đoàn tụ. Thấy một màn này, nói thật Diệp Lạc là cao hứng vô cùng, đừng để ý lao thân phụ mới vừa rồi là không phải đang đóng phim, dù sao hắn và Trung Ly Vân tâm tới giữa thủ hoán, tạm thời là giải trừ. Đồng thời, đối với mình cái này lão thân phụ, Diệp Lạc cũng là càng thêm tò mò. Tu vi còn không chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng có thể và chân thánh cảnh trung ly vân tâm qua một chiều đây nếu là trạng thái tột cùng hắn nên sẽ có bao nhiêu mạnh xem ra có thời gian thời điểm mình muốn tìm mình cái này lao thân phụ thật tốt trò chuyện một chút lạc nhi ngươi vượt qua thiên tiếp vượt qua liền tốt chúng ta hồi vạn đăng các ngày hôm nay thật tốt khánh chúc mừng một tí diệp lạc đang suy nghĩ diệp thiên phong và trung ly vân tâm đã là đi tới trước người của hắn không mặn không lạt hỏi một câu cái này các ngươi hai cái mắt xem như vậy diệp lạc không khỏi chán một trận hấp tuyến tán loạn cứ như vậy không mặn không lạt hỏi một câu thì xong rồi ta mới vừa độ đây chính là thiên kiếp à hơn chuyện nguy hiểm à các ngươi lại không thể quan tâm ta một chút không rất nhanh mấy người liền trở về vạn đan các bên trong đối diện liền thấy trung ly nhu đang đứng ở nơi đó một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt diệp thiên phong và trung ly vân tâm mặc dù năm đó trung ly nhu vừa sanh ra diệp thiên phong liền bỏ chạy nhưng huyết mạch tới giữa lẫn nhau cảm ứng để cho nàng có thể xác nhận trước mặt cái này lôi thôi lao đầu chính là mình phụ thân bất quá trung ly nhu là làm sao vậy sẽ không nghĩ tới mình mẫu thân thế nào nhìn chúng đi và diệp thiên phong như thế ân ái đâu không phải một mực kêu đánh kêu giết sao đệ đệ đây là tình huống gì nghĩ tới đây trung ly nhu không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi hướng một bên diệp lạc thì người không đoán sai cái này chính là của chúng ta lão thân phụ diệp lạc cao mày như là không quá muốn thừa nhận vậy phu phu thân lấy được đáp án xác thực trung ly nhu lúc này mới nhìn về phía diệp thiên phong một đôi mắt đẹp bên trong đã là có hơi nước hiện ra nói thật trung ly nhu không hề hận diệp thiên phong đỉnh hơn chính là không tình cảm gì nhưng hôm nay thật làm diệp thiên phong đứng ở trước mặt mình thời điểm nàng vẫn là có chút không nén được nội tâm vậy cổ cảm động nhu nhi con gái ta diệp thiên phong nhìn qua vậy rất kích động làm vừa đi lên phía trước đầy mắt cưng chịu nhìn trung ly nhu một đôi mắt lao bên trong cũng có hơi nước dâng lên phụ thân diệp thiên phong một tiếng này con gái liền trực tiếp để cho trung ly nhu lại buồn, làm vừa một đầu đâm vào diệp thiên phong trong ngực khóc đã là giống như một người nước mắt cũng dọn dẹp một chút ngày hôm nay chúng ta thật tốt khánh chúc mừng một tí mắt xem như vậy trung ly vân tâm mỉm cười cười một tiếng nhìn qua tâm tình mười phần tốt dáng vẻ tiếp theo trung ly vân tâm liền ở vạn đan các bên trong bày thật là lớn một bàn thực rượu bốn người vui vẻ hòa thuận lớn ăn một bữa lao thân phụ ngươi bây giờ là cái gì tu vi chân thánh sao đang ăn diệp lạc bên thủ nhìn về phía diệp thiên Phong nhỏ giọng thầm thì một câu đều biết còn hỏi ta diệp thiên phong chỉ là nhướng mày một cái cũng không có chối nhưng cũng không có khẳng định bất quá dựa theo hắn trước nơi bày ra thực lực tới xem tuyệt đối là chân thánh không thể nghi ngờ vậy ngươi năm đó là làm sao bị thương lại thế nào thương tổn tới tu vi đâu diệp lạc hỏi tiếp nói tu sĩ so sánh vu phàm người mà nói cái này sức khôi phục là không biết mạnh hơn bao nhiêu nói cách khác bị thương như vậy hại chỉ cần không bị thương đến căn nguyên cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ tu vi mà hôm nay diệp lão cha tu vi có chút tổn thương nhiều năm như vậy còn không khôi phục như cũ hiển nhiên năm đó bị thương là đặc biệt nặng vô cùng còn không phải là bởi vì ngươi mẫu thân diệp thiên phong nói về đạo đến một nửa liền bị chính hắn miễn cưỡng ngưng tựa hồ hắn không phải rất muốn nhắc tới chuyện này nói tiếp à ngươi muốn gấp chết ta à mắt thấy vậy diệp lạc có thể không làm cái này nói chuyện nói một nửa không phải nhất làm cho người ta chán ghét sự việc sao hiện tại nói cho ngươi còn quá sớm biết đối ngươi không có lợi thấy vậy diệp Thiên phong nhướng mày một cái làm vừa nói một câu nghe được lao thân phụ lời này diệp lạc biết tiếp tục hỏi sợ là vậy không kết quả gì làm vừa cũng sẽ không hỏi và ban đầu sở mộng điệp nói như nhau mình quá sớm biết ngược lại là không có lợi nói rõ liền vẫn là mình quá yếu vậy lao cha ngươi muốn ở nơi này đợi tới khi nào tiếp theo diệp lạc mở miệng lần nữa nhỏ giọng hỏi hắn nhìn ra bởi vì diệp thiên phong đến trung ly vân tâm và trung ly nhu cũng là vô cùng cao hứng nhưng lấy diệp lạc đối tại cha mình ra rồi rõ ràng tới xem hắn là không thể nào ở nơi này đợi thời gian quá dài nói thật diệp lạc thật sợ có một ngày lão thân phụ lần nữa đường chạy cái này hai người sẽ có đặc biệt thất lạc xem tình huống đi nơi này ăn uống đàng hoàng qua một hồi còn có vạn đan đại hội náo nhiệt này xem trước đợi nói sau diệp thiên phong tay cầm một cái đùi gà ăn miệng đầy mỡ nói chuyện đều có chút hàm hồ không rõ thiên phong ngươi lần này liền không cần đi được không ngay tại vạn đan quốc cùng mẹ con chúng ta hai đi đây là một bên trung ly vân tâm thấy diệp thiên phong ăn miệng đầy mỡ ôn nhu cầm tới một tấm khăn bông giúp hắn lau miệng lúc này mới lên tiếng hỏi không đi không đi nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi là thời điểm an định lại nghe lời nói này diệp thiên phong thậm chí cũng không do dự làm vừa liền gật đầu đáp ứng một tiếng hơn nữa nghe ngữ khí lại là mười phần nghiêm túc vậy thì tốt vậy thì tốt nghe lời nói này trung ly vân tâm làm vừa bị cảm động nói không ra lời cái này cờ mờ nở thấy một màn này diệp lạc không nhịn được trực tiếp nhỏ giọng vang lời thô tục lao thân phụ cái này biểu diễn kỹ xảo thật có thể ạ à? bàn về tán gái công lực ngài là lao tử bất quá càng như vậy diệp lạc cũng chỉ càng có thể tưởng tượng được đến khi cha mình lần nữa thời điểm biến mất phòng đoán trung ly vân tâm sẽ trực tiếp nổ tung đi bữa cơm này bốn người được ăn rất khuya lúc này mới chuẩn bị tàn đi bất quá để cho diệp lạc không hiểu phải lão thân phụ lại muốn ở lại vạn đan các bên trong ở lạc nhi ạ à, người đi trước đi lão thân phụ ta tối nay liền ở tại nơi này dựa vào cái gì ạ à, ta đều không nói ở tại vạn đan các bên trong đâu hơn nữa ta cái viện kia bị thiên lôi cho phép không có ta cũng không trở về ạ à. diệp lạc mặt đầy không biết làm sao vừa nói còn vừa nhìn về phía trung ly vân tâm không sao không sao vạn đan cắt rất lớn lạc nhi ngươi ở nơi này tùy tiện tìm địa phương ở là tốt mắt xem như vậy trung ly vân tâm làm vừa mỉm cười cười một tiếng dứt lời liền kéo diệp thiên phong hướng lầu cuối đi ta dựa vào dựa vào cái gì lão thân phụ là có thể ở tầng chót diệp lạc ngoài miệng tuy là than phiền nhưng trong lòng vẫn là biểu thị hiểu diệp thiên phong và trung ly vân tâm dẫu sao vẫn là có qua một đoạn tình cảm hôm nay lại thuộc về tại tốt tự nhiên là có rất nhiều lặng lẽ lời muốn nói đệ đệ có thể cùng tỷ tỷ ta tán gẫu một chút sao ngay tại lúc này Trung Ly Nhu nhưng là đột nhiên lên tiếng, xem nàng thần sắc, vẫn còn có một loại lo được lo mất cảm giác. "Tỷ, ngươi là muốn trò chuyện một chút cha chuyện chứ?" Thấy vậy, Diệp Lạc hơi mỉm cười nói. "Chương 307, tỷ đệ nói chuyện." Diệp Lạc nhìn ra, Trung Ly Nhu hiện tại vẫn có chút không thể tiếp nhận dáng vẻ. Cái này cũng có trách, sớm ở Trung Ly Nhu còn không có ra đời thời điểm, mình lao thân phụ Diệp Thiên Phong liền đã bỏ chạy. Mà hôm nay đối mặt hắn đột nhiên trở về, đảm nhiệm ai cũng sẽ có một ít không cách nào tiếp nhận đi. Hơn nữa đối với Trung Ly Nhu mà nói, nội tâm nàng tình cảm, nhưng thật ra là đặc biệt phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối với phụ thân hết thể ấn tượng đều là tới từ tại mẫu thân Trung Ly Vân Tâm nơi đó. Có thể tưởng tượng được, hẳn là không có lời gì tốt. Cho nên ở Trung Ly Nhu nội tâm bên trong, mình phụ thân chính là một cái bỏ rơi vợ con, không chịu trách nhiệm con kiếp. Nhưng hôm nay nhìn như, nhưng thật giống như cũng không phải là như thế chuyện xảy ra. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất phải, mình mẫu thân lại và hắn như vậy thân nhau. Điều này càng làm cho Trung Ly Nhu muốn không rõ ràng. Đệ đệ, ngươi cảm thấy phụ thân là hạ người gì? Tiếp theo, Trung Ly Nhu cắn môi hỏi một câu, tựa như là khó khăn vô cùng dáng vẻ. Lao thân phụ hắn à, làm sao hình dạng đâu, nhìn bề ngoài không thế nào đáng tin, trên thực tế tạm được như vậy đi. Diệp Lạc cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó chân mày cau lại đáp, ta có chút không rõ ràng. Tại sao mẫu thân trước như vậy hận hắn, thật là đến thấy hắn thời điểm, thái độ nhưng là cái bộ dáng này. Trung Ly Nhu đại nhíu mày một cái, tiếp theo mở miệng hỏi nói, khả năng này liền là ái tình liền đi, ta cũng không hiểu, ngươi hỏi ta coi như là hỏi vô ích liền à. Diệp Lạc cười nhạt, biểu thị mình cũng không thể trả lời Trung Ly Nhu cái vấn đề này. thực vậy trong này tồn tại tất cả loại háo hức biến hóa Diệp Lạc vậy là thật không hiểu nổi. ta hiểu ý ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi. sáng mai ta cho ngươi an bài một cái phòng luyện đan mới. vạn đan đại hội mở trước vẫn là phải thật tốt huấn luyện một cái. nghe Diệp Lạc mà nói Trung Ly Nhu cái hiểu cái không gật đầu một cái. tiếp đó mở miệng nói. yên tâm đi tỷ, ta hiện tại đột phá tu vi đến địa nguyên cảnh, chắc hẳn đối với ta luyện đan cũng có rất lớn tăng lên. lần này vạn đan đại hội không làm được ta có thể làm cái hạng nhất đương đương đầu Diệp Lạc chân mày cao lại, rất là được nước nói một câu. Ngươi có thể được rồi, vạn đang đại hội trên cao thủ rất nhiều, ngươi có thể đừng đối mình quá có lòng tin à. Thấy Diệp Lạc dáng vẻ, Trung Ly Nhu không nhịn được bật cười lên, tiếp theo xoa xoa Diệp Lạc đầu lớn, một mặt lời nói thành cần nói. Ta nhưng mà đệ đệ ngươi, lại không thể đối với ta có chút lòng tin. Nghe vậy, Diệp Lạc nhướng mày một cái, làm bộ như không dáng vẻ cao hứng nói. Đúng rồi, có cần hay không tỷ tỷ ta hướng dẫn hướng dẫn ngươi. Ta gần đây coi như không đội vàng, hẳn có thời gian. Thấy vậy, Trung Ly Nhu mỉm cười cười một tiếng, làm vừa nói một câu tạm thời không cần ta trước mình điều nghiên ả, à, không thể chuyện gì cũng dựa vào ngươi à nghe lời nói này diệp lạc cơ hồ không có do dự làm vừa liền cự tuyệt trung ly nhu đề nghị thực vậy có đan trung đế vương trung ly nhu ở hướng dẫn nói diệp lạc thuật luyện đan khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh thế nhưng dù sao không phải là dựa vào lĩnh ngộ của mình tới diệp lạc mong muốn là dựa vào mình cố gắng đang luyện đan một đạo trên đi ra thuộc về mình một con đường coi là thằng nhóc ngươi có chút cốt khí chờ khi nào ngươi nghĩ thông rồi sẽ tới tìm ta đến lúc đó cho ngươi ma quỷ đặc hấn thấy vậy trung ly nhu hài lòng gật đầu một cái nhìn qua tựa hồ tâm tình không tệ dáng vẻ nói thật diệp lạc trả lời tránh hợp lòng nàng ý chỉ có dựa vào mình cố gắng có được thành quả mới là vững chắc nhất phải vậy tỷ ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi diệp lạc gật đầu đáp ứng một tiếng vậy thì mình đi tìm cư trú phòng trải qua ngày hôm nay chuyện này thật ra thì diệp lạc vẫn là có chút cảm ngộ một cái là cha mình thực lực nguyên lai là chân thánh hơn nữa năm đó bởi vì mẫu thân nguyên nhân nhận trọng thương còn như lão thân phụ tại sao không muốn tự mình nói liên quan tới mâu thân sự việc chắc hẳn còn là vì tốt cho mình nói cho cùng vẫn là hắn tu vi quá yếu cho dù biết liên quan tới mâu thân sự việc cũng chỉ có chỗ xấu mà không có lợi nói thật diệp lạc bây giờ đối với tại thực lực khát vọng lại sâu hơn một phần dẫu sao chỉ có làm mình thực lực cường đại sau đó mới có thể biết được mâu thân càng nhiều tin tức hơn thậm chí đến lúc đó đi tìm nàng vậy không là không thể nào chuyện bất quá trước mắt hắn phải làm sự việc vẫn là phải chú trọng tu luyện thuật luyện đan khoảng cách vạn đan đại hội bắt đầu nhưng mà không có thời gian bao lâu Hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm luyện chế cấp 3 linh đan có 70% tỷ lệ thành công, đây chính là không thế nào đủ nhìn. Xem ra là thời điểm luyện tập một tí luyện chế đan dược cấp 4. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Ly Nhu liền cho Diệp Lạc gan bài cái mới chỗ ở, bất quá khoảng cách vạn đan các cũng coi chút xa, bởi vì đi qua ngày hôm qua thiên kiếp và Trung Ly Vân Tâm một trường, đối với vạn đan cốc phá hoại nhưng mà không nhẹ. Mà chuyện ngày hôm qua kiện đang lúc mọi người thảo luận bên trong, giống nhau đã là thành đường phố nói ngọ hành nghị. Nghe nói không, tối hôm qua có người ở vạn đan thành độ thiên kiếp tới. Ta nghe nói, bất quá nói là đan thánh lớn người và người đánh nhau kết quả ạ à, ngươi xem thành bắt trên đất bây giờ còn có một đạo trăm trượng dài trường ở đâu và đan thánh đại nhân tỷ thí là ai ạ à? các ngươi nhìn thấy không nghe nói là một cái lôi thôi lao đầu phỏng đoán đã bị một trường đập chết vạn đan cốc bên trong các nơi mọi người nghị luận vẫn còn tiếp tục nhưng cái này chút nhưng là và diệp lạc không có quan hệ gì hắn lúc này đang mình chỗ ở mới bên trong chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện thuật luyện đan đâu còn như lão thân phụ diệp thiên phong từ lúc đêm hôm đó sau đó cũng chưa có gặp lại qua phỏng đoán hiện tại đang vạn đan các bên trong cản dỡ đâu cấp bốn huyền dương bổ linh đan cần huyền dương thảo thiên linh hoa ngọc thanh linh dịch tổng cộng 30 mươi mấy loại vật liệu luyện bên trong đan phòng diệp lạc mở ra vậy trường cấp bốn đan vương nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn một lần sẽ để cho đầu hắn vô cùng to lớn chỉ là luyện chế yêu cầu vật liệu liệu liền trường ba mươi mấy chồng lại càng không muốn sách luyện chế thủ pháp phức tạp diệp lạc phỏng đoán mình lúc này bắt đầu luyện chế cái này huyền dương bổ linh đan nói xác suất thất bại hẳn là trăm phần bộ mặc nói thế nào trước hay là thử một lần đi mặc dù diệp lạc trong lòng rõ ràng khẳng định sẽ thất bại nhưng vẫn là quyết định trước luyện chế một lần thử một lần thế sự thường thường chính là như vậy biết rõ sẽ thất bại chẳng lẽ cũng không bắt đầu sao đạo lý này ở diệp lạc nơi này không đứng vững có thiên phú liền dựa vào thiên phú không thiên phú liền dựa vào cố gắng tóm lại phải đi trước đi ra ngoài hay nói mở nguyên tiếp theo diệp lạc liền đem vật liệu toàn bộ lấy ra ngoài dựa theo đan phương lên ghi lại bắt đầu từng bước đưa vào lò luyện đan bên trong đồng thời hắn cũng chia tim hai dùng cẩn thận khống chế thiên hỏa nhiệt độ nói thật từ lúc lần này sau khi độ kiếp diệp lạc luôn cảm giác mình cựu tiêu thiên lôi viêm lần nữa phát sinh biến hóa bên trong lôi đình lực càng cường đại hơn bất quá cứ như vậy cái này cựu tiêu thiên lôi viêm coi như càng thêm khó khống chế chương ba trăm linh tám để cho người hỏng mất đi dạ phố cựu tiêu thiên lôi viêm vốn là diệp lạc long hỏa ở sau khi vượt qua thiên kiếp dị biến kết quả ngọn lửa bên trong không chỉ có ngọn lửa lực lượng lại là có sấm xét lực lượng mà lần này thiên kiếp sau đó diệp lạc rõ ràng cảm thấy mình cựu tiêu thiên lôi viêm bên trong sấm xét lực lượng đã rõ ràng mạnh hơn ngọn lửa lực lượng đây cũng không phải là chuyện gì tốt cái loại này lực lượng tranh lệch nếu như lại mở rộng nói cựu tiêu thiên lôi viêm bên trong ngọn lửa rất có thể sẽ bị thiên lôi chiếm đoạt đến lúc đó diệp lạc trong cơ thể thì không phải là ngọn lửa mà là thiên lôi uy lực mặc dù tăng lên nhưng thiên hỏa nhưng có thể hoàn toàn biến mất xem ra sau này có cơ hội hẳn tìm một ít ngọn lửa chiếm đoạt một tí còn như biện pháp giải quyết diệp lạc cũng là rất rõ ràng đơn giản liền là tìm ra ngọn lửa chiếm đoạt tăng cường ngọn lửa lực lượng sau đó hết thảy liền cũng giải quyết dễ dàng còn như thời gian trên ngược lại không gấp nhưng nhất định phải ở Diệp Lạc đột phá đến Thiên Nguyên cảnh trước. Nếu không ở trải qua Thiên Nguyên cảnh thiên kiếp sau đó, Diệp Lạc cơ hồ có thể khẳng định, mình ngọn lửa khẳng định sẽ bị thiên lôi cắn nuốt. anh, Diệp Lạc đang suy nghĩ, bên trong lò luyện đan chợt truyền ra một đạo tiếng nổ. Thảo dược ở dung hợp thời điểm bởi vì sức lửa không có nắm giữ tốt, nổ. Bất quá hết thệ các thứ này ngược lại là ở Diệp Lạc nằm trong dự liệu, dù sao hắn vật liệu còn nhiều mà, nếm thử nữa là tốt. Rất nhanh, Diệp Lạc liền lần nữa lấy ra một phần vật liệu, bỏ vào bên trong lò luyện đan, chuẩn bị lại luyện chế một lần Huyền Dương Bộ Linh Đan bất quá chờ đợi hắn, nhưng là một lần lại một lần thất bại. cấp bốn đan dược cũng không phải là như vậy dễ dàng luyện chế. đây cũng quá khó khăn. nghỉ ngơi trước một lát đi, đầu đều có điểm hồ đồ. không biết qua bao lâu, diệp lạc ở thất bại mấy mươi lần sau đó, rốt cục thì ngưng luyện đan động tác. liên tục luyện đan, may là lấy diệp lạc linh hồn cường độ, cũng có một chút chịu không nổi. thành nhã, đi dạo phố không đi. tiếp theo, diệp lạc đi về phía phòng luyện đan xóa xỉnh đem khai thiên trọng kiếm gánh ở sau lưng, lúc này mới lên tiếng hỏi một câu. vậy khẳng định đi hả à? nghe lời nói này thành nhã lập tức đáp giọng bên trong còn tràn đầy thần sắc hưng phấn nói thật từ đánh tới vạn đan cốc sau đó diệp lạc liền vẫn không có ra đi bộ qua một lần duy nhất ra cửa phòng vẫn là bởi vì nhà bị thiên kiếp làm hỏng bất quá một lần kia thành nhã núp ở túi đựng đồ bên trong nhưng mà không thấy gì cả đi tiếp theo diệp lạc liền công khai thiên trọng kiếm đi ra gian phòng đi tới vạn đan cốc bên trong hắn hiện ở cái nhà này ở vào vạn đan cốc phía nam nơi này ngược lại là không có gặp phải phá hoại hai bên đường phố cửa hàng bày la liệt lộ vẻ được vô cùng sầm ất. diệp lạc trên bên kia trong cửa hàng xem một chút nơi này vậy xem một chút ngươi đừng có gấp đi ạ à, ta còn chưa xem xong đâu bất quá mới vừa ra tới diệp lạc liền có chút hối hận thành nhã dọc theo đường đi đều ở đây bên thai hắn không ngừng lại nải, gây ra diệp lạc giáp được đầu mình cũng phải lớn hơn ta đây là tạo cái gì nghiệt lại không thể làm người tốt đi bộ cái gì ạ à, còn không bằng ở nhà đợi luyện đan đâu diệp lạc than thở một tiếng chĩa vào một tấm đại hắc mặt ở vạn đan cốc bên trong cửa tiệm không ngừng xuyên qua người này tật xấu gì đi dạo cái đường phố làm sao chĩa vào một tấm đại hắc mặt như thế không vui sao cũng không phải là nói mà ngươi xem hắn cửa hàng nào đều đi liền chuyên bán người phụ nữ quần áo cửa tiệm cũng không đông tha còn nói sao các ngươi phát không phát hiện người này đi vào cũng không nói chuyện nhìn xong một vòng cái gì cũng không mua liền đi thật sự là quá kỳ quái rất nhanh vạn đan cốc bên trong dân chúng liền phát hiện diệp lạc khắc thường rối rít nghị luận cái này cũng khó trách một cái người đàn ông có một trôi hơn một trăm năm mươi kg trọng kiếm chĩa vào một tấm đại hắc mặt ở nơi này dạo tới dạo lui không nói câu nào còn thứ gì đều không mua cho dù ai thấy cũng sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái đi ta sai rồi ta muốn trở về luyện đan nửa giờ sau đó diệp lạc ở trên đường tìm một xó xỉnh ngồi sùng xuống, trên trán không ngừng có mồ hôi hột toát ra hắn đây là thuần thuần mệt suy nghĩ một chút ngược lại cũng không kỳ quái hắn có hơn một trăm năm mươi kg khai thiên trọng kiếm ngựa không dừng bó thơ không ngừng nghỉ chút nào đi hơn một tiếng không mệt mới là lạ chứ bất quá càng nhiều hơn là tim mệt mỏi đều nói người phụ nữ có trung thiên phú chính là đi dạo phố không mệt huống chi là thành nhã như vậy che giấu ở kiếm bên trong để cho Diệp Lạc con đi dạo phố, nàng lại là không mệt. Ta nói ngươi, dầu gì cũng là cái địa nguyên cảnh tu sĩ đi, làm sao thể lực kém như vậy, mắt xem như vậy, thanh nhã lúc này than khổ liền một câu. Bất quá như đã nói qua, mới vừa vậy nửa canh giờ thời gian, nàng thật sự là đặc biệt vui vẻ, đây cũng là nàng đời này lần đầu tiên thấy như vậy nhiều sự vật mới mẻ. Từ về điểm này mà nói, nàng vẫn là đánh trong lòng cảm ơn Diệp Lạc. Địa nguyên cảnh thế nào? Ta thể lực cũng không phải là vô cùng vô tận, ngươi có thể coi như là không mệt diệp lạc mặt đầy bị khuất ngồi trồm hổm dưới đất che mình mặt nhìn qua khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu được rồi được rồi vậy thì đi dạo nữa nửa giờ có được hay không cuối cùng nửa giờ mắt thấy vậy thanh nhã dùng một loại thương lượng giọng và diệp lạc nói đây chính là người nói diệp lạc gật đầu một cái hai tay chống đầu gối chật vật đứng lên lần nữa chĩa vào một tấm đại hắc mặt đi lên đầu đường thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt thời gian đã là đi qua nửa giờ lúc này vạn đan cốc trên đường một cái u ám chỗ xó xỉnh một người thanh niên bụng mặt ngồi xổm ở nơi đó nhìn qua vô cùng mệt mỏi không sai Người này chính là Diệp Lạc. Hắn lúc này ngồi xổm ở nơi đó, nhìn qua một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Diệp Lạc giống như một người đàn ông như nhau đứng lên. Thanh nhã thanh âm không ngừng ở Diệp Lạc vang lên bên tai. Bất quá hết thệ các thứ này, Diệp Lạc nhưng đều là làm như không nghe. "Đừng nói chuyện vớ vẩn, lần này ta nói gì cũng không đi dạo phố." Diệp Lạc sắc mặt đen giống như than hòn như nhau, ngồi xổm ở nơi đó không lúc đích. "Nói hết rồi cuối cùng nửa giờ ạ." À. "Được rồi, nửa giờ trước ngươi nói chính là câu này, lần này ta nói gì vậy sẽ không tin tưởng ngươi." Thanh nhã chưa thỏa mãn vừa nói, nhưng là bị diệp lạc tàn nhẫn cự tuyệt ta sai rồi ta ngày hôm nay thì không nên ra cửa nên đợi ở nhà thật tốt luyện đan nên cái gì chuyện cũng không có ta quá khó khăn tiếp theo diệp lạc vẫn là ngồi xổm ở nơi đó bên trên nhất không ngừng lẩm bẩm đầy mặt đắng chắt rõ ràng viết hai chữ to khó chịu vị huynh bài này trong chuyện này nhiều hơn nữa khổ nạn cũng sẽ đi không muốn như thế nản lòng ngay tại lúc này diệp lạc chợt nghe trước mặt mình có người nói chuyện hơn nữa còn ném ra một vật đến hắn bên chân trên vậy là một khối màu tím linh thạch con bà nó làm tiểu gia ta là ăn mày Mắt xem như vậy, Diệp Lạc lúc này nổi giận, vừa đem linh thạch này thu vào túi đựng đồ, một bên ngẩng đầu lên, chuẩn bị xem xem là ai như thế không biết điều. Chương 309, Vạn Đan đại hội lên người tàn nhẫn. Diệp Lạc ngẩng đầu lên, trừng mắt trợn tròn nhìn về phía cái này cho mình ném tiền người, nhưng là kinh ngạc há to miệng. "Kiếm? Kiếm Thông Thiên, ngươi làm sao tới Vạn Đan gốc?" Lúc này đứng ở Diệp Lạc người trước mặt, có thể không phải là táng kiếm thành thiếu thành chủ Kiếm Thông Thiên sao? "Diệp Hinh! ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì để cho ngươi luân lạc đến đây?" Kiếm Thông Thiên vậy vô cùng kinh ngạc hắn biết diệp lạc là muốn tới vạn đan cốc tham gia vạn đan đại hội nhưng lại không nghĩ rằng thấy diệp lạc ở chỗ này dọc phố an xin đi mọi người thiểu ra ta ở nơi này suy tính đời người đâu ngược lại là ngươi ngươi tới vạn đan cốc làm gì nghe được kiếm thông thiên mà nói diệp lạc lúc này đứng lên một mặt không vui nói ta tới tham gia vạn đan đại hội à ngươi còn là một luyện đan sư kiếm thông thiên một câu nói lần nữa để cho diệp lạc kinh ngạc hắn vẫn là lần đầu tiên biết kiếm thông thiên trừ lúc kiếm lại vẫn biết luyện đan nói thế nào đi nữa trong cơ thể ta cũng có điệu hỏa không làm luyện đan sư lãng phí à? Kiếm Thông Thiên nhìn về phía Diệp Lạc, có chút ngượng ngùng nói một câu. Thật ra thì cho đến hiện tại, Kiếm Thông Thiên cũng không có gặp qua Diệp Lạc luyện đan, vậy không tin thật hắn rốt cuộc có phải hay không cái luyện đan sư. Bất quá có một việc Kiếm Thông Thiên vẫn là vô cùng khẳng định, đó chính là Diệp Lạc có thiên hỏa. Một cái có thiên hỏa tu sĩ, phải nói hắn không biết luyện đan, phỏng đoán thì sẽ không có người tin tưởng. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, có thể thấy người quen, Diệp Lạc vẫn rất vui vẻ. Dẫu sao trước hắn đi dạo phố đi dạo, thiếu chút nữa bị thành nhã cho hành hạ điên rồi. Đúng rồi, Ngươi ở Vạn Đan Cốc ở nơi nào? Ta tìm ngươi đi uống rượu à?" Tiếp theo, Diệp Lạc mở miệng hỏi nói, "Còn chưa biết, chuẩn bị trước tìm một cái khách sạn ở, vừa tu luyện một tí thuật luyện đan, một bên chờ Vạn Đan Đại hội bắt đầu." Kiếm Thông Thiên nhàn nhạt nói, "Ngươi còn không tìm được chỗ ở à? Vậy thì đừng tìm khách sạn, đi ta ngủ ở đâu, ta chỗ đó lớn, vừa vặn chúng ta còn có thể cùng uống uống rượu, tham khảo một tí thuật luyện đan cái gì." Nghe lời nói này, Diệp Lạc lúc này vỗ vỗ Kiếm Thông Thiên bả vai nói, "Gì? Ngươi ở Vạn Đan Cốc còn có chỗ ở?" Nghe lời nói này kiếm thông thiên làm vừa kinh ngạc vạn đan cốc đó là địa phương nào nơi này nhà cũng không phải là có tiền là có thể mua được vậy chỉ là một chỗ ở tạm thời thôi bất quá nhất định phải so khách sạn mạnh à diệp lạc cười hắc hắc cũng không có nói quá mức cẩn thận cái này hóa ra được a à, vậy ta cũng sẽ không vào người khách khí Thấy vậy kiếm thông thiên gật đầu một cái một chút không có cùng diệp lạc ý khách khí thực vậy bây giờ cách vạn đan đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian có thể ở vạn đan cốc bên trong có một cái chỗ đặt chân nhất định phải so trọ khách sạn mạnh hơn nhiều vậy chúng ta thì đi đi mắt thấy vậy diệp lạc có thể coi là tìm được không đi dạo phố lý do làm vừa liền dẫn kiếm thông thiên hướng thành nam đi tới diệp lạc người cái không biết xấu hổ nói xong rồi ngày hôm nay đi dạo phố lúc này diệp lạc đầu góc bên trong liền vang lên thành nhã chửi đồng thanh âm tình huống đặc biệt đây không phải là huynh đệ tốt tới sao nhất định phải tụ họp một chút à đi dạo phố chuyện sau này hay nói sau này hay nói mà diệp lạc ngoài miệng tuy như thế vừa nói nhưng trong lòng đã là đã quyết định chủ ý sau này nói gì cũng không chủ động sách đi dạo phố chuyện nhớ ngươi nói thành nhã giận dỗi hử lạnh một tiếng liền lại nữa phản ứng diệp lạc lá bên trong ngươi cầm khai thiên trọng kiếm đeo ở sau lưng làm gì không nặng sao tiếp theo kiếm thông thiên thấy được diệp lạc đem vô phong trọng kiếm gánh ở sau lưng nhất thời cao mày hỏi một câu đây chính là hơn một trăm năm mươi kg sức nặng may là lấy tu sĩ lực lượng đeo ở sau lưng cũng không phải một chuyện ung dung tình rèn luyện thân thể ta đây là rèn luyện thân thể diệp lạc lúng túng cười một tiếng làm vừa đáp liền một câu chứ nói như vậy diệp lạc còn có thể nói gì đây chẳng lẽ muốn nói trong này có một cái tổ tông yêu cầu ta mỗi ngày cầm hắn cóng lên người vậy ngươi thân thể này không được lao tốt lắm nghe lời nói này kiếm thông thiên vậy không có hoài nghi làm vừa than thở một câu ừ thân thể là không tệ diệp lạc lúng túng gật đầu một cái nói thân thể khỏe cái gì tốt đi dạo phố đi dạo một canh giờ thì không được diệp lạc bên này đang nói đầu góc bên trong nhưng là vang lên thành nhã than khổ tiếng đúng rồi kiếm minh ngươi thuật luyện đan bây giờ có thể luyện chế mấy cấp đan dược hai người lại đi một lát diệp lạc đột nhiên mở miệng hỏi nói hắn đây cũng là muốn rõ ràng một tí ở nơi này vạn đan đại hội trên luyện đan sư trình độ cũng là dạng gì mà kiếm thông thiên làm là táng kiếm thành thiếu chủ mặc dù luyện đan không phải nghề chính nhưng vậy khẳng định sẽ không kém là được nói ra thật xấu hổ ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế cấp bốn linh đan kiếm thông thiên hơi mỉm cười nói bốn cấp bốn nghe được kiếm thông thiên lời này diệp lạc không khỏi có chút kinh ngạc dựa vào cái gì tiểu ra ta cũng vẫn không thể luyện chế cấp bốn linh đan đâu một mình ngươi lúc kiếm sư dựa vào cái gì thế nào diệp minh thấy diệp lạc dáng vẻ kiếm thông thiên không khỏi cau mày hỏi không không việc gì vậy lấy ngươi thực lực ở vạn đan đại hội trên có thể đạt được cái gì hả diệp lạc lúng túng lắc đầu một cái tiếp đó mở miệng hỏi nói ta cái này không phải còn kém xa lắc có thể vào trước mười ta cũng đã rất hài lòng nghe vậy kiếm thông thiên khoát tay một cái một mặt khiêm tốn nói bất quá diệp lạc ngược lại là nhìn ra kiếm thông thiên đây cũng không phải là khiêm tốn mà là nói nói thật nói như vậy cái này giới vạn đan đại hội trên so ngươi lợi hại luyện đan sư còn có khới người diệp lạc hỏi tiếp nói đó là tự nhiên lần này vạn đan đại hội có thể nói là nhân tài đông đúc không nói khác liền nói ngụy quốc thiên đan thành cho phép vào thể quốc đông quách thế gia đông quách viễn còn có yến quốc hoàng gia hoàng văn đó cũng đều là danh tiếng hiển hách thanh niên luyện đan sư kiếm thông thiên thuộc như lòng bàn tay vậy làm vừa liền cho diệp lạc giới thiệu một tí như vậy ba người nên sẽ không có thể luyện chế đan dược cấp năm liền chứ nghe vậy diệp lạc cau mày hỏi cũng có thể đi đúng rồi còn có một người ta quên nói nàng nhưng mà cái này giới vạn đan đại hội hạng nhất hấp dẫn đâu kiếm thông thiên đầu tiên là trầm ngâm một tiếng sau đó bán cái thắt hút còn có so với cái này ba người lợi hại là ai ạ à? nghe vậy diệp lạc không khỏi chân mày cau lại hỏi kiếm thông thiên mới vừa nói cái này ba người rõ ràng đã vô cùng lợi hại không nghĩ tới còn có nhân vật hung ác vạn đan cốc đan đế đệ tử thân truyền kỳ hạ kiếm thông thiên mở miệng nói đan đế đệ tử thân truyền lại là sư chất ta nghe nói như vậy diệp lạc không khỏi lẩm bẩm một câu nói về tứ tỷ tên đệ tử này mình cho tới bây giờ không gặp qua đâu người nói gì sao cái gì sư chất không việc gì ta nói sai rồi đến chỗ rồi ta liền ở nơi này diệp lạc khoát tay một cái tỏ ý kiếm thông thiên không cần để ý sau đó lúc này mới lên tiếng nói Ngươi cái nhà này làm thật không tệ ạ à? kiếm thông tin cũng không có qua để ý nhiều làm vừa bước vào việt tử nhưng là bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến chương ba trăm mười ta chẳng muốn cố gắng diệp lạc cái nhà này mặc dù không so với trước đó cái đó lớn nhưng cũng là không nhỏ chỉ là phòng luyện đan liền chừng ba cái hơn Đình viện bên trong hoa cỏ cây cối đình đài điêu khắc cái gì cần có đều có cảnh đẹp không đếm xuể vậy đi tạm thời đặt chân mà thôi diệp lạc nhàn nhạt trả lời một câu nhưng là không có nói tỉ mỉ hắn hiện tại còn không dự định nói cho kiếm thông tin mình và vạn đan cốc quan hệ giữa chủ yếu nhất là diệp lạc cảm thấy điều này cũng vô ích cùng ngày ban đêm hai người liền đem rượu nói vui mừng uống tốt không thoải mái đợi đến sáng sớm ngày thứ hai mỗi người mới đi nghỉ ngơi mấy ngày kế tiếp sinh hoạt liền tương đối khô khan diệp lạc mỗi ngày tự giam mình ở phòng luyện đan bên trong thử nghiệm luyện chế đan dược cấp bốn huyền dương bổ linh đan nói thật diệp lạc cái này là bị kích thích hắn nguyên vốn cho là lấy mình trước mắt thuật luyện đan không nói đoạt được hạng nhất tối thiểu vậy là có thể xếp hạng thứ trước có thể nghe được kiếm thông thiên nói sau đó diệp lạc mới biết mình sai rồi hơn nữa sai lớn vô cùng ngoại hạng mình hiện ở tại nghệ này liền trước mười cũng không vào được nhưng chính là bởi vì như vậy vậy một tí kích phát diệp lạc ý chí chiến đấu thuật luyện đan không đủ xem luyện liền xong chuyện bất quá mấy ngày này trong thời gian diệp lạc vẫn là thất bại chết đi sống lại một lần cũng không có thành công qua cấp bốn đan dược thật sự là quá khó khăn luyện đã thất bại ba mươi mấy lần đây rốt cuộc lúc nào mới có thể thành công à? luyện bên trong đan phòng diệp lạc chĩa vào một đôi vành mắt đen tóc xốc xếp giống như là ổ gà vậy cái này mấy ngày hắn nhưng là phải bị hành hạ điên rồi lần lượt thất bại lần lượt làm lại cơ giới hóa luyện đan động tác cơ hồ muốn cho hắn hỏng mất bất quá mặc dù thất bại như thế nhiều lần diệp lạc cũng không phải là một chút nhận hàng cũng không có luyện chế đan dược cấp bốn rất nhiều yếu điểm hắn cũng thông qua mình cố gắng phát hiện nhưng trong đó khẳng định còn có cái gì địa phương trọng yếu là hắn không có phát hiện diệp lạc tin tưởng chỉ cần mình phát hiện một điểm này liền có thể đả thông tất cả điểm khó khăn từ đó luyện chế thành công ra đan dược cấp bốn nếu không hay là để cho tứ tỷ hướng dẫn ta một tí tốt nghĩ tới nghĩ lui diệp lạc vẫn là quyết định phải đi tìm tứ tỷ chỉ điểm một chút nghĩ tới đây diệp lạc liền đi ra phòng luyện đan chuẩn bị đi vạn đan các tìm tứ tỷ trung ly nhu vừa đi ra khỏi phòng luyện đan diệp lạc khi thấy kiếm thông thiên ngồi ở trong sân trên ghế ở đó phơi thái dương nhìn qua khỏi phải nói hơn nhàn nhã thằng nhóc ngươi không đi luyện đan làm sao ở nơi này phơi thái dương đâu mắt xem như vậy diệp lạc làm vừa một mặt tức giận nói một câu mình làm việc chết bỏ luyện chừng mấy ngày đường đan thằng nhóc ngươi nhưng ở cái này phơi thái dương quá không công bình ta cũng là vừa bế quan đi ra à cái này gọi là làm nghỉ kết hợp cũng không thể một mực luyện đan à kiếm thông thiên đầu tiên là dài dài phun ra một hơi lúc này mới xoay đầu lại chậm rãi mở miệng nói đây là diệp lạc mới nhìn thấy kiếm thông thiên vậy đối với vành mắt đen lại so mình còn nặng hơn làm vừa trong lòng cũng liền ăn ủi ngươi đây là muốn làm gì chứ à tiếp theo kiếm thông thiên trực tiếp nằm ở trên bàn lười biếng hỏi nhìn ra hắn hiện tại cũng đã ở vào đặc biệt mệt mỏi dưới trạng thái ta đi ra ngoài tìm một người diệp lạc cũng không có nói rõ chỉ là nhàn nhạt đáp liền một câu liền đi ra ngoài nhưng vào lúc này nhưng vừa vặn thấy được tứ tỷ trung ly nhu một mặt cười tủm tỉm từ bên ngoài đi vào không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn rất dụng công mà. trung ly nhu vừa đi vào tới lập tức liền thấy diệp lạc chĩa vào một đôi mắt đen thật to vòng làm vừa hết sức hài lòng nói một câu nàng dĩ nhiên là nhìn ra diệp lạc mấy ngày nay đều là mười phần cố gắng cũng không có lời biếng hắn vành mắt đen cũng đủ để thuyết minh hết thảy con bà nó đan đế làm sao tới mắt xem như vậy diệp lạc còn không trả lời kiếm thông thiên ngược lại là trước ngồi đứng thẳng lên hắn mặc dù nghề tránh cũng không phải là luyện đan sư nhưng cái này cũng không ý nghĩa hắn cũng không sùng bái đan đế thì ta chẳng muốn cố gắng đan dược cấp bốn quá khó khăn luyện tiếp theo thấy tứ tỷ tới diệp lạc lập tức ủy khuất nói một câu người rốt cuộc nghĩ thông suốt nghe vậy trung ly nhu chân mày cao lại làm vừa hỏi nghĩ thông suốt ta bây giờ còn có một cái mấu chốt thiếu chút nữa có phát hiện phỏng đoán lấy chính ta thực lực ngay tức thì là không phát hiện được diệp lạc gật đầu một cái nói không có sao tối nay tới tỷ tỷ gian phòng tỷ tỷ thật tốt hướng dẫn ngươi một tí thấy vậy Trung Ly Nhu cười tủm tỉm nói một câu. Cũng chỉ là chỉ đạo một tí à, ta có thể nghe nói, ngươi có một cái đệ tử thân truyền, nhưng mà rất lợi hại đâu. Nghe vậy, Diệp Lạc chân mày cau lại, làm vừa hỏi một câu. Biết còn thật nhiều sao, tối nay rồi hay nói, nếu không tỷ tỷ trực tiếp bên trong định ngươi làm vạn đan đại hội hàm nhất. Nghe lời nói này, Trung Ly Nhu cười yếu ớt liền một tiếng, sau đó lấy một loại giọng đùa dân nói. Lần này kém không nhiều, vậy tối ta đi tìm ngươi. Mặc dù nghe ra Trung Ly Nhu nói đùa, nhưng Diệp Lạc vẫn là nghiêm chỉnh đáp liền một câu. Đừng để ý bên trong không bên trong định hàm nhất, Diệp Lạc hiện tại rất muốn làm chuyện, là trước đem đan dược cấp 4 luyện chế được, sau đó sẽ cân nhắc những chuyện khác. "Phải, vậy chỉ ở vạn đan cắt chờ ngươi." Mắt xem như vậy, Trung Ly Nhu đáp ứng một tiếng, liền xoay người đi. Đan dược cấp 4 có thể hay không luyện thành, liền xem tối nay. Thấy tứ tỷ đi, Diệp Lạc lẩm bẩm một câu, "Vậy thì chuẩn bị đi trở về trước nghỉ ngơi một chút cho khỏe, buổi tối khỏe lấy tốt nhất trạng thái đi trước luyện đan." Nhưng Diệp Lạc và Trung Ly Nhu phen này đối thoại, kiếm thông thiên nhưng mà nghe rõ ràng. Ở hắn nghe, những lời này nhưng mà có khác một fan ý vị. Cho tới hắn nét mặt bây giờ, lộ vẻ được vô cùng đặc sắc cái gì tỉ tỉ ta chẳng muốn cố gắng cái gì rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì buổi tối đến ta gian phòng tới cái gì bên trong định hạng nhất thiên cái này đều nghe được cái gì hả à? lúc này kiếm thông thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn diệp lạc tạm thời không biết nên nói gì cho phải không nghĩ tới thật là không nghĩ tới ngươi diệp lạc nhìn qua mắt to mày rậm lại là loại người này ngươi nhìn như vậy ta làm gì lúc này diệp lạc vậy phát hiện kiếm thông thiên ánh mắt khác thường làm vừa tức giận hỏi một câu không không việc gì ta đi ra ngoài một chuyến nghe vậy kiếm thông thiên lắc đầu một cái làm vừa liền đứng dậy đi ra ngoài thằng nhóc này làm sao thần thần bí bí rốt cuộc đang dở trò quỷ gì ạ à? thấy kiếm thông thiên cái bộ dáng này diệp lạc vậy không suy nghĩ nhiều mà là trở lại gian phòng của mình bên trong chuẩn bị xong tốt nghỉ ngơi một chút buổi tối khỏe đi tìm tứ tỷ luyện đan còn như kiếm thông thiên đi ra viện tử sau đó nhưng là không có chút nào dừng lại liền trực tiếp hướng vạn đan cắp đi tới ừ tiểu ra ta dáng dấp cũng không vừa diệp lạc như vậy cũng có thể phối hợp cái hạng nhất ta làm sao vậy phối hợp cái trước ba mạnh đi kiếm thông thiên vừa đi còn vừa tự mình lẩm bẩm đúng vậy hắn nghĩ sai chương ba trăm mười một đại ca vậy thì thật là tỷ ta tiếp theo kiếm thông thiên liền đi tới vạn đan cắt trước mặt ở trước cửa bồi hồi hồi lâu cũng không có tiến lên nhìn ra hắn lúc này tâm tình mười phần quấn quýt rốt cuộc kiếm thông thiên lấy hết dũng khí đầu tiên là sửa sang lại mình một chút tóc sau đó bước hướng vạn đan cắt cửa đi tới ngươi tốt ta là táng kiếm thành kiếm thông thiên có chuyện muốn bái kiến một tí đan đế đại nhân kiếm thông thiên đi tới trước cửa và phụ trách trông chừng đệ tử trước nói một câu nguyên lai là táng kiếm thành thiếu thành chủ chờ chút ta vậy thì đi thông báo trong trường đệ tử là biết kiếm thông thiên làm vừa gật đầu một cái liền hướng bên trong đi tới vạn đan cốc và táng kiếm thành bản thân cách nhau khoảng cách cũng không xa hơn nữa cũng đều là trung lập thế lực ngày thường quan hệ coi như không tệ đây cũng chính là kiếm thông thiên nếu là đổi cái khác thế lực người tới đoán chừng là không thấy được đan đế trung ly nhu đan đế đại nhân bên ngoài táng kiếm thành thiếu thành chủ kiếm thông thiên muốn gặp ngài trong trường đệ tử mới vừa đi vào vạn đan Cốc, liền vừa vặn đụng phải trung ly nhu đang đứng ở bên trong đại sảnh kiếm thông thiên hắn tìm ta là có chuyện gì không nghe lời nói này trung ly nhu đại nhữ mày một cái liền hướng bên ngoài đi tới mặc dù vạn đan cốc và táng kiếm thành giao tình không tệ nhưng cái này kiếm thông thiên nàng thật vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi chính là kiếm thông thiên đi tìm ta chuyện gì tiếp theo trung ly nhu đi tới vạn đan các cửa thấy được đang đứng ở nơi đó kiếm thông thiên đan đế đại nhân mượn một bước nói chuyện kiếm thông thiên cũng không có trực tiếp mở miệng mà là khoa tay múa chân một cái động tắt tay tỏ ý trung ly nhu mượn một bước nói chuyện dẫu sao kiếm thông thiên lập tức phải làm sự việc vẫn là có chút khó mà mở miệng vẫn là tránh một chút người cho thỏa đáng bất quá đáng tiếc hết thể các thứ này cũng chỉ là hắn một phía tình nguyện ý tưởng tôi tiếp theo hai người liền một chiếc một sau đi tới vạn đan các nơi khúc quanh nói đi tìm ta chuyện gì trung ly nhu đầu tiên là mở miệng hỏi một câu dọn coi như ôn hòa cái đó tỉ tỉ ta chẳng muốn cố gắng kiếm thông tin nhìn qua nhưng là có chút và nặng hai cái tay không ngừng xoa xoa thật lâu mới nói ra tới một câu người nói gì nghe nói như vậy trung ly nhu nhưng chính là đầu góc mơ hồ nàng hoàn toàn nghe không hiểu kiếm thông tin đang nói cái gì ta và ngươi quen làm sao làm sao vừa lên tới liền kêu ta tỉ tỉ ở vạn đan cốc bên trong kêu ta đan đế liền tốt hoặc là gọi là ta trung ly tiền bối cũng được nghĩ tới đây trung ly nhu mở miệng nhàn nhạt nói giọng vẫn là ôn hòa cái này một tí coi như đến phiên kiếm thông tin tròn váng đây là tình huống gì không phải là câu trả lời này hả à? ngươi làm sao không dựa theo chiêu thức ra bài đâu không phải ta là nói ta chẳng muốn cố gắng nghĩ tới đây kiếm thông tin còn tưởng rằng là tự nói nói không đúng làm vừa lại nói một lần ngươi không cố gắng và ta có quan hệ gì nghe lời nói này trung ly nhu lại là đầu góc mơ hồ hoàn toàn không hiểu nổi kiếm thông thiên đang nói cái gì cái đó nếu không buổi tối đi ngươi gian phòng chúng ta thương lượng một tí ta không muốn bên trong định hắn nhất trước ba tên là được thấy vậy kiếm thông thiên gãi đầu một cái rất là miễn cưỡng nói nói thật hắn là thật không biết mình sai ở chỗ nào rõ ràng và diệp lạc nói như nhau làm sao kết quả này thì hoàn toàn không cùng đâu chẳng lẽ là dáng dấp không có diệp lạc đẹp trai không nên à ngươi nghệ tình vạn đan cốc và táng kiếm thành quan hệ giữa ta ngày hôm nay không giết người bất quá một lần đánh bầm dập nhưng mà không tránh khỏi nghe lời nói này trung ly nhu giọng rốt cục thì băng lạnh xuống à tỷ không đan đế đại nhân ta sai rồi tiếp theo kiếm thông thiên liền bị trung ly nhu ấn trên đất một bữa đánh bầm dập toàn bộ không khí bên trong cũng tràn ra kiếm thông thiên quỷ khóc sói chu thanh âm rất nhanh kiếm thông thiên quỷ khóc sói chu thanh âm liền đưa tới người đi đường về xem đây không phải là đan đế và kiếm thông thiên sao xảy ra chuyện gì cái này hai người làm sao đánh nhau làm sao có thể giao đánh nhau rõ ràng là đan đế ở đánh kiếm thông thiên à ở vạn đan cốc bên trong giám trêu đan đế cái này kiếm thông thiên cũng là cổ kim đệ nhất thiên hạ người đi đôi với những người đi đường chỉ trọ kiếm thông thiên miễn cưỡng bị trung ly nhu đánh nửa giờ hơn làm trung ly nhu một mặt sảng khoái diễn cảm rời đi sau đó kiếm thông thiên đã là toàn bộ một chữ to hình nằm trên đất và heo chết giống nhau như lúc hắn cả người trên mình tất cả đều là dấu quyền và dấu chân xương mặt xương núi cả người đều bị đánh thành một cái đầu heo quá thảm à cái này cũng đánh không thấy hình người thiếu chút nữa thì bị đánh thành một đống liền à thật là tàn ác vô nhân đạo à tiếp theo kiếm thông thiên chật vật bỏ dậy đang lúc mọi người thổn thức chắt lưới bên trong khập khánh đi diệp lạc chỗ ở đi tới nói thật kiếm thông thiên bây giờ thật là buồn rầu vô cùng buồn rầu mình rõ ràng và diệp lạc nói đều là giống nhau nói tại sao lại bị đánh thành bộ dáng này đâu nhất định phải trở về cùng diệp lạc thật tốt trao đổi một tí làm sao mới có thể ôm lên đan đế như vậy bắt đuổi rất nhanh kiếm thông thiên liền trở lại diệp lạc chỗ ở lúc này diệp lạc đã khôi phục xong hết rồi đang ngồi ở trong sân phơi thái dương thấy kiếm thông thiên chĩa vào một cái đầu heo đi vào diệp lạc không khỏi nhướng mày một cái đây là bị người đánh ở vạn đan cốc bên trong còn có người dám đánh ngươi đâu thật là quá không cho ta mặt mũi ngươi đừng nói chuyện để cho ta yên tĩnh thấy diệp lạc kiếm thông thiên liền giận không chỗ phát tiết làm vừa hai tay bộ mặt ngồi sổm xuống, xuống, nhìn như khỏi phải nói có nhiều ý khuất rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là và ta nói một chút à, ta cho ngươi trả thù à. thấy kiếm thông thiên như vậy diệp lạc làm vừa hỏi cái này vạn đan cốc có thể nói là hắn diệp lạc địa bàn ở tại địa bàn của mình kiếm thông thiên bị người đánh thành đầu heo thật là là có thể nhịn không ai có thể nhịn là bị đan đế trung ly nhu đánh kiếm thông tiên ủy khuất nói nghe giọng nói kia thậm chí đều phải ủy khuất nghẹn nào à nàng vô duyên vô cớ đánh ngươi làm gì ngươi chọc nàng nghe lời nói này diệp lạc không khỏi chân mày cao lại nếu là như vậy vậy cũng đừng trách minh đệ ta cái thủ này có thể báo không được còn không phải là bởi vì ngươi nhớ tới ta liền tức lên tại sao ngươi là có thể bên trong định hắn nhất đến ta cái này thì muốn bị đòn à nhắc tới nguyên nhân kiếm thông tiên lại là mặt đầy ủy khuất thêm tức giận tại chỗ liền đem chuyện lý do cùng diệp lạc nói một lần nghe diệp lạc là vừa muốn cười vừa muốn khóc sương mù cờ mờ nở để cho ta nói ngươi thế là tốt hay không nữa đâu nghe xong diệp lạc chân mày cau lại nói nói thật diệp lạc cũng có một chút muốn đánh kiếm thông thiên một bữa ý nghĩ ta liền làm không rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì sao chuyện cho tới bây giờ kiếm thông thiên vẫn là không có nghĩ rõ ràng tới đây đại ca sau này loại chuyện này ngươi muốn trước thời hạn hỏi một chút ta có được hay không đan đế trung ly nhu vậy thì thật là tỷ ta diệp lạc vỗ chán một cái đặc biệt bất đắc dĩ nói ngươi nói gì lần này kiếm thông thiên hoàn toàn mơ hồ chương ba trăm mười hai kiếm một cái ân huệ nghe diệp lạc mà nói kiếm thông thiên không chỉ có mơ hồ hơn nữa mồ hôi lạnh chảy dòng hắn ngay tức thì nghĩ thông suốt rất nhiều sự việc thảo nào trung ly nhu muốn cho diệp lạc đi nàng gián phòng thảo nào trung ly nhu muốn bên trong định diệp lạc làm hạng nhất thảo nào trung ly nhu muốn đánh bầm dập mình một lần lúc đầu vẫn luôn là mình hiểu lầm mình còn lấy là diệp lạc là loại người đó kết quả người hai là tỷ đệ nói như vậy đan đế không có trực tiếp giết mình coi như là nàng tính khí tốt con bà đó ngươi làm sao không nói sớm một chút đan đế là tỷ ngươi nghĩ tới đây kiếm thông thiên chỉ cảm thấy mình sống lưng một trận lạnh cả người hắn đây là chân chân chính chính tìm chỗ chết lúc này còn có thể sống được chỉ có thể nói rõ trung ly nhu lúc đó nóng nảy tương đối khá mình lại vẫn yêu cầu buổi tối đi nàng gian phòng nói một chút không phải tìm chỗ chết là cái gì ngươi người này có nói đạo lý hay không chuyện này ngươi hỏi qua ta nghe lời nói này diệp lạc nhướng mày một cái lúc này tức giận nói một câu chuyện này làm ta nào còn có mặt mũi tham gia vạn đan đại hội ạ à? kiếm thông thiên lần nữa bụng mặt ngồi sùng xuống, xuống mặt đầy non nớt không thể yêu dáng vẻ Vậy ngươi cũng không muốn tham gia là tốt à, vừa vặn ta hạng còn có thể đi về trước sách liền nói. Thấy vậy, Diệp Lạc một mặt sao cũng được nói một câu. Tiểu gia ta bây giờ là luyện không gia đan dược cấp bốn tới, còn có thể cầm ngươi làm người đối thủ, cùng tiểu gia ta có thể luyện ra đan dược cấp 4, ngươi lui không lùi thi đấu, và ta có quan hệ thế nào? Cút à, ta không muốn để ý ngươi, để cho ta yên lặng một chút. Kiếm Thông Tiên đũ hoán ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Lạc, ánh mắt kia tựa hồ là nói, nếu không ngươi một đao kết quả ta đi. Yên tâm đi, thì ta không hẹp hỏi như vậy, chờ ta tối nay đi tìm nàng thời điểm giúp ngươi nói tốt một chút thấy kiếm thông thiên dáng vẻ diệp lạc cũng sẽ không và hắn nói dỡn vô vai hắn một cái một mặt trịnh trọng chuyện lạ nói có thật không nghe lời ấy kiếm thông thiên tựa như bắt được dơm dạ cứu mạng vậy lúc này đứng lên hai tay đẻ ở diệp lạc trên bả vai vẻ mặt thành thật hỏi dĩ nhiên là sự thật làm sao ngươi không muốn không muốn cũng được đi diệp lạc chân mày cao lại lúc này mở một đùa dỡn nguyện ý dĩ nhiên nguyện ý ngươi có thể được giúp ta một tay à nếu không ta sau này ở vạn đan cốc cũng không pháp lan lộn à thấy vậy kiếm thông tiên vội vàng đi vòng qua diệp lạc sau lưng không ngừng cho hắn nắm bả vai lấy lòng trước phải vậy ta buổi tối giúp ngươi nói tốt một chút bất quá ngươi cái này có phải hay không thiếu ta một cái ân huệ ạ tiếp theo diệp lạc sờ một cái cảm của mình có nhiều ý vị hỏi dĩ nhiên thiếu nhân tình này lớn đi ngươi liền nói để cho ta làm gì đi liền cái gì cũng được cả à? chuyện cho tới bây giờ kiếm thông thiên nơi nào còn dám và diệp lạc trả giá chỉ có thể đáp ứng một tiếng bây giờ còn chưa nghĩ xong chờ ta nghĩ kỹ đi sắc trời không còn sớm ta đi vạn đắng cát. diệp lạc khẽ to mày lúc này nói ngài đi thong thả ta ở nơi này chờ ngài tin tức tốt mắt thấy vậy kiếm thông thiên lập tức làm ra một cái động tác tay mời thuận tiện đem đường cho diệp lạc đường ra hắn hiện tại có thể liền chỉ diệp lạc giúp mình đi nói tốt một chút nếu không mình sau này thấy đan đế coi như cũng không ngốc đầu lên được xem ngươi vậy đức hạnh đi đi thấy vậy diệp lạc tức giận nhìn kiếm thông thiên một mắt lúc này mới bước ra vị tử hướng vạn đan cắp đi về phía còn như là kiếm thông thiên nói tốt sự việc diệp lạc vốn cũng không có làm một kiện quá lớn sự việc chính là thuận tiện nói một chút để cho tỷ tỷ hết giận không phải tốt sao nhân tình này kiếm trị giá rất nhanh diệp lạc liền đi tới vạn đan các bên trong trung ly nhu phòng luyện đan bên trong bất quá làm hắn thời điểm đẩy cửa phòng ra nhưng là không nhìn thấy tứ tỷ ở lúc này ở luyện bên trong đan phòng là một người cô gái một cái cô gái tuyệt mỹ cô gái này mặc một bộ đồ xanh cả người quanh quần đan dược mùi thơm mái tóc dài tự nhiên rủ xuống tí ti nhuộm ánh sáng rực rỡ thân vận nhất là nàng ngũ quan phối hợp thật là vừa đúng lúc một đôi như nước mắt đẹp xinh xắn linh lung lỗ mũi và miệng trắng non tựa như ngọc da thật là không nên quá đẹp ngươi chính là diệp lạc đi sư tôn nàng không có ở đây một lát mới có thể trở về cô gái gặp diệp lạc đi vào lúc này khẽ mỉm cười nói người này nếu như diệp lạc không có đoán sai chắc là tứ tỷ đệ tử thân truyền kỳ hạ người chính là kỳ Hà. nghĩ tới đây diệp lạc lúc này hỏi không sai ta chính là kỳ hạ kỳ hạ nhàn nhạt vừa nói cả người phơi bày ra một loại đạm nhã khí chất giống như là cái ao bên trong hoa sen vậy yên tính mở cửa nhưng lại không mất tuyệt đẹp người đây là đang luyện đan tiếp theo diệp lạc chú ý tới luyện lửa trong lò đan diễm đang thiêu lúc trước hẳn là đang đang luyện đan. Không sai, đan dược cấp 4 Huyền Dương Bộ Linh Đan, lập tức phải luyện tốt. Kỳ Hà vừa nói, một bên lại hướng lò luyện đan bên trong đầu thả mấy loại linh thảo. Động tác nhìn qua vô cùng thuần thục, tựa hồ một chút cũng không khẩn trương dáng vẻ. Huyền Dương Bộ Linh Đan. Nghe lời ấy, Diệp Lạc tạm thời không nói ra lời. Cái này Huyền Dương Bộ Linh Đan, có thể không phải là hành hạ mình chừng mấy ngày đường cái đó đan dược cấp 4 sao? Tại sao Kỳ Hà luyện chế, nhìn qua như thế ung dung dáng vẻ? Hơn nữa nàng mới vừa vừa mới nói, lập tức phải ra đan, tựa hồ căn bản cũng chưa có cân nhắc qua sẽ thất bại dáng vẻ ngươi biết luyện chế loại đan dược này sao tiếp theo Kỳ hà tay trắng nhẹ phẩy điều chỉnh một tí lò luyện đan bên trong ngọn lửa lúc này mới xoay đầu lại mặt tươi cười nhìn diệp lạc hỏi sẽ ngược lại là biết một chút bất quá không thế nào thuần thục vậy đúng rồi diệp lạc gãi đầu một cái có chút rất ngượng ngùng nói thật ra thì diệp lạc những lời này ngược lại cũng coi là nói thật hắn đúng là biết luyện chế huyền dương bổ linh đan chỉ bất quá cho tới nay không có thành công quá thôi nếu không ngươi đi thử một chút cái này đã đến sau cùng dung đan giai đoạn nghe lời nói này kỷ hà cũng không nghĩ nhiều lúc này liền mời diệp lạc để hoàn thành sau cùng trình tự cái đó vẫn là được rồi ta lúc tới chưa rửa tay chớ đem đan dược làm dơ diệp lạc đổi vội vàng cự tuyệt đây nếu là để cho hắn vào tay không phải lọt vùi lắp sao được rồi vậy ngươi trước hết ở nơi này chờ một lát đi sư tôn phỏng đoán sẽ trở về ngay thôi thấy vậy kỷ hà cũng không kiên trì lúc này cười nhạt liền xoay người nhìn chăm chú lò luyện đan điều khiển ngọn lửa nói thật diệp lạc mượn cớ thật sự là quá mức nói chuyện vớ vẩn cũng quá mức khôi hải cái gì gọi là chưa rửa tay sợ cầm đan dược làm dơ thua thiệt ngươi cũng có thể nghĩ ra được dĩ nhiên diệp lạc mình cũng là biết cái cớ này có nhiều xả đạm hắn lúc này đang lung túng đứng ở một bên vừa trà bắt tay tim vừa lái khải liền cựu chuyển bá đồng chuẩn bị xong tốt xem một chút kỳ hạ quá trình luyện đan trước hắn tổng thất bại địa phương chính là ở chỗ dung đan cái này một cái khâu luôn là nắm giữ không tốt sức lửa làm cho mấy chục loại linh thảo hòa tan sau chất lỏng không cách nào rất tốt dung hợp thành đan thuốc chương ba đi đem mặt rửa rửa sạch sẽ lúc này vừa vặn kỳ hạ ở chỗ này luyện chế huyền dương bổ linh đan hơn nữa vừa vặn là đến dung đan mấu chốt một bước diệp lạc làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội tốt đây cựu truyền bá đồng mở hắn muốn tỉ mỉ thấy rõ rất nhỏ không kém chút nào xem cái rõ ràng hô ngay tại lúc này kỳ Hà trợt khẽ quát một tiếng trong cơ thể linh khí bao quanh ngọn lửa đã là tiến vào lò luyện đan bên trong nàng đây là chuẩn bị muốn dung đan có thể không thể bỏ qua mắt xem như vậy diệp lạc lúc này cũng là tụ tinh hội thần trực tiếp mở ra cựu truyền linh lung tâm chuyên chú lực đạt tới một loại kinh khủng tình cảnh thật ra thì đến bước này diệp lạc đã là nhìn thấu bất đồng kỳ hạ ở dung đan thời điểm là dùng linh khí của mình đem ngọn lửa bao gồm tầng một như vậy liền biết sử dụng rất đúng tại ngọn lửa điều khiển càng thêm tinh tế một ít nhất là đối với ngọn lửa nhiệt độ bạ khống sẽ càng thêm muốn gì được đấy lúc đầu còn có thể như thế điều khiển ngọn lửa đâu thật là tăng kiến thức thấy một màn này diệp lạc nhất thời liền đả thông rất nhiều khớp xương trước khi mình hoàn toàn là dựa vào linh hồn lực đi điều khiển mình cựu tiêu thiên lôi viêm có thể hết lần này tới lần khác bây giờ cựu tiêu thiên lôi viêm bên trong sấm xét lực lượng quá mức mạnh mẽ nhàn nhạt, nhạt dựa vào linh hồn lực nói cũng không phải là như vậy tốt khống chế nhưng nếu như trước thời hạn ở trên ngọn lửa bọc trên linh khí vậy hết thể liền đơn giản nhiều cứ như vậy diệp lạc coi như là đã thông luyện chế đan dược cấp bốn cái cuối cùng điểm khó khăn tương tự cái phương pháp này cũng có thể dùng ở sau thuốc cao cấp bên trên diệp lạc bên này đang suy nghĩ kỷ hà đã là đem đan dược dung hợp xong hết rồi tiếp theo chính là muốn dựa vào ngọn lửa ân cần săn sóc cuối cùng làm cho đan dược hoàn toàn dung hợp vào một chỗ liền có thể ra đan ra đan chỉ chốc lát sau kỷ hà trợt vương ngọc thủ tới đánh vào liền trên lò luyện đan bữa như vậy lúc đó một quả hôn nguyên liền từ bên trong lò luyện đan bay ra sau đó bị kỷ hà vững vàng nắm ở trong tay thấy rõ sao kỷ hà tay cầm đan dược xoay người lại nhìn về phía diệp lạc khẽ mỉm cười hỏi một câu lúc đầu mới vừa diệp lạc một mực ở xem xét nàng luyện đan chuyện này kỷ hà là từ đầu tới đôi cũng là biết coi như là thấy rõ chứ diệp lạc cũng không giàu dếm lúc này gật đầu một cái đáp nói thật ta một mực tốt vô cùng kỳ ngươi làm là sư tôn đệ đệ kết quả thiên phú luyện đan như thế nào kỳ hà mắt đẹp hơi ngưng tụ cẩn thận nhìn về phía diệp lạc không ngừng nhìn từ trên xuống dưới bị kỳ hạ như thế vừa thấy diệp lạc nhưng chính là có chút cả người không thoải mái đều nổi ra gà cái này cũng không cần ngươi quan tâm đi vạn đan đại hội trên ta tự nhiên sẽ để cho ngươi thấy thiên phú ta như thế nào tiếp theo diệp lạc chân mày cau lại nói liền đan dược cấp bốn cũng luyện chế không ra ngươi cho dù lên vạn đan đại hội vừa có thể như thế nào đây nghe lời nói này Kỷ hạ nhưng là nhẹ cười khẽ một tiếng giọng bên trong để lộ ra có chút khinh thường nói thật kỳ hà bây giờ là có chút háo hức làm là đan đế trung ly nhu đệ tử thân truyền cái này giới vạn đan đại hội vô địch có lực người tranh đoạt nàng lại không có từ mình sư tôn trên mình cảm nhận được quá nhiều ân cần ngược lại là cái này đột nhiên xuất hiện đệ đệ cướp đi vốn nên thuộc về nàng ân cần ngươi làm sao biết ta luyện không ra đan dược cấp bốn nghe vậy diệp lạc chân mày không khỏi nhữ lại hắn nhìn ra tứ tỷ tên đệ tử này tựa hồ là có chút xem thường mình à có thể lấy được được bốn nước tranh bá cuộc so tài hạng nhất đủ để thuyết minh ngươi thực lực rất mạnh, nhưng luyện đan không giống nhau, đây là một cái cần góp nhặt từng ngày quá trình, bây giờ ngươi còn kém xa lác. Nghe được Diệp Lạc mà nói, Kỳ Hà nhàn nhạt nói một câu, chán tới giữa còn có chút tán dương không biết làm sao phơi bày ra. Ở nàng nhìn lại, Diệp Lạc có thể lấy được được bốn nước tranh bá cuộc so tài hấp nhất, vậy khẳng định là có thực lực, một điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là đang luyện đan thuật bên trên, nàng là tuyệt đối không phục. Minh từ nhỏ liền một mực tu luyện thuật luyện đan, mười mấy năm như một ngày, nếu như nói Diệp Lạc cái này địa nguyên cảnh, không chỉ có chiến lược so mình hiếu thắng, liền liền thuật luyện đan cũng hiếu thắng qua mình nói nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận đừng nói những cái kia không có ích lợi gì ta liền hỏi ngươi ngươi làm sao biết ta không thể luyện ra đan dược cấp bốn nghe được kỳ hà lời nói diệp lạc nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng lúc này lại hỏi một lần không sai tiểu gia ta trước thì không cách nào luyện chế ra đan dược cấp bốn nhưng ngại quá ở mấy phút đồng hồ trước tiểu gia ta học biết nếu như ngươi có thể luyện chế ra đan dược cấp bốn tại sao còn muốn ở ta sau lưng nhìn như vậy cẩn thận tình lại đi đan dược cấp bốn không phải như vậy dễ dàng luyện chế thấy vậy kỳ hà nhẹ nhàng cười một tiếng chân mày cau lại nhìn về phía diệp lạc vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem xem ta rốt cuộc có thể luyện chế hay không đan dược cấp bốn ngay vậy diệp lạc cũng không nói nhiều lúc này gọi ra liền thiên cơ đan lô tìm một phần luyện chế huyền dương bổ linh đan vật liệu cái này liền chuẩn bị muốn hiện trường luyện chế lúc này diệp lạc đối với mình luyện thành cái này đan dược cấp bốn vô cùng có lòng tin bởi vì một mực khốn khổ mình điểm đau ngay vừa mới rồi đã giải quyết dễ dàng chớ có cậy mạnh cái này thật không có ngươi tưởng tượng như thế dễ dàng thấy vậy Kỷ hà hảo tâm khuyên liền một câu ở nàng ấn tượng bên trong mình sư tôn đã từng nhắc qua diệp lạc thiên phú luyện đan nói là vô cùng cao nhưng vậy thì như thế nào hắn bất quá mới giải trừ thuật luyện đan mấy tháng mà thôi kỳ hà là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng một cái học biết luyện đan thuật mấy tháng người là có thể luyện chế đan dược cấp bốn cái này không ước chừng đối với linh hồn cường độ có yêu cầu lại là có rất nhiều cao thâm thủ pháp luyện đan ngươi cái gì cũng không cần quản đi đem mặt rửa rửa sạch sẽ hồi đến xem ta liền tốt diệp lạc khép cười một tiếng với tay đã là đem mười mấy loại linh thảo ném vào lò luyện đan bên trong để cho ta rửa mặt một chút đây là ý gì ta trên mặt có đồ bẩn sao nghe được diệp lạc lời này kỷ hàng ngược lại là đầu góc mơ hồ nàng hoàn toàn không có làm rõ ràng diệp lạc đang nói cái gì tại sao phải rửa mặt bất quá lúc này diệp lạc đã là bắt đầu luyện đan nàng cũng không tốt quáy giày đi hỏi đành phải đứng ở một bên lặng lặng nhìn nàng cũng muốn xem xem diệp lạc kết quả có thể luyện chế hay không ra cấp bốn linh đan cái này cái này không thể nào chứ bất quá rất nhanh Kỷ Hà Hồng Mi liền nhíu lại, đầy mặt không thể tin thần sắc nhìn đang đang luyện đan Diệp Lạc. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Lạc luyện đan trước mấy cái trình tự, vô cùng thuần thục, nhìn qua giống như là luyện chế qua mấy chục hơn trăm lần như nhau. Hừ, những thứ này cái động tác, ta hiện đang nhắm mắt cũng có thể hoàn thành. Diệp Lạc tự nhiên cũng là cảm nhận được liền kỳ Hà kinh ngạc, lúc này khoe miệng nổi lên lau một cái cười yếu ớt, có chút kiêu ngạo lẩm bẩm một câu. Diệp Lạc cái này nói đều là nói thật, luyện chế đan dược cấp 4 trước đây mấy cái trình tự, hắn đã là thuộc lòng vô tâm. Thật là nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành chương ba trăm mười bốn đan dược cấp bốn gia đan nói thật trước kỷ hà là căn bản không coi trọng diệp lạc thuật luyện đan nhưng hôm nay thấy diệp lạc luyện đan thủ pháp như vậy thuần thục nàng lại có một ít hoài nghi mình trước khi cái nhìn mới vừa mình còn thể thành khẩn nói diệp lạc không thể nào luyện chế ra đan dược cấp bốn đâu đây nếu là bị hắn hiện trường luyện chế ra mình chẳng phải là muốn bị hung hãn đánh mặt thảo nào diệp lạc trước nói muốn để cho mình đem mặt rửa sạch sẽ đâu hóa ra là đã làm xong đánh mình mặt chuẩn bị thật là nhìn lầm nghĩ tới đây kỳ hà không khỏi cảm giác được mình mặt đẹp có chút nóng gian gương mặt vậy không tự chủ đỏ lên bất quá coi như như vậy kỳ hà vẫn tin chắc diệp lạc ở cuối cùng dung đan thời điểm hẳn sẽ xảy ra vấn đề bởi vì vậy là cả quá trình luyện đan bên trong một bước khó khăn nhất kỳ hà đang suy nghĩ diệp lạc bên này đã là tới đến cuối cùng dung đan quá trình cái tốc độ này có thể muốn so với nàng mau hơn bất quá cái này cũng khó trách diệp lạc cựu tiêu thiên lôi viêm dẫu sao là được gọi là thích hợp nhất luyện đan thiên hỏa Hắn tiếng tốt cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy hô tiếp theo diệp lạc khe quát một tiếng trong cơ thể tiên thiên linh khí hòa lẫn đại địa tinh nguyên đã là bọc lên cựu tiêu thiên lôi viêm hơn nữa xem hắn linh khí bao gồm trình độ lại là vô cùng phong phú linh khí bọc thiên hỏa dĩ nhiên là đối nhưng ngươi cái này bao cũng quá dày như vậy sẽ đưa đến nhiệt độ của ngọn lửa không đủ thấy một màn này kỳ hà nhất thời hồng nhữ mày một cái diệp lạc thủ pháp mặc dù đối với nhưng chi tiết trong đó vẫn là không có bà không tốt ngươi biết cái gì tiếp theo xem là tốt nghe lời nói này diệp lạc nhưng là không để ý chút nào hắn tự nhiên là có chính hắn tính toán hừ thấy vậy kỳ hà hư một tiếng liền lại nữa phản ứng Diệp lạc mình vốn là hảo tâm nhắc nhở làm sao ngược lại bị rêu cận một câu đâu cái này làm cho nàng có chút khó chịu thật ra thì diệp lạc làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của mình cựu tiêu thiên lôi viêm không thể so với tầm thường thiên hỏa nhất là trong đó sấm xét lực lượng của bạo cũng không phải là tốt như vậy không chế chính vì vậy diệp lạc lúc này mới dày hơn bọc thiên hỏa linh khí vì đó là có thể áp chế một chút thiên hỏa bên trong sấm xét lực lượng của bạo dung đan một khắc sau diệp lạc trợn bạo quát một tiếng ngọn lửa nhập lò lửa đan đã là đem mấy chục loại linh thảo dung hóa thành chất lỏng, cưỡng ép bao khỏa với nhau. Tiếp theo, chính là khảo nghiệm linh hồn lực cường độ lúc, ở cái giai đoạn này, có thể nói là một chút sai lầm cũng không thể phạm. Phạm là có một loại linh thảo không có dung hợp tốt, cũng sẽ đưa đến toàn bộ luyện đan thất bại. Trước lúc này, Diệp Lạc vẫn là thẻ ở quá trình này phía trên không qua được, không phải nơi này bị lỗi, chính là chỗ đó bị lỗi, tóm lại là không có thành công qua. Bất quá mới vừa thấy kỳ hà thủ pháp luyện đan, nhưng là để cho hắn bừng tỉnh hiểu ra. Có thể nói, Diệp Lạc đối với lần này luyện đan có 10 phần lòng tin. Xem ra thật là lầm. Hắn không chỉ có có thể luyện chế cấp 4 linh đan, hơn nữa còn vô cùng thuần thục. Mắt xem bên trong lò luyện đan dung đan đã tiến hành vậy, kỳ Hà rốt cuộc túi đầu xuống, mặt đẹp bên trên, lộ ra lau một cái ngượng ngùng thần sắc. Nàng nhìn ra, Diệp Lạc thủ pháp vô cùng thuần thục, tuyệt đối không phải lần thứ nhất luyện chế cấp 4 linh đan. Bất quá đây nếu là để cho nàng biết, Diệp Lạc một chiêu này thủ pháp luyện đan, liền là mới vừa từ nàng nơi đó học được, nàng nên biết làm như thế nào diễn cảm đâu. Gia đan. Một khắc sau, Diệp Lạc chợt vỗ vào trên lò luyện đan nhất thời một viên tròn trịa đan dược liền từ lò luyện đan bên trong bay ra thành mắt thấy vậy diệp lạc đem cái này tròn trịa đan dược bắt ở trong tay đầy mặt vẻ hưng phấn cũng khó trách đây chính là diệp lạc lần đầu tiên luyện chế thành công ra đan dược cấp bốn như thế nào ngươi mới vừa không phải nói ta luyện không ra đan dược cấp bốn sao hiện tại nói thế nào tiếp theo diệp lạc liền nghiêng đầu qua đi xem kỳ hà một mặt được nước hình dáng hỏi không phải là một quả đan dược cấp bốn sao ngươi còn như hưng phấn như vậy kỳ hà cao mày nhìn diệp lạc nhưng là có chút không hiểu nổi ở nàng nhìn lại lấy diệp lạc luyện đan thủ pháp trình độ quen thuộc trước nhất định là luyện chế qua mấy chục thậm chí hơn trăm lần đan dược cấp 4, có thể hắn tại sao nhưng là hưng phấn như vậy dáng vẻ thật là có chút kỳ quái vậy ngươi chớ xí bảo tóm lại đan dược cấp 4 ta luyện chế ra nghe lời nói này diệp lạc lúc này chân mày tao lại liền trực tiếp cầm cái này huyền dương bổ linh đan ném vào trong miệng ăn vừa vặn mới vừa luyện đan hao phí rất nhiều linh khí vừa vặn bổ sung một tí vậy vậy thì thế nào bất quá là một quả đan dược cấp bốn chỉ có chút bản lãnh này mà nói đặt ở vạn đan đại hội trên có thể coi là không được cái gì nghe lời nói này kỷ hà hồng nhữ mày một cái lúc này nói một câu nàng nhìn ra diệp lạc thiên phú luyện đan hẳn vô cùng cao thậm chí cao đến một loại kinh khủng tình cảnh nếu không hắn cũng không khả năng chỉ tiếp xúc mấy tháng luyện đan sau đó liền có thể luyện chế ra đan dược cấp bốn gấp làm gì khoảng cách vạn đan đại hội còn có một đoạn thời gian đâu khó tránh khỏi ta ở đoạn thời gian này bên trong thuật luyện đan liền đột nhiên tăng mạnh đâu diệp lạc nhún vai một cái một mặt sao cũng được nói nói thật diệp lạc trước đối với tham gia vạn đan đại hội là không ôm hy vọng gì nhưng hôm nay nhưng không giống nhau hắn một tí đã thông một cái luyện đan mấu chốt khâu hắn lúc này đột nhiên đối lấy được được vạn đan đại hội hạng nhất có lòng tin ngươi thật là bất chấp lý lẽ Thế vậy kỳ hà chỉ cảm giác được mình đây là đụng phải một người không nói lý lúc này cũng không cùng diệp lạc nói chuyện xoay người muốn đi ra phòng luyện đan đi như vậy ngay tại lúc này ngoài cửa nhưng là lâng lâng vào một đạo bóng đẹp nhìn kỹ lại có thể không phải là diệp lạc tứ tỷ đan đế trung ly nhu sao sư tôn thấy trung ly nhu đi vào kỷ hà lập tức đứng nguyên ở nơi đó cung kính chào hỏi một tiếng ừ trung ly nhu đáp trả lời một câu lúc này mới đưa mắt đặt ở diệp lạc trên mình để đệ đệ ngươi tới à tỷ không phải nói xong rồi buổi tối hướng dẫn ta thuật luyện đan sao ta cũng nóng lòng chờ diệp lạc nhàn nhạt đáp trả nhưng là ở nói xong câu này nói sau đó chợt phản ứng lại đợi một chút ta ngày hôm nay không phải mời dạy tứ tỷ luyện chế đan dược cấp bốn yếu điểm sao nhưng mà ta hiện tại đã học biết liền à vậy ta ngày hôm nay tới làm gì để cho tỷ tỷ đoán một chút có phải hay không cái đó cấp bốn đan phương không luyện chế được nói đi là nơi nào gặp phải khó khăn tiếp theo trung ly nhu cởi nhạt nhìn về phía diệp lạc hỏi cái đó cấp bốn đan dược ta đã luyện chế ra diệp lạc chân mày cao lại có chút lung túng nói đã luyện chế ra ở chỗ nào để cho ta xem xem nghe lời nói này trung ly nhu mắt đẹp bên trong chợt lóe lên vẻ kinh ngạc thân sắc tiếp theo mở miệng hỏi nói ở nàng nhìn lại lấy diệp lạc trước mắt thuật luyện đan hẳn là luyện chế không ra đan dược cấp bốn mới đúng à? chương ba trăm mười lăm chơi xúc sắc cái đó ta đích xác là luyện chế ra bất quá đan dược để cho ta ăn kỳ hà có thể chứng minh Diệp Lạc vừa nói, một bên chỉ chỉ mình bụng. Đan dược cấp 4 Huyền Dương Bộ Linh Đan, có thể không phải là mới vừa bị hắn ăn chưa. Khá tốt còn có một chứng nhận, nếu không cái này coi như muốn lung túng. Kỳ Hà, là như vậy sao? Thấy vậy, Trung Ly Nhu không nhịn được cười yếu ớt liền một tiếng, sau đó nhìn về phía Kỳ Hà hỏi. Đúng vậy, hắn mới vừa xác thực luyện chế được một quả cấp 4 đan dược. Thấy vậy, Kỳ Hà vô cùng không tình nguyện nói một câu, dứt lời khỏe miệng còn phủi một tí. Ý kia tựa hồ là nói, không phải là luyện một quả đan dược cấp 4 sao, còn như như thế thì tối sao? Thằng nhóc ngươi có thể à, bất quá đan dược cấp bốn ngươi cũng luyện chế ra tới hôm nay tìm ta là vì cái gì đâu chẳng lẽ ngươi là phải học tập luyện chế đan dược cấp năm lấy được câu trả lời khẳng định trung ly nhu trên mặt lập tức cho thấy nụ cười thỏa mãn cái này mới chậm rãi đi về phía diệp lạc một bên xoa đầu góc hắn túi vừa nói đan dược cấp năm cũng không phải là ngươi bây giờ có thể học luyện đan muốn tuần tự tiến đến dần trước đem đan dược cấp bốn vững chắc rồi hay nói tỷ ta biết thật ra thì ta tới hôm nay chủ yếu chính là tới thăm ngươi một chút nhìn mình bị trà đắp tóc diệp lạc đĩu môi lúc này bất đắc dĩ nói liền thăng nhóc ngươi miệng ngọt đều là di truyền cha đi nghe được diệp lạc mà nói trung ly nhu không khỏi đại nhữ mày một cái giả bộ một bộ không dáng vẻ cao hứng nói về cái này hai ngày cũng không nhìn thấy lao thân phụ ạ à, hắn còn ở vạn đan các sao nghe nói như vậy diệp lạc không nhịn được hỏi ở đây mẫu thân cái này hai ngày bị hắn dẫu có thể cao hứng ta đã nhiều năm cũng không có gặp qua mẫu thân trên mặt có nhiều như vậy nụ cười trung ly nhu gật đầu một cái nụ cười trên mặt đã là có chút không giấu được thật ra thì nàng không có nói phải cái này hai ngày không chỉ có trung ly vân tâm vô cùng vui vẻ liền liền nàng vậy là vô cùng vui vẻ từ nhỏ đến lớn cũng không có hưởng thụ qua cha thương nàng cái này hai ngày quả thực là vô cùng hưởng thụ như vậy à diệp lạc gật đầu một cái đáp ứng một câu nhưng là không có nói tiếp mình cái này lão thân phụ hắn lại không rõ lắm hắn là tuyệt đối sẽ không một mực lưu lại ở vạn đan cốc bên trong đến khi hắn lúc rời đi chắc hẳn trung ly hai mẹ con lại sẽ vô cùng thất vọng đi bất quá suy nghĩ kỹ một chút như vậy cũng là khó tránh khỏi thà thất vọng vẫn tốt hơn chưa từng có đi đúng rồi lão thân phụ nói tối hôm nay muốn dạy ta và Mâu thân chơi xúc sắc đâu ngươi có không có hứng thú tiếp theo trung ly nhu một mặt thần sắc hưng phấn hỏi một câu chơi chơi xúc sắc nghe lời nói này diệp lạc trên trán không khỏi có hát tuyến nổi lên khoe miệng cũng không nhịn được có quắp mười mấy hạ mình cái này lao thân phụ thật sự là có thể ạ à? một cái đan thánh một cái đan đế ngươi lại có thể dạy hai nàng chơi xúc sắc ngươi nghĩ thế nào làm sao ngươi không có hứng thú sao lao thân phụ nói chơi cũng vui thấy diệp lạc dáng vẻ trung ly nhu không khỏi hỏi nói thật nàng căn bản cũng không biết cái gì là xúc sắc làm là vạn đan cốc đan đến nàng làm sao có thể sẽ biết cái loại này phố phường lên đồ đâu có thể hết lần này tới lần khác diệp thiên phong chính là trong đó chuyên gia có có hứng thú thấy trung ly nhu một mặt dáng vẻ mong ngợi diệp lạc chỉ có thể gắng gượng làm đáp trả lời một câu mình ngược lại là muốn xem xem lao thân phụ rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì kỳ hà ngươi vậy cùng đi tham dự tham dự chứ tiếp theo trung ly nhu vậy mời kỳ hà được sư tôn mắt thấy vậy kỳ hà vậy không tiện cự tuyệt lúc này liền gật đầu đáp ứng một tiếng tiếp theo đám người liền hướng vạn đan các lầu có đi Mới vừa đẩy cửa phòng ra diệp lạc liền thấy được một mặt nụ cười sáng lạng trung ly vân tâm còn có bên người nàng một cái người đàn ông trung niên người này thân mặc một bộ bạch bảo tóc tương đối tùy ý ghim giữ lại ngắn ngủn hồ cha tăng thêm thành thục đồng thời đưa cho người một loại cảm giác thần bí nhất là hắn chán tới giữa còn có không giấu được anh tuân khí để lộ ra tới thật là quá táp người này dĩ nhiên chính là diệp lạc lão thân phụ diệp thiên phong bất quá hắn lúc này nhưng mà đổi mới rồi quần áo còn thật tốt tẩy rửa sạch dĩ nhiên là cho người cảm giác bất đồng lạc nhi ngươi tới mắt xem diệp lạc đi vào Diệp Thiên Phong lúc này cười nói, "Ngươi là người nào hả? À? Diệp Lạc cao mày nhìn Diệp Thiên Phong, mặt đầy mờ mịt. Hắn mặc dù nhìn ra, người này hẳn là mình lao thân phụ, có thể hắn là vô luận như thế nào cũng không dám xác định. Mình lao thân phụ có đẹp trai như vậy khí sao? Không thể nào hả? À? Người thằng nhóc thúi này, liền lao tử ngươi cũng không nhận ra. Ngay vậy, Diệp Thiên Phong nhướng mày một cái, lúc này có chút không cao hứng nói, Trách ta, ngươi đột nhiên trước diện, quỷ tài nhận được ngươi ạ?" À? Diệp Lạc nhún vai một cái, biểu thị mình cũng là không có cách nào. Ai bảo ngươi ngày thường một mực lôi thôi lít thiết, hôm nay gây ra sạch sẽ như vậy còn đổi mới rồi quần áo con trai ruột vậy nhận ngươi không ra hả? À? người thằng nhóc này mỗi ngày cũng biết và ta cãi nhau tới 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 mau cùng lao tử chơi hai cây thấy vậy diệp thiên phong cũng không cùng diệp lạc cãi vã lúc này vây tay từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một bộ xúc sắc đi ra nhìn ra hắn đã có chút không thể chờ đợi thấy một màn này trung ly vân tâm và trung ly nhu chỉ là cười yếu ớt nhìn qua tâm tình mười phần tốt dáng vẻ bất quá một bên kỷ hà có thể liền có chút kinh ngạc nàng chỉ biết là diệp lạc là trung ly nhu đệ, đệ ban đầu nàng còn tưởng rằng là nhận em kết nghĩa đây. Hôm nay như thế xem ra, Diệp Lạc lao thân phụ ôm đan thánh trung ly vân tâm, đan đế trung ly nhu vậy quản hắn kêu lao thân phụ. Cái này hai người lại là chị em ruột, cũng quá không giống đi. Cô gái nhỏ, tới chơi với nhau một lát, xuất sắc chơi rất khá. Tiếp theo, Diệp Thiên Phong nhìn về phía một bên kỳ hà, cười tủm tìm hỏi một câu. Nói thật, hắn đây thật là bị không được. Mặc dù hắn chính là chân thánh cảnh cường giả, dạ, nhưng cái này trên mình phố phường hơi thở, nhưng mà mười phần nặng, giống như là xúc sắc loại vật này, mấy ngày không chơi, hắn liền muốn cả người ngưỡng ấy nhất là ở vạn đan cốc loại địa phương này căn bản cũng chưa có sòng bạc cũng làm hắn cho kìm nén à tốt thấy vậy Kỳ hà có chút khó xử nhưng lại không được không đáp ứng lúc này người đủ rồi ta làm nhà cái tới trước hai cây nói sau mắt xem như vậy diệp thiên đỉnh cười hắc hắc lúc này đem xúc sắc đặt ở trên bàn thuận tiện còn cầm liền một cái tô bấu vào phía trên thiên phong cái này xúc sắc hẳn chơi thế nào đâu đây là trung ly vân tâm một mặt ôn nhu hỏi rất đơn giản ta tới lắc xí ngầu các ngươi tới đoán đếm số lớn nhỏ đoán chúng một buổi một đoán sai rồi tiền coi như quay về ta nghe lời ấy diệp thiên phong lúc này giải thích một phen cặp mắt bên trong cũng đã là để lộ ra không dằn nổi vẻ mặt đi ra chương ba trăm mười sáu nghe tiếng phân biệt vị trí nghe có chút ý tứ vậy chúng ta liền đi thử một chút đi tiếp theo trung ly vân tâm liền một mặt không kịp đợi dáng vẻ nói tiếp theo đám người liền vây quanh cái bàn này ngồi xuống còn như diệp lạc chính là mặt đầy không lớn tiểu ra ta không phải tới luyện đan sao chơi thế nào nổi lên xúc sắc vậy thì tất cả ngồi đàng hoàng đi đặt tiền cuộc đặt tiền cuộc tiếp theo Diệp Thiên Phong vây tay ở trên bàn khắc ra lớn nhỏ hai chữ, lúc này mới mặt tươi cười cầm lên cái đó tô bấu vào xúc sắc trên, sau đó lắc lư. Đặt tiền cuộc. Vậy ta trước hết đặt 10000 linh thạch đi. Trung Ly Vân Tâm hiển nhiên là đối đặt tiền cuộc không có gì khái niệm, vừa lên tới liền đặt 10000 linh thạch lớn. Vậy ta vậy đặt lớn đi, 10000 linh thạch. Trung Ly Nhu vậy đi theo mẫu thân cùng nhau đặt lớn. Ta không thế nào biết chơi, vậy đặt lớn đi. Kỳ Hà thần sắc có chút đờ đẫn, hiển nhiên là vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, lúc này vậy ném ra một khối linh thạch to lớn, đặt ở lớn phía trên. Lạc Nhi, ngươi vậy là ta. thấy vậy diệp thiên phong lại là vui vẻ ra mặt lúc này thúc giục diệp lạc đặt tiền cuộc gấp làm gì ngươi lắc xong rồi ta lại đặt diệp lạc liếc diệp thiên phong một mắt có chút không vui nói nói thật hắn là thật không muốn chơi nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không chơi dẫu sao hắn cũng là làm qua mười năm thực tập đại sư huynh người những thứ này phố phường đồ chơi nhỏ hắn vậy là vô cùng chín còn thật thông minh trước nói xong rồi à không cho phép nhúc nhích dùng linh khí nếu không tính là dối trá mắt thấy vậy diệp thiên phong khỏe miệng lúc này nổi lên lau một cái nụ cười xấu xa sau đó hai tay cầm cái này chén bắt đầu điên cuồng lay động rào 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 bữa như vậy tới giữa xúc sắc và cái này chén tới giữa liền phát ra kịch liệt va chạm thanh âm nghe vào vô cùng thanh thúy hơn nữa rất có tiết ấu nhu nhi cái này xúc sắc tựa hồ là rất có ý tứ chứ nghe cái này thanh thúy tiếng vang trung ly vân tâm không khỏi cười tủm tỉm và một bên trung ly nhu nói một câu đúng vậy mẫu thân ta vẫn là lần đầu tiên gặp vật này nhìn qua xác thực rất ý tứ dáng vẻ trung ly nhu gật đầu một cái đáp liền một câu khoe miệng cũng là treo một nụ cười mua định rời tay, chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Phong rốt cục thì buông xuống tô, một mặt dương dương đắc ý nói một câu, mười nghìn linh thạch, đặt nhỏ, lại xem Diệp Lạc, chốc lát không do dự, lúc này từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một khối lớn linh thạch vỗ vào trên bàn, mở, tiếp theo, Diệp Thiên Phong liền mở lên tô, ba cái xúc sắc đếm số theo thứ tự là một chút, hai điểm và ba điểm, cộng thêm là nhỏ, thắng, đền tiền đi. thấy vậy, Diệp Lạc lúc này mở ra lòng bàn tay, một mặt cười đều nói, thằng nhóc ngươi vận khí có thể ạ?" À? thấy vậy, Diệp Thiên Phong vậy không do dự trực tiếp cho Diệp Lạc hai chục nghìn linh thạch. Bất quá cứ như vậy, hắn vẫn phải có kiếm, dẫu sao thắng Trung Ly Vân Tâm, Trung Ly Nhu cùng với Kỷ Hà 30 nghìn linh thạch đâu. Lạc Nhi, ngươi vận khí này không tệ, hạ cầm ta đi theo người là đi. Nói đúng, Diệp Lạc thật giống như rất biết chơi dáng vẻ. Vậy, vậy ta vậy đi theo Diệp Lạc cùng đi đi. Thấy vậy, Trung Ly Vân Tâm ba người rối rít hướng Diệp Lạc ném ánh mắt hâm mộ. Không thành vấn đề, yên tâm đi, đi theo ta đặt tiền cuộc chính xác không sai. Diệp Lạc lúc này đáp trả lời một câu. Lại tới. Tiếp theo, Diệp Thiên Phong liền lần nữa lay động nổi lên tô. Mười nghìn linh thạch, đặt lớn. Đợi đến lay động kết thúc, Diệp Lạc vẫn là chốc lát không do dự, trực tiếp đặt lớn. Ta cũng đặt lớn. Ta và Diệp Lạc như nhau. Tiếp theo, Trung Ly Vân Tâm ba người vậy đi theo đặt lớn. Mở. Lần này, làm Diệp Thiên Phong mở ra tô thời điểm, ba cái xúc sắc đếm số từng ra, quả nhiên chính là lớn. Cái này, cái này coi như có chút lúng túng, dựa theo quy củ, Diệp Thiên Phong phải thường ước chừng 40.000 linh thạch. Nhưng mà hắn mới vừa rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ linh khí chập chờn, nói cách khác, Diệp Lạc cũng không có an gian. Nhưng mà tiếp liền đặt chúng hai lần, chẳng lẽ là đơn thuần bởi vì vận khí tốt? Lão thân phụ, ngươi chỉ chút tài nghệ này à, thảo nào ở luôn là ở sòng bạc thiếu tiền đâu. Thấy vậy, Diệp Lạc không nhịn được cười tủm tỉm giễu cợt một câu. Thằng nhóc ngươi biết cái gì, lần kế ngươi liền không số phân tốt như vậy. Diệp Thiên Phong giận dữ như vậy nói một câu, liền lần nữa bắt đầu lay động tô. Bất quá chuyện kế tiếp, coi như để cho Diệp Thiên Phong vô cùng lúng túng. Diệp Lạc lại tiếp liền đặt chúng 10 lần. Giống vậy đặt chúng, còn có Trung Ly Vân Tâm ba người. Cứ như vậy, diệp thiên phong coi như bồi lớn vốn là không giàu có hắn lại là liên tiếp gặp tai nạn thằng nhóc ngươi cố ý đúng không lại xem diệp thiên phong một gương mặt dán mua đã là đen lại hiển nhiên không phải dáng vẻ rất vui vẻ hắn nguyên vốn còn dự định dựa vào chơi xúc sắc kiếm ít tiền lẻ đâu ai biết tiền xài vặt không kiếm được thiếu chút nữa cầm mình thua cái để hướng lên trời lao thân phụ ngươi làm ngươi nhiều năm như vậy đánh cuộc nợ ta đều là lại thế nào nghe tiếng phân biệt vị trí cái loại này khoa nhi đồng sự việc ta 10 tuổi thời điểm cũng đã học biết diệp lạc cười hắc, hắc nhìn diệp thiên phong nói một câu thực vậy diệp lạc cái này nói chính là nói thật hắn ở thái ớt tông những năm này diệp thiên phong thỉnh thoảng sẽ thiếu một ít đánh cuộc nợ cái này dựa vào hắn làm thực tập đệ tử phụ cấp có thể căn bản cũng không đủ còn hắn đều là ở sòng bạc bên trong thắng được a à thằng nhóc ngươi hóa ra ngươi còn có kỹ năng này đâu ép ta động tuyệt chiêu hả à. nghe lời nói này diệp thiên phong một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ lúc này đem trên bàn tô lấy được rồi một bên vây tay từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một cái màu đen tô đặt ở trên bàn còn bà nó linh khí ngươi vì đánh bạc còn cố ý chế tạo một kiện linh khí mắt xem cái này màu đen tô diệp lạc chân mày không nhịn được nhữ lại hắn nhìn ra cái này màu đen tô quanh thân quanh quần linh khí chập trờn hiển nhiên không phải vật phàm bất quá làm là một cái lắc xí ngầu dùng tô lại là một kiện linh khí cái này có phải hay không có chút quá lãng phí vậy ngươi chớ xưa vào lần này ta xem ngươi làm sao còn nghe thanh âm diệp thiên phong cười hắc hắc lúc này cầm xúc sắc bỏ vào tô bên trong lắc lư con bị nói thật một chút thanh âm cũng không có tất cả đều bị cái này màu đen tô linh khí cho ngăn cách ta dựa vào thật có ngươi ả à, lão thân phụ mắt thấy vậy diệp lạc chán không khỏi có hát tuyến hiện ra mình cái này lão thân phụ thật đúng là có thể nghiên cứu ạ à. lúc này đặt đi chỉ chốc lát sau làm diệp thiên phong đem tô lần nữa để lên bàn sau đó trên mặt hắn đã là lộ ra mười phần chắc chín thần sắc liền tựa như lần đánh cuộc này hắn đã thắng chắc như nhau cái này một tí diệp lạc nhưng chính là thật lâu không có đặt tiền cuộc lạc nhi cái này cầm đặt cái gì nếu không chúng ta đặt lớn đi cảm giác lớn cơ hội sẽ nhiều hơn một chút ta cảm thấy có thể là nhỏ đi mắt xem diệp lạc thời gian dài như vậy cũng không có đặt tiền cuộc Trung Ly Vân Tâm ba người không khỏi nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu. Chương 317, Diệp Lạc thủ đoạn. Cái này, để cho ta suy nghĩ một chút. Nói thật, Diệp Lạc hiện tại vậy tương đối lung túng, bởi vì màu đen tô quan hệ, hắn mới vừa rồi nhưng mà cái gì thanh âm cũng không có nghe được, tự nhiên cũng chỉ không cách nào đoán được tô bên trong xúc sắc điểm số. Như thế nào, lần này không đoán ra được liền đi, ta cũng nhắc nhở ngươi à, không được nhúc nhích dùng linh khí lực lượng, nếu không tính là dối trá. Thấy vậy, Diệp Thiên Phong Dương Dương đắc ý, giọng thật là có một loại ý giễu cận. Đây chính là ngươi ép ta. Diệp Lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này mở ra mình cựu chuyển bá đồng. Ánh mắt tụ vào một nơi, ở cựu chuyển bá đồng uy năng dưới, màu đen tô ở Diệp Lạc trước mặt, ngay tức thì biến thành trong suốt. Một chút, một chút, một chút, trong chén ba cái xúc xác đều đang là một chút. Lại là con beo. Hắc. Lần này còn không để cho ngươi thua cái để hướng lên trời. Mắt xem như vậy, Diệp Lạc lúc này xấu xa xấu xa cười một tiếng, sau đó chợt đem 10000 linh thạch vỗ vào trên bàn, 10000 linh thạch, đặt con beo. Vậy ta cùng Lạc Nhi là vậy. Ta cũng đặt con beo. Ta cũng đặt tiếp theo trung ly vân tâm ba người vậy đi theo diệp lạc đặt tiền cuộc còn rất tham con beo tỷ số bồi mặc dù là một bồi năm nhưng cũng không phải là tốt như vậy ra ạ à? mắt xem như vậy diệp thiên phong lúc này cười lạnh một tiếng mở lên màu đen tô bất quá một khắc sau diệp thiên đỉnh liền mắt tròn váng bởi vì hắn thấy ba cái xúc sắc lại thật chính là ba cái vậy đếm số con beo cái này điều này sao có thể chứ thấy một màn này diệp thiên phong lúc này kinh ngạc hắn rõ ràng đã vận dụng linh khí lại thế nào là bị diệp lạc đoán được đâu hơn nữa hay là trực tiếp đoán được chính xác đếm số hoa wow, thật vẫn là con beo ạ đây là một buổi năm đi ta làm sao cảm giác như thế kích động đâu loại cảm giác này thật là kỳ diệu mắt xem như vậy trung ly vân tâm ba người còn kém kích động nhảy cỡn lên vỗ tay con beo một buổi năm trên bàn tổng cộng bốn mươi nghìn linh thạch đền cũng không nhiều tổng cộng hai trăm ngàn mà thôi diệp lạc khỏe miệng bắt trước nụ cười xấu xa nhìn về phía diệp thiên phong lại là liền nợ cũng giúp hắn coi là tốt cái này không phải là hai trăm ngàn sao ta còn thường nổi diệp thiên phong không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là lấy ra 200 trăm ngàn linh thạch đưa tới trên mặt thần sắc nhưng thậm chí phức tạp xuất sắc nói thật hắn thậm chí đều cảm giác được mình lòng đang gì máu mặc dù cái này hai ngày trung ly vân tâm cho hắn không ít linh thạch nhưng thật để cho hắn duy nhất cầm ra hai một trăm ngàn linh thạch mà nói thật vẫn là vô cùng đau lòng lại tới tiếp theo diệp thiên phong liền lần nữa lay động nổi lên màu đen tô. bất quá đối với diệp lạc trong mắt xem ra liền đều cùng trong suốt vậy diệp lạc đây đã là đã quyết định chủ ý ngày hôm nay muốn giáo huấn dạy bảo lão thân phụ để cho hắn biết đánh bạc ác phải biết cựu chuyển bá đồng nhìn thấu năng lực chẳng qua là nó một cái chức năng nho nhỏ tương tự với như vậy có thể nhìn thấu đặc thù con người còn có rất nhiều rất nhiều diệp lạc chính là muốn để cho lão thân phụ rõ ràng đánh bạc vật này nên thua thời điểm liền nhất định thất bại tới đặt đi chỉ chốc lát sau diệp thiên phong lần nữa lòng tin tràn đầy sắp tối sắp tô đặt ở trên bàn ba bốn năm lớn lần này diệp lạc thậm chí đều không lần nút liền trực tiếp cầm đếm số báo ra cái này điều này sao có thể chứ nghe lời nói này diệp thiên phong một tí lăng ở tại chỗ Diệp Lạc làm sao có thể trực tiếp báo ra xúc sắc đếm số đâu? Cái này ở hắn xem ra là tuyệt đối không khả năng sự việc. Xác định sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Phong giọng run rẩy hỏi một câu. Xác định. Diệp Lạc gật đầu một cái, rất là khẳng định. Như vậy, ngay tại Diệp Thiên Phong sắp tung lên màu đen tô một khắc kia, Diệp Lạc rõ ràng thấy được, có ba điều so cọng tóc còn nhỏ hơn linh khí dây nhỏ, lại dẫn dắt xúc sắc thay đổi nó đếm số. Chờ một chút. Ta muốn đặt một hai ba nhỏ. Ta dựa vào. Cái này một tí, Diệp Thiên Phong coi như không bình tĩnh hắn mới vừa rõ ràng âm thầm vận dụng linh khí thay đổi xúc sắc đếm số tại sao lại bị diệp lạc đoán được có mở hay không thấy diệp thiên phong diễn cảm diệp lạc không khỏi cau mày hỏi thằng nhóc ngươi chơi gian ả à. diệp thiên phong chân mày cũng là nhữ lại lúc này quát lên như nhau lão thân phụ ngươi không cũng giống như vậy sao vậy linh khí dây nhỏ là chuyện gì xảy ra làm ta không thấy được sao diệp lạc chân mày tao lại một chút không có cần cho lão thân phụ mặt mũi ý con bà nó ngươi quả nhiên có thể nhìn thấu ta cái này màu đen tô cái này một tí diệp thiên phong tại chỗ không làm liền trực tiếp cầm bàn cho lật ngược thế nào còn muốn đánh ta không được mắt xem như vậy diệp lạc cũng không làm trực tiếp đứng lên khi thế chút nào không kém nhìn diệp thiên phong lúc này mới lên tiếng nói lao tử chính là muốn đánh ngươi thế nào diệp thiên phong trong mày vừa nói một bên đã bắt đầu vén tay háo mẹ nuôi ngươi xem xem lão thân phụ hắn khi dễ ta một cái địa nguyên cảnh thấy vậy diệp lạc nhưng bước ra một bước trực tiếp đứng ở trung ly vân tâm bên cạnh có chút ủy khuất nói một câu thiên phong cái này chính là ngươi không đúng đi vốn chính là vui đùa một chút làm như thế nghiêm túc làm gì chứ nghe lời nói này trung ly vân tâm cởi nhạt lúc này khuyên liền một câu diệp lạc đây cũng là không có cách nào toàn bộ vạn đan cốc bên trong trước mắt cũng chính là trung ly vân tâm có thể áp chế lao thân phụ một bậc không tìm nàng hỗ trợ mình há chẳng phải là trận đánh này liền ai định ngươi thằng nhóc ngươi có thể à mắt xem như vậy diệp thiên phong nhất thời không có cách nào có trung ly vân tâm che chở mình muốn đánh diệp lạc chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đi trở về luyện đan đi dứt lời diệp lạc liền khoát tay một cái xoay người trực tiếp đi ra gian phòng bây giờ cách vạn đan đại hội bắt đầu thời gian đã là không có nhiều ít ngày diệp lạc còn chuẩn bị phải đi về thật tốt tu luyện một tí thuật luyện đan đâu à thiếu chút nữa đã quên rồi thì người tới một tí ngay tại lúc này mới vừa muốn đi ra cửa phòng diệp lạc như là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì như nhau lúc này hướng trung ly nhu nói một câu Ừm, trung ly nhu đáp trả lời một câu liền đi theo diệp lạc đi ra gian phòng tìm ta chuyện gì tiếp theo trung ly nhu hỏi ngày hôm nay tang kiếm thành kiếm thông thiên có phải hay không tới tìm ngươi diệp lạc hỏi người làm sao biết hắn thật giống như một người bị bệnh thần kinh như nhau bị ta mập đánh một trận nghe nói như vậy trung ly nhu hồng mi liền không nhịn được nhữ lại nhưng chán tới giữa nhưng rõ ràng viết một cái thoải mái chữ thấy một màn này diệp lạc khỏe miệng không khỏi có quắc một tí từ tứ tỉ trên nét mặt diệp lạc có thể tưởng tượng ra được kiếm thông thiên vậy hàng hẳn bị đánh vô cùng thảm bất quá nói cho cùng chuyện này vẫn là bởi vì mình lên vẫn là giúp kiếm thông thiên giải thích một chút đi thì người nghe ta nói thật ra thì sự việc là cái bộ dáng này tiếp theo diệp lạc liền đem chuyện ngọn nguồn nói cho trung ly nhu nghe chương ba trăm mười tám diệp lạc ngươi vô sỉ. diệp lạc một phen liền trực tiếp cho trung ly nhu nghe cười phun ra ngoài cái gì kiếm thông tin vậy tiểu tử lại là bởi vì nguyên nhân này tới tìm ta thật là buồn cười đâu biết chuyện ngọn nguồn sau đó trung ly nhu thật là thì phải cười không dừng lại được nói như vậy kiếm thông Thiên hàng này thật đúng là có chút vô tội đây hết thể người đầu tiên tất cả đều là diệp lạc mà Tỷ, cho nên nói à kiếm thông tin không phải ngươi nghĩ loại người như vậy hắn đây là cố ý nhờ ta tới giải thích một chút diệp lạc vừa nói còn vừa gãi đầu một cái ta biết dù sao vậy đánh hắn một bữa coi như là huề nhau nghe lời nói này trung ly nhu có chút sao cũng được nói như thế nhìn như mặc dù là hoan uổng kiếm thông thiên nhưng là đánh bầm dập liền hắn một lần vẫn là rất đã quyển vậy ta liền đi trước tỷ ta phải đi về bế quan diệp lạc dứt lời liền xoay người đi ra vạn đăng cát hướng mình chỗ ở đi tới mấy ngày kế tiếp thời gian diệp lạc cũng đang luyện đan phòng bên trong bế quan cứ như vậy diệp lạc luyện chế đan dược cấp bốn liền càng ngày càng thành thục, đã có thể đạt tới 70% tỷ lệ thành công. Bất quá Diệp Lạc trong lòng ngược lại là rõ ràng, mình hiện ở nơi này thuật luyện đan, cũng chính là trước 10 trình độ, muốn lấy được được hạng nhất, hẳn còn chưa đủ xem. Diệp Lạc, ngươi ngày hôm nay phải cho ta ra cửa, không thể đợi nữa đang luyện đan bên trong phòng, lao nương muốn điên. Ngày này, Diệp Lạc đang đang luyện đan phòng bên trong luyện đan, đầu góc bên trong nhưng chợt vang lên thành nhã thanh âm. Nàng mấy ngày nay nhưng mà buồn bực quá sức, Diệp Lạc một mực liền đợi đang luyện đan phòng bên trong, cầm khai thiên trọng kiếm để ở một bên, nàng nhưng là phải nhảm chán chết chú ý ngươi khẩu khí ngươi chỉ là một kiếm linh mà thôi hơn nữa ta lại không thiếu ngươi nghe vậy diệp lạc nhướng mày một cái lúc này không vui nói còn đi dạo phố ngươi còn lấy là trải qua lần trước sự việc sau đó ta sẽ lại đi cùng ngươi đi dạo phố còn có thể chịu đựng liền mình đi ban đầu ngươi nhưng mà đáp ứng ta phụ thân thấy vậy thanh nhã lập tức tìm một cái lý do ta là đáp ứng quân trạch tiền bối không quá ta chỉ là đáp ứng mang ngươi đi ra mà thôi cũng không đáp ứng phải bồi ngươi đi dạo phố nghe vậy diệp lạc nhướng mày một cái lúc này phản bác Hắn lời này ngược lại là nói một chút tật xấu cũng không có. Hắn ban đầu chỉ là đáp ứng mang Thành Nhã ra táng kiếm cốc, cũng không có đáp ứng chuyện khác. "Ngươi, ngươi không thể như vậy, ta quá nhàm chán." Nghe lời nói này, Thành Nhã tạm thời không tìm được phản bác lý do, chỉ thật là có chút tranh cãi vô lý nói một câu. "Đừng được voi đòi tiên ả, à, chờ ta tâm tình tốt thời điểm lại mang ngươi đi ra ngoài, trừ phi." Diệp Lạc vừa nói vừa nói, nhưng là đột nhiên mua một thắt hút, dừng lại không nói. "Trừ phi cái gì? Ngươi nói mau ả à. Thành Nhã nhưng mà cái tính tình nóng nảy, lúc ấy không làm. Trừ phi ngươi có vật gì và ta trao đổi một tí, ta mới có thể cân nhắc mang ngươi đi dạo phố. Diệp Lạc vừa nói, còn vừa lấy tay sơ cảm. Không thể không nói, bộ dáng kia nhìn qua có chút vô sỉ. Ta một cái kiếm linh, ngươi cảm thấy ta có vật gì có thể cùng ngươi trao đổi hả? À? Nghe lời nói này, Thành Nhã hồng nhíu mày một cái, giọng bên trong đã là có chút ý không cao hứng. ở nàng nhìn lại, Diệp Lạc đây chính là làm khó nàng. Bảo vật ngươi không có, huyền công bí thuật tổng hội mấy thứ đi. Diệp Lạc nhướng mày một cái, có chút không nhịn được nói một câu. Huyền công bí thuật. Cái này ta đây là sẽ không thiếu, ta chỉ ngươi một chiêu, ngươi là có thể mang ta đi dạo phố. Nghe lời nói này, Thành Nhã đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi nói: "Có thể cân nhắc một chút." Diệp Lạc gật đầu một cái, có nhiều ý vị nói một câu: "Nói sớm à, ta cái này thì truyền cho ngươi một chiêu." Nghe lời nói này, Thành Nhã lập tức hưng phấn lên, linh hồn lực ngưng kết thành khổng lồ tin tức, lúc này truyền đến Diệp Lạc đầu góc bên trong. Lựa cháy mạnh bất người. Đây là cái gì chiêu thức, tự tàn chiêu thức sao? Bất quá làm Diệp Lạc lĩnh ngộ một chiêu này sau đó nhưng là bị cái này bí thuật tên chữ chấn động kinh động danh tự này một nghe vào giống như là một loại tự tàn bí thuật à tên nhà quê chiêu này không chính thích hợp ngươi sao đây là chỉ có trong cơ thể có đặc thù ngọn lửa tu sĩ mới có thể tu luyện một chiêu chính là mấy ngàn năm trước cũng đã thất truyền bí thuật nghe cho kỹ một chiêu này chính là làm ngươi và kẻ địch gần người hoặc là bắt địch nhân thời điểm có thể đem trong cơ thể thiên hỏa buộc phát ra đem ngươi và kẻ địch cũng bao phủ trong đó bí thuật uy lực rất lớn nghe lời nói này thành nhã lúc này không vui nói nói như vậy đổ vẫn không tệ ạ à nghe nói như vậy diệp lạc lúc này mới cẩn thận lĩnh nộ một tí một chiêu này lửa cháy mạnh đốt người không thể không nói một chiêu này lửa cháy mạnh đốt người uy lực xác thực không thể khinh thường dẫu sao mình cựu tiêu thiên lôi viêm lực công kích có thể là tuyệt đối không kém như thế nào bây giờ có thể mang ta đi dạo phố đi thấy diệp lạc dáng vẻ thanh nhã lúc này từ khai thiên trọng kiếm bên trong ngưng hóa ra hồn thể lúc này mới một mặt mong đợi hỏi không thể ta còn muốn luyện đan đâu diệp lạc lắc đầu một cái rất là khẳng định nói ngươi nói gì sao ngươi mới vừa không phải nói chỉ có ta chỉ ngươi một chiêu bí thuật ngươi liền sẽ mang ta đi dạo phố sao ngay vậy thanh nhã hồng nhữ mày một cái giọng đã không phải là làm sao khách khí ta chỉ là nói cân nhắc một chút hiện tại ta suy nghĩ kỹ ta muốn ở chỗ này luyện đan diệp lạc nhún vai một cái rất là vô sỉ nói một câu ngươi vô sỉ thanh nhã giận lúc này mắng liền một câu đa tạ khen ngợi diệp lạc nhưng là rất tự nhiên đáp trả lời một câu sau đó tiếp tục mở miệng nói trừ phi ngươi có thể sẽ dạy ta một chiêu ngươi thật làm ta tốt như vậy lừa gạt sẽ dạy ngươi một chiêu ngươi không mang theo ta đi ra ngoài làm thế nào nghe lời nói này thanh nhã nhướng mày một cái tuy là có chút không tình nguyện nhưng hay là muốn thử nghiệm một tí nàng thật sự là quá muốn đi ra ngoài đi dạo một chút quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy lần này ta tuyệt đối không lừa gạt ngươi diệp lạc gật đầu một cái nói rất là nghiêm túc nói tốt lắm vậy ta liền sẽ dạy ngươi một chiêu ngươi nếu là lại chơi xấu ta liền liệu mạng với ngươi thanh nhã cao mày lúc này dùng linh hồn lực lần nữa ngưng tụ thành tin tức chuyển đến diệp lạc đầu góc bên trong thiên chiêu này nghe làm sao cũng giống là tự tàn một chiêu thấy một chiêu này bí thuật tiên chữ Diệp Lạc chân mày lại không nhịn được nhíu lại. Một chiêu này tên chữ giống như là muốn dẫn tiên kiếp tới phách mình như nhau. Lại tên nhà quê. Một chiêu này chính là vận dụng bên trong cơ thể ngươi lôi đình lực, ở trong nháy mắt buộc phát ra, giống như là thiên kiếp lôi phạt vậy công kích địch nhân, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là gần người, hiểu không? Nghe vậy, Thành Nhã lúc này liếc Diệp Lạc một mắt, không vui nói: "Cho nên nói cái này hai chiêu đều là đánh cận chiến bí thuật." Nghe nói như vậy, Diệp Lạc chân mày không khỏi thư trầm lại. Chương 319, tiểu sư muội tới. Nói thật, Diệp Lạc sẽ huyền công bí thuật không phải số ít, nhưng phải nói đánh cận chiến bí thuật, hắn thật vẫn sẽ không. Không nghĩ tới ngày hôm nay một tí liền học biết liền hai chiêu. Hơn nữa nhìn thấy được, Thành Nhã biết huyền công bí thuật, tuyệt không phải số ít, hơn nữa người người là tàn nhẫn hàng. Xem ra sau này có cơ hội, muốn nhiều và Thành Nhã làm một chút giao dịch. Như thế nào, bây giờ có thể mang ta đi ra ngoài chứ? Tiếp theo, Thành Nhã hai tay chống lạnh, nếu chặt chân mày vẫn là không có giải khai. Nói thật, nàng là thật sợ Diệp Lạc lại chơi xấu. Dẫu sao, Diệp Lạc nhìn qua, cũng giống là thật có thể làm được loại chuyện như vậy người ta nói chuyện giữ lời cái này thì đi ra ngoài ngay vậy diệp lạc gật đầu một cái sau đó liền đem khai thiên trọng kiếm cóng lên người diệp lạc biết rõ thả dây giải câu cá lớn đạo lý hôm nay đã gài bẫy thành nhã một lần nếu là lại cái hố nàng mà nói phỏng đoán cũng sẽ không mắc câu sau này có chính là cơ hội hết thệ từ từ đi đi thấy vậy thành nhã lúc này hóa thành một tia sáng trắng sắp nhập vào khai thiên trọng kiếm bên trong tiếp theo diệp lạc liền đi ra phòng luyện đan sau đó đi tới vạn đan cốc trên đường phố tiếp theo chính là tàn ác vô nhân đạo đi dạo phố khâu nửa giờ sau đó diệp lạc hai tay bộ mặt đứng ở đường phố chỗ xó xỉnh nói gì cũng không đứng lên ta hiện tại làm sao như thế hối hận đi ra đâu cảm giác hai chiêu bí thuật có chút thua thiệt diệp lạc một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ lầm bầm ngay tại nửa giờ trước hắn còn cảm thấy gai bấy thành nhã hai chiêu bí thuật mình là kiếm đây kết quả nửa giờ sau đó diệp lạc hoàn toàn hối hận cái gì đánh cận chiến bí thuật không học cũng được chẳng qua không cùng người đánh cận chiến chính là diệp lạc ngươi cho lão nương ta đứng lên lúc này mới nửa giờ mà thôi tối thiểu nếu lại đi dạo nửa giờ mới được diệp lạc đang nghỉ ngơi thời điểm thành nhã bên này đã bắt đầu không nhịn được thúc giục ồn ào cái gì để cho người nghỉ ngơi một lát không được sao liền hai chiêu bí thuật ta cũng không phải là bán cho ngươi diệp lạc cho mày không chút nào muốn đứng dậy ý ngươi người này làm sao như thế không nói thành thật nói xong một canh giờ một phút cũng không thể thiếu thành nhã chẳng nó ngàng gì tới nhưng là không có lại thúc giục diệp lạc đứng lên biết biết chờ ta nghỉ ngơi tốt diệp lạc không nhịn được gật đầu một cái liền không nói gì nữa như vậy ngay tại lúc này diệp lạc lại đột nhiên thấy được đường phố đối diện có quen thuộc bóng người đi tới tiểu sư muội nàng làm sao cũng tới vạn đan cốc là tới tham gia vạn đan đại hội sao người này không phải người khác chính là diệp lạc tiểu sư muội tần khả tâm nàng cũng tới vạn đan cốc cũng đúng tiểu sư muội cũng là luyện đan sư muốn đến cũng là tới tham gia vạn đan đại hội đi bất quá cái nghi vấn này rất nhanh liền bị diệp lạc nghĩ thông suốt một khắc sau hắn liền chuẩn bị muốn đứng dậy đi và tiểu sư muội đánh một cái gọi như vậy ngay tại lúc này diệp lạc thấy được một đạo thân ảnh muốn so với mình mau hơn ních tới gần tần khả tâm người này mặc một bộ trường bào màu trắng mặt mũi coi như thanh tú trong tay cầm một cái quạt xếp đang đang không ngừng lắc lắc chẳng biết tại sao người này tổng cho diệp lạc một loại thô bị cảm giác vị sư muội này gấp như vậy trước là muốn đi nơi nào hả à? rất nhanh cái này thanh niên quần áo trắng liền ngăn cản tần khả tâm đường đi có nhiều ý vị nói một câu xin cho một tí ta không nhận biết ngươi tần khả tâm chân mày to hơi nhíu thần xác lạnh lùng căn bản cũng chưa có muốn phản ứng người này ý ngươi chắc cũng là cái luyện đan sư đi ta là tề quốc đông quách gia đông quách viễn không bằng chúng ta tìm một chỗ biết một tí Đông Quách Viễn như là không có cần thả Tần Khả Tâm đi ý, như cũng một mặt ngạ ngấn hỏi: "Mau tránh ra, nếu không ta không khách khí." Thấy vậy, Tần Khả Tâm giọng băng nghiêm túc: "Con bà nó, đây là mấy cái ý? Làm ta không tồn tại." Mắt xem như vậy, Diệp Lạc nhất thời giận do tâm sinh, lúc này bước về phía trước, chuẩn bị dạy bảo một tí cái này người không biết điều. Bất quá như đã nói qua, cái này Đông Quách Viễn tên chữ làm sao nghe vào như thế quân hai, có phải hay không ở nơi nào đã nghe qua. Bỏ mặc, dám như vậy đối tiểu sư muội, Lao tử bất kể ngươi là ai. Vị sư muội này, ta thuật luyện đan có thể là vô cùng lợi hại ngươi liền không muốn cùng ta thỉnh giáo một chút không lại xem đông quách viễn bên này vẫn là mặt đầy khinh bạc ngăn chặn tần khả tâm đường đi không để cho nàng đi qua mau tránh ra ta sẽ không lại nói lần thứ ba thấy vậy tần khả tâm quyền đã là nắm lại hồng mi cũng là nhíu thật chặt tựa hồ một khắc sau nàng liền muốn động thủ liền vậy vị huynh đài này ngay tại lúc này diệp lạc đã là đi tới đông quách viễn sau lưng chia tay ra vô vai hắn một cái người nào cảm giác được có người ở trụ bả vai mình đông quách viễn lúc này nghiêng đầu qua đi bất quá người khác ngược lại là không nhìn thấy chỉ thấy đâm đầu vào một cái đại bản gạch ta đi người mô mô còn như cái này đại bản gạch nhất định chính là diệp lạc khối kia hỗn độn cổ thạch vê anh tiếng nổ thật to bên trong đông quách viễn bị diệp lạc nghiêm gạch vô vào trên đầu tại chỗ liền bể đầu chảy máu trực tiếp một chữ to nằm trên đất đại sư minh ngươi vậy đến à mắt xem là diệp lạc nghiêm gạch đem đông quách viễn quật ngã tần khả tâm lập tức vui vẻ ra mặt mấy bước chạy tới diệp lạc bên người yên tâm đi ngày hôm nay có sư huynh ở nơi này ta xem cái nào đồ háo sắc không muốn sống nữa dám trêu chọc ta tiểu sư muội diệp lạc tay cầm hỗn độn cổ thạch đại bản gạch mắt lạnh nhìn đang nằm dưới đất đông bách viễn người mẹ hắn là ai ngay tại lúc này đông bách viễn đã là che máu tươi đầm địa đầu đứng lên mặt đầy lộ vẻ giận dữ trận mắt nhìn diệp lạc hỏi nói thật mới vừa vậy một tí có thể nói là cầm hắn đánh thảm Bề đầu chảy máu không nói hơn nữa đầu góc còn một trận choáng váng hắn thậm chí cũng không biết mình bị thứ gì đánh trúng cảm giác xem là một khối đại bản gạch có thể cái này trên đời rốt cuộc ai sẽ đem một cái đại bản gạch làm mình vũ khí đâu ta liền không nói cho ngươi, chính ngươi đoán đi. Diệp lạc cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời Đông Quách Viễn vấn đề, mà là lần nữa thật cao dương lên tay tới. Vậy anh, lại một cục gạch vô xuống. Đông Quách Viễn lần này mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng như cũ bước lên bước lên lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn xuống thân hình. ta chính là Tề quốc Đông Quách thế gia thiếu chủ, ngươi đặc biệt tự tìm cái chết. lần nữa bị một tí, ngược lại là cho Đông Quách Viễn đánh thanh tỉnh lại. chỉ gặp hắn cầm hắn vậy cầm quá xếp, đã là hướng Diệp lạc đánh tới. nói thật, Đông Quách Viễn hiện tại rất tức giận, vô cùng tức giận hắn chính là tề quốc luyện đan thế gia đông quách gia thiếu chủ một tay thuật luyện đan lô hỏa thuần thanh chính là tề quốc nổi danh luyện đan thiên tài nhưng mà vừa mới tới vạn đan cốc liền bị một người xa lạ cầm đại bản gạch đánh hai cái vậy làm sao có thể để cho hắn không tức phấn đâu mặc dù hắn là cái luyện đan sư nhưng dầu gì cũng là thiên nguyên cảnh tu sĩ phần này khuất đủ, hắn không thể nhẫn nhịn chương ba trăm hai mươi trực tiếp đánh tàn phế đông quách viên tuy là luyện đan sư nhưng thực lực vậy tuyệt đối là không kém giống vậy cùng cấp tu sĩ tiên hữu hắn đối thủ chỉ tiếc hắn ngày hôm nay đụng phải là dịp lạc xem ra ngươi vẫn là không thấy rõ tình thế à thấy vậy diệp lạc bất đắc dĩ cười một tiếng lúc này bước ra một bước ngay tức thì liền đi tới đông quách viễn sau lưng một bước cách một đời cái này mắt xem diệp lạc ngay tức thì liền ở mình trong tầm mắt biến mất đông quách viễn lúc này liền bối rối hắn bản năng cảm giác được người này có thể là đi tới mình phía sau nhưng chính là không phản ứng kịp với anh tiếp theo một cái trước mắt sau gót của hắn liền kết kết thật thật bị một cái đại bản gạch hả ngay sau đó đông quách viễn liền che đầu trực tiếp ngồi sùng xuống. xuống cái này đại bản gạch không biết là cái gì linh khí đánh người không chỉ có biết sử dụng được đầu góc ông minh rung động chủ yếu hơn chính là cái này đánh vào người đau đớn trên người cảm thật sự là khó mà hình dung đồ chơi này thật tốt dùng mắt xem như vậy diệp lạc đầu tiên là nhìn xem ngồi trồn hổm dưới đất đông quách viễn lại nhìn xem trong tay mình hỗn độn cổ đá đại bản gạch khoe miệng nổi lên nụ cười thỏa mãn cái này cũng gạch hắn nhưng mà càng ngày càng thích phải biết hắn ban đầu cầm cái này đại bản gạch nhưng mà liền lao thân phụ cũng thương tổn tới đây chính là chân thánh cảnh cường già đâu mặc dù trong này và lao thân phụ diệp thiên phong không thể nào đều có quan hệ nhất định nhưng vẫn có thể thuyết minh khối này đại bản gạch ngư bức làm sao đánh nhau cái này hai người là ai ạ à? bị đánh cái đó hình như là tề quốc đông quách Viễn à đánh người cái này không nhận biết đây là tình huống gì đánh người cái này là cái địa nguyên cảnh đông quách viễn một cái thiên nguyên cảnh bị một cái địa nguyên cảnh đánh hơn nữa người này vũ khí thật là kỳ lạ lại là một khối đại bản gạch rất nhanh diệp lạc và đông quách viễn động tính bên này liền đưa tới người đi đường hội chỉ bất quá khi thấy một màn này thời điểm người đi đường rối rít thổn thức chắt lưới liền đứng lên ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi hả à? lúc này đông quách viễn đã là lựa giận công tâm lúc này tung người nhảy một cái từ dưới đất nhảy cất lên hướng diệp lạc đánh tới hơn nữa hắn lúc này tốc độ hiển nhiên là đã mở ra loại nào đó cấm kỵ bí pháp ngươi người này thật vẫn là không thấy rõ thế của cả mắt thấy vậy diệp lạc cũng không có lúc này độc thủ mà là lệnh trước mắt thấy đông quách viễn hai tròng mắt bên trong đều là ánh mắt khinh thường nói thật giống như là đông quách viễn loại cấp bậc này tuyệt thủ diệp lạc sớm ở nhân nguyên cảnh thời điểm thì hoàn toàn có thể treo đánh Hùng chi hắn bây giờ là địa nguyên cảnh bất quá hiện tại diệp lạc nhưng muốn cầm đông quách viễn đi thử nghiệm mình một chút mới nhất chiêu thức tới đi một khắc sau diệp lạc bước ra một bước giống như là một cái đạn đại bắt vậy trực tiếp liền vọt tới đông quách viễn bên người hai tay nhanh như tia chớp lộ ra trực tiếp nắm hắn bả vai thật can đảm đây chính là chính người chịu chết mắt thấy vậy đông quách viễn còn có một chút kinh ngạc bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt hắn liền phản ứng lại nói thật hắn là thật không có gặp qua cái loại này lối đánh lại thế nào đưa mình tới cửa hơn nữa còn sơ hở mở to ra lửa cháy mạnh đốt người bất quá một khắc sau theo diệp lạc quát to một tiếng trong cơ thể hắn cựu tiêu thiên lôi viêm trợt bạo phát ra trực tiếp hóa thành một đạo trọng thiên của lửa đem diệp lạc và đông quách viễn hai người thân thể cũng nguyên cái bọc lại vê anh vê anh và anh cột lửa ngất trời phát ra chói hai tiếng nổ trực tiếp đem trên bầu trời đám mây tất cả đều tách ra giờ khắc này thậm chí liền treo cao ở trên bầu trời thái dương đều bị đoạt đi một chút ánh sáng cái này à đông quách viễn còn chưa phản ứng kịp cũng đã bị lửa cháy mạnh đốt người lúc này hắn liền phát ra thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu thảm thiết ta đi đây là cái gì chiêu thức cả, à? lấy mạng đổi mạng à. đần à, thi người phâu thuật dĩ nhiên là không sẽ chịu ảnh hưởng à. các người xem đông quách viễn cả người cũng thiêu nước cả, à, ta tựa như người thấy mùi thịt nướng mắt xem như vậy những người đi đường tất cả đều kinh ngạc như vậy chiêu thức thật là làm cho người chưa bao giờ nghe bất quá nói thế nào đi nữa đông quách viễn cũng là một cái luyện đan sư mà trong cơ thể hắn vậy có thiên hỏa cho nên hắn tiên thiên đối với ngọn lửa là có một ít chống trả bất quá may là như vậy vẫn là bị bị thương không nhẹ nói như thế nào đây da tiêu thịt nát vụn mùi thơm tràn ngập hơn nữa có thể nói đây cũng chính là đông quách viễn trong cơ thể có thiên hỏa tồn tại nếu như hắn là một cái tầm thường thiên nguyên cảnh tu sĩ cái này dưới một chiều hắn liền có thể có thể sẽ bị tại chỗ trong nháy mắt giết thật là lợi hại thiên hỏa bất quá vậy đến đây chấm dứt ngươi đi chết đi cho ta miễn cưỡng chống đỡ diệp lạc lửa cháy mạnh bước người đông quách viễn khỏe miệng lúc này nổi lên lau một cái thâm độc nụ cười hắn nghĩ rõ ràng hắn chỉ phải thừa dịp hiện tại sấm xét ra tay định có thể giết chết diệp lạc bởi vì giữa hai người khoảng cách thật sự là quá gần xin lỗi vẫn chưa xong chuyện đây thiên phạt lôi quyết diệp lạc cũng là ôm trước giống nhau cười nhạt nhìn hắn nhàn nhạt, nhạt nói một câu một khắc sau mưa gió đột biến trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã là ngưng tụ ra một phiến mây sấm vâng. theo diệp lạc trong cơ thể lôi đình lực không ngừng phun trào thiên kiếp lôi lực lượng hoàn toàn bạo phát ra vâng. 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 một đạo đường kính có chừng một trượng thần lôi từ trên bầu trời ầm ẩm, ẩm rơi xuống cái này à vẫn là như vậy đông quách viễn còn chưa phản ứng kịp liền lần nữa phát ra thảm tuyệt nhân hoàng tiếng thê ự. quá tàn nhẫn à, cái này vậy là cái gì chiêu thức à, làm sao đều là cái loại này lấy mạng đổi mạng chiêu thức đầu tiên là ngọn lửa lần nữa sấm xét đông cách viễn thật thê thảm ngươi xem trên người hắn đen và than đen như nhau người này tuyệt đối không dễ chọc đông Bách viễn đây là đụng phải người tàn nhẫn thấy một màn này những người đi đường lần nữa thán phục kinh ngạc từ vừa mới bắt đầu diệp lạc đại bản gạch công kích lại càng về sau lửa cháy mạnh đốt người cùng với thiên phạt lôi quyết cái này mỗi một cái chiêu thức đều là bọn họ chưa bao giờ nghe bất quá nhìn qua nhưng là khác thường dễ xài lúc này đông quách viễn cả người trên mình cũng tản mát ra khét hơi thở từng sợi tóc thẳng đứng bạo nổ làm sao hình dạng đâu giống như là một cái màu đen của tu lôi mới vừa đón nhận thiên lôi tẩy rửa vậy à tiếp theo đông quách viễn ha mồm phun ra một hơi khói đen cả người liền mới ngã xuống đất đã làm mất đi ý thức đại sư minh như vậy sẽ hay không quá tàn nhẫn mắt xem như vậy may là tần khả tâm đều có chút không nhìn nổi đông quách viễn nhìn qua thật sự là quá thảm sợ là không chết cũng phải tàn phế tối thiểu vạn đàn đại hội hắn là không cần muốn tham gia tàn nhẫn sao ta cảm thấy khá tốt đi đi đại sư huynh vậy ngồi một chút diệp lạc nhìn xem nằm dưới đất đông quách viễn một mặt dáng vẻ sao cũng được rất tự nhiên dắt tần khả tâm tay nhỏ bé hướng chỗ mình ở phương hướng đi tới chương 321, thái ất tông và lục đạo tông cướp địa bàn diệp lạc người cái không biết xấu hổ không phải nói xong rồi còn có nửa canh giờ sao ngay tại lúc này diệp lạc đầu góc bên trong thành nhã đã là lại bắt đầu đoán trách nhỏ giọng một chút đây không phải là có tình huống đột phát sao ngươi vậy nửa giờ hồi đầu lại nói bất quá lúc này diệp lạc cũng không có tâm tình lại cùng thành nhã đi dạo phố tiểu sư muội tới ai có thời gian để ý ngươi à nhớ ngươi nói lão nương đây là một lần cuối cùng tin tưởng ngươi thấy vậy thành nhã cũng biết lại tiếp tục ồn ào đi xuống vậy không có ý nghĩa lúc này cũng chỉ không nói gì nữa dù sao diệp lạc thằng nhóc này muốn lao nương huyền công bí thuật đến khi lần sau làm tiếp giao đổi xong lao nương biết huyền công bí thuật có thể để cho ngươi đi dạo phố đi dạo đến chết đại sư minh ta đều nghe nói ngươi ở bốn nước tranh bá thi đấu trên đoạt được hạng nhất đâu chúc mừng ngươi ạ à. trên đường tần có thể xoay người lại cười tủm tỉm nhìn về phía diệp lạc một bên lùi đi vừa nói tin tức còn thật linh thông mà bất quá các ngươi tại sao đều không tới xem ta thi đấu à nghe lời ấy diệp lạc cũng là khẽ mỉm cười sau đó mở miệng hỏi nói bốn nước tranh ba thi đấu thái ất tông hẳn là có xem cuộc chiến danh ngạch mới đúng à nhưng mà ở thời điểm tranh tài diệp lạc nhưng mà một người cũng không nhìn thấy đâu ngươi còn nói sao sư huynh ngươi là không biết đoạn thời gian này chúng ta đều phải bận điệu chết nếu không phải sư tôn hết sức tranh thủ vạn đan đại hội ta có thể cũng không tới được liền đâu nghe vậy tần khả tâm hồng mi hơi nhữ lại làm bộ như không dáng vẻ cao hứng nói một câu ta không có ở đây bên trong tông thời điểm là xảy ra chuyện gì sao nghe được tần khả tâm mà nói diệp lạc không khỏi khẩn trương sau đó hỏi một câu cũng không phải đại sự gì rồi chính là gần đây chúng ta tất cả đều bận rộn và lục đạo tông cướp địa bàn tới thấy diệp lạc khẩn trương dáng vẻ tần khả tâm không nhịn được bật cười lên và lục đạo tông cướp địa bàn và bọn họ có cái gì tốt cướp nghe lời ấy diệp lạc càng là đầu góc mơ hồ thái ất tông và lục đạo tông ở giữa cách nhau mấy trăm ngàn dặm, địa bàn vốn cũng không có giao tiếp, làm sao tới cướp địa bàn nói một chút đâu? đương nhiên là cướp tứ thần tông lưu lại địa bàn ạ à, đây chính là tốt một khối to đầu. tứ thần tông, ta hiểu ý, là bởi vì là tứ thần tông đường chạy nguyên nhân đi. nghe được lời kế tiếp, diệp lạc mới chợt hiểu ra, trước tứ thần tông tông chủ trang đồng bởi vì nửa đường chặn đánh mình, bị nhị tỷ ra tay cường thế dạy dỗ một trận, liền liền lao tổ đều bị tại chỗ giết chết. sau đó, trang đồng liền dẫn tứ thần tông toàn tông trên dưới đến nhờ cậy ngự thú cung, vậy tứ thần tông lưu lại địa bàn nhưng mà chu vi mấy trăm ngàn dặm địa bàn dĩ nhiên là không thể lãng phí như vậy thứ nhất hết thể liền đều nói thông thật ra thì cấp địa bàn vẫn là thật có ý tứ đâu sư huynh ngươi không thấy lục đạo tông bên kia bị chúng ta đánh lần lượt tháo chạy đâu tiếp theo tần khả tâm vừa nói một bên mắt đẹp bên trong còn toát ra thần sắc hưng phấn đi ra hai người đang nói bên này đã là đến diệp lạc chỗ ở sư huynh ngươi cái nhà này không tệ nha là nhu tỉ tỉ cho ngươi an bài sao còn không đi vào cửa tần khả tâm cũng đã nhìn đấu diệp lạc cái nhà này tuyệt đối không coi là nhỏ dĩ nhiên là tứ tỷ ăn bài ta nào có tiền mua cái loại này viện tự hạ diệp lạc gãi đầu một cái lúc này có chút lúng túng nói hắn nói cái này ngược lại cũng là thật giống như là vạn đan cốc loại địa phương này cũng không phải là nói ngươi có tiền nên cái gì cũng có thể mua được đúng rồi sư minh ngươi biết ngươi mới vừa đánh người kia là ai chăng tiếp theo tần khả tâm chân mày tỏ khều một cái hỏi không phải kêu đông quách viễn sao ta có thể không nhận biết hắn diệp lạc sờ cả một cái vẫn là không có vang lên đông quách viễn là ai đây chính là tề quốc luyện đan thế gia đông quách gia thiếu chủ cái này giới vạn đan đại hội vô địch hấp dẫn một trong đâu không quá ta xem hắn dáng vẻ hẳn là không tham gia được vạn đan đại hội tần khả tâm có chút dí dòm nói nguyên lai like là hắn à, ta nói tên chữ làm sao như thế quen thai đây nghe lời nói này diệp lạc mới chợt hiểu ra lúc đầu mình mới vừa tiêu diệt một cái có lực đối thủ cạnh tranh à. đợi một chút nếu như cầm trước mười cũng giết chết cái này vạn đan đại hội hạng nhất không phải dễ như trở bàn tay liền sao mặc dù cái biện pháp này tuyệt đối khắc tinh nhưng vẫn không thể làm như vậy có chút thật không chỗ nói tiếp theo hai người liền đi vào việt tử nhưng đúng dịp thấy lao thân phụ diệp thiên phong đang đứng ở trong sân chấp hai tay sau lưng bên người còn đứng trung ly vân tâm và trung ly nhu lạc nhi ngươi có thể coi là trở về không đợi ở nhà thật tốt luyện đan lại chạy ra ngoài chơi thấy diệp lạc trở về diệp thiên phong không khỏi nướng mày một cái trách cứ bất quá rất nhanh hắn liền thấy được diệp lạc bên người tần khả tâm lúc này mở miệng lần nữa nói khả tâm cũng tới à, cũng là tới tham gia vạn đan đại hội sao đại sư huynh người này là ai bất quá tần khả tâm nhưng là một bên nghẹo đầu nhìn chằm chằm diệp thiên phong nhìn một bên nhỏ giọng hỏi một câu nàng cũng không có nhận ra Diệp Thiên Phong tới. Cái này cũng khó trách, trước khi Diệp Thiên Phong luôn là một bộ lôi thôi lết thiết hình dáng, dâu và tóc cũng sốc xếp không giống, nơi nào sẽ giống như bây giờ, quần áo khéo léo, hơn nữa còn sửa sang lại dâu và tóc đâu. Cho nên nói, Tần Khả Tâm tạm thời không có nhận ra, cũng là về tình thì có thể lựa thứ. Đừng nói là nàng, chính là Diệp Lạc cái này làm con trai, ban đầu cũng là thời gian đầu tiên không có nhận ra. Đây là, đây là cha ta ạ. À? Diệp Lạc có chút lúng túng nói một câu. Là Diệp thúc thúc. Nghe được Diệp Lạc mà nói, thần khả tâm nhất thời có chút kinh ngạc chợ to mắt nhìn trước mặt diệp thiên phong làm thế nào cũng cùng cái đó lôi thôi lao đầu không liên lạc được một khối đi cái này phong độ nhanh nhẹn người đàn ông trung niên trước kia chính là diệp thúc thúc làm sao xem cũng không xem à. thế nào khả tâm diệp thúc thúc bất quá hơi tu dưỡng một tí cái này thì không nhận ra thấy vậy diệp thiên phong lúc này khẽ mỉm cười sau đó mở miệng nói khả tâm không cần hoài nghi mình ánh mắt hắn nhưng mà thứ thiệt nha một bên trung ly nu cũng là không nhịn được bật cười lên vị này chính là khả tâm liền đi thật là một khôn khéo cô nương đâu tự giới thiệu mình một tí ta kêu trung ly vân tâm đây là một bên trung ly vân tâm cũng là mỉm cười cười một tiếng nhìn về phía tần khả tâm nhìn qua hết sức hài lòng hình dáng thứ ánh mắt này giống như là ở xem mình nhi tức phụ như nhau à đan đan thánh đại nhân nghe lời nói này tần khả tâm lập tức khẩn trương đứng thẳng người đây chính là trong truyền thuyết đan bên trong thánh trung ly vân tâm à ở con đường luyện đan trên đứng ở cái thế giới này đỉnh cấp nhân vật à làm là luyện đan sư tần khả tâm nhưng mà một mực cầm đan thánh trung ly vân tâm làm là mình thần tượng đâu cái đó không cần như thế lung túng đi chúng ta đi vào ngồi trò chuyện không tốt sao đúng rồi kiếm thông thiên thằng nhóc kia đâu thấy một màn này diệp lạc không khỏi gãi đầu một cái sau đó mở miệng nhàn nhạt nói một câu chương ba trăm hai mươi hai đông quách hạ vũ vậy tiểu tử không biết làm sao vừa nhìn thấy ta tới liền lập tức trốn vào phòng luyện đan bên trong trung ly nhu cười trả lời một câu xem ra kiếm thông thiên hàng này là bị trung ly nhu đánh ra bóng mở đi ra hả à? được rồi bỏ mặc hắn lao thân phụ ngươi tới hôm nay là tìm ta có chuyện gì không nghe lời nói này Diệp Lạc muốn cười nhưng lại nhịn được, sau đó mở miệng hỏi nói: "Cái này không vạn đan đại hội liền muốn bắt đầu sao? Ngươi mẹ nuôi muốn xem ngươi thuật luyện đan rốt cuộc là một cái gì trình độ, có thể, nàng còn phải đích thân hướng dẫn ngươi một tí." Nghe vậy, Diệp Thiên Phong lúc này đáp: "Được a, à, vậy mẹ nuôi, ta kêu tiểu sư muội và kiếm thông thiên cùng nhau, không có vấn đề chứ?" Nghe được cha nói, Diệp Lạc dĩ nhiên là đồng ý. Chỉ bất quá, hắn cũng có một chút tư tâm. Đây chính là đan thánh trung ly vân tâm hướng dẫn, chỉ sợ là trên cái thế giới này tất cả luyện đan sư chuyện mơ tưởng cầu mong tình đi vừa vận tiểu sư muội cũng ở nơi đây, diệp lạc dĩ nhiên là phải dẫn theo nàng. còn như kiếm thông thiên, coi là hắn ngày hôm nay vận khí tốt, thơm lây. tự nhiên là không thành vấn đề. trung ly vân tâm mỉm cười cười một tiếng, bình tĩnh đáp: thật, thật có thể không, đan thánh đại nhân tự mình hướng dẫn ta luyện đan. cái này, nghe lời nói này, tân khả tâm một tí lăng ở tại chỗ. chuyện này đối nàng mà nói, đúng là đủ rung động. không quan trọng. trung ly vân tâm như cũ chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt đáp trả. đợi ta một chút. ngay tại lúc này viện tử góc tây bắc phòng luyện đan cửa bị người một cước đá văng ra sau đó kiếm thông thiên liền từ bên trong vọt ra hắn nhưng mà nghe được mấy người trước khi đối thoại đan thánh tự mình hướng dẫn luyện đan cái loại này chuyện tốt hắn làm sao có thể bỏ qua chứ tiếp theo mấy người liền đi tới diệp lạc luyện bên trong đan phòng lạc nhi ngươi bây giờ có thể luyện chế mấy cấp linh đan đi vào phòng luyện đan sau đó trung ly vân tâm nhàn nhạt hỏi một câu cấp bốn linh đan cấp năm còn không được ta còn đang nghiên cứu diệp lạc cũng không có dấu dếm lúc này đúng sự thật đáp đan dược cấp bốn ngươi cũng có thể luyện chế đan dược cấp 4. Nghe lời nói này, Trung Ly Vân Tâm còn không có nói gì, kiếm thông thiên cái đầu tiên kinh ngạc. Hắn có thể nhớ vô cùng rõ ràng, Diệp Lạc ngay tại mấy ngày trước, chính miệng nói mình vẫn không thể luyện chế đan dược cấp 4 đâu, lúc này mới mấy ngày thời gian, cũng đã có thể luyện chế đan dược cấp 4. Thế nào, ta có thể luyện chế đan dược cấp 4 thật kỳ quái sao? Thấy vậy, Diệp Lạc vỗ tay, bày ra một bộ sao cũng được dáng điệu đi ra. Có thể luyện chế đan dược cấp 4 đã rất lợi hại, lấy ngươi tiếp xúc thuật luyện đan thời gian tới xem, ngươi thiên phú này vô cùng có thể. Đây là, Trung Ly Vân Tâm mỉm cười cười một tiếng, lúc này khen một câu. Tiếp theo, Diệp Lạc, Tần Khả Tâm cùng với Kiếm Thông Thiên các người, liền ở đan thánh Trung Ly Vân Tâm dưới sự chỉ đạo, bắt đầu mỗi người luyện đan. Mà Trung Ly Vân Tâm tổng hội ở thời khắc quan trọng nhất, hướng dẫn mấy người một hai. Không thể không nói, đan thánh chính là đan thánh, trải qua lần này hướng dẫn, mấy người cảm giác mình thuật luyện đan trình độ cũng có nhiều tăng lên. Nhất là Diệp Lạc, hắn thậm chí có một loại cảm giác, vậy chính là mình thậm chí có thể thử nghiệm một tí luyện chế đan dược cấp 5. Có chút nhẹ nhàng. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã là lúc đêm khuya, mấy người trước sau kết thúc đan dược luyện chế vậy thì chuẩn bị muốn đưa đan thánh các người rời đi như vậy ngay tại lúc này diệp lạc sân bên ngoài chuyển đến huyên náo thanh âm hỏi thăm đúng rồi sao người nọ liền ở nơi này gia chủ một chút không sai được ta chính mắt thấy được bọn họ trở về thật là thật là to gan lại dám đem xa mà đánh cho thành cái bộ dáng này hôm nay coi như là ở vạn đan cốc bên trong ta cũng tuyệt không thà cho liền hắn tiếp theo diệp lạc liền nghe được ngoài cửa có đời người lộn xộn như là đang bàn luận chuyện gì gia chủ như vậy thật không thành vấn đề sao cái này dâu sao là ở vạn đan cốc cũng không phải là đại tế quốc không sao đan đế trung ly nhu và ta coi như có mấy phần giao tình chút chuyện nhỏ này nàng sẽ không để ý nghe người ngoài cửa tiếng diệp lạc chân mày không nhịn được nhữ lại hắn làm sao cảm giác đám người này hình như là đến tìm mình phiền thoái bất quá mình ở vạn đan cốc bên trong thật giống như cũng không có cựu nhân à. vâng ngay tại diệp lạc đang suy nghĩ thời điểm mình cửa chính của sân đã là bị người một tí đánh bể quả nhiên và hắn dự đoán như nhau tiếp theo liền vào mấy chục người bọn họ mặc trên người trước đều là giống nhau quần áo, nơi ngược theo một đạo phù văn, nhìn qua hẳn là nào đó gia tộc quần áo trang sức. Lúc này nghe được cái thanh âm này Diệp Lạc đã là dẫn đầu từ phòng luyện đan đi ra ngoài, chuẩn bị muốn xem thấy để chuyện gì xảy ra. Mà tiếp theo Tân Khả Tâm và Kiếm Thông Thiên vậy đi theo ra ngoài, Diệp Thiên Phong các người ngược lại là không có đi ra ngoài. Thiên Phong không cần đi ra ngoài xem xem sao? Trung Ly Vân Tâm có chút bận tâm hỏi. Không cần, xem xem thằng nhóc này xử lý như thế nào đi, cần muốn chúng ta thời điểm chúng ta lại đi ra. Diệp Thiên Phong khoát tay một cái thậm chí từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một cái ghế ngồi xuống đây là quyết tâm nếu coi trọng đùa hơn nửa đêm các ngươi có phải điên rồi hay không có biết hay không nơi này có người ở lại xem diệp lạc lúc này hắn cao mày nhìn trước mặt cái này mấy chục người giọng đã là lạnh như băng gia chủ chính là cái thằng nhóc đó và cô kia chính là hai người bọn họ đem thiếu chủ đánh trọng thương đây là một người túi người gật đầu và bên người một người đàn ông trung niên nói một câu rất tốt các ngươi lại vẫn dám ở lại vạn đan cốc bên trong đây là không cầm ta đông quách ra coi ra gì à? người đàn ông trung niên gật đầu một cái khoe miệng đã là nổi lên hài hước nụ cười nghe đến chỗ này diệp lạc liền đại khái rõ ràng hóa ra cái này người đàn ông trung niên là đại tề luyện đan thế gia đông quách gia gia chủ ạ. À? nếu như diệp lạc không có đón sai ban ngày mình đánh tàn phế cái đó đông quách viễn chắc là hắn con trai cho nên ngươi đây là tới trả thù nghĩ tới đây diệp lạc không nhịn được cau mày hỏi một câu thằng nhóc có thể nói cho ta ngươi tên chữ sao ở giết ngươi trước ta hy vọng có thể biết ngươi tên chữ đông quách gia chủ yếu tình mặc dù bình thản nhưng giọng bên trong đã là có khó che giấu ý định giết người tiết lộ ra đông quách viễn bị diệp lạc một lần đại bản gạch cộng thêm hai cái đại chiều hoàn toàn đánh thành tàn phế muốn bình phục đứng lên nói ít muốn mấy tháng thời gian vạn đan đại hội là hoàn toàn không tham gia được hơn nữa trọng yếu nhất chính là diệp lạc là ngoài đường vô đánh điều này cũng làm cho làm cho đông quách gia mất hết mặt mũi đây là đông quách gia chủ nhất không tiếp thụ nổi ngươi nói trước ngươi tên chữ ta cân nhắc một chút nói hay là không nghe lời nói này diệp lạc nhưng là chân mày cao lại lúc này tiếng quát trả lời một câu hỏa dược này vị liền vô cùng rõ ràng thang nóc rất ngông cùng sao rất tốt ta là đại tề quốc đông quách hạ vũ thấy vậy đông quách gia chủ nhướng mày một cái lúc này quát lên đông quách hạ vũ ngươi chính là đông quách gia gia chủ nghe lời nói này diệp lạc còn không đáp lời kiếm thông thiên đầu tiên là kinh hãi chương 323, tới không phải lúc cả tăng kiếm thành tuy là trung lập thế lực nhưng dẫu sao là thân ở đại tề quốc biên giới cho nên đối với tề quốc một ít thế lực gia tộc vẫn vô cùng hiểu đông quách thế gia chính là một cái luyện đan thế gia chính là tề quốc thứ nhất luyện đan gia tộc thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể xếp trên tể quốc trước bốn tên không sai ta chính là đông quách hạ vũ tiếp theo đông quách hạ vũ cười lạnh một tiếng mở miệng lần nữa nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi tên đi ta có cái thói quen cho tới bây giờ không giết vô danh hàng người đại sở diệp lạc lúc này diệp lạc khí thế chút nào không kém đáp nguyên lai là bốn nước tranh bá cuộc so tài hạng nhất diệp lạc vậy ngươi bây giờ chuẩn bị dễ chịu đã chết rồi sao không cần suy nghĩ trước phản kháng ở ta cái này ngươi căn bản cũng chưa có đánh lại chỗ trống nghe vậy đông quách hạ vũ cười lạnh một tiếng trên mình khí thế bạo tràn ra đã là làm xong tùy thời chuẩn bị động thủ hắn ý nghĩ lúc này chính là giết diệp lạc mặc dù hắn biết diệp lạc chính là bốn nước tranh bá cuộc so tài hắn nhất nhưng ở hắn trong mắt xem ra như cũng không thể thành vì mình lý do không giết hắn đông quách gia chủ ta là táng kiếm thành kiếm thông thiên ngày hôm nay chuyện này là tình huống gì có thể hay không bán ta một cái mặt mỏng mắt thấy vậy kiếm thông thiên cấp trước bước ra một bước đi tới diệp lạc trước mặt thằng nhóc ngươi có thể ạ à? nói nghĩa khí thấy vậy diệp lạc lúc này nhỏ giọng nói một câu ở nơi này chuyện trên kiếm thông thiên phản ứng rất nhanh có thể nhìn ra hắn căn bản cũng chưa có đi qua nhiều ít suy tính chỉ là đơn thuần muốn cứu mình mà thôi thật ra thì đối với diệp lạc mà nói hắn có phần tâm ý này cũng rất tốt nguyên lai là táng kiếm thành thiếu thành chủ bất quá ngượng ngùng ngày hôm nay chuyện này bản gia chủ không thể cho người mặt mũi đông quách hạ vũ vừa nói một bên trên dưới quan sát một tí kiếm thông thiên táng kiếm thành thực lực tuyệt không có ở đây đông quách thế ra dưới nhưng chỉ tiếc tới hôm nay chính là kiếm thông thiên cái này còn không có thể để cho hắn thay đổi mình quyết định nếu như tới hôm nay chính là thành chủ kiếm chết ngược lại là sẽ để cho hắn có chút khó làm kiếm minh không cần và hắn nói nhảm ta đây muốn thăm hắn đông quách ra ở vạn đan cốc bên trong rốt cuộc có dám hay không như vậy lỗ mãng diệp lạc đưa tay ra đem kiếm thông thiên kéo trở lại sau đó cao mày nhìn về phía đông quách hạ vũ khi thế không có chút nào yếu bớt thang nhóc đừng lấy là nơi này là vạn đan cốc ngươi là có thể tránh được cái chết nói thật nói cho ngươi lấy ta đông quách thế ra và vạn đan cốc quan hệ cho dù giết chết ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì lớn đông quách hạ vũ khỏe miệng hiện lên hài hước mỉm cười hai trong mắt bên trong đã là có không che giấu được ý định giết người toát ra khuyên ngươi một câu đi bây giờ vẫn còn kịp nếu không lại qua một lát ngươi có thể liền không đi được mắt thấy vậy diệp lạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó lạnh cười nói một câu ngươi đang nói gì ngươi sợ không phải đầu góc hư chứ biết gia chủ chúng ta là cái gì tu vi sao đây chính là bán thánh cảnh cường giả dạ. gia chủ thằng nhóc này chân thực quá cằn rỡ ngài không cần ra tay để cho ta tới nghe được diệp lạc mà nói đông bách ra những thứ này tộc nhân và hộ vệ rối rít giận dữ từng cái xoa tay liền phải hướng diệp lạc xông lên đi giết thằng nhóc ta thật là tò mò ngươi lớn lối như vậy vốn là cái gì chứ thấy vậy đông quách hạ vũ đầu tiên là vây tay tỏ ý các tộc nhân dừng lại sau đó lạnh lùng hỏi một câu hắn hiện tại ngược lại không gấp động thủ giết diệp lạc dù sao đã tìm được hắn lấy hắn địa nguyên cảnh tu vi là căn bản không có thể từ trong tay mình chạy trốn bằng ta và vạn đan cốc quan hệ ạ à? diệp lạc trả lời vô cùng tự nhiên thật là buồn cười ngươi là thân phận gì cũng dám và vạn đan cốc kết quan hệ nghe lời nói này đông quách hạ vũ lúc này cười to vượt quá đan đế trung ly nhu ngươi biết không thấy vậy diệp lạc chân mày cao lại lạnh giọng hỏi một câu đan đế bản gia chủ tự nhiên biết không chỉ có biết hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm đông quách hạ vũ đầu tiên là nhữ mày một cái sau đó nhàn nhạt mở miệng tỷ cái này có người tìm ngươi nói cho ngươi quan hệ không tệ thấy vậy diệp lạc lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác hướng luyện bên trong đan phòng kêu một tiếng sau đó một mực đợi ở trong phòng xem trò vui chung ly nhu liền bước đi ra ngoài nàng bước chân nhẹ nhàng mặt mang mỉm cười quanh thân đan thơm tràn ngập giống như là trên trời tiên tử hạ phạm vậy đan đan đế nàng tại sao lại ở chỗ này mới vừa diệp lạc kêu nàng cái gì có phải hay không kêu nàng tỷ đan đế là diệp lạc tỷ tỷ đây có thể có chút khó làm đi mắt thấy vậy đông quách gia người dối rít rất khiếp sợ coi như bọn họ đông quách gia lợi hại hơn nữa cũng không dám ở vạn đan cốc bên trong ngay trước đan đế trung ly nhu mặt giết hắn đệ đệ đi cái này cũng quá vớ vẩn đông quách gia chủ chúng ta là từng có mấy lần duyên nhưng gọi là quan hệ tốt có phải hay không có chút quá tiếp theo trung ly nhu đi tới diệp lạc bên người một mặt cười tủm tỉm nhìn đông quách hạ vũ cười nhạt nói bất quá cái nụ cười này ở đông quách hạ vũ nhìn như nhưng là cảm giác được có chút kinh khủng diệp lạc là đan đế trung ly nhu đệ đệ chuyện này liền liền hắn cũng là mười phần khiếp sợ hắn biết ngày hôm nay mình là vô luận như thế nào đều không cách nào giết diệp lạc trừ phi là muốn cùng bạn đan cốc hoàn toàn sẽ rách ra mặt ngươi là đan đế đệ đệ đông quách hạ vũ như là không muốn tin tưởng mình thấy được sự việc vậy chật vật há miệng muốn cuối cùng xác nhận một tí ngươi cảm thấy thế nào ta cũng không xem ngươi như nhau rõ ràng chỉ gặp qua mấy lần liền nói và người khác quan hệ tốt diệp lạc tay khoe miệng đã là nổi lên hài hước nụ cười. Ngươi, nghe lời nói này, Đông Quách Hạ Vũ trong lòng sau cùng một chút hy vọng vậy tan vỡ. Bất quá may là như vậy, hắn trong lòng vẫn không có vương tha giết diệp Lạc ý tưởng. Cứu hận đã che mắt hắn lý trí. Đông Quách gia chủ, ngươi đi bây giờ, ta có thể làm làm việc này cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Tiếp theo, Trung Ly Nhu cười nhạt, nhìn Đông Quách Hạ Vũ nói, "Đan đế, đã như vậy, liền không nên trách ta không khách khí, ngươi ta cùng là bàn thánh, ta tự nhận không phải ngươi đối thủ, nhưng trận ngươi mười chiều hay là làm được, mà đây trong mười chiều các tộc nhân của ta định có thể giết diệp lạc đông quách hạ vũ vừa nói thần sắc một bên đổi được giữ tợn ta vẫn là câu nói kia khuyên ngươi đi ngay bây giờ nghe lời nói này diệp lạc lại không có lộ ra một chút hốt hoảng động động thủ bất quá diệp lạc khuyên nhưng là không chút nào đưa đến tác dụng đông quách hạ vũ quát to một tiếng dưới đã là trước tiên trước bước ra một bước hướng diệp lạc quanh đánh một quyền một quyền này trên không trung hóa thành mấy chục trượng lớn quyền ảnh dọc theo đường bể nát không gian mang không thể địch nổi ý lực đánh tới diệp lạc càn dỡ. như vậy ngay tại lúc này từ diệp lạc sau lưng luyện bên trong đan phòng nhưng lại chuyển ra một cái thanh âm đan thánh trung ly vân tâm chương 324, trăm nóng nảy lao thân phụ một khắc sau chỉ gặp trung ly vân tâm bước ra một bước đi thẳng tới diệp lạc trước người tay trắng nhẹ phẩy liền trực tiếp đem đông quách hạ vũ uy lực này vô cùng nhất kích toàn bộ hóa thành hư không chân thánh cảnh cường giả thủ đoạn coi là thật khủng bố như vậy đan đan thánh đại nhân xong rồi xong rồi lần này toàn xong rồi đan thánh đại nhân tha mạng à chúng ta biết sai rồi mắt thấy vậy đông quách hạ vũ trực tiếp lăng ở tại chỗ mà các tộc nhân của hắn chính là dối rít quỳ xuống không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nếu như nói chỉ có đan đế trung ly nhu mà nói bọn họ liều chết và vạn đan cốc xé rách ra mặt đổ vẫn là có giết chết diệp lạc hy vọng nhưng mà hôm nay liền liền đan thánh trung ly vân tâm cũng ra mặt toàn coi là dốc hết đông quách ra toàn bộ thực lực cũng không khả năng ở đan thánh trước mặt giết chết diệp lạc một cái chân thánh chiến lực cũng không phải là đơn thuần số lượng ưu thế là có thể bù đắp đông quách hạ vũ ngay trước mặt của ta muốn giết ta con trai nuôi có phải hay không có chút quá đáng tiếp theo trung ly vân tâm một câu nói coi như hoàn toàn để cho đông quách ra người hoảng sợ cái gì diệp lạc là đan thánh con trai nuôi cái này không phế sao đây là trời muốn mất ta đông quách ra sao đây không phải là tìm chỗ chết sao đơn giản là tạo người ta nhất thời đông quách ra bên này tiếng kêu rên này thay nhau vang lên một cổ tuyệt vọng hơi thở tràn ngập đi ra đã sớm khuyên các ngươi đi nhanh lên chính là không nghe giống như ta có thể hại các ngươi như nhau mắt xem như vậy diệp lạc vứt tay rất là bất đắc dĩ nói hôm nay chuyện này từ đầu tới đuôi chính là một chàng náo nhiệt ngươi nói ngươi đông quách ra lúc nào tới kiếm chuyện không tốt cần phải đổi trung ly vân tâm cho hắn hướng dẫn thuật luyện đan thời điểm tới lần này khá tốt gây không thu nổi chẳng đi chuyện cho tới bây giờ đông quách Hạo vũ vậy cuối cùng hiểu được vào giờ phút này đã không phải là có thể không thể giết diệp lạc vấn đề mà là hắn đông quách ra có thể hay không từ nơi này trở lui toàn thân vấn đề mặc dù hắn chính là bán thánh cảnh cương giả nhưng đang đối mặt chân thánh cảnh trung ly vân tâm lúc đó vẫn là không có nửa điểm phản kháng dư lực mặc dù tu vi trên vẹn vẹn chỉ là một bước xa nhưng chính là bước này chính là không thể vượt qua hầm câu đan đan thánh đại nhân vạn đan cốc không phải là cho tới nay không nhân xâm những thứ khác thế lực phân tranh sao chúng ta cái này thì rút đi chuyện này xóa bỏ như thế nào tiếp theo đông quách hạ vũ thanh em run dậy nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào vạn đan cốc cái này tổ hơn lên ngươi nói không sai vạn đan cốc cho tới bây giờ không tham dự các thế lực lớn phân tranh ta sẽ không động thủ giết ngươi nghe lời ấy trung ly vân tâm nhàn nhạt vừa nói lời nói nhưng là hơi ngừng nhưng lão tử cũng không nung chịu các ngươi một khắc sau diệp thiên phong tử luyện bên trong đan phòng bước ra hai tròng mắt bên trong đã là có không ngừng được ý định giết người phóng thích ra ngoài hắn ngồi đi một bước dưới chân đều sẽ có trắng tinh linh khí hoa sen toát ra dẫm chân sinh hoa mà theo hắn mỗi một bước rơi xuống ở hắn quanh thân bốn bên linh khí cũng sẽ ngưng tụ thành phiến, phiến phiến giọt mưa rớt xuống linh khí ngưng mưa thậm chí ở hắn sau lưng có một đạo hư hào trăm trượng lớn nhỏ bóng người đỉnh thiên lập địa theo diệp thiên phong động tác từng bước từng bước dục dịch thiên địa pháp tướng cái này chính là chân thánh cảnh ba đại ký hiệu dẫm chân sinh hoa linh khí ngưng mưa thiên địa pháp tướng người người rốt cuộc là ai mắt xem như vậy đông quách hạ vũ mới vừa nhặt lên một chút hy vọng lại lần nữa bể nát cái này ba đại chân thánh cảnh ký hiệu thật sự là quá mức kinh người coi như đối phương chỉ là bàn thánh đó cũng là vô hạn tiếp cận với chân thánh bàn thánh chí ít hắn đông quách hạ vũ ở trước mặt hắn là không chút nào sức phản kháng được không đổi tên ngồi không đổi họ tên ta diệp thiên phong diệp thiên phong một bên bước về phía trước một bên hử lạnh một câu thiên yên phong đại thánh ngươi không phải đã chết rồi sao nghe lời nói này đông quách hạ vũ nhất thời trận to hai mắt một đôi tròng mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ hắn thật sự là quá mức kinh hãi thiên phong đại thánh hắn chính là thiên phong đại thánh năm đó dung chuyển trời đất thiên phong đại thánh không phải đã chết rồi sao lại thế nào còn sống ta cũng nghe nói năm đó thiên phong đại thánh bị cao nhất cường giả tiêu diệt làm sao có thể còn sống không chỉ là đông quách hạ vũ liền liền đông quách ra những người khác từng cái cũng là khiếp sợ đến tột đỉnh thiên phong đại thánh không nghĩ tới cha danh hiệu còn rất vang dội mà nghe nói như vậy diệp lạc nhưng là chân mày cao lại xem hướng mình lao thân phụ vẻ mặt có chút phức tạp trước xem qua lão thân phụ và trung ly vân tâm đối qua một trường diệp lạc đã là có thể khẳng định lão thân phụ là một cái chân thánh cảnh cơ giả bất quá lúc này nghe được đông quách hạ vũ mà nói diệp lạc lúc này mới biết hóa ra lão thân phụ năm đó vẫn là có danh hiệu thiên phong đại thánh danh tự này nghe không tệ thiên phong đại thánh không biết ta đông quách ra làm sao trêu cho ngươi những lời này hỏi một chút lối ra nói thật đông quách hạ vũ mình cũng không việc gì lòng tin hiển nhiên diệp thiên phong là tới cho diệp lạc ra mặt hơn nữa hai người cũng họ diệp không làm được vẫn là người một nhà đâu muốn thật là như vậy hết thể liền cũng xong rồi. ngươi mới vừa muốn giết người, là con trai ta, ngươi nói ngươi chiêu không trêu chọc ta. Diệp Thiên Phong chân mày cau lại, hai tròng mắt bên trong ý định giết người càng tăng lên. ngươi, ngươi con trai, nghe lời nói này, Đông Quách Hạo Vũ đặt mông tê liệt ngồi trên mặt đất, hoàn toàn tuyệt vọng. mình lại mang người, muốn giết chết Thiên Phong đại thánh con trai, đây không phải là tìm chỗ chết là cái gì? không nói nhiều thừa thải, ngươi Đông Quách ra, có thể ở trên thế giới này biến mất. thấy vậy, Diệp Thiên Phong khoát tay một cái, vậy thì chuẩn bị muốn động thủ, giết ta đi chuyện này và ta tộc nhân cũng không có quan hệ van cầu ngươi tha bọn họ nghe lời nói này đông quách hạ vũ vùng vây từ dưới đất đứng lên cặp mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng thần sắc hắn bây giờ chỉ muốn tự mình hy sinh tới bảo toàn gia tộc còn rất hiên ngang lâm liệt bất quá đáng tiếc ta người này làm việc không thích lưu hậu hoạn diệp thiên phong dứt lời tay phải trợn đánh ra nhất thời một đạo trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấn từ trên trời hạ xuống xong rồi xong rồi chúng ta đây rốt cuộc là vì cái gì ạ chọc phải thiên phong đại thánh ta đông quách ra hoàn toàn xong rồi đây cũng là số mạng vận ạ à đây chính là ta đông quách Gia vận mệnh à một trường này còn không có rơi xuống nhưng đã khóa chung quanh không gian làm cho đông quách ra những người này không thể tránh né kết quả đã quyết định lúc này ở đông quách Gia đám người trong lòng của người ta chỉ có tràn đầy hối hận không theo đông quách hạ vũ một tiếng tuyệt vọng gầm thét cái này trăm trượng lớn trở lớn ẩm ẩm rơi xuống vê anh vê anh anh toàn bộ mặt đất đều bị đè lom xuống cùng đồng thời là đông quách ra cái này mấy chục người tất cả đều hóa thành một bãi than máu thịt trong đó vậy bao gồm bán thánh cảnh đông quách hạ vũ chân thánh cảnh cường giả nhất kích uy lực lại là khủng bố như vậy một cái rơi thánh cảnh mấy chục số thiên nguyên cảnh ngay tức thì tiêu diệt chương ba trăm hai mươi lăm đông quách ra diệt môn ta dựa vào lao thân phụ đây cũng quá ngạo mạn à thấy một màn này may là lấy diệp lạc định lực đều không khỏi được kinh hô một tiếng nói thật hắn đây mới là lần đầu tiên khoảng cách gần cảm thụ chân thánh cảnh cường giả một kích uy lực đây chính là một cái rơi thánh cảnh cường giả còn có mấy chục số thiên nguyên cảnh à thật là khủng bố như vậy đây nếu là vỗ vào trên người mình Phòng đoán mình vậy sẽ ngay tức thì bị nghiền thành một bãi máu thì đi. Nói về lao Thân Phụ ngày thường nhìn qua cả nỗng, làm sao vừa đụng đến và bản thân có liên quan sự việc, cứ như vậy quả quyết sát phạt. Xem ra Lão Thân Phụ vẫn là yêu mình à? Vân Tâm, ta rời đi trước một tí, tối đa hai ngày, ta liền có thể trở về. Tiếp theo, Diệp Thiên Phong xoay đầu lại, hướng về phía Trung Ly Vân Tâm cười nhạt. Tiếp theo liền một bước bước chân vào hư không biến mất không thấy. Còn như hắn đây là muốn làm gì, liền lại rõ ràng bất quá. Diệt Đông quét ra: Mẹ nuôi, cha ta ngày thường cũng như vậy nóng nảy sao? mắt thấy vậy diệp lạc không khỏi nướng mày một cái lúc này xoay người nhìn về phía trung ly vân tâm như thế quả quyết sát phạt lão thân phụ hắn nhưng mà có chút không có thói quen người phụ thân ngày thường nhưng mà cái ôn nhu người đâu cũng chính là liên quan tới chuyện ngươi hắn mới biết như thế nóng này đi trung ly vân tâm mỉm cười cười một tiếng làm vừa gật đầu một cái sau đó nhàn nhạt nói nguyên lai là như vậy nghe lời nói này diệp lạc không khỏi lẩm bẩm một câu thời gian qua rất nhanh từ lần trước đông quách ra sự việc sau đó đã là đi tới vạn đàn đại hội bắt đầu cuộc sống lao thân phụ diệp thiên phong cũng là đúng kỳ hạn trở về mà ở cái này trong mấy ngày thời gian mọi người trừ đàm luận vạn đan đại hội còn đang nghị luận một đại sự đại tề quốc đông quách thế gia trong một đêm bị người diệt môn nghe nói không tề quốc đông quách thế gia bị diệt môn không thể đi đông quách thế gia thực lực mạnh mẽ đủ có thể ở tề quốc xếp được cho trước bốn người nào như thế lợi hại có thể cầm bọn họ diệt môn nghe nói là chọc tới không được nhân vật không chỉ là tề quốc người trong tộc liền liền một ít chi nhánh cũng đều bị diệt đâu chỉ à tới vạn đan cốc tham gia vạn đan đại hội đông quách ra người không phát hiện cũng đều mất tích sao đây chính là đông quách hạ vũ tự mình dẫn đội đông quách gia bị diệt môn mọi người mặc dù rất là khiếp sợ nhưng cũng chỉ là trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện thôi mọi người hiện tại quan tâm nhất vẫn là sắp muốn bắt đầu vạn đan đại hội đây chính là quần hùng tranh giành rất nhiều thiên tài luyện đan sư sân khấu ở chỗ này căn bản là đại biểu cái này thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa luyện đan sư tài nghệ cao nhất nơi này có ngụy quốc Tiên đan thành cho phép vào còn có yến quốc hoàng gia hoàng văn đan đế trung ly nhu đệ tử thân truyền kỳ hạ tề quốc đông quách viễn đó cũng đều là danh tiếng hiển hách thanh niên luyện đan sư không đúng tề quốc đông quách viễn đã không có mà đây chút còn chỉ là mọi người quen thuộc thanh niên luyện đan sư còn có rất nhiều mai danh nhận tính luyện đan sư trình độ giống vậy không thấp ở năm trước vạn đan đại hội trên thậm chí đã từng có tên chưa từng có ai biết đến luyện đan sư như một đầu ngựa đen vậy một đường giết tới trận chung kết cuối cùng đoạt cúp trước ví dụ còn như diệp lạc tân khả tâm cùng với kiếm thông thiên ba người cái này mấy ngày đều là đang bế quan tu luyện thuật luyện đan hơn nữa ở đan đế và đan thánh dưới sự chỉ đạo vậy thuật luyện đan đều là đột nhiên tăng mạnh vậy vào giờ phút này ở vạn đan cốc chính giữa nhất trên quảng trường dùng để tiến hành vạn đan đại hội sân đã là tụ đầy tới quan sát người mà ở khán đài trung ương chính là một cái to lớn đài cao có chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ phía trên còn phân phối sắp hàng từng cái một nô ra đó chính là từng cái đơn độc luyện đan đài thật là thật là lớn chiến trận à diệp lạc đến một tí cái này trên đài cao có chừng 500 cái đơn độc luyện đan đài nói cách khác lần này tham gia vạn đan đại hội tuyển thủ có 500 hơn cái này cũng có chút dọa người sớm biết luyện đan sư là biết bao chân quý thường thường một cái gia tộc lớn bên trong mới có thể có một cái luyện đan sư cũng đã đặc biệt không dễ dàng. Mà ở nơi này vạn đan đại hội trên, lại có thể góp đủ dòng năm 500 tên luyện đan sư, thật là làm cho người kinh ngạc. Hoan nên mọi người đi tới vạn đan đại hội hiện trường, chúng ta thi đấu sắp bắt đầu. Lúc này, Đan Thánh Trung Ly Vân Tâm đứng ở thiên khung đám mây bên trên, quan sát đám người, tiếng quát nói. Nàng thanh âm lớn nhỏ cầm bóp vô cùng là tinh chuẩn, cũng không sẽ quá mức rung động, vừa có thể chính xác truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Lần này vạn đan đại hội, vẫn là 500 tên luyện đan tân quý tham gia, bất quá cùng trước kia bất đồng chính là, chúng ta thi đấu chế đem sẽ có thay đổi. Vòng thứ nhất thi đấu là muốn đắp lên tuyển thủ dự thi ánh mắt, để cho bọn họ tới dùng khiếu giác và vị giác để phán đoán đan dược tên. Dẫu sao thân là một cái luyện đan sư, không chỉ có muốn biết luyện đan, càng phải sẽ thử đan. Ở cái giai đoạn này, chúng ta sắp sàng lọc một nửa tuyển thủ. Kế tiếp mấy vòng thi đấu, thi đấu chế tạm thời giữ bí mật. Hiện tại, vạn đan đại hội chính thức bắt đầu. Theo Trung Ly Vân Tâm giới thiệu, hiện trường không khí lập tức náo động. Năm nay thi đấu chế không cùng đi thưởng, có thay đổi rất lớn. Năm trước thi đấu, sơ thi đấu giống như là so luyện chế tốc độ, đấu bán kết giống như là hạn định trong thời gian luyện chế phẩm chất mà trận chung kết thì sẽ không thiết lập quy củ do tuyển thủ tự do phát huy có thể ngày hôm nay cũng không giống nhau thi đấu chế có thay đổi nhất là cái này thử đan đám người thật là chưa bao giờ nghe chắc hẳn sẽ vô cùng xuất sắc thử đan đây là cái gì làm việc à lúc này diệp lạc ở nghe được cái này thi đấu chế thời điểm căn bản là đầu góc mơ hồ hắn đoạn thời gian này bế quan huấn luyện cũng đều là cùng luyện đan có liên quan nơi nào biết thử đan là cái có ý gì thử đan còn không đơn giản sao cũng không cần là ăn tiếp văn một tí chẳng phải sẽ biết là đan dược gì liền sao một bên trung ly nhu nhưng là không cho là đúng nói thì ngươi là đàn đế đối ngươi mà nói dĩ nhiên là đơn giản diệp lạc không nhịn được than khổ liền một câu trong lòng nhưng là rõ ràng liền mấy phần tứ tỷ nói không sai nếu như thông qua việc vị và mùi vị nói đích xác là có thể đoán được một viên thuốc đại khái phẩm chất nhưng nếu là chùm lên ánh mắt nói có thể làm xáo trộn nhân tố liền vô cùng nhiều bất quá cũng may mình có một đôi thần kỳ con người nhìn thấu cựu truyền bá đồng cái này sơ thi đấu đối mình hẳn không hề coi là khó khăn tiếp theo, diệp lạc liền đi tới thuộc về mình trên đài cao thứ ba trăm số nguyên tiểu sư Mội tần khả tâm ở số một trăm ba mươi hai mà kiếm thông thiên hàng này lại vận khí tốt vô cùng rút chúng thứ hai trăm năm mươi số mời các vị tuyển thủ bị mắt ở diệp lạc trước mặt trên đài cao để một cái vải đen muốn đến là dùng để che mắt tiếp theo diệp lạc liền cầm lên vải đen thắt ở liền trên đầu mình chặn lại mình ánh mắt con bà nó thính sai cái này vải đen lai like lịch gì bất quá vải đen mới vừa vừa lên mắt diệp lạc liền bối rối bởi vì hắn phát hiện mình cựu chuyển bá đồng lại là nhìn không thấu cái này vải đen chương ba trăm hai mươi sáu lên cấp vòng kế tiếp khối này vải đen nhất định là đi qua đặc thù tế luyện nếu không không thể nào ngăn che ở diệp lạc cựu chuyển bá đồng lúc này diệp lạc cũng cảm giác mình thân ở ở vô biên hắc ám bên trong sau lưng không gặp năm ngón tay không chỉ có tầm mắt bị hoàn toàn giam cầm thậm chí mất đi phương hướng cảm cái này có thể không dễ chơi ạ à? lúc này diệp lạc đã là hoàn toàn buông tha dùng ánh mắt nhìn ý nghĩ cái này vải đen thật sự là quá mức thần kỳ chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể theo dựa vào chính mình khíu giác và vị giác Hy vọng có thể đoán ra đan dược phẩm loại đi, tổng không thể mới vừa sơ thi đấu liền bị đào thải đi. Mời các vị chọn tay cầm lên trước mặt đan dược. Tiếp theo, Trung Ly Vân Tâm vẫn là ngồi đàng hoàng ở trên đám mây, thanh âm trong trẻo cắt vào dội Lúc này Diệp Lạc trước mặt trên đài cao, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một cái màu đen hộp, ở cái hộp bên trong, để một quả tròn triệu đan dược. Những thứ khác 499 tên tuyển thủ trên đài cao cũng là như vậy. Cái này, Diệp Lạc một lần lục lọi, rốt cục thì mò tới viên thuốc này, đầu tiên là đặt ở trước lỗ mũi mặt người một cái nhưng cũng không có văn ra kết quả là vì sao đang ăn dược cứ như vậy không thể làm gì khác hơn là nếm thử một chút nhìn à diệp lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái lúc này mới đem nửa viên đan dược đặt ở trong miệng bắt đầu nhai mà cùng lúc đó tại chỗ các tuyển thủ đã là có người dẫn đầu có câu trả lời ta đoán được là quay về tiêu giao đan cái này mùi thơm nhất định là huyền dương bổ linh đan cái mùi này hẳn là hồi xuân đan đi trả lời chính xác rất nhanh tại chỗ các tuyển thủ thì có rất nhiều người đã đoán được đáp án chính xác cái này cũng biểu thị bọn họ thuận lợi lên cấp ta dựa vào, mùi này có chút giống lớn linh khí đan, dược liệu cũng giống, nhưng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy chứ. Lại xem Diệp Lạc bên này, nửa viên đan dược đã là vào bụng, nhất thời tràn đầy dược lực lan truyền ở hắn toàn thân, là hắn bổ sung trong cơ thể linh khí. Cái mùi này và dược liệu, ngược lại là và lớn linh khí đan vô cùng giống nhau, nhưng Diệp Lạc trong lòng nhưng chắc chắn, cái này sơ thi đấu sợ rằng sẽ không như vậy dễ dàng. Bởi vì ở mùi vị và dược liệu trên, và lớn linh khí đan vẫn là có thật nhỏ khác biệt. Trong chốc lát, Diệp Lạc lâm vào sâu đậm khổ tư bất quá lòng hắn bên trong nhưng là rõ ràng mình nhất định phải động tác nhanh một chút ở sơ thi đấu bên trong chỉ có một nửa tuyển thủ có thể lên cấp nói cách khác coi như hắn cuối cùng có thể đoán đúng đan dược phẩm loại nhưng chỉ cần thời gian không bằng cái khác hai trăm năm mươi tên tuyển thủ mau cũng giống vậy muốn sàng lọc lại xem tần khả tâm bên này đã là đem viên thuốc này cầm ở trong tay đặt ở lỗ mùi trước mặt nhẹ nhàng ngửi một cái tiếp theo khoe miệng của nàng liền nổi lên một chút mỉm cười băng vào mùi nàng cũng đã có thể đoán được đan dược chủ loại là quá thanh đan cái loại này kỳ dị thanh mùi thơm trong đó còn hôn tạp một chút vị đắng nhất định là quá thanh đan không thể nghi ngờ trả lời chính xác tiểu sư mội tần khả tâm lên cấp cái mùi này cái này dược liệu hẳn là hồi xuân đan đi mặc dù cũng là bổ sung linh khí đang dược nhưng có thể kiêm cái chữa thương hiệu quả hẳn là hồi xuân đan không thể nghi ngờ đây là kiếm thông thiên đập đi một tí miệng đem trong miệng đan dược nuốt xuống đồng thời vậy cho ra mình câu trả lời trả lời chính xác kiếm thông thiên vậy lên cấp tiếp theo kỳ hà hoàng gia hoàng văn thiên đan thành cho phép vào vậy đều rối rít lên cấp mà cùng lúc đó ở cái này bên cạnh đài cao chỗ có một cái thanh niên áo đen bình tĩnh đem trước mặt đan dược cầm lên lại không có đặt ở trước lỗ mũi văn cũng không có ném vào trong miệng hắn chỉ là ở nhàn nhạt lục lọi chỉ chốc lát sau người này khỏe miệng nổi lên nụ cười tự tin sau đó chậm rãi mở miệng đáp cái này xúc cảm nhắn nhủi bên trong có một chút xù xì hơn nữa cái này sần sùi phân phối 10 phần có đặc điểm có thể phù hợp cái loại này đặc điểm đang lượng dược chỉ có cuốn huyết đan trả lời chính xác người này câu trả lời vừa ra ở trên khán đài đám người rối rít kinh ngạc người này cái gì lai lịch chỉ bằng đan dược xúc cảm liền có thể đưa ra câu trả lời hơn nữa còn đúng rồi hắn lại không nghe thấy cũng không ăn đây là đối mình phán đoán có mười phần lòng tin à. xem ra cái này giới trong đại hội ngựa đen cũng không thiếu à. đám người khiếp sợ kinh ngạc lúc đó diệp lạc bên này đã là có mình ý tưởng mặc dù đan dược này mùi vị và dược liệu đều cùng linh khí đan rất giống nhưng vẫn có thật nhỏ khác biệt hẳn là cổ linh đan nhưng là không tốt xác định à. diệp lạc gãi đầu một cái vẫn là không có đem vậy còn dư lại nửa viên thuốc bỏ vào trong miệng mà là dùng linh hồn lực hóa thành một món thanh âm thanh nhã giúp ta xem xem đan dược này có phải hay không màu đỏ nhạt bây giờ biết cậu ta ban đầu suy nghĩ gì rất nhanh thành nhã thanh âm liền nghĩ tới chỉ bất quá giọng bên trong hơi có vẻ một chút không nhịn được mà thôi giúp ta liếc mắt nhìn quay đầu cùng ngươi đi dạo phố à diệp lạc không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là nói ra liền mình điều kiện đây chính là ngươi nói ngươi đoán không lầm đan dược này chính là màu đỏ nhạt nghe lời nói này thành nhã vậy không do dự lúc này đem mình thấy được tình huống nói cho diệp lạc màu đỏ nhạt vậy thì không sai trọng tài ta có đáp án đây là cổ linh đan tiếp theo diệp lạc tự tin cười một tiếng lúc này giơ lên tay mình đem câu trả lời nói ra trả lời chính xác lên cấp hô thật là quá không dễ dàng à nghe được mình đúng rồi diệp lạc lúc này mới thở dài một cái sau đó đem trên đầu vải đèn kéo xuống một cái lần này lên cấp sau đó diệp lạc cuối cùng biết mình thuật luyện đan thật còn tu luyện không tới nơi tới trốn mặc dù mình đã đoán được đan dược chủng loại nhưng là từ đầu đến cuối không dám khẳng định cuối cùng còn muốn cho thành nhã trợ giúp mình xem một tí mới cuối cùng ra quyết định xem ra sau này mình thật muốn hơn đang luyện đan thuật trên dưới chút công phu tiếp theo thời gian lại qua 15 lăm phút cơ đó tất cả lên cấp thí sinh liền toàn bộ đều xác định xuống năm trăm cái tuyển thủ ước chừng đào thải một nửa thằng nhóc ngươi có thể ạ à? cổ linh đan và lớn linh khí đan vô cùng giống nhau ngươi đây cũng có thể đoán được trở lại xem cuộc chiến tiệc sau này trung ly nhu cưng chịu xoa xoa diệp lạc đầu lớn vô cùng hài lòng nói vận khí cũng là vận khí tốt diệp lạc cười lung túng nhưng là không biết nên trả lời như thế nào chẳng lẽ muốn nói cho tứ tỷ mình là dựa vào thành nhã hỗ trợ mới lên cấp lời này diệp lạc có thể không nói ra miệng nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi kế tiếp một vòng thi đấu nhưng mà không đơn giản thấy vậy trung ly nhu cũng không nói gì nhiều làm vừa vỗ vỗ diệp lạc bà vai tỷ có thể hay không trước thời hạn tiết lộ một tí à diệp lạc gánh lông mày hỏi nói thật ta cũng không biết bất quá một vòng này thi đấu nhưng mà có thể một người vậy lên cấp không được trung ly nhu chầm rãi lắc đầu một cái sau đó nhẹ nhàng thổ lộ một câu có thể không có ai lên cấp cái này phải nhiều khó khăn à nghe lời nói này Diệp Lạc chân mày không nhịn được nhíu lại. Chương 327, đây là tình huống gì? Vạn đang đại hội lên tuyển thủ dự thi, có thể nói không khoa trương chút nào, vậy cũng là cái này thiên hạ nhất là thanh niên kiện xuất luyện đan sư. Hùng chi vòng thứ nhất thi đấu đã đào thải một nửa, còn dư lại đều là tinh anh ở giữa tinh anh. Mà tứ tỷ Trung Ly Nhu mới vừa lại nói, vòng kế tiếp thi đấu, có thể cũng không người nào có thể lên cấp. Cái này thì để cho Diệp Lạc vô cùng giận mình. Nhiều không nói, nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, cùng vòng kế tiếp bắt đầu tranh tài đi. Tiếp theo, Trung Ly Nhu cười thần bí, liền không nói thêm nữa. Mà Diệp Lạc cũng không có lại tiếp tục truy hỏi, nếu tứ tỷ đã nói như vậy, mình chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng là tốt, hỏi quá rõ ràng ngược lại không có ý tứ. Tiếp theo, lên cấp 250 vị tuyển thủ, liền mỗi người nghỉ ngơi, yên lặng chờ vòng kế tiếp tranh tài bắt đầu. Dựa theo dĩ vãng quy tắc, một vòng này tối thiểu còn muốn lại sàng lọc một nửa người, vậy coi như là dòng dã 125 người, muốn cùng vòng kế tiếp thi đấu vô duyên. Nói thật, mọi người cũng có chút khẩn trương, mà trong đó, không thiếu còn có đã tham gia lần trước vạn đan đại hội tuyển thủ, cũng là giống nhau khẩn trương dẫu sao lần này vạn đan đại hội và trước kia không giống nhau cũng không có cặn kẽ thuyết minh tranh tài quy tắc và hình thức mà tranh tài mới mẻ trình độ từ vòng thứ nhất là có thể nhìn ra nói thật mọi người trong lòng cũng không có gì chắc chắn vòng thứ hai thi đấu hiện tại bắt đầu mời các vị tuyển thủ lên đài hồi lâu sau trung ly vân tâm khẽ hé đôi môi đỏ ngộng tuyên bố vòng kế tiếp tranh tài bắt đầu rất nhanh lên cấp 250 vị tuyển thủ liền mỗi người đi tới thuộc về mình vị trí đây rốt cuộc muốn làm gì ạ à, thật là không đoán được ạ à. diệp lạc nhìn chằm chằm trước mặt mình đài cao phía trên để tất cả trồng linh thảo cùng với luyện đan vật liệu giống cực kỳ phức tạp thật sự là để cho người không đoán được một vòng này cần muốn làm gì có thể khẳng định là những thứ này luyện đan vật liệu phong phú phú tuyệt đối có thể luyện chế xong mấy loại linh đan và diệp lạc ôm như nhau ý tưởng người vậy tuyệt đối không bằng số ít đây rốt cuộc muốn làm gì thật không đoán được à những linh thảo này đại đa số là có giải độc công hiệu đây là muốn luyện chế giải độc đan bất quá rốt cuộc là muốn luyện chế kia loại đan dược vậy không có nói rõ à đám người nghi ngờ tới giữa đám mây lên trung ly vân tâm đã làm mở miệng lần nữa như vậy vòng thứ hai thi đấu chính là lợi dụng trước mặt các ngươi vật liệu luyện chế ra thích hợp giải độc đan thi đấu hiện tại bắt đầu vèo. vèo 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 ngay tại trung ly vân tâm lời nói vừa dứt thời điểm trên đài cao nhưng là dị biến trợn xuất hiện từ các tuyển thủ trước mặt vật liệu đóng bên trong rồi rít bạo bắn ra liền từng cái rắn độc dương ra miệng to như chậu máu cắn hướng đám người à à à trong chốc lát trên đài cao tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên dĩ nhiên cái này tiếng kêu thảm thiết bên trong không hề bao gồm diệp lạc đây là tình huống gì hả à? diệp lạc cũng bị độc rắn cắn trúng nhưng ở thời khắc mấu chốt này cựu chuyển ngạo cốt nhưng là tự đi mở ra rắn độc cắn một cái ở diệp lạc mở ra cựu chuyển ngạo cốt dưới trạng thái trên tay sau đó quả có thể tưởng tượng được rắn độc răng bị miễn cưỡng vỡ nát rắn độc khóc mà nhìn đây hết thể diệp lạc chính là mặt đầy mơ hồ cái này cũng kia cùng kia ạ à? đây chính là tứ tỷ nói đặc biệt khó khăn thi đấu bất quá những thứ khác tuyển thủ có thể cũng chưa có diệp lạc đãi ngộ như vậy rắn độc che giấu ở đài cao linh thảo đống bên trong thân hình vô cùng là bí mật hơn nữa còn là đột nhiên tập kích. Chủ yếu nhất phải, mọi người ai cũng không nghĩ tới, ở vạn đan đại hội thi đấu hiện trường, tại sao có thể có rắn độc đột nhiên tập kích đâu? Bọn họ từng cái bị căn trúng, thủ bộ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen lại. Những độc xa này độc tính cũng không phải lớn như vậy. Đây cũng là bản trận thi đấu nội dung, lợi dụng trước mặt các ngươi vật liệu, ở một canh giờ bên trong luyện chế ra có thể rõ ràng tự thân nơi bên trong độc giải độc đan, một canh giờ sau đó, độc tính liền sẽ phát tác, đến lúc đó còn có thể đứng ở trên đài tuyển thủ, liền có thể thuận lợi lên cấp vòng kế tiếp thi đấu. Ngay tại lúc này, Trung Ly Vân Tâm cười nhạt, sau đó mở miệng nói: "Cái này cái gì ạ, à? còn có như vậy phía thi đấu thức. Đây có thể đều là kịch độc rắn độc à, đây nếu là luyện chế không ra giải độc đan, có thể thì không phải là nói một chút mà thôi. Cắn chúng ta rắn độc chính là xích liên rắn, cái này độc tính có thể không phải là đùa à, ta hiện tại tay đều không thể động, làm sao còn luyện đan?" Bình tĩnh, một canh giờ luyện chế ra giải độc đan không hề coi là khó khăn, chủ yếu nhất phải chứ muốn đoán được rắn độc chủng loại. Nghe lời nói này, tại chỗ tuyển thủ liền biểu hiện ra lưỡng cực phân hóa trạng thái. Có người cực kỳ bình tĩnh, bắt đầu phân tích phán đoán, từ đó bắt tay bắt đầu luyện chế giải độc đan. Mà có người, chính là hoàn toàn hoảng loạn, đầu óc suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải làm những gì. Còn như Diệp Lạc, chính là khác một loại tâm trạng. Hắn mơ hồ, bởi vì cựu chuyển ngạo cốt nguyên nhân, gián độc răng trực tiếp bị hắn vỡ nát. Hắn căn bản cũng chưa có chúng độc. Nếu không chúng độc, cũng sẽ không tích chữ đang luyện chế giải độc đan tình huống. Dù sao lên cấp quy tắc là muốn một canh giờ ở phía sau tính hoàn hảo đứng ở chỗ này. Ta cái này có phải hay không trực tiếp lên cấp? Mới vừa mẹ nuôi nói đúng một canh giờ sau đó, còn có thể người đứng ở chỗ này là có thể lên cấp hả? À? diệp lạc gãi đầu một cái một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trên bầu trời trung ly vân tâm tựa như là muốn có được một cái đáp án thực vậy diệp lạc ý tưởng là không có sai dựa theo tranh tài quy tắc hắn thật thì phải lên cấp không phải là một canh giờ sau đó còn có thể đứng sau cái này cũng quá đơn giản tiểu ra ta không chỉ có thể đứng chính là lặp đi lặp lại hoành nhảy vậy không thành vấn đề hả à? thằng nhóc này thật là khinh thường đám mây trên trung ly vân tâm tự nhiên cũng là chú ý tới diệp lạc trạng thái lúc này nàng đang hung hăng xoa mình ấn đường nhìn qua rất là không biết làm sao một vòng này thi đấu vốn là muốn khảo nghiệm các tuyển thủ đến hiện trường năng lực phản ứng có thể nàng thật sự là không nghĩ tới diệp lạc lại vẫn có thể như vậy thằng nhóc này thật là làm cho người buồn cười đâu lúc này trên khán đài trung ly nhu cũng là bất đắc di cười một tiếng làm là quy tắc tranh tài lập ra người nàng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có diệp lạc như vậy lên cấp phương thức ta diệp thiên phong con trai chính là ngưỡng bức cái gì gián độc còn muốn tổn thương hắn Nam mơ đi lại xem diệp thiên phong đang một mặt nụ cười thỏa mãn nhìn trên đài ngoài miệng không nhịn được lẩm bẩm một câu nha tiểu sư muội thế nào tiếp theo diệp lạc đống nhiên nghĩ tới điều gì trực tiếp xoay người từ mình trên đài cao nhảy xuống đi thẳng tới tần khả tâm trên vị trí lúc này tần khả tâm trên cổ tay có hai nơi điểm đen đang đi chảy ra ngoài máu hơn nữa máu này lại là màu đen lộ ra thấy rõ tiểu sư muội đây là chúng độc đại sư minh ngươi làm sao tới ngươi có tốt không mắt xem diệp lạc tới tần khả tâm nhợt nhạt trên mặt nổi lên một nụ cười khổ chương ba trăm hai mươi tám Tiểu sư muội bối cảnh thấy Tần Khả Tâm dáng vẻ Diệp Lạc đấy lòng không khỏi dâng lên một chút đau lòng, làm vừa mở miệng hỏi nói: Khả Tâm, cắn ngươi rắn là cái gì chủng loại hả? À? Sư Minh giúp ngươi luyện giải độc đan. Đại sư Minh, như vậy thật có thể không? Đợi một chút, ngươi không có trúng độc à? Nghe lời nói này, Tần Khả Tâm rất là kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Lạc sắc mặt vô cùng bình thường, hoàn toàn không nhìn ra trúng độc dáng vẻ. Này, rắn độc này ở chỗ này đây. Tiếp theo, Diệp Lạc liền từ phía sau phát tới một con rắn độc. Chỉ bất quá cái này con rắn độc nhìn qua có chút đáng thương răng bị vỡ nát trong mắt còn có hơi nước nổi lên nhìn qua có chút manh vào giờ khắc này tần khả tâm thậm chí cảm thấy cái này con rắn độc có chút điểm đạm đáng yêu đáng yêu đại sư huynh ngươi cũng đã làm gì ạ rắn này tại sao như vậy nghĩ tới đây tần khả tâm làm vừa nặn ra một nụ cười hỏi nó răng lợi không tốt còn có thể trách ta ngược lại là tiểu sư mọi người chúng ta nhanh chóng luyện chế giải độc đan đi diệp lạc vớt tay nhìn qua rất là dáng vẻ bất đắc dĩ cắn chúng ta rắn hẳn là huyền thanh xà rắn này kịch độc vô cùng nhưng dùng huyền xanh giải độc đan có thể giải độc hơn nữa vật liệu thật giống như có đủ tần khả tâm nhìn qua mặc dù yếu ớt nhưng cũng may coi như bình tĩnh làm vừa phân tích một trận vậy thì đừng đợi một canh giờ sau đó thì độc sẽ phát chúng ta bắt chặt thời gian nghe lời nói này diệp lạc làm vừa ở trên đài cao chọn lựa liền luyện chế đan dược cần vật liệu cái này liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế huyền xanh giải độc đan chính là một loại đan dược cấp ba có thể khắc chế gián độc bản thân không tính là khó mà luyện chế một vòng này tranh tài điểm khó khăn chân chính là khảo nghiệm luyện đan sư tư chất tâm lý khảo nghiệm luyện đan sư như thế nào có thể ở có hạn trong thời gian trong người bên trong kịch độc điều kiện tiên quyết vẫn có thể bình tĩnh phân tích bình tĩnh luyện đan một vòng này thi đấu có thể nói đã là thật khó dĩ nhiên trừ diệp lạc cái này không bình thường đại sư minh vật liệu hẳn cũng đủ ta tới luyện chế là tốt ở diệp lạc dưới sự giúp đỡ tần khả tâm rất nhanh liền tìm đủ luyện chế đan dược cần vật liệu còn dư lại chính là luyện chế mặc dù nàng hiện tại người chúng kịch độc nhưng luyện chế một quả đan dược cấp ba vẫn là không nói ở đây dĩ nhiên cái này hết thảy đều phải cảm ơn diệp lạc trợ giúp nếu là không có hắn Tần Khả Tâm cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy liền tìm đủ luyện đan cần vật liệu. Được, vậy chính ngươi trước luyện, ta đi xem xem kiếm thông thiên vậy hàng. Mắt gặp Tần Khả Tâm bên này quả thật cũng không có vấn đề lớn lao gì, Diệp Lạc lúc này mới đáp ứng một tiếng, xoay người nhảy xuống đài cao. Hô. Tiếp theo, Tần Khả Tâm tiểu quát một tiếng, vậy thì gọi ra liền mình ngọn lửa, đầu nhập vào luyện bên trong lò luyện đan. Nang ngọn lửa, phơi bày ra một loại thuần túy màu xanh, giống như là một đóa nở rộ thanh liên vậy. Nếu như nhìn kỹ lại, còn sẽ từ nơi này ngọn lửa màu xanh bên trong cảm nhận được một cổ không thể trái có nguy nghiêm cảm giống như thiên hạ tất cả ngọn lửa đều phải lấy nó là trí tôn như nhau hơn nữa tần khả tâm chính là tại chỗ tất cả tuyển thủ bên trong thứ vừa mới bắt đầu bắt tay luyện đan lập tức liền hấp dẫn mọi người ánh mắt người phụ nữ này là ai nàng ngọn lửa nhìn qua thật là lợi hại là thiên hỏa chứ màu xanh thiên hỏa còn có cái loại này huy áp chẳng lẽ là trí tôn xanh viêm đây không phải là luyện đan thế gia từ gia mấy đời cung phụng thiên hỏa sao cô gái này và từ gia có quan hệ thế nào rất nhanh xem cuộc chiến đám người trong đó liền thật tinh mắt sắc bén người nhận ra tần khả tâm thiên hỏa chính là cái gì chí tôn xanh viêm quả nhiên là không có gì sánh kịp tồn tại không hổ là từ ra mấy đời cùng phụng ngọn lửa lúc này ở xem cuộc chiến chỗ ngồi Trung ly nhu thấy tần khả tâm ngọn lửa không nhịn được khen ngợi một câu mặc dù đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên thấy tần khả tâm ngọn lửa nhưng nội tâm vẫn là kích động không thôi chí tôn xanh viêm cô gái nhỏ này thân phận nhưng mà không đơn giản à mà lúc này ngồi xếp bằng ở đám mây lên trung ly vân tâm thấy được tần khả tâm ngọn lửa nội tâm cũng có một ít khiếp sợ vân tâm đây là trí tôn xanh viêm sao khả tâm sẽ không phải là ngay tại lúc này diệp thiên phong một bước đi tới đám mây bên trên nhìn trung ly vân tâm hỏi người đoán cũng không tệ từ ra mấy đời cung phụng thiên hỏa lúc này xuất hiện ở một cái người ngoại họ trên mình hơn nữa lại là họ thần ngươi cảm thấy còn có loại thứ hai có thể sao nghe lời ấy trung ly vân tâm mỉm cười cười một tiếng rất là khẳng định nói một câu thật là không nghĩ tới khả tâm lại là người tần gia à diệp lạc thằng nhóc này có thể muốn khó làm à nghe vậy Diệp Thiên Phong chân mày không nhịn được nhíu lại. Hắn đoán đi ra, tần khả tâm thân phận và bối cảnh vô cùng không đơn giản, mà Diệp Lạc muốn cùng nàng ở chung với nhau, Át phải sẽ gặp bị rất nhiều khó khăn. "Thiên Phong, người đây liền không cần lo lắng, con cháu tự có con cháu phúc, chuyện của người tuổi trẻ, sẽ để cho người tuổi trẻ đi quyết định đi." Thấy vậy, Trung Ly Vân tâm mỉm cười cười một tiếng, làm vừa nhàn nhạt nói. "Nói có lý, hết thệ các thứ này, hay là để cho Lạc Nhi mình đi đối mặt đi." Nghe vậy, Diệp Thiên Phong gật đầu một cái, vậy thì không nói gì nữa, lại xem Diệp Lạc bên này đã là đi tới kiếm thông thiên nơi này trên đài cao lúc này kiếm thông thiên đang một chữ to nằm trên đất hai tay che mông không nhúc ních cũng không biết là sống hay là chết này thằng nhóc ngươi còn sống không mắt thấy vậy diệp lạc đưa chân ra hung hăng đá đá kiếm thông thiên cái mông lúc này mới lên tiếng hỏi còn không đây tiếp theo kiếm thông thiên chật vật quay người sang thấy là diệp lạc lúc này mới tiếp tục nói huynh đệ ta trúng độc mau mau cứu ta ừ ta nhìn ra ngươi trúng độc mặt cũng tím thấy kiếm thông thiên lúc này sắp mặt diệp lạc gật đầu một cái nói rất là nghiêm túc nói rất rõ ràng lúc này kiếm thông thiên là chúng độc hơn nữa chúng độc còn không nhẹ độc tố còn không có ăn mòn đến tim mau giúp ta hút ra tới có lẽ ta còn có cứu tiếp theo kiếm thông thiên một mặt nghiêm nghị nhìn diệp lạc nói loại chuyện nhỏ này ngươi mình làm không được sao nghe lời ấy diệp lạc đầu tiên là nhướng mày một cái nhưng thấy kiếm thông thiên khẩn cấp thỉnh cầu ánh mắt lại có chút mềm lòng được rồi được rồi ngươi bị cắn ở địa phương nào chính là chỗ này thấy vậy kiếm thông thiên một mặt thần sắc hưng phấn vạn qua thân đi chỉ mình mông nói ta đi ngươi mô mô mắt thấy vậy Diệp Lạc nhướng mày một cái, một cước hung hăng đá vào kiếm thông thiên mông trên, trực tiếp cầm hắn đá bay ra ngoài. Không muốn như thế vô tình à? Ta chúng hát chết gián độc, thật rất nghiêm trọng à? Bị Diệp Lạc một cước đá bay, kiếm thông thiên ủy khuất vô cùng, làm vừa khóc tang cái mặt nói. Nói nhảm, ta đây không phải là tới giúp ngươi sao? Thấy vậy, Diệp Lạc liếc kiếm thông thiên một mắt, không vui nói. Coi là ngươi còn có chút lương tâm vân vân, ngài không có chúng độc. Kiếm thông thiên vừa nói, lúc này mới phát hiện liền Diệp Lạc cũng không có dấu hiệu chúng độc. Lúc này hắn đầu góc bên trong, chỉ có một cái ý tưởng. Dựa vào cái gì à? Chương ba trăm hai mươi chín, Ngũ Tả Tông tái hiện, Kiếm Thông Thiên nhìn rõ ràng, Diệp Lạc căn bản cũng chưa có một chút dấu hiệu trúng độc, toàn bộ một cái tốt đứng ở nơi đó, mà mình cũng không giống nhau, bị độc rắn cắn trúng liền mông, độc tố lan tràn rất nhanh, lấy còn như mình mặt đều tối, cái gì dựa vào cái gì, chính ngươi không cẩn thận bị độc rắn cắn, còn có thể trách ta? Nghe Kiếm Thông Thiên mà nói, Diệp Lạc không nhịn được liếc hắn một mắt, không vui nói, dựa vào cái gì ngươi không có bị cắn phải à? Có phải hay không tỷ ngươi cho ngươi đặc thù chiếu cố? Kiếm Thông Thiên vừa nói, trên mặt cho thấy thần sắc mê mang nhắc lên trung ly nhu kiếm thông thiên đến bây giờ còn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy chú ý cách dùng chữ của ngươi ta không phải không có bị cắn phải chỉ bất qua không trúng độc thôi nghe vậy diệp lạc chân mày cao lại lúc này nói vậy ngươi vậy bị cắn phải tại sao ngươi không có trúng độc nghe lời nói này kiếm thông thiên lại là nghi ngờ hơn nữa hắn ở diệp lạc trên mình cũng không nhìn thấy bị rắn độc cắn qua dấu với tà con rắn kia giang lợi không được thôi không nói cái này ngươi rốt cuộc biết hay không luyện chế hát chết rắn độc giải độc đan diệp lạc khoát tay một cái tỏ ý chuyện này cũng không phải là rất trọng yếu sẽ ngược lại là sẽ vậy do ta một người một canh giờ thời gian sợ là không đủ hả à? kiếm thông thiên bước tay rất là bất đắc dĩ nói nói thật hắn thậm chí có đã có buông tha ý định dù sao đây là đang vạn đan đại hội bên trên cho dù một canh giờ sau đó hắn luyện chế không ra giải độc đan tin tưởng vạn đan cốc cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể bất quá chỉ là mất đi tranh tài tư cách mà thôi vậy thì nhanh đi biết thời gian không đủ còn ở đây nằm thấy vậy diệp lạc tức giận nói một câu vậy thì bắt đầu trợ giúp kiếm thông thiên tìm luyện chế giải độc đan nơi yêu cầu vật liệu liệu huynh đệ tốt ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ mặt ta mắt thấy vậy kiếm thông thiên lúc này mới lần nữa nhặt hy vọng bắt đầu bắt tay luyện chế giải độc đan lại xem những thứ khác tuyển thủ bên trong có người còn đang cố gắng luyện chế giải độc đan có người chính là đã bưng tha không thể không nói một vòng này khảo nghiệm thật vẫn là vô cùng khó khăn cái này không chỉ là cần luyện đan sư cực kỳ bình tĩnh có thể ở người chúng kịch độc thời điểm còn có thể bình tĩnh phân tích phán đoán từ đó luyện chế ra chính xác giải độc đan cái này càng đối với luyện đan sư thuật luyện đan cao thấp một lần khảo nghiệm thử nghĩ một tí trong người bên trong kịch độc dưới tình huống còn có thời gian hạn chế không phải tất cả mọi người có thể bảo đảm duy nhất luyện chế thành công áp lực trong lòng vẫn rất lớn điều này cũng làm cho cần luyện đan sư có đầy đủ cường đại tư chất tâm lý và thủ pháp luyện đan phải bảo đảm duy nhất luyện chế thành công nếu không thì cơ hồ không có cơ hội dĩ nhiên trong này không thiếu có ung dung không vội vã có thực lực tương đương luyện đan sư tồn tại liền giống như ngụy quốc thiên đan thành cho phép vào mặc dù cũng là người chúng kịch độc nhưng là bình tĩnh rất luyện chế giải độc đan cần vật liệu đã bị hắn tất cả tìm được lúc này đang theo thứ tự đầu đặt ở lò luyện đan bên trong Xem hắn bình tĩnh và dáng vẻ tự tin, có thể cũng không dùng được một canh giờ, là có thể luyện chế ra giải độc đan tới. Còn có yến quốc hoàng gia Hoàng Văn, lúc này cũng đang chỗ đang luyện chế đan dược trong quá trình. Hơn nữa, Hoàng Văn tựa hồ chúng độc không cạn, nguyên cánh tay đều là tím bầm vẻ, chỗ vết thương còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài gì ra màu đen máu. Bất quá may là như vậy, vẫn không có để cho hắn phát huy thất thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hai cái hẳn cũng có thể thuận lợi lên cấp đến vòng kế tiếp. Một vòng này thi đấu, thật sự là thật là khó à, theo ta xem, có thể lên cấp 10 cái người cũng không tệ chứ mười cái hẳn cũng không có năm sáu cái người hẳn đã là cực hạn cái đó có phải hay không bốn nước tranh bá thi đấu vô địch dịp lạc hắn làm sao như thế nhàn nhã vẫn còn có tâm tình giúp người khác luyện đan hắn đương nhiên là có tâm tình thằng nhóc này thân xác quá mạnh mẽ mới vừa ta thấy rõ cắn hắn gián độc răng cũng vỡ nát vậy không có thương tổn được hắn theo tranh tài tiến hành hiện trường không khí khẩn trương không ngừng ngưng tụ xem cuộc chiến đám người vậy đang rối rít nghị luận rất nhanh ở trên đài cao một xó xỉnh bên trong có tối sầm bảo luyện đan sư đưa tới chú ý của mọi người cái đó người áo bảo đen rốt cuộc là lai lịch thế nào nhìn qua thậm chí muốn so với cho phép vào và hoàng văn còn ung dung hơn à. không biết xem hắn thủ pháp luyện đan thật không đoán ra là kia một thế lực người người này chính là ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong dựa vào xúc cảm liền đoán được đan dược chủng loại cái đó hắc bảo nhân thần bí để cho người không có nghĩ tới phải hắn ở vòng thứ hai thi đấu bên trong lại cũng có thể phát huy tốt như vậy xem hắn dáng vẻ tối đa còn muốn 15 phút liền nhất định có thể đem giải độc đan luyện chế thành công nho nhỏ ô xương rắn cái loại này cấp bậc thấp độc ta cũng sớm đã miễn dịch bất quá vì để người vắng nhất hay là đem giải độc đan luyện chế được đi người áo bào đen quá trình luyện đan bên trong còn đang không ngừng lẩm bẩm hắn những lời này nếu như bị đám người nghe được sợ rằng lại sẽ tung lên sóng to gió lớn nếu như nói một vòng này thi đấu thật khó mà nói như vậy hiện trường thì có hai cái mở treo giống vậy tồn tại một cái chính là diệp lạc dựa vào cường đại thân xác miễn cưỡng vơ nát gián độc rằng cái này cũng làm cho hắn căn bản cũng chưa có chúng độc căn cứ quy tắc tới xem hắn là vững vàng có thể lên cấp một cái nữa chính là hắc bảo nhân này hắn lại có thể trực tiếp miễn dịch rắn độc nói không khoa trương cắn hắn ô xương rắn cũng không phải là xem theo như lời hắn là một loại cấp bậc thấp độc đây chính là kịch độc người bình thường nếu như bị ô xương rắn cắn trúng ngắn thì năm ba phút lâu thì một canh giờ liền sẽ toàn thân biến thành màu đen đóng băng mà chết có thể hắn lại có thể miễn dịch loại phim này độc có thể tưởng tượng được hắn thực lực vân tâm ngươi có cảm giác hay không hắc bào nhân này khí tức trên người và thủ pháp luyện đan rất là để cho người quen thuộc cả bầu trời trên đám mây diệp tiên phong cũng là chú ý tới hắc Bảo nhân này cử động là có chút quen thuộc có thể nhìn ra hắn căn bản cũng chưa có chúng độc hoặc là nói dứt khoát chính là đối độc tính miễn dịch hắn sở di đang luyện đan hoàn toàn là vì che người thái mắt thôi trung ly vân tâm nhàn nhạt gật đầu một cái đối với diệp thiên phong lời nói vậy rất là khẳng định vậy ngươi nói hắn là xuất từ cái thế lực đó người sao nghe vậy diệp thiên phong nhướng mày một cái lúc này hỏi một câu ngươi đoán hẳn không sai hắc bảo nhân này cho dù không phải ngũ tà tông người vậy tuyệt đối và ngũ tà tông thoát không ra quan hệ trung ly vân tâm mỉm cười cười một tiếng lúc này nói năm đó họa loạn thế gian ngũ tà tông không nghĩ tới lại xuất thế lần nữa liền ả. À. nghe lời nói này diệp thiên phong gật đầu đáp ứng một tiếng hai trong mắt bên trong loang thoáng loe lên một chút kỷ niệm thân xác chuyện năm đó hãy để cho nó qua đi coi như là ngũ tà tông lần nữa xuất thế cũng là vũ văn ra sự việc không phải sao thấy diệp thiên phong hình dáng trung ly vân tâm không nhịn được vô vai hắn một cái nhàn nhạt, nhạt nói một câu chương ba trăm ba mươi thuộc về người tuổi trẻ thời đại thời gian hơn nữa trên đài cao luyện đan vẫn còn tiếp tục nhưng chuyện cho tới bây giờ người sáng suốt thật ra thì đã có thể nhìn ra đều có kia mấy vị tuyển thủ có thể lên cấp. Bởi vì bây giờ sân so tài bên trên, trên căn bản là lưỡng cực phân hóa, có thể luyện chế ra giải độc đan tuyển thủ, đều ở đây chiêng chống dùm Ben luyện đan, mà không cách nào luyện chế ra giải độc đan tuyển thủ, căn bản cũng thuộc về buông tha dưới trạng thái. Có thể nói, lên cấp chung kết tranh tài chọn, trên căn bản đã xác định. Thái Ức tông Tần Khả Tâm cùng với Táng kiếm thành kiếm thông thiên. Cái này hai người, mặc dù đều là ở diệp lạc dưới sự giúp đỡ mới đi trên luyện đan người nếp, nhưng vào giờ phút này, đã làm mau phải hoàn thành luyện đan lên cấp là khẳng định còn có ba vị chính là cho phép vào hoàng văn cùng với kỳ hà cái này ba người vững chắc bình tĩnh thuật luyện đan lại đủ lão luyện không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ lên cấp còn dư lại cuối cùng hai người cơ bản cũng là mở treo tồn tại diệp lạc cùng với cái đó người áo bảo đen không có gì bất ngờ xảy ra chắc là bảy người này tiến vào trận chung kết tới quyết ra lần này vạn đan đại hội đã thôi thi đấu vẫn còn tiếp tục bầu trời trên đám mây diệp thiên phong và trung ly vân tâm đối thoại vậy vẫn còn tiếp tục vân tâm ngươi nói năm đó ta không phải cầm vậy lão quỷ giết chết sao làm sao ngũ tà tông còn sẽ tái xuất giang hồ đâu lúc này diệp thiên phong cau mày hỏi một câu hắn hẳn là chết chưa sai nhưng năm đó ngũ tà tông là biết bao mạnh mẽ lưu lại một chút mồi lửa vậy không là chuyện không thể nào thời gian trôi qua lâu như vậy ngũ tà tông tái xuất giang hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái trung ly vân tâm gật đầu một cái nhàn nhạt, nhạt nói một câu thật là thiên đạo luân hồi à lần này ngũ tà tông tái xuất giang hồ vũ văn gia ngày hẳn sẽ không tốt lắm qua đi nghe lời nói này diệp thiên phong không khỏi thổn thức chắt lưới liền một câu đây cũng không phải là ngươi hẳn quan tâm chuyện chứ ta có thể nghe nói vũ văn nhã nhưng mà khắp nơi hỏi thăm ngươi rơi xuống đâu đây nếu là để cho hắn biết ngươi còn sống sợ là không thể dễ dàng tha thứ ngươi chứ thấy vậy trung ly vân tâm mỉm cười cười một tiếng sau đó mở miệng nói ai thật ra thì ta cũng nghĩ rõ ràng nên đối mặt sớm muộn là phải đối mặt ngũ tà tông quá mức tà ác hơn nữa thực lực quá mạnh mẽ chuyện này tổng không thể để cho vũ văn ra tự đối mặt chứ nghe lời nói này diệp thiên phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó nói thiên phong ngươi muốn nhớ kỹ một điểm cái thời đại này là thuộc về người tuổi trẻ thời đại bọn họ có bọn họ số mệnh, chúng ta người đời trước, tốt nhất còn chưa muốn quá mức can dự mới là, hơn nữa ngươi hiện tại tu vi thượng chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu như ngươi xuất hiện, ngươi xác định có thể đánh qua Vũ Văn Nhã. Thấy Diệp Thiên Phong dáng vẻ, Trung Ly Vân Tâm không khỏi mỉm cười cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên Phong mắt đẹp bên trong nhu tình như nước. Lấy ta bây giờ tu vi, dĩ nhiên là không đánh lại nàng. Chủ yếu nhất phải, vậy phần hải thánh thú nhưng mà thật không dễ cho cả. Nghe vậy, Diệp Thiên Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn nếu như trạng thái tột cùng hạ, dĩ nhiên là không sợ Vũ Văn Nhã, có thể hắn lúc này, Tu Vi Thượng chưa có hoàn toàn khôi phục, đừng nói Vũ Văn Nhã, liền liền Trung Ly Vân Tâm vậy không đánh lại à? Thiên Phong, ngươi chú ý tới không có, Lạc Nhi trên mình, tựa hồ có một đạo Ngũ tà Chi ấn. Tiếp theo, Trung Ly Vân Tâm mắt đẹp hơi đông lại một cái nói, Ngũ tà Chi ấn, nói như vậy, Lạc Nhi đã cùng Ngũ Tả Tông người đã giao thủ. Nghe lời nói này, Diệp Thiên Phong vậy hướng Diệp Lạc nhìn sang, quả nhiên phát hiện ở hắn trên mình có một đạo hư không mở mịt hắc khí quanh quẩn. Hẳn là như vậy không sai, Ngũ Tả Tông trưởng lão cấp bậc trên mình đều sẽ có Ngũ Tả Chi ấn, một khi bị người giết chết cái này ngũ tà chi ấn liền sẽ đổ lôi đến người giết người trên mình hơn nữa cái này chú ấn khá là quỷ dị đến nay cũng không cách nào có thể phá trung ly vân tâm gật đầu một cái dọn bên trong nhưng là không có bao nhiêu lo âu ngược lại là có một chút khao khát thằng nhóc này thật đúng là nguyện ý gây chuyện à có ta năm đó phong độ à thấy vậy diệp thiên phong mặt đầy tự hào hình dáng hoàn toàn không có bởi vì diệp lạc và ngũ tà tông liên hệ thù oán mà cảm thấy lo lắng năm đó chính là ngươi diệt ngũ tà tông hôm nay ngươi con trai lại cùng ngũ tà tông liên hệ thù oán ngươi chưa thấy được cái này thật buồn cười sao tiếp theo trung ly vân tâm mỉm cười cười một tiếng nhìn về phía diệp thiên phong nói nghe lời nói này diệp thiên phong chân mày ở trong nháy mắt nhữ lại một khắc sau lại lần nữa thư giãn ra hắn hình như là nghĩ rõ ràng liền chuyện gì như nhau lúc này mới lên tiếng nói vân tâm ngươi nói có lý đây là thuộc về người tuổi trẻ thời đại ta cái loại này lao ra tốt nhất cũng không muốn tham dự ngươi có thể xem rõ ràng điểm này tốt nhất thế giới này là muốn chính bọn họ đi sông mà chúng ta phải làm chính là ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú bọn họ liền tốt nghe vậy trung ly vân tâm gật đầu một cái như nước giống vậy mắt đẹp bên trong lần nữa toát ra khao khát ánh mắt nói đúng diệp thiên phong lần nữa trầm ngâm một tiếng cái này mới chậm rãi đưa mắt lần nữa đặt ở trên đài cao gia đan ngay tại lúc này đã có người dẫn đầu gia đan chính là cái đó người áo bào đen đã là đem một quả màu tím đan dược bắt ở trong tay trọng tài ta đã luyện chế xong rồi tiếp theo người áo bào đen chào hỏi một tiếng vậy thì đem giải độc đan ném vào trong miệng bất quá hắn động tác này bất quá là vì che người thái mắt thôi thật là lợi hại nhanh như vậy liền luyện chế được giải độc đan người này rốt cuộc là ai ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trẻ tuổi đồng lứa luyện đan sư bên trong còn có như thế lợi hại xem hắn thần bí như vậy tám mươi phần trăm là cái nào cổ xưa thế lực người đi mắt xem như vậy đám người rối rít thổn thức chắt lưới đứng lên sớm biết lúc này khoảng cách một canh giờ thời gian còn có chí ít mười lăm phút à cái này thuộc về trước thời hạn lên cấp gia đan mọi người ở đây nghị luận lúc đó lại có một giọng nói vang lên đây là thanh âm của một cô gái không cần nhiều lời dĩ nhiên chính là tiểu sư mỗi tần khả tâm lúc này nàng đang nắm một quả tròn trịa đan dược hài lòng cười yếu ớt một khắc sau tần khả tâm liền đem cái này giải độc đan nuốt vào nàng cả người trạng thái cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục đây cũng chính là thuyết minh giải độc đan có hiệu quả tần khả tâm có thể lên cấp trận chung kết gia đan gia đan gia đan chỉ chốc lát sau theo ba đạo thanh em vang lên cho phép vào hoàng văn cùng với kỷ hà cũng là lần lượt gia đan đến đây có thể luyện chế ra giải độc đan tuyển thủ cũng đã toàn bộ sinh ra không đúng còn có một cái kiếm thông thiên còn đang luyện đan bên trong ta nói ngươi có thể hay không nhanh một chút một lát thời gian sắp đến thấy mấy người tiếp liền ra đan diệp lạc có chút nóng nảy làm vừa thúc giục một câu đừng nóng à, ta cái này lập tức liền tốt kiếm thông tin tuy là có chút không nhịn được nhưng cũng không có biểu hiện ra lòng hắn bên trong rất rõ ràng lấy mình luyện đan thực lực vốn phải là ở một vòng này liền bị sàng lọc may mà có diệp lạc trợ giúp lúc này mới để cho hắn thấy được lên cấp hy vọng cho nên hắn không có lý do gì than phiền cũng sẽ không than phiền chương ba trăm ba mươi lên cấp trận chung kết xem ngươi dáng vẻ sợ là thời gian không kịp à thật không có biện pháp ta tới giúp ngươi một chút đi mắt xem như vậy diệp lạc bất đắc dĩ vớt tay sau đó một chỉ điểm ra cựu tiêu thiên lôi viêm hóa thành một món tinh mang bắn tới kiếm thông thiên luyện bên trong lò luyện đan có diệp lạc ngọn lửa tương trợ kiếm thông thiên tốc độ luyện đan hiển nhiên là tăng lên trước hắn thả vào lò luyện đan bên trong tất cả trồng có thuốc cơ hồ là ở ngay tức thì cũng đã hòa tan tiếp theo chính là dung đan trình tự kiếm thông thiên chỉ cần có thể ở đã đến giờ đạt trước dung đan thành công liền có thể thuận lợi lên cấp dung đan mắt thấy vậy kiếm thông tin làm vừa yên tĩnh thủ tim này ném trừ hết thể nghĩ bậy toàn thân toàn ý đầu nhập vào dung đan trong quá trình dung đan quá trình không tính là đơn giản nhưng dẫu sao kiếm thông thiên vậy là có thể luyện chế ra đan dược cấp bốn người cho nên hết thể các thứ này đối hắn mà nói bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi hắn muốn làm chính là ở thời hạn đến trước khi tới đem đan dược luyện chế được chỉ như vậy mà thôi kiếm thông thiên hàng này nên vấn đề không lớn mắt thấy vậy diệp lạc gật đầu một cái lúc này mới xoay người nhìn về phía những thứ khác tuyển thủ lúc này trên đại cao đã là ngổn ngang nằm hơn hai trăm người bọn họ có người ý thức mơ hồ nằm trên đất không ngừng vừa nói mê sảng có người chính là miệng sùi bấm mép nhìn qua một bộ sắp không được dáng vẻ nếu như không ra ngoài dự liệu một vòng này lên cấp tuyển thủ hẳn cũng chỉ có bảy người bảy người này sắp tham gia sau cùng trận chung kết dòng giã hai trăm năm mươi vị tuyển thủ chỉ có bảy người lên cấp vòng tỉ thí này tàn khốc có thể tưởng tượng được gia đan rốt cuộc ở thời hạn đến trước khi tới kiếm thông thiên đột nhiên vỗ là luyện đan một cái một quả tròn trịa đan dược phóng lên cao mà kiếm thông thiên cũng không có lấy tay đi đón trực tiếp tung người nhảy lên hướng về phía không trung đang ăn dược một hơi cắn thời gian đã đến tranh tài kết thúc ngay tại lúc này trung ly vân tâm rốt cục thì tuyên bố tranh tài kết thúc tiếp theo chính là vạn đan cốc người dối rít sông lên đài cao đem chuẩn bị nói trước tốt giải độc đan cho sàng lọc tuyển thủ đốt cho đi cái này cũng đại biểu những người này sàng lọc số mạng hô quá không dễ dàng tranh tài kết thúc kiếm thông thiên liền trực tiếp đặt mông ngồi trên đất hắn là cái cuối cùng lên cấp tuyển thủ hơn nữa còn là ở diệp lạc dưới sự trợ giúp nếu không hắn tuyệt đối là không kịp cho nên lúc này áp lực một khi tháo xuống kiếm thông thiên thì có một loại mất sức cảm giác chúc mừng à rốt cục thì vào trận chung kết mắt xem như vậy diệp lạc đi lên phía trước chĩa tay ra đem kiếm thông thiên kéo lên sau đó nói một tiếng chúc mừng được rồi đến trận chung kết cũng là cho ngươi cùng chạy thằng nhóc ngươi thuật luyện đàn đã vượt qua ta xa kiếm thông thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái làm vừa nói hắn vì sao có thể lên cấp chính hắn là lại không rõ lắm hoàn toàn là bởi vì diệp lạc trợ giúp hắn đến nay vẫn nhớ ban đầu vừa mới tới vạn đan cốc thời điểm mình thuật luyện đan không nói so diệp lạc mạnh đi vậy tuyệt đối là ngang hàng trạng thái có thể chỉ qua không tới một tháng thời gian mình cũng đã bị diệp lạc xa xa vượt qua xem ngươi vậy tiêu nhịu dáng vẻ vào trận chung kết vậy không liền có cơ hội liền sao chớ đem lời nói như vậy đấy hả? À. nghe lời nói này diệp lạc khẽ mỉm cười vừa định tiếp theo nói gì lại đột nhiên cảm thấy khác thường đó là có người đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình tiếp theo diệp lạc liền nghiêng đầu sang chỗ khác khi thấy cái đó áo bào đen luyện đan sư đang nhìn chằm chằm mình cười lạnh ngũ tà tri ấn người này có chút ý tứ thành như diệp thiên phong và trung ly vân tâm suy đoán hắc bào nhân này chính là ngũ tà tông người mà vào giờ phút này hắn vậy từ diệp lạc trên mình cảm thấy ngũ tà chi ấn tồn tại đây cũng chính là thuyết minh diệp lạc trước nhất định là từng giết ngũ tà tông trưởng lao trở lên thân phận người người này tật xấu gì thế nào nhìn chúng đi có chút để cho người rợn cả tóc gáy bị người áo bào đen nhìn chằm chằm diệp lạc không khỏi dùng mình một cái cả người trên da hiện lên nổi da gà lên hắc bào nhân này mặc dù không nhìn ra tu vi nhưng diệp lạc có thể cảm thụ được người này tuyệt đối không kém có lẽ vòng kế tiếp trận chung kết chính là hai người bọn họ cạnh tranh đệ đệ tới bên này ngay tại lúc này trung ly nhu thanh âm cắt đứt diệp lạc suy tính tới diệp lạc đáp ứng một tiếng lúc này mới đem ánh mắt từ hắc bảo nhân này bên người lấy ra hướng trung ly nhu phương hướng đi tới chúc mừng thằng nhóc ngươi tiến vào trận chung kết à nói thật cái này đã vượt ra khỏi tỷ tỷ tưởng tượng diệp lạc vừa qua tới trung ly nhu liền xoa diệp lạc đầu lớn một mặt cương chịu nói tỷ đừng xoa nếu không người khác sẽ lấy là ta là dựa vào người quan hệ mới vào trận chung kết đâu diệp lạc có chút lung túng nói bởi vì hắn mới vừa rõ ràng thấy được kiếm thông thiên hướng mình bên này ném tới ánh mắt hâm mộ thằng nhóc ngươi vào trận chung kết chẳng lẽ không phải là bởi vì vận khí tốt sao nghe lời nói này trung ly nhu chân mày cao lại cười tủm tìm hỏi ngược một câu vận khí tốt vận khí tốt cũng là thực lực cả à, ta đây thật là dựa vào thực lực lên cấp nghe được trung ly nhu lời này diệp lạc lại trong chốc lát không thể nào phản bác nói thật một vòng này thi đấu mình thật là chiếm hết vận khí năm đó vừa vặn mình thân xác cường hãn không có chúng độc lúc này mới lên cấp bất quá diệp lạc thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lấy mình hiện đang luyện đan thuật thực lực cho dù chúng độc muốn lên cấp cũng là không có vấn đề bất quá lại không thể trợ giúp tiểu sư muội và kiếm thông thiên cho nên nói vận khí vẫn là chiếm một bộ phận kế tiếp trận chung kết ngươi có ý kiến gì không ngươi đối thủ nhưng mà cũng không đơn giản à tiếp theo trung ly nhu cười tủm tìm hỏi một câu nói thật ta không có một chút ý tưởng tỉ vòng kế tiếp phía thi đấu thức là cái gì à có thể hay không trước tiết lộ một chút diệp lạc đầu tiên là lắc đầu một cái sau đó chân mày tao lại mở miệng hỏi nói vòng kế tiếp trận chung kết cũng không có quy tắc các ngươi biết luyện chế cùng loại đan dược ai luyện chế được phẩm cấp cao ai liền sẽ chiến thắng tiếp theo trung ly nhu cười thần bí sau đó nhàn nhạt nói đây cũng là có chút ý tứ ạ à. nghe lời nói này diệp lạc khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười còn như đan dược phẩm cấp vấn đề hắn cũng có hiểu biết vậy phẩm giai cấp đan dược từ đan dược tròn trịa trình độ cùng với dược liệu trên có thể thô sơ giản lược phân làm cấp một cấp hai cấp ba cùng với cấp bốn còn như đi lên nữa đan dược liền sẽ tạo ra sáng mờ sẽ vờn quanh ở đan dược chung quanh kinh niên không giảm đây cũng là đan dược phẩm cấp cực cao biểu hiện tên là đan hà có đan hà đan dược cho dù luyện chế một trăm cái đều không gặp được sẽ xuất hiện một quả đi lên nữa chính là đan mây đan dược chung quanh sẽ vây quanh đám mây đây cũng là so đan hà tiến hơn một bước cấp bậc có thể nói không khoa trường xuất hiện đan mây đan dược ngàn cái khó gặp một trong chương ba trăm ba mươi hai muốn không muốn trùng hợp như vậy đan mây bên trên chính là đan viêm đan dược chung quanh sẽ quanh quần ánh lửa ở năm tháng trôi qua dưới không ngừng ngưng tụy dược liệu chính là cao nhất thần đan còn như nó trình độ hiếm hoi chính là vạn dặm chọn một đan viêm bên trên chính là đan lôi đan dược chung quanh sẽ có lôi đỉnh lực mãnh liệt mà đây không chỉ có cần cao siêu thuật luyện đan lại là cần vô cùng cơ duyên nói không khoa trương trăm nghìn viên thuốc bên trong đều không gặp được có một quả có đan lôi đan dược cho dù là để cho đan thánh trung ly vân tâm tới luyện chế luyện chế ra đan lôi tỷ lệ sợ có phải thế không rất lớn mà tồn tại ở đan dược phẩm cấp tầng trên nhất chính là trong truyền thuyết đan linh như vậy đan dược có mình linh hồn chính là có linh trí từ xưa đến nay vẫn luôn chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong cũng không có người chính mắt thấy qua cho dù là đứng ở cái thế giới này con đường luyện đan chóp đỉnh đan thánh trung ly vân tâm cũng không từng luyện chế ra có đan linh đan dược đệ đệ kế tiếp trận chung kết không cần có áp lực phát huy ra mình trình độ là được rồi tiếp theo trung ly nhu lần nữa xoa xoa diệp lạc đầu lớn một mặt tương chịu an ủi nàng nhìn ra lúc này diệp lạc đã là có chút khẩn trương nhưng nàng cũng không muốn để cho diệp lạc khẩn trương thái quá ở nàng dự đoán bên trong diệp lạc có thể xông vào trận chung kết cũng đã là tốt vô cùng bất quá lấy diệp lạc trước mắt thuật luyện đan trình độ tới xem muốn lấy được được hạng nhất chỉ sợ là đặc biệt chuyện khó khăn dẫu sao một vòng này trận chung kết cũng không có gì mới lạ quy tắc diệp lạc cường đại kia thân sắc cũng không giúp được hắn giúp cái gì không nói khác liền nói mình đệ tử kỳ hạ thuật luyện đan liền xa ở diệp lạc bên trên chớ nói chi là trước biểu hiện đặc biệt bắt mắt áo bào đen luyện đan sư cùng với cho phép vào hoàng văn đám người tỷ lời cũng không nên nói quá vẹn toàn nha vạn nhất ta siêu giải phát huy đâu nghe lời nói này diệp lạc nhưng là một mặt được nước khoát tay một cái nói thật diệp lạc đối mình cũng là không có lòng tin nhưng nếu là bởi vì như vậy sẽ để cho hắn đem hy vọng chiến thắng tất cả đều bông tha nói hắn còn thì thật không làm được. Người mà, luôn là muốn nhìn thấy hy vọng, mới có thể không ngừng mong đợi, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phải, vậy chị ta liền xem ngươi biểu hiện tốt một chút. Nghe được Diệp Lạc lời nói này, Trung Ly Nhu hình như là từ trong cảm giác được cái gì vậy, lúc này mỉm cười cười một tiếng. Không thể không nói, Diệp Lạc thuật luyện đan mặc dù không sao rồi, nhưng cái này phần bính bác tinh thần, vẫn vô cùng có thể lấy. Hơn nữa Trung Ly Nhu vậy tin tưởng, đệ đệ mình, trời xanh chính là như vậy sẽ thường xuyên người sáng tạo kỳ tích. Trước khi ba tông thi đấu, lại càng về sau bốn nước tranh bá thi đấu có lẽ hôm nay vạn đan đại hội diệp lạc cũng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đoạt được vạn đan đại hội đan khôi cũng không nói định đâu tiếp theo đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó vạn chúng chúc mục trận chung kết liền sắp muốn bắt đầu các vị vạn đan đại hội trận chung kết hiện tại chính thức bắt đầu theo trung ly vân tâm thanh em vang lên lên cấp bảy vị tuyển thủ lần lượt leo lên đại cao chỉ bất quá lần này so sánh với trước khi cảnh tượng thật lớn liền lộ vẻ được có chút vắng vẻ cũng chỉ có bảy người mà thôi tiếp theo đem ở ta trước mặt đàn phương bên trong rút ra lấy như nhau làm là trận chung kết muốn luyện chế đang dược quyết tái quy tắc rất đơn giản bốn tiếng bên trong ai luyện chế được phẩm chất thuốc cao người đó chính là lần này bốn nước tranh bá cuộc so tài hạng nhất tiếp theo trung ly vân tâm tay trắng nhẹ phẩy ngay tức thì ở nàng xuất hiện trước mặt mười bản cổ xưa đan phương trong này liền sẽ có một tấm là lần này trận chung kết sắp luyện chế đan dược lần này trận chung kết vẫn là như cũ như vậy khẩn trương à thật là làm cho người mong đợi ta còn nhớ lần trước vạn đan đại hội bên trên có người cường thế luyện chế được luôn có đan viêm đan dược đoạt được hạng nhất tình cảnh kia thật là làm cho người nhiệt huyết sôi trào hạ à. lần này trình độ hẳn cũng không kém vậy áo bào đen luyện đan sư đan đế học trò kỳ hạ luôn có trí tôn xanh viêm thái ớt tông tần khả tâm đúng rồi còn có bốn nước tranh bá cuộc so tài hạng nhất diệp lạc thực lực chắc cũng là không thể khinh thường rút thăm còn chưa bắt đầu hiện trường xem cuộc chiến đám người cũng đã bắt đầu nghị luận mỗi lần đến lúc này đều là để cho người khẩn trương cũng không biết sẽ rút chúng dạng gì đan dược cấp bốn ngược lại vẫn tốt đây nếu là đan dược cấp năm có thể gặp phiền thoại ạ diệp lạc ngước đầu nhìn trên đám mây trung ly vân tâm không nhịn được lẩm bẩm một câu đối với luyện chế đan dược cấp bốn hắn còn là tin tưởng vô cùng chỉ cần là để tâm thật tốt luyện chế, tin tưởng phẩm cấp tuyệt sẽ không thấp. Nhưng nếu là luyện chế đan dược cấp 5, coi như không như vậy dễ dàng. Chí ít bây giờ Diệp Lạc là không có quá lớn lòng tin. Trận chung kết muốn luyện chế đan dược đều là đan dược cấp 4, bất luận số lượng, chỉ bàn về phẩm chất. Trên đám mây trung ly vân tâm, như là nhìn thấu Diệp Lạc lo lắng vậy, vừa nói, một bên tay trắng nhẹ phẩy, đã làm cho cái này mười tờ đan phương ở trước mặt mình kịch liệt xoay tròn. Đều là đan dược cấp 4. Đây có thể có ý tứ. Nghe nói như vậy, Diệp Lạc trước khóa chặt chân mày ngay tức thì liền giãn ra bất quá diệp lạc như cũng rõ ràng cái này trận thi đấu độ khó lớn đối với tại chỗ bảy người này mà nói luyện chế đan dược cấp bốn đều là không thành vấn đề nhưng vấn đề là nên như thế nào luyện chế ra phẩm cấp cao đan dược hô diệp lạc đang suy nghĩ trên đám mây trung ly vân tâm xuất thủ lần nữa lại là đem vây quanh nàng xoay tròn mười tờ đan phương ở giữa chiến trường tất cả đều đánh thành bụi bẩm chửi thêm một tiếng quá lãng phí à không muốn có thể cho ta à mắt xem cái loại này phương thức giúp tham diệp lạc trên trán không khỏi hiện lên hát tuyến đây cũng quá bạo lực đây có thể đều là giá trị liên thành đan phương ạ à, lập tức phá hủy chín cái không đau lòng sao trận chung kết sắp luyện chế đan dược đã xác thực định xong chính là nó một khắc sau trung ly vân tâm tay ngọc vung lên cái này tờ đan phương liền trên không trung thư giãn ra hơn nữa toa thuốc này còn đang không ngừng trở nên lớn thẳng đến đổi đến trăm trượng lớn nhỏ cứ như vậy tại chỗ tất cả người liền liền cũng có thể rõ ràng thấy cái này đan tên thuốc huyền dương bổ linh đan chửi thêm một tiếng muốn không muốn trùng hợp như vậy mắt xem cái này tờ đan phương diệp lạc thậm chí không nhịn được há mồm than khổ liền một câu đồng thời lòng hắn để vậy nổi lên hưng phấn tâm trạng cái này huyền dương bổ linh đan hắn không thể quen thuộc hơn nữa à có thể nói không khoa trương chút nào cái này huyền dương bổ linh đan diệp lạc nhắm mắt lại cũng có thể cho nó luyện chế được huyền dương bổ linh đan sao có chút ý tứ sẽ để cho ta cầm viên thuốc này một lần hành động đoạt được đan khôi đi cấp bốn đan dược ta nếu như nghiêm túc luyện chế cũng có thể đưa tới đan hà rất nhanh các ngươi sẽ biết chúng ta tới giữa tranh lệch là có bao nhiêu to lớn thấy cái này đan phương những tuyển thủ khác rồi rít mặt đầy tự tin thần sắc tựa như ở bọn họ trong mắt cái này trận thi đấu kết cục đã quyết định vậy. Bất quá trong này ngược lại là có một cái đặc biệt ví dụ. Kiếm Thông Thiên hàng này chương 333, không đi đường thường. Lúc này Kiếm Thông Thiên mặt đầy mê mang đứng ở nơi đó, tựa như không biết mình lúc này tại sao phải xuất hiện ở nơi này như nhau. Nói thật lấy thuật luyện đan của hắn luyện chế ra cấp 4 huyền dương bộ linh đan vấn đề hắn không lớn. Nhưng nếu là nói muốn luyện chế ra phẩm cấp cao huyền dương bộ linh đan đối hắn có thể liền có chút khó khăn. Đến tận bây giờ hắn luyện chế được phẩm chất cao nhất cũng chính là là một cái tầng thứ tư đang dược Liền đan hà cũng không có đưa tới cái này nếu như thả ở bên ngoài ngược lại cũng là một quả giá trị liên thành đan dược nhưng nếu là đặt ở vạn đan đại hội trận chung kết trên nhưng mà có chút không đủ nhìn thằng nhóc ngươi cứ như vậy không lòng tin sao thấy kiếm thông thiên bộ dáng này diệp lạc không nhịn được vô vai hắn một cái tức giận hỏi một câu ta làm một chút lòng tin cũng không có ả à, dù sao đã xông vào trận chung kết đối ta lại nói đã có thể kiếm thông thiên đặc biệt vô sỉ gật đầu một cái rất có một loại không cho là nhục phản lấy làm vinh cảm giác ngươi ngươi còn thật dễ dàng thỏa mãn à nghe lời nói này diệp lạc liền vậy không có gì để nói bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng kiếm thông tin nghề chính là đúc kiếm luyện đan chỉ là nghề tay trái mà thôi có thể xông vào vạn đan đại hội trận chung kết đã là đặc biệt có thể vạn đan đại hội trận chung kết chính thức bắt đầu ngay tại lúc này trên đám mây trung ly vân tâm đã là tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu trên đại cao đã là dâng lên bảy chỗ mới tinh đại cao phía trên để luyện đàn cần vật liệu không nhiều ước chừng hai phần mà thôi đây cũng chính là đại biểu mỗi cái người đều có hai lần luyện chế cơ hội nếu như lần đầu tiên đan dược phẩm cấp không hài lòng, 4 tiếng thời gian, đủ để lại luyện chế một lần. Hô. Đây chính là sau cùng trận chung kết. Mắt thấy vậy, Diệp Lạc làm vừa thở dài một cái, tung người đi tới mình trên đài cao. Luyện chế Huyền Dương bổ Linh Đan, Diệp Lạc thật là chín không thể quen đi nữa, trên căn bản có thể bảo đảm 90% trở lên tỷ lệ thành công. Nhưng hắn hiện tại phải cân nhắc, cũng không phải như thế nào đem đan dược luyện chế thành công, mà là như thế nào để cho đan dược phẩm cấp hết khả năng cao một chút. Đây là cần phải cẩn thận suy tính một phen. Như Diệp Lạc như nhau, cái khác sáu tên tuyển thủ vậy cũng không có bắt đầu bọn họ vậy phải cẩn thận suy tính một tí nên như thế nào mới có thể luyện chế ra thuốc viên phẩm chất cao cựu khiếu linh lung tim mở tiếp theo diệp lạc trực tiếp mở ra cựu tâm quý nhất trạng thái ném trừ hết thể nghĩ bậy một lòng đặt ở suy tính nên như thế nào chuyện luyện đan tính trên đây cũng là diệp lạc độc nhất vô nhị thiên phú thiên cơ đan lô đi ra đi chỉ chốc lát sau diệp lạc đã là suy nghĩ cái rõ ràng làm vừa đem thiên cơ đan lô gọi đi ra chuẩn bị bắt đầu muốn luyện đan nhắc tới cũng kỳ vòng thứ nhất sơ thi đấu và vòng thứ hai đấu bán kết Diệp Lạc cũng không có gọi ra qua mình lò luyện đan. Hắn có thể cũng là khóa trước vạn đan đại hội bên trong duy nhất một cái, một viên thuốc đều không luyện chế qua, liền xông vào quyết tái tuyển thủ liền đi. Cái đó lò luyện đan, là thiên cơ đan lô chứ? Đây không phải là đan đế trung ly nhu lò luyện đan sao? Tại sao sẽ ở Diệp Lạc nơi này? Diệp Lạc và đan đế quan hệ thế nào? Làm sao thiên cơ đan lô sẽ ở hắn nơi này? Thật là mắt vụ bể, không nghĩ tới bốn nước tranh bá cuộc so tài hạng nhất Diệp Lạc và vạn đan cốc còn có sâu như vậy quan hệ đây. Mắt xem thiên cơ đan lô bị Diệp Lạc gọi đi ra, xem cuộc chiến đám người dối rít kinh ngạc. Thiên Cơ Đan Lô thật sự là quá mức nổi danh, chỉ cần là luyện đan sư, cũng chưa có không nhận biết Thiên Cơ Đan Lô. Đây chính là đan đế ngự dụng lò luyện đan. Mà vào giờ phút này, cái này Thiên Cơ Đan Lô lại là ở Diệp Lạc trên tay, vậy Diệp Lạc và đan đế quan hệ cũng sẽ không khó khăn tưởng tượng. Nhất định là đan đế đưa cho hắn. Nói không chừng là Diệp Lạc chống đi, một cái lò luyện đan cũng không thể nói rõ Diệp Lạc và đan đế quan hệ chứ. Ngươi thật giống như ngu đâu. Đây là đang vạn đan cốc bên trong, như Diệp Lạc thật là trộm, hắn còn dám lấy ra dùng chẳng lẽ là chẳng sống rất nhanh xem cuộc chiến đám người liền bắt đầu nghị luận bọn họ đều vô cùng tò mò diệp lạc rốt cuộc và trung ly nhu là quan hệ như thế nào thiên cơ đan lô không nghĩ tới ngươi và vạn đan cốc còn có quan hệ thật là có ý tứ trên đài cao áo bào đen luyện đan sư cũng nhìn thấy diệp lạc gọi ra liền thiên cơ đan lô làm vừa cười lạnh một tiếng lẩm bẩm một câu dứt lời người áo bào đen liền gọi ra liền mình lò luyện đan đây là một tôn màu máu lò luyện đan bề ngoài hiện lên ánh sáng rực rỡ giống như là có máu tươi xâm nhiễm ở phía trên còn chưa khô hạt vậy một khắc sau người áo bào đen liền đưa mắt từ diệp lạc trên mình lấy ra quay lại đặt ở trước mặt mình trên lò luyện đan đem vật liệu tất cả đầu bỏ vào bước kế tiếp chính là gọi ra hắn ngọn lửa hắn ngọn lửa lại là màu đen cái loại này màu đen giống như hắc độ vậy một khi gọi ra giống như muốn chiếm đoạt chung quanh ánh sáng vậy đen nhánh vô cùng dĩ nhiên hết thể các thứ này diệp lạc nhưng mà không có ở đây đi chú ý hắn hiện tại tất cả sự chú ý toàn đều đặt ở luyện đan bên trên cho ta vào đi thôi một khắc sau diệp lạc cũng là đem tất cả vật liệu tất cả đều đầu bỏ vào hơn nữa Diệp Lạc ném cũng không phải là một phần vật liệu, mà là dòng ra hai phần vật liệu. Hắn lại duy nhất đầu thả hai phần luyện đan vật liệu. Diệp Lạc đây là muốn làm cái gì? Duy nhất ném hai phần vật liệu, điều này có thể được không? Chứ không nói có được hay không, hắn đây là không định cho mình để lại đường lui liền à. Quá điên cuồng, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy thuật luyện đan. Mắt thấy vậy, xem cuộc chiến đám người dối rít khiếp sợ che miệng. Diệp Lạc hiện tại sử dụng thuật luyện đan, đừng nói bọn họ không gặp qua chưa từng nghe qua, bọn họ thậm chí cũng không có nghĩ tới. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, luyện đan dựa vào chính là đan phương chỉ có dựa theo đan phương trên ghi chép phương pháp và vật liệu pha chế mới có thể luyện chế ra đan dược tới mà giống như là diệp lạc như vậy duy nhất đầu thả dòng giã hai phần vật liệu có thể nói từ vừa mới bắt đầu cũng đã phá vỡ toa thuốc vật liệu pha chế ở tưởng tượng của mọi người bên trong đây là không có thể thành công chuyện thằng nhóc này rốt cuộc đang làm cái gì xa xa trung ly nhu thấy diệp lạc cái bộ dáng này chân mày to cũng là không nhịn được nhữ lại nàng địa vị là đan đế nhưng vậy không có thử diệp lạc như vậy phương pháp luyện đan vân tâm lạc nhi cái này đang làm cái gì như vậy có thể thành công sao trên đám mây diệp thiên phong cũng là cao mày bên mắt nhìn liền một bên trung ly vân tâm khó mà nói bất quá thằng nhóc này ngược lại là có ý tứ hắn đây là muốn đem hai phần vật liệu cô động tinh tuy thành một viên đan dược từ đó cưỡng ép tăng lên đan dược phẩm chất ngay vậy trung ly vân tâm cười lắc đầu một cái nhưng là không có cho ra câu trả lời khẳng định bất quá nàng ngược lại là nhìn ra lúc này diệp lạc muốn làm là cái gì diệp lạc đây là muốn cưỡng ép dùng mình lực lượng đem hai phần vật liệu cô động thành một phần làm cho đan dược dược liệu gấp đội tăng trưởng đây là một loại mới mẹ độc đáo phương pháp luyện đan may là trung ly vân tâm cũng không biết rốt cuộc sẽ sẽ không thành công chương ba trăm ba mươi không thể nằm luyện đan hô quả nhiên đối với linh hồn gánh vác thật là lớn lại xem diệp lạc bên này chân mày đã là không nhịn được nhữ lại đồng thời luyện chế hai phần vật liệu đối với linh hồn lực phù hợp cũng không chỉ là đơn giản gấp đôi may là lấy diệp lạc nịch thiên linh hồn lực đều có chút không chịu nổi nói thật diệp lạc trong lòng cũng, cũng không biết mình hiện tại làm như vậy rốt cuộc có phải hay không có thể được hắn chỉ là trải qua cẩn thận suy tính từ thành hơn trăm ngàn loại phương pháp bên trong chọn lựa ra cái này một loại mà thôi ở hắn suy nghĩ bên trong cái này là có thể được nhưng nói cho cùng hắn vẫn là có đánh cuộc thành phần duy nhất đầu thả hai phần vật liệu nếu như thất bại hắn liền trực tiếp bị loại liền một lần nữa cơ hội cũng sẽ không có cho ta hòa tan tiếp theo theo Diệp Lạc quát to một tiếng hắn lòng bàn tay chợt có ngọn lửa đốt đốt chính là cựu tiêu thiên lôi viêm thiên hỏa hơn nữa nhìn thấy được tuyệt đối không kém à cái này Diệp Lạc rốt cuộc muốn không muốn như thế mạnh trên mình làm sao như thế nhiều bà bối chính là nói mà không chỉ có thiên cơ đan lô hơn nữa trong cơ thể còn có thiên hỏa đây là muốn hâm mộ chết bao nhiêu người mắt xem như vậy người xem lần nữa hành động chỉ bất quá lần này mọi người đại đa số là ở thang khổ không có biện pháp làm làm một cái luyện đan sư chứ không nói diệp lạc thuật luyện đan như thế nào cái này luyện đan phối trí diệp lạc đã là đỉnh phối hợp đan đế ngự dụng lò luyện đan thiên cơ đan lô nói không khoa trương chút nào cũng chính là đan thánh lò luyện đan có thể để nó một bậc ở ngọn lửa bên trong thiên hỏa không thể nghi ngờ là nhất là đứng đầu hơn nữa diệp lạc ngọn lửa nhìn như còn không phải là giống vậy thiên hỏa chỉ ít ở thiên hỏa bên trong đều là hạng đứng đầu điều này thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ ghen tị bất quá đối với những nghị luận này tiếng diệp lạc nhưng là làm như không nghe hắn hiện tại cũng không có thời gian dỗi danh đó chỉ là muốn hòa tan cái này hai phần vật liệu sẽ để cho hắn linh hồn lực có đầy đủ áp lực không chỉ có như vậy diệp lạc cũng là đánh giá thấp đồng thời luyện chế hai phần tài liệu độ khó vẹn vẹn là hòa tan liền tương đối khó khăn đây cũng không phải nói diệp lạc thiên hỏa cũng không thể hòa tan những thứ này vật liệu Khó khăn là như thế nào làm được đem cái này hai phần vật liệu đồng thời cùng hỏa hầu hòa tan. Có chút lớn ý liền à. Nghĩ tới đây, Diệp Lạc chân mày không nhịn được nhữ lại. Nói thật, đây là chuyện hắn trước cũng không có cân nhắc đến. Nếu như nói hai phần vật liệu không thể cùng trong chốc lát hòa tan nói, như vậy dung hóa thành nước thuốc, sức lựa tự nhiên cũng không giống nhau. Phải biết, dù là chỉ là một chút nhiệt độ chênh lệch, cũng biết sử dụng được dược lý có nhỏ nhẹ không cùng, cái này ắt phải sẽ ảnh hưởng đến sau dung đan quá trình. Hừ, nghĩ đẹp vô cùng, bất quá thực lực chưa ra hình dáng gì ạ. À. Vào giờ phút này, tránh xử ở diệp lạc bên trái thiên đan thành cho phép vào đang lạnh lùng nhìn diệp lạc nơi này tình huống khoe miệng không khỏi nổi lên hài hước nụ cười hắn mặc dù tạm thời còn chưa có bắt đầu luyện đan nhưng cũng là không hoảng hốt hơn nữa ở hắn xem ra diệp lạc cử động này có thể nói đã là trước thời hạn xuất cục đơn giản là rốt nát người như vậy là làm sao đi vào quyết tái và cho phép vào có ý tưởng giống vậy còn có hoàng văn hắn lúc này cũng ở đây liếc mắt nhìn diệp lạc khoe miệng bắt trước nụ cười lạnh lùng diệp lạc là điên rồi sao như vậy phương pháp luyện đan thật có thể thành công không đại sư huynh đây là thế nào cái loại này phương pháp luyện đan nhìn qua thật giống như cũng sẽ không thành công ạ à. diệp lạc thằng nhóc này sẽ không phải là muốn buông tha chứ mà thấy một màn này kỳ hà tần khả tâm cùng với kiếm thông thiên ba người cũng là mặt đầy khiếp sợ bất quá bọn họ ba cái càng nhiều hơn vẫn là có chút lo âu dẫu sao diệp lạc cái phương pháp này nhìn qua thật giống như cũng sẽ không thành công nếu khó như vậy hòa tan vậy ta sẽ để cho lửa lớn hơn một chút đi đám người đang đang nghị luận diệp lạc bên này đã là nghĩ rõ ràng chỉ gặp hắn chợt tiến lên trước một bước hai cánh tay dương ra lại là đem lò luyện đan toàn bộ vòng ôm lấy lửa cháy mạnh bất người ngay sau đó theo diệp lạc đích một tiếng quát lên trong cơ thể hắn thiên hỏa mãnh liệt ra hóa thành một đạo cột lửa ngất trời thẳng ngất trời tiêu mẹ kiếp cái này vậy là cái gì thủ pháp luyện đan dùng bí thuật luyện đan một chiêu này thế nào nhìn chúng đi thật giống như tử đốt dáng vẻ thật là không bình thường hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều hả, thật là tăng kiến thức thấy một màn này đám người lần nữa kêu lên kinh ngạc trước không sách diệp lạc một chiêu này uy lực như thế nào vẹn vẹn là cái loại này thủ pháp luyện đan cũng đủ để cho đám người kinh hãi ai cũng không nghĩ tới huyền công bí thuật còn có thể như vậy dùng đang luyện đan bên trên mà theo diệp lạc mở ra lửa cháy mạnh đốt người bên trong lò luyện đan nhiệt độ kịch liệt lên cao chỉ chốc lát sau đã là đem dòng giã hai phần luyện đan vật liệu dung hóa thành nước thuốc có triển vọng mắt xem như vậy diệp lạc làm vừa rút lui lửa cháy mạnh đốt người bí thuật đổi dùng lửa nhỏ ân cần săn sóc tiếp theo liền muốn đi vào rất dài ân cần săn sóc giai đoạn diệp lạc cần phải làm chính là lợi dụng nhiệt độ của ngọn lửa đem nước thuốc bên trong tạp chất từng điểm từng điểm chọc đi ra ngoài từ đó lấy được được tinh thuần nhất nước thuốc. Dĩ nhiên, bước này nhưng mà một chút cũng không gấp được. Hừ, bất quá chỉ thành công bước đầu tiên mà thôi, ta đây muốn xem xem, một lát dung đan thời điểm ngươi làm thế nào. Đều là loại thiên hạ kỹ năng thôi, viên thuốc này, ngươi là tuyệt luyện không ra được. Mắt xem như vậy, cho phép vào và Hoàng Văn rối rít hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Ở bọn họ xem ra, Diệp Lạc vẫn là một cái nhất định thất bại kết cục. Xuyệt, xuyệt, xuyệt. Mà hai người thần sắc và lời nói, Diệp Lạc dĩ nhiên là chú ý tới, chỉ bất quá diệp lạc cũng không có phản ứng bọn họ mà là dùng huýt sáo thổi lên tiểu khúc hắn lúc này nhìn qua ngược lại là có một loại nhàn nhạc ý vị rõ ràng mới vừa còn như vậy khẩn trương lúc này mới hơn một lát diệp lạc liền bắt đầu thổi thượng khẩu tiếu hơn nữa quá đáng hơn phải diệp lạc lại vẫn từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một cái ghế nằm trực tiếp nằm lên mẹ kiếp còn có thể như thế luyện đan có thể hay không nghiêm túc một chút cái này đang thi đấu đâu hắn đây là quá tự tin vẫn là quá tự đại mắt xem như vậy đám người lập tức mở ra than khổ kiểu mẫu thậm chí một bên trọng tài đều có điểm không nhìn nổi, làm vừa bước đi tới, vị này tuyển thủ, huyết sáo cũng được đi, ngươi cái này trực tiếp nằm xuống có chút quá chứ. Ừ. Cuộc tranh tài quy tắc bên trong, có vậy một điều quy định không thể nằm luyện đan sao? Nghe vậy, Diệp Lạc chậm rãi xoay đầu lại, một mặt mở mịt nhìn trọng tài. Cái này, ngược lại là không có tương quan quy định. Nghe Diệp Lạc mà nói, trọng tài tạm thời bị nghẹt thở, không biết nên làm sao trả lời mới phải. Vậy không phải, ta cái này là nghỉ ngơi một chút, luyện đan rất phí thể lực được rồi. Thấy vậy, Diệp Lạc đứng môi làm vừa tựa đầu lại ngắt đi qua nhìn như tràn đầy bất kinh tim thực thì thời khắc đều chú ý tới bên trong lò luyện đan tình huống chỉ bất quá hắn lúc này hình tượng thật sự là để cho người và luyện đan không liên lạc được một khối đi chương ba trăm ba mươi lăm quyết tái danh giới cuối cùng giữa lúc cái khác tuyển thủ cũng chiêng chống dùm bên luyện đan thời điểm diệp lạc đã là ở trên ghế nằm nằm xuống mà bên trong tay hắn không biết khi nào trả lấy ra một cái quạt xếp lúc này đang nhàn nhã quạt gió đâu bất quá diệp lạc mặc dù nhìn bề ngoài nhàn nhã thật ra thì nhưng vẫn ở chú ý bên trong lò luyện đan tình huống vào giờ phút này luyện đan đã là tiến vào tinh luyện chiết quá trình đây cũng không phải là một cái có thể sốt ruột quá trình húng chi diệp lạc muốn tinh luyện chiết là dòng dã hai phần vật liệu thời gian lại là muốn dài thang nhóc này luyện đan có thể luyện đến như thế ung dung hắn đây là người thứ nhất chứ trung ly nhu cười tủm tỉm nhìn diệp lạc lẩm bẩm nói một câu lấy nàng thực lực dĩ nhiên là có thể nhìn ra được diệp lạc nhìn bề ngoài nhàn nhã thực tế nhưng vô cùng chuyên chú hơn nữa diệp lạc duy nhất hòa tan hai phần vật liệu cũng thực để cho nàng có chút kinh ngạc như vậy thủ pháp luyện đan có thể không thuộc về thông thường thủ pháp chính là diệp lạc sáng tạo cái mới cái này nếu để cho hắn thành công sợ là phải khai sáng luyện đan khơi dòng thậm chí sẽ hoàn toàn thay đổi đan phương ý nghĩa tồn tại mà diệp lạc kết quả có thể thành công hay không hiện tại còn không thể nói cần tiến một bước xem xét một tí có chút ý tứ bất quá lần này đan thôi nhất định là thuộc về ta còn như mạng người cùng tranh tài kết thúc ta định sẽ đến cầm lúc này áo bào đen luyện đan sư cũng là đi tới tinh luyện câu mượn này chỗ trống hắn lần nữa bên mắt nhìn liền diệp lạc khoe miệng nổi lên hài hước đủ cười hắc bào nhân này chính là Ngũ Tà tông luyện đan sư, hắn đã là từ diệp lạc trên mình, cảm giác được ngũ tà chi ấn tồn tại. Tự nhiên, hắn là sẽ không bỏ qua diệp lạc. Bất quá hắc bảo nhân ý tưởng, diệp lạc nhưng mà một chút cũng không biết, hắn lúc này đang nằm ở trên ghế, một bên nhàn nhã phiến cây quạt, một bên thời khắc chú ý bên trong lò luyện đan biến hóa. Ở cựu Tiêu Thiên Lôi viêm dưới tác dụng, bên trong lò luyện đan nước thuốc đang một chút xíu bốc hơi, đồng thời bị bốc hơi, còn có nước thuốc bên trong tạp chất. Đây là một cái quá trình khá dài, dựa theo diệp lạc ý tưởng, chí ít cần phải hao phí một canh giờ thời gian mà còn dư lại không tới một canh giờ thời gian chính là dung đan thời gian nói thật diệp lạc trong lòng mình cũng là không có chắc dẫu sao là phải đem hai phần vật liệu dung hợp trở thành một viên đan dược dược liệu pha chế thay đổi dĩ nhiên là muốn khó khăn rất nhiều chí ít diệp lạc là không có kinh nghiệm có thể tham khảo được hay không được trừ xem diệp lạc năng lực luyện đan còn muốn nhìn ý trời vào giờ phút này những thứ khác mấy vị tuyển thủ vậy rối rít tiến vào có thể tinh luyện chết trong quá trình trên đài cao bầu không khí ngay tức thì do khẩn trường hơi hỏa hoán một chút các ngươi nói lần này vạn đan đại hội Kết quả ai gặp qua được hạng nhất đâu? Thật khó mà nói à, cái đó người áo bảo đen nhất định là một ngựa đen, nhưng kết quả có thể thắng hay không qua những người khác, thật vẫn khó mà nói. Không quá ta xem Diệp Lạc hẳn là không vui, ngươi xem hắn trạng thái bây giờ, chẳng lẽ không phải là đã bừng tha sao? Được này có thời gian, xem cuộc chiến đám người lúc này mới có thể buông xuống khẩn trương tâm trạng, ngồi ở chỗ đó thật tốt thảo luận một tí. Ở bọn họ xem ra, thi đấu tiến hành được trình độ này, còn không thể đoán được kết quả là ai sẽ lấy được được thắng lợi cuối cùng. Bất quá trong đó rất nhiều người, đã là cầm Diệp Lạc trước thời hạn loại ra ngoài dẫu sao lúc này diệp lạc cách làm nhìn qua có chút cách kinh phản bội nói và bọn họ tưởng tượng bên trong thuật luyện đan có rất lớn khác biệt thế đạo này chính là như vậy mọi người cũng tuân theo loại nào đó cố định quy luật còn sống nhất là luyện đan một đạo bọn họ cố chấp cho rằng chỉ cần là và bọn họ không giống nhau thì nhất định là sai bất quá diệp lạc còn thật chính là cái loại này không theo như lẽ thường ra bài người người khác đi qua đường hắn là không muốn đi người sống trên đời thượng không biết có hay không kiếp trước luân hồi ai cũng là lần đầu tiên còn sống tham dò một ít sự vật mới mẹ không tốt sao tại sao phải đi theo người xưa bước chân làm giống nhau như lúc sự việc diệp lạc đã ẩn nhẫn mười năm hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự việc chính là thuận theo mình chủ tâm không gì kiên kỵ tinh luyện quá trình là rất lâu lại khô khan theo thời gian không ngừng đi qua hiện trường người xem cũng có một chút muốn ngồi không yên ý bất quá ngay tại lúc này trên đài cao nhưng là chợt chuyển ra một tiếng quát lên cho ta dung cái thanh âm này chính là thiên đan thành cho phép vào phát ra thanh âm hắn đã tinh luyện hoàn thành dẫn đầu tiến vào đến dung đan khâu cứ như vậy vốn là có chút mơ màng nặng chịu không khí nhất thời bị hắn điều động. Cho phép vào làm sao nhanh như vậy? Thời gian rõ ràng vẫn kịp à? Không rõ lắm, có lẽ hắn là muốn bắt chặt thời gian, thứ nhất lò không được lại luyện chế một lò. Hoặc là nói, hắn có thể là chơi trong lòng chiến thuật, chính là vì cho những người khác gáp lực trong lòng. Theo mọi người tiếng nghị luận, cho phép vào bên này đã là dùng tự thân linh khí bao quanh ngọn lửa, đầu bỏ vào bên trong lò lửa đan. Đồng thời, chán hắn vậy dịn ra nhỏ xíu mồ hôi, chân mày cũng không nhịn được nhữ lại. Nhìn ra được, hắn hiện tại thừa nhận áp lực tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì muốn luyện chế tận lực thuốc viên phẩm chất cao cho nên cho phép vào lần này luyện đan bên trong nơi đầu phóng tinh lực có thể nói là lớn vô cùng thậm chí muốn vượt qua ngày thường gấp mấy lần hô 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 cho phép vào không ngừng thở hồn hện trong cơ thể ngọn lửa và linh khí không ngừng xông ra rồi rít đầu nhập vào lò luyện đan bên trong dung đan khâu đã là đến thời khắc mấu chốt nhanh như vậy chỉ chút này thời gian có thể đem nước thuốc tinh luyện đến đủ cao sao diệp lạc một bên phe phẩy cây quạt một bên bên mắt nhìn liền cho phép vào bên kia nhưng trong lòng thì một chút cũng không nóng nảy còn dư lại thời gian còn rất dài Diệp Lạc không hề hoảng. Hơn nữa đánh ban đầu, hắn liền không có lưu lại cho mình đường lui, hết thệ kết quả, cũng xem cái này một lò đan dược có thể thành hay không. Ra đan. Ngay tại lúc này, cho phép vào chợt bạo quát một tiếng, bàn tay chợt vỗ vào trên lò luyện đan. Sau đó, một quả tròn trịa đan dược phóng lên cao. Vô luận là màu sắc vẫn là sáng bóng, đều là cực phẩm. Viên thuốc này, quanh thân quanh quần màu đỏ sáng mờ, giống như là đan dược bản thân mang theo vậy, thật lâu không có tiêu tán. Đan hạ, cái này là một quả có đan hạ huyền dương bộ linh đan không hổ là thiên đan thành thiếu thành chủ cho phép vào hạ à. ngắn như vậy trong thời gian liền luyện chế được đan hạ thật là hậu sinh khả hủy hạ à. viên thuốc này nếu như bắt được trên buổi đấu giá không nói trăm chục nghìn linh thạch mấy một trăm nghìn linh thạch nhất định là vương vàng hạ à. mắt xem như vậy xem cuộc chiến đám người dối rít kêu lên kinh ngạc cho phép vào quả thứ nhất đan dược cũng đã luyện chế được đan hạ đây coi như là cho chàng này trận chung kết thiết trí một cái làn danh chỉ bất quá cái này danh giới cuối cùng lộ vẻ được có chút quá cao có đan hà đan dược cũng không phải là cái gì đầy phố đều có thể thấy đồ vậy mỗi một cái cũng đều là sẽ gặp mọi người giành cướp bảo vật. Chương 336, không bình thường thủ pháp luyện đan. Hơn nữa cho phép vào viên thuốc này, không chỉ là quanh thân quanh quần sáng mở, thậm chí là cái này sáng mở, cũng có một ít muốn thực chất hóa cảm giác. Nói cách khác, cái này đan hạ đã vô hạn tiếp cận với đan mây. Phẩm chất đã rất cao. Chỉ là đan hạ sao? Tựa hồ còn chưa đủ ạ. Bất quá cho phép vào tựa hồ đối với một quả này có đan hà đan dược, cũng không phải vô cùng hài lòng. Hắn nhưng mà chạy đan khôi đi, chỉ là đơn giản đan hà, dĩ nhiên là không đủ nhịn muốn lấy được được đan khôi ít nhất phải luyện chế ra đan mây thậm chí là đan viêm đi ra mới được bất quá cũng may cho phép vào còn giữ lại một phần luyện đan vật liệu thời gian vậy coi như đầy đủ đủ để cho hắn lại luyện chế một lần ra đan ngay tại lúc này hoàng văn cũng là trợt quát một tiếng luyện chế được mình quả thứ nhất đan dược viên thuốc này lại vậy có đan hà bất quá mặc dù hai người luyện chế được đan dược phẩm cấp như nhau nhưng dựa theo quy tắc mà nói cho phép vào luyện chế thời gian muốn ngắn hơn cho nên nói hai hai tướng so vẫn là cho phép vào hơi thắng một nước có chút sơ ý liền à lại không có luyện chế ra đan mây thấy một màn này hoàng văn chân mày không nhịn được nhữ lại hắn dĩ nhiên là biết quy tắc là như thế nào chỉ riêng viên thuốc này trên hắn đã là bại bởi cho phép vào bất quá rất nhanh hoàng văn liền bắt đầu lại một lần nữa luyện đan hắn có đầy đủ lòng tin có thể luyện chế ra một quả có đan mây đan dược đi ra đến lúc đó hắn thì có đoạt được đan khôi cơ hội hai con nết ngồi đại giếng thật lấy là đan mây phẩm giai cấp đan dược là đủ rồi thật là buồn cười ngay tại lúc này ngũ tả tông áo bào đen luyện đan sư hướng cho phép vào và hoàng văn bên này ném tới khinh bị ánh mắt hắn mặc dù còn chưa hoàn thành tinh luyện quá trình nhưng cũng là lòng tin tràn đấy. chí ít ở hắn nhìn như cho phép vào và hoàng văn cái này hai người kém xa lắc cái đó diệp lạc phỏng đoán cũng không được một vòng này đối thủ liền xem ngươi tiếp theo người áo bào đen đưa mắt rời đến kỳ hà trên mình ở hắn xem ra tất cả tuyển thủ dự thi bên trong cũng chính là kỳ hà có và mình ganh đua cao thấp thực lực lúc này kỳ hà cũng đang ở vào tinh luyện khâu bên trong chỉ gặp nàng tay trắng không ngừng nhẹ phẩy lòng bàn tay ngọn lửa giống như ở vũ điệu vậy khi thì bay vào lò lửa đan khi thì lại nhảy đi ra nhìn ra cái này nhất định là một loại cực kỳ cao cấp thủ pháp luyện đan kỳ hà không hổ là đan đế đệ tử thân truyền à cái này luyện đan thủ pháp nhìn qua giống như đang khiêu vũ như nhau chân thực là quá để cho người hưởng thụ không thể không nói lần này đan khôi chắc là từ kỳ hà và cái đó người áo bào đen bên trong quyết định ta xem vẫn là kỳ hà phần thắng lớn một chút dẫu sao nàng là đan đế đệ tử thân truyền rất nhanh mọi người ánh mắt liền tất cả đều bị kỳ hà hấp dẫn để cho người ngoài ý liệu phải bọn họ lại trực tiếp cầm diệp lạc loại bỏ ra tranh đoạt đan khôi đội ngũ cái này vậy không có cách nào lúc này diệp lạc không chỉ có nhìn qua 10 phần nhàn nhã hơn nữa còn không đếm xỉa tới thậm chí đã bắt đầu và một bên kiếm thông thiên và tần khả tâm trò chuyện trời cao ta nói kiếm thông thiên ngươi đây là chuẩn bị trực tiếp bung tha dựa theo ngươi như vậy phương pháp luyện chế nhưng mà liền đan hà cũng không luyện chế được cả diệp lạc vừa lung lay qua xếp một bên nhìn về phía sau lưng kiếm thông thiên vừa nói nếu không ta học ngươi ta sợ đan dược không luyện ra lò luyện đan trước nổ ngay vậy kiếm thông thiên liếc diệp lạc một mắt làm vừa không vui nói ngươi biết cái gì ta đây là mới nhất thuật luyện đan ngươi sẽ chờ xem kìa ta nhất định có thể luyện chế được nghe lời nói này diệp lạc liếc kiếm thông thiên một mắt liền lại nữa phản ứng hắn nhìn ra diệp lạc đối với mình cái loại này phương pháp luyện đan vô cùng có lòng tin tiếp theo diệp lạc liền đưa mắt đặt ở trước mặt mình tiểu sư mội tần khả tâm trên mình lúc này tần khả tâm đang chuyên tâm thao tác mình trí tôn sinh viêm tiến hành tinh luyện quá trình tiểu sư muội muốn không muốn thử nghiệm một tí sư huynh ta phương pháp bao ngươi thành công diệp lạc tựa hồ đặc biệt muốn đề cử mình phát minh mới thuật luyện đan vậy thậm chí trực tiếp từ trên cái ghế của mình đứng lên được rồi đi sư huynh ta cũng không muốn nổ hư lò luyện đan nghe vậy tần khả tâm hơi quay đầu cười tủm tìm hướng về phía diệp lạc nói sư huynh ta lại sẽ không lừa gạt ngươi ta cảm giác được đây nhất định hữu dụng mắt thấy vậy diệp lạc tựa hồ cũng không muốn bông tha làm vừa lần nữa thuyết phục nói ta biết đại sư huynh ngươi sẽ không lừa gạt ta mấu chốt là ta cũng làm việc không đến à thấy vậy tần khả tâm mở ra lòng bàn tay có chút bất đắc gì nói không có sao cùng sư huynh ta cái này lần thành công sẽ dạy cho ngươi nghe vậy diệp lạc chân mày cao lại làm vừa nói tiếp theo diệp lạc liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thiên cơ đan lô vào giờ phút này thiên cơ đan lô ở giữa nước thuốc đã là tinh luyện xong hết rồi có thể nói thuần độ đã vô cùng cao nhưng mà xem diệp lạc dáng vẻ tựa hồ là không hài lòng lắm vậy còn chưa đủ hả dòng giã hai phần vật liệu ta nhất định phải bảo đảm không lưu có một chút tạp chất nếu không ở dung đan trong quá trình chỉ sợ là sẽ xảy ra vấn đề diệp lạc tay phải nâng cầm, lặng lặng đứng lặng ở lò luyện đan trước suy nghĩ quay tít lòng hắn bên trong rõ ràng chuyện cho tới bây giờ đơn thuần lợi dụng ngọn lửa bí lực ngược lại cũng không phải không thể đem nước thuốc hoàn toàn tinh luyện nhưng lại như vậy cần thời gian quá dài thời gian không đủ diệp lạc hiện tại nơi suy tính là như thế nào tìm được một loại vừa nhanh lại bảo đảm phương pháp nếu chỉ dựa vào ngọn lửa lực lượng không được vậy chỉ dùng sấm xét lực lượng chỉ chốc lát sau diệp lạc nhíu chặt chân mày trợn thư hoãn làm vừa một bước tiến lên hai cánh tay dưng ra lần nữa đem lò luyện đan ôm lấy cái này diệp lạc lại muốn làm gì vẫn là dùng chiêu đó sao ta xem hắn tuyệt đối là điên rồi không đem lò luyện đan làm nổ hắn là sẽ không thu tay thật là có ý tứ đây cũng chính là thiên cơ đan lô đi nếu là đổi thông thường lò luyện đan sợ là đã sớm nổ tung đi mắt thấy vậy đám người lần nữa thổn thức chắt lưới đứng lên bọn họ thật sự là có chút xem không hiểu diệp lạc thao tác thiên một khắc sau diệp lạc trợn trợn quát một tiếng trong cơ thể sấm xét lực lượng mãnh liệt ra câu động trước trên bầu trời đám mây cũng hối tụ tập với nhau k một khắc sau một đạo mấy trượng lớn bằng tia chớp ầm ầm bổ xuống nhất thời đem diệp lạc cùng với thiên cơ đan lô toàn bộ bao phủ lên trong đó từ xa nhìn lại cái này giống như là một đạo sấm xét thác nước vậy không ngừng từ trên bầu trời chút xuống liên tục không ngừng thật giống như thiên tiếp vậy ta dựa vào hả diệp lạc rốt cuộc là muốn làm gì lại là ngọn lửa lại là sấm xét đây còn là luyện đan mắt xem một màn này rất nhiều người cũng đã không nhịn được trực tiếp vang lời thô tục diệp lạc lúc này hành động đã thực hiện đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy thủ pháp luyện đan đừng nói trên lý thuyết không tồn tại liền nằm mộng thời điểm cũng không dám muốn ạ à. chương ba trăm ba mươi bảy tiếp liền ra đan vân tâm ngươi nói diệp lạc thằng nhóc này là không phải ở làm vậy ạ à? cái này không phải luyện đan ạ à? Trên đám mây, Diệp Thiên Phong nhìn phía dưới cảnh tượng, cũng là không nhịn được thổn thức chất lưới liền đứng lên. Thiên Phong, cái này cũng không được rồi nha, Lạc Nhi tính tình chính là như vậy, không muốn theo quy củ, có lẽ còn thật có thể bị hắn đi ra một cái mới con đường vậy nói không chừng đây. Nghe lời ấy, Trung Ly Vân Tâm mỉm cười cười một tiếng, làm vừa đáp liền một câu. Không thể đi, thằng nhóc này ý đồ xấu hơn ta biết, nhưng vậy chưa đến nỗi như vậy đi. Nghe vậy, Diệp Thiên Phong không khỏi nhướng mày một cái. Từ phương diện luyện đan mà nói, ngọn lửa và sấm sét đều có thể dùng để luyện đan, mà Diệp Lạc thủ pháp bất quá là phóng đại bọn chúng uy lực mà thôi, còn như hai phần vật liệu cô động thành một phần, trên lý thuyết còn là có thể được. Trung Ly Vân Tâm vừa nói, mắt đẹp bên trong còn lộ ra có chút khao khát ánh mắt. Diệp Lạc lúc này ở làm sự việc, nhìn như là cách kinh phản bộ nói, nhưng từ bản chất căn nguyên đi lên nói, nhưng là ở sáng tạo một loại toàn phương pháp luyện đan mới. Hơn nữa loại phương pháp này, ở trên lý thuyết mà nói, nói là thông. Ngươi vừa nói như vậy, thật giống như thật đúng là có chuyện như vậy à? Nghe Trung Ly Vân Tâm giải thích, Diệp Thiên Phong nếu có chuyện lạ gật đầu một cái nói bất quá lúc này có thể cùng trung ly vân tâm có như nhau cái nhìn người sợ là không nhiều chí ít mọi người ở đây bên trong chắc chỉ có trung ly vân tâm và trung ly nhu nhìn ra diệp lạc ý nghĩ những người còn lại tất cả đều cho rằng diệp lạc là điên lại xem diệp lạc bên này ở sấm xét lực lượng dưới lò luyện đan bên trong nước thuốc đã là lần nữa bị tinh luyện tinh túy liền một phần nói không khoa trương chút nào nước thuốc ở giữa tạp chất cơ hồ đã là không tồn tại xong hết rồi hả à? cảm thụ bên trong lò luyện đan biến hóa diệp lạc không nhịn được lẩm bẩm một câu vào giờ phút này nước thuốc đã hoàn toàn không có tinh luyện đi xuống đường sống vậy liền bắt đầu bước kế tiếp đi cho ta dung theo diệp lạc quát to một tiếng nồng đậm màu vàng kim tiên thiên linh khí hòa lẫn đại điệu tinh nguyên hai người hợp hai là một đem cựu tiêu thiên lôi viêm thật dày bọc lại ném vào lò luyện đan bên trong cái này một bước mấu chốt nhất dung đan rốt cục thì bắt đầu rồi hô ngọn lửa mới vừa bọc lại nước thuốc diệp lạc liền cảm thấy cường đại linh hồn cắn trả thật giống như thủy triều vậy mánh liệt tới may là hắn có cựu chuyển thân hồn linh hồn lực nịch thiên vậy mạnh mẽ đều có chút không chịu nổi diệp lạc thậm chí cảm giác mình cũng sắp đạt tới một loại cực hạn theo bản năng hắn liền không nhịn được những mày đầu góc bên trong một trận ông minh run rẩy cộng thêm làm người ta không rét mà run cảm giác đau nhói làm cho hắn cơ hồ muốn không nhịn được gào thét phải đem hai phần dược liệu cưỡng ép cô động thành một phần quả thực không phải chuyện đơn giản như vậy coi như diệp lạc đang động tay trước liền đã có dự đoán nhưng cũng là có chút tính sai phần này cường đại linh hồn cắn trả xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cho ta dung bất quá coi như như vậy diệp lạc vậy không có chút nào muốn buông tha dự định cái này phương pháp luyện đan chính là hắn đi qua nghị cặn kẽ sau đó làm ra quyết định nếu đã đi tới dung đan bước này hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng bông tha vâng anh vâng. 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 vâng ngay sau đó thiên cơ đan lô liền phát ra một trận nổ ầm run run thậm chí toàn bộ lò luyện đan cũng tại chỗ không ngừng đung đưa tựa như một khắc sau liền sẽ nổ tung vậy xem đi xem kìa ta mới vừa nói gì chiếu hắn cái loại này luyện đan phương pháp sớm muộn sẽ nổ lò nói không sai cái này nếu không phải thiên cơ đan lô phỏng đoán mới vừa rồi lửa đốt xét đánh thời điểm cũng đã nổ tung thuật luyện đang tồn tại dài hơn năm tháng à cũng sớm đã cố quyết định làm sao còn có thể sáng tạo cái mới người tuổi trẻ bây giờ à mắt xem như vậy đám người một trận tổn thức chất lưới đồng thời trên mặt còn nổi lên một bộ quả nhiên không ra ta đoán thần sắc một đám người dốt nát Trung quanh xem cuộc chiến mọi người thân sắc diệp lạc tự nhiên cũng là chú ý tới bất quá hắn nhưng cũng không có bị chút nào ảnh hưởng ở diệp lạc xem ra bọn họ những người này đều là cũ thời đại người một vị theo quy củ theo người xưa đường không ngừng đi về phía trước tự nhận là có thể đứng ở người khổng lồ trên bả vai nhưng nào ngờ bọn họ chỉ là một ít người rốt nát thôi đứng ở người khổng lồ trên bả vai cuối cùng là không cách nào đến thần bí kiêm mà rất xa thương không đỉnh lúc này diệp lạc muốn làm sự việc là men theo đường mình đi thẳng đi xuống mặc dù thời gian sẽ có mọi thứ gian nan hiểm trở dù cho hy vọng mong manh nhưng cuối cùng vẫn là có một chút hy vọng vấn đỉnh thương không đỉnh mà diệp lạc phải làm sự việc chính là bắt vậy một chút mở mịt hư vô hy vọng gia đan ngay tại lúc này một tiếng gia đan thanh âm đem mọi người ánh mắt nhất thời hấp dẫn dung đan quá trình vốn là cực kỳ chậm rãi cũng chi là xem diệp lạc cái loại này duy nhất dung hợp hai phần tài liệu người cho nên vừa nghe đến gia đan thanh âm mọi người ánh mắt liền bị hấp dẫn đi vào giờ phút này gia đan chính là kiếm thông thiên chỉ gặp hắn đang tay cầm một quả quanh thân quanh quần dáng ngũ sắc đan dược đang không ngừng cười khúc khích thật ra thì thi đấu tiến hành được liền loại trình độ này kiếm thông thiên là rõ ràng mình chỉ là luyện chế được một quả có đan hà ăn dược đã là thua hắn cười ngây ngô nguyên nhân chỉ là bởi vì đột phá mình thuật luyện đan mà thôi không nghĩ tới thật là không nghĩ tới lao tử đây còn có thể luyện chế ra có đan hà đan dược đâu Kiếm Thông Thiên trong lòng rất rõ ràng, ở nơi này trận Chung Kết bên trong, mình chính là tồn tại lót đáy. Cho nên ở ban đầu, Kiếm Thông Thiên liền đem mắt Tiêu Định rất thấp, chỉ là đơn thuần đối mình phát ra khiêu chiến mà thôi. Mà vào giờ phút này, luyện chế được một quả có đan hà đang ăn dược, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Kiếm Thông Thiên đã là thành công. Trọng tài, ta luyện chế xong rồi. Tiếp theo, Kiếm Thông Thiên vây tay tỏ ý trọng tài tới. Còn có thời gian, ngươi xác định lại nữa luyện chế một phần. Trọng tài nghe tiếng tới, nhưng là cao mày hỏi một câu. Không luyện, liền nói đi. Kiếm Thông Thiên khoát tay một cái cặp mắt bên trong đã là lộ ra mệt mỏi thần sắc, hắn là thật không có khí lực lại đi luyện chế một lò đan dược, tăng kiếm thành kiếm thông thiên, phẩm chất đan hạ. nghe lời nói này, trọng tài liền lấy ra một cái hộp ngọc, đem kiếm thông thiên mới vừa luyện chế xong đan dược thu vào, đồng thời vậy tuyên bố hắn thành tích. bất quá cái thành tích này mà nói, ở trận chung kết có thể lấy được hạng, phỏng đoán cũng chỉ có thứ bảy tên. mà cùng lúc đó, thiên đan thành cho phép bảo, cùng với hoàng gia hoàng văn, tất cả đều là tiến vào luyện đan một bước cuối cùng. lập tức phải ra đan, ra đan, ra đan hai người cơ hồ là ở cùng trong chốc lát hô lên ra đan nhưng cuối cùng vẫn là cho phép vào nhanh hơn một bước chỉ gặp từ cho phép vào lò luyện đan bên trong dẫn đầu phóng ra một viên thuốc cả người quanh quẩn trắng tinh đám mây tựa hồ là nâng viên thuốc này muốn thẳng sông lên cựu tiêu vậy chương ba trăm ba mươi tám đan viêm xuất thế đan mây đó là đan mây ạ không hổ là thiên đan thành cho phép vào ạ lại luyện chế được có đan mây đan dược đúng vậy cái này không dám nói đan thôi chỉ ít trước ba tên hẳn ổn đi mắt xem một màn này xem cuộc chiến đám người rối rít kêu lên ra tiếng mà đang ở bọn họ kinh hô thời điểm Hoàng Văn lò luyện đan bên trong cũng có một viên thuốc phóng liền đi ra một quả này tròn trịa đan dược quanh thân cũng là quanh quần nồng nặc đám mây hiển nhiên vậy là một quả có đan mây đan dược bất quá đáng tiếc Hoàng Văn ra đan thời gian muốn so với cho phép vào trễ một chút dựa theo quy tắc mà nói coi như hai viên thuốc là cùng cùng phẩm chất cũng là cho phép vào chiến thắng hơn nữa Hoàng Văn hiện tại đã không có lại luyện chế một lần tài liệu nói cách khác Hoàng Văn đã hoàn toàn mất đi tranh đoạt đan khôi cơ hội đáng ghét cuối cùng vẫn là chậm một bước hoàng văn tay cầm cái này cái có đan mây đan dược nhưng là một chút không nhìn ra hưng phấn ngược lại là đầy mặt thất lạc thần sắc hoàng văn ngươi trình độ cũng chỉ như vậy tiếp nhận thất bại mới là ngươi hiện tại chuyện phải làm mắt thấy vậy cho phép vào một bên hài hước vừa nói vừa hướng trước hoàng văn ném tới khinh bị ánh mắt cho phép vào ngươi không muốn quá kiêu ngạo bất quá chỉ là đan mây mà thôi ngươi còn chưa nhất định có thể chiến thắng đâu nghe lời ấy hoàng văn cho mày lúc này chua liền một câu nói thật có đan mây đan dược phẩm chất đã là vô cùng cao hơn nữa cho phép vào vẫn là sớm nhất luyện chế được vẫn là có hy vọng lấy được được sau cùng đan thôi. các ngươi nói cho phép vào có thể lấy được được sau cùng hạng nhất sao? hắn ra đan thời gian tương đối sớm à? cái này khó mà nói. nếu như sau tuyển thủ không người nào có thể luyện chế ra đan viêm mà nói, hắn thì sẽ là hạng nhất. mọi người tiếng nghị luận thật lâu không thể chìm xuống, toàn cũng đang thảo luận cho phép vào có thể hay không lấy được được sau cùng hạng nhất. bất quá ít lấy trước mắt đã hoàn thành luyện đan ba cái chọn trong tay, cho phép vào là xếp hạng thứ nhất vị. gia đan ngay tại lúc này tiểu sư muội tần khả tâm kiêu quát một tiếng, nhưng là không có dùng tay đi vỗ vào lò luyện đan mà là đem trong lòng bàn tay trí tôn xanh viêm trực tiếp vứt ra ngoài đem lò luyện đan toàn bộ đều bao lại tại chỗ người xem trong chốc lát chỉ có thể nhìn được thường hực thiêu đốt ngọn lửa tựa hồ là phải đem lò luyện đan cho toàn bộ hòa tan vậy trí tôn xanh viêm không hổ là cao cấp thiên hỏa ạ à? cái này một phần uy lực và uy nghiêm thật không phải là xây nói thế nào đi nữa đó cũng là từ ra mấy đời cung phụng thiên hỏa mới có thể có phần này uy lực ta không ngờ bên ngoài mắt xem như vậy các khán giả ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn mà đi ở vào giờ phút này tất cả mọi người suy nghĩ đã không lại đi suy tính cho phép vào có thể hay không lấy được được vô địch trong chuyện mà là muốn xem xem tần khả tâm kết quả có thể luyện chế ra một quả dạng gì đan dược đi ra vê anh vê mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong trí tôn xanh viêm thế lửa đã là càng ngày càng lớn thậm chí trực tiếp hóa thành một đạo phóng lên cao cột lửa hướng bầu trời oanh đánh tới cái này cái này sẽ không phải là muốn luyện chế ra đan viêm liền chứ rất có thể à nàng cuối cùng lựa chọn dùng ngọn lửa tế luyện một phen định là muốn luyện chế ra đan viêm mới đúng có ý tứ thái ớt tông lúc nào có thiên phú cao như vậy luyện đan sư mắt xem một màn này thật tinh mắt sắc bén người xem đã làm mơ hồ nhìn thấu luyện đan kết quả gia đan như vậy ngay tại lúc này lại một đạo giọng nữ chợt vang lên đó là kỳ hạ và tần khả tâm giống nhau phải nàng lo luyện đan vậy đang kịch liệt thiêu đốt bất quá cùng tần khả tâm trí tôn xanh viêm so sánh nàng thiên hỏa cũng có chút ảm đạm thất sắc chắc cũng là đan viêm không thể nghi ngờ hiện tại liền xem hai người ai có thể trước một bước luyện chế ra đan dược thật khẩn trương à kết quả là tần khả tâm một mực giữ dẫn đầu vẫn là kỳ hà sau đó cư thượng đâu thấy một màn này hiện trường bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên dựa theo quy tắc giống vậy phẩm giai cấp đan dược trước luyện chế được phán định là thắng mà giống như là đan viêm như vậy phẩm chất đan dược đủ để lấy được được vạn đan đại hội đan khôi. đây chính là luyện đan giới vô thượng quang vinh vain 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 trên đại cao hai đạo phóng lên cao của lửa không ngừng đánh thẳng vào thương cung đem mây trên trời đóa tất cả đều đánh tan không gặp tiểu sư mọi thuật luyện đan mạnh như vậy thật là làm cho ngoài ý người bình thường à bên này còn đang tiến hành dung đan diệp lạc vậy ghé mắt tới đây hắn là thật không có nghĩ đến mình tiểu sư muội thuật luyện đan lại đã mạnh đến nước này thậm chí tới xem tứ tỷ trung ly nhu đệ tử thân truyền kỳ hạ đều phải hơi kém một bậc bất quá chỉ là đan viêm mà thôi các ngươi hai cái ở ta trước mặt nhất định là người thất bại ngũ tả tông áo bảo đen luyện đan sư khi nhìn đến một màn này thời điểm càng nhiều hơn nhưng chỉ là khinh thường hắn đối với mình có tuyệt đối lòng tin cho dù tần khả tâm và kỳ hà có thể luyện chế ra đan viêm tới cuối cùng chiến thắng vậy nhất định là mình ra hồi lâu sau tần khả tâm cuối cùng là dẫn đầu kêu ra tiếng mà theo nàng lời nói mới vừa rơi xuống cái này cột lửa ngất trời liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc rút về toàn bộ tràn vào bên trong lò luyện đan cùng lúc đó một quả quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh đan dược từ bên trong lò luyện đan phóng liền đi ra viên thuốc này giống như là đắm chìm trong trong biển lửa vậy quanh thân tản ra làm người ta cảm thấy nhiệt độ kinh khủng thậm chí chung quanh không gian cũng bị ngọn lửa cháy và mẹo khiến người không thấy rõ đan dược này toàn cảnh một khắc sau tần khả tâm tung người nhảy lên đem viên thuốc này vững vàng cầm ở trong tay mà theo đan dược vào tay cái này quanh thân ngọn lửa màu xanh vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi rúc vào bên trong đan dược chỉ bất quá lúc này viên thuốc này bên trên đã là thác ấn ra một đạo hỏa diễm đường vân rất sống động thật giống như sẽ tùy thời lao ra đan dược cháy vậy đây cũng là đan viêm đan viêm thật sự là đan viêm không sai thái ớt tông lần này muốn chiến thắng thật là lộng lây và tuyệt vời một viên thuốc cả mắt xem một màn này đám người không nhịn được phát ra tiếng kinh hô tới dẫu sao giống như là đan viêm cái loại này thuốc viên phẩm chất cao cũng không phải là tùy thời tùy chỗ cũng có thể thấy mà chính mắt thấy một quả có đan viêm đan dược quá trình luyện chế đây không thể nghi ngờ là làm người ta hưng phấn ra cuối cùng kỳ hà vẫn là chậm một bước ở tần khả tâm sau đó đem đan dược luyện chế thành công viên thuốc này quanh thân tuy vậy có ngọn lửa nhưng ở vạn đan đại hội quy tắc trên nàng đã là thua đáng tiếc cả còn kém một bước thật là khẩn trương thi đấu ta mới vừa cũng thiếu chút nữa không thể hít thở hai quả có đan viêm đan dược cái này hai người hẳn sẽ bao lãm trước hai người liền đi đối mặt như vậy đám người thương tiếp kinh ngạc tới giữa Dối rít đem ánh mắt đồng tình nhìn về phía kỳ hạ. chương ba trăm ba mươi chín kế hoạch dối loạn đan viêm phẩm chất đan dược ở khóa trước vạn đan đại hội bên trên cũng là lấy được được qua rất nhiều lần đan khôi thậm chí có thể nói rất nhiều đan khôi bên trong đan viêm phẩm chất đã là vô cùng cao ở dĩ vãng vạn đan đại hội bên trên một quả có đan mây đan dược cũng đã có khả năng rất lớn lấy được được hạng nhất mà có đan viêm đan dược cơ hồ có thể nói là mười phần chắc chín bởi vì ở đan viêm trên đan lôi nhìn tổng quát vạn đan đại hội lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua năm lần còn như vậy huyền diệu khó giải thích đan linh chính là một lần cũng không có xuất hiện qua như cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong đan dược hô cuối cùng thành công đâu lúc này tần khả tâm nắm vậy cái có đan viêm đan dược vô lực ngồi trên mặt đất luyện chế viên thuốc này không chỉ là nàng linh hồn lực liền liền nàng linh lực vậy tất cả đều bị hao tổn không còn chút nào và nàng vậy còn có kỳ hạ cũng là ngồi trên mặt đất mặc dù nàng không có thắng được tần khả tâm vẫn như cũng là mười phần vui vẻ bởi vì nàng đã là đột phá mình cực hạ ta thuật luyện đan tựa hồ lại tiến thêm một tầng đâu Kỳ Hà ngồi dưới đất, cầm mình mới vừa luyện chế xong đan dược, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Không thể không nói, Kỳ Hà tâm tính còn là khá vô cùng. Nàng đối với vạn đan đại hội đan khôi lương thú cũng không có lớn như vậy. Nàng chân chính để ý, vẫn là mình thuật luyện đan đột phá hay không? Ra đan. Ngay tại lúc này, vô tà tông hắc bảo nhân kia, bàn tay chợt vô vào trên lò luyện đan, một khắc sau một quả tròn triệu đan dược phóng lên cao, lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên. Viên thuốc này, nhìn qua mặc dù bóng loáng ngợm mà, nhưng lại bình thường không có gì lạ, quanh thân cũng không có quanh quần dáng ngũ sắc đám mây cũng không có ngọn lửa cháy nhìn qua giống như là một quả đan dược thông thường vậy cái gì đó chỉ là đan dược thông thường nhất ta còn lấy là hắn là một con ngựa đen đâu đan dược này nhìn qua chỉ là cấp 4 dáng vẻ liền đan hà cũng không có ạ à. cái loại trình độ này đặt ở trận chung kết trên nhưng mà có chút không đủ nhìn à. mắt xem một màn này xem cuộc chiến đám người khó tránh khỏi hướng người áo bào đen ném tới ánh mắt thất vọng một đám tầm nhìn hạn hẹp hạ người đối với mọi người thất vọng người áo bào đen nhưng là một chút cũng không quan tâm khoe miệng còn nổi lên hài hước nụ cười liền làm hắn vừa dứt lời lúc đó trên bầu trời đột nhiên có mảng lớn mây đen ngưng tụ đứng lên vê anh vê anh và anh một khắc sau mây đen bên trong thì có sấm sét đan vào tiếng nổ chuyển ra lôi đình lực đang đang ngưng tụ không không thể nào đây là tình huống gì chẳng lẽ là có đan lôi muốn xuất thế ngựa đen tuyệt đối ngựa đen mắt xem một màn này mọi người thái độ lập tức tới một cái một trăm tám mươi độ lớn quả cua mặc dù cũng không biết phát sinh cái gì nhưng từ trên bầu trời lăn lộn đám mây và sấm sét tiếng hí để phán đoán hẳn là đan lôi không thể nghi ngờ không dễ làm người này mạnh như vậy thấy một màn này diệp lạc chân mày không nhịn được nhữ lại hắn thấy rõ hắc bào nhân này sắp muốn luyện chế được đan dược tuyệt đối là có đan lôi mà diệp lạc lúc này nơi đang luyện chế đan dược cũng là căn cứ đan lôi đi có chút ý tứ không nghĩ tới ngũ tà tông bên trong còn có thuật luyện đàn cao như vậy người đâu vân đỉnh trên trung ly vân tâm thấy một màn này khoe miệng cũng là nổi lên lau một cái nụ cười thần bí lần này diệp lạc thằng nhóc này sợ là không được đi cho dù hắn vậy luyện chế ra đan lôi cũng phải xếp hạng người này phía sau diệp thiên phong chân mày cũng là không nhịn được nhữ lại dựa theo quy tắc mà nói là như vậy nghe vậy trung ly vân tâm chậm rãi gật đầu một cái nói vậy diệp lạc thằng nhóc này nếu là muốn chiến thắng sợ là chỉ có một cái biện pháp chứ tiếp theo diệp thiên phong cao mày hỏi không sai đan lôi bên trên chính là trong truyền thuyết đan linh chỉ bất quá đan linh chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong sự vật trung ly vân tâm vẫn là gật đầu một cái một đôi mắt đẹp bên trong nhưng là lộ ra có chút vẻ tuyệt vọng nàng phân này tuyệt vọng cũng không phải là từ tự thân mà là đối với diệp lạc hy vọng chiến thắng mà nói xem ra ở đan thánh trong mắt đối với diệp lạc có thể hay không luyện chế ra đan lôi trên đan dược cũng là không coi trọng thậm chí có thể nói cái này căn bản là không có hy vọng sự việc k k k ngay tại hai người đối thoại để gặp ở trên bầu trời mây đen bên trong sấm xét đã là ngưng tụ đầy đủ lực lượng hóa thành sấm xét bánh hổ ẩm ẩm hướng giữa không trung viên thuốc đó bổ tới vain vâng. vain vâng. vain vâng. vâng. mạnh liệt sấm xét lực đánh vào đan dược bên trên đem vững vàng bộc lại không ngừng hí trước mà viên thuốc này lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở cắn nuốt sấm xét lực lượng. Cùng lúc đó, là đan dược thể tích nhanh chóng bành trướng lên. Hừ, lần này vạn đan đại hội, đan khôi phải là ta. Người áo bào đen hai tròng mắt bên trong lóe lên vô cùng tự tin, nhàn nhạt, nhạt liễu díu liền một câu. Ở hắn xem ra, kết quả đã quyết định. Luyện chế ra đan lôi hắn, không người có thể địch. K, K, K. Tiếp theo, giữa không trung viên thuốc đó, đang không ngừng hấp thu sấm xét tới giữa, thể tích đã là bạo tăng đến một trượng lớn nhỏ. Toàn bộ đan dược cũng lộ ra một loại trạng thái trong suốt, ở đan dược nội bộ là không ngừng mãnh liệt sấm xét cho ta xúc ngay sau đó người áo bào đen giận quát một tiếng hai tay độ ra nồng đậm linh khí đem đan dược vững vàng bọc lại chặt hướng vào phía trong keo lại tới chỉ như vậy một trượng lớn nhỏ đan dược ở người áo bào đen linh khí dưới tác dụng bất ngờ xúc chút thành tựu bình thường đan dược lớn nhỏ cùng đồng thời nguyên viên đan dược bên trên thắc ấn trước sấm xét ký hiệu mà đan dược quanh thân cũng có dòng điện không ngừng hí lóe lên thật sự là đan lôi hả, à, thật là quá đẹp viên thuốc này sợ là bảo vật vô giá đan Thôi đã định không thể nào có người lại vượt qua đan lôi mắt xem bụi bẩm lắng xuống trên mặt mọi người khiếp sợ nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán chính mắt thấy đan lôi ra đời đối với bọn họ rung động mà nói thật sự là quá mức to lớn thật là phiền ả cầm ta kế hoạch tất cả đều làm rối loạn lúc này diệp lạc chân mày đã là không nhịn được nhữ lại nói thật người áo bào đen dẫn đầu luyện chế ra đan lôi thật sự là đem diệp lạc kế hoạch toàn bộ làm rối loạn chuyện cho tới bây giờ đặt ở diệp lạc trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn một cái là tiếp tục luyện chế ra đan lôi sau đó tiếp nhận hạng nhì hạng một cái nữa khiêu chiến trong truyền thuyết đan linh nhưng đến cuối cùng đại khái trước tiên có thể là không có gì cả có thể thành tích còn không bằng kiếm thông thiên đối với diệp lạc mà nói hắn không hề nghĩ ngợi quả quyết lựa chọn sau một cái mục chọn được không được hạng nhất ngược lại là không có vấn đề diệp lạc chủ yếu là muốn muốn mượn phần này áp lực khiêu chiến mình một chút chương ba trăm bốn mươi phá rồi sau đó lập hô nếu luyện ra đan lôi cũng không cách nào chiến thắng vậy thì khiêu chiến một tí tốt lắm tiếp theo diệp lạc dài thở dài một cái vậy thì chuẩn bị khiêu chiến vậy huyền diệu khó giải thích đan linh bất quá lúc này đặt ở diệp lạc trước mặt có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề đó chính là hắn đan dược đã bước đầu thành hình lúc này lại thay đổi luyện đan tuyến đường sợ rằng sẽ là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức đã như vậy liền phá cho ta liền làm lại chỉ chốc lát sau diệp lạc chân mày chợt nhũ một cái lúc này hai bàn tay tim hiện ra nồng đậm màu vàng linh khí điên cuồng tràn vào lò luyện đan bên trong diệp lạc lại là dựa vào linh khí lực lượng đem đã bước đầu thành hình đan dược toàn bộ đánh nát đây cũng chính là ý nghĩa hắn trước làm hết thể cố gắng toàn đều uổng phí diệp lạc điên rồi sao như vậy thời gian vẫn còn kịp sao ngươi lấy là hắn là cái gì người bình thường trước trực tiếp đầu thả hai phần tài liệu sự việc người quên xem ra hắn đây là tự giận mình vạn đan đại hội đã kết thúc người áo bào đen muốn lấy được được hạng nhất ta xem căn bản cũng không cần đến khi diệp lạc luyện đan kết thúc trực tiếp tuyên bố kết quả tranh tài là được rồi mắt xem như vậy tại chỗ xem cuộc chiến đám người tất cả đều là kinh ngạc chỉ bất quá cái này một phần kinh ngạc bên trong còn kèm theo sâu đậm miệt thị ở trong mắt của bọn họ xem ra diệp lạc từ đầu tới đôi làm đều là vô cùng không bình thường sự việc căn bản là không có hy vọng lấy được được vô địch thằng nhóc này còn rất có ý tưởng thấy một màn này, Trung Ly nhu khỏe miệng nhưng là nổi lên vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với Diệp Lạc cách làm cũng không, có như vậy không coi trọng. Đại sư huynh cái này đang làm cái gì mà cứ như vậy, không phải dã chàng xe cắt sao? Diệp huynh đệ quả nhiên không phải người phàm, ác như vậy phương pháp, cho dù ta nghĩ ra được, vậy khẳng định nhẫn không chú ý ra tay à? Diệp Lạc, ngươi thuật luyện đan rốt cuộc là như thế nào? Ta thật là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. xa xa trên đài cao Tần Khả Tâm, Kiếm Thông Thiên cùng với Kỷ Hà Ba người, tất cả đều là dối dắt hướng Diệp Lạc bên này đói mắt bọn họ cũng giống vậy làm không rõ ràng diệp lạc hiện tại rốt cuộc là muốn làm gì vân tâm diệp lạc thằng nhóc này đây là đang làm gì cũng sắp thành đan làm sao cho cầm đan dược đánh nát à trên đám mây diệp thiên phong đã là không nhịn được những mày mặc dù hắn đối với luyện đan một chữ cũng không biết nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc này diệp lạc cũng đã làm gì thiên phong diệp lạc thằng nhóc này đang làm sự việc có thể là vô cùng thú vị à phá rồi sau đó lập đạo lý ngươi không nên nhất hiểu không qua sao trung ly vân tâm khỏe miệng dâng lên lau một cái thần bí mỉm cười hơi liếc mắt đi qua nhìn về phía diệp thiên phong cười tùng tìm nói người muốn vừa nói như vậy thằng nhóc này làm bây giờ sự việc chẳng lẽ còn là chính xác nghe lời nói này diệp thiên phong liền càng thêm nghi ngờ hắn nguyên vốn cho là diệp lạc đây là tự giận mình có thể nghe trung ly vân tâm mà nói có thể sự việc còn có chuyện cơ lạc nhi cái này một lò đan dược như tiếp tục luyện chế nữa tối đa cũng chính là luyện chế ra đan lôi dựa theo quy tắc mà nói hắn chỉ có thể lấy được được hạng nhì ta nếu như không có nhìn lầm hắn hiện tại phải làm sự việc chỉ sợ là muốn luyện chế truyền thuyết kia bên trong đan linh trung ly vân tâm đầu tiên là gật đầu một cái sau đó cười tùng tìm nói đan đan linh ta nhớ ngươi đã từng và ta nói qua đồ chơi này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong ngay vậy may là lấy diệp tiên phong định lực cũng không nhịn được kinh hô một tiếng hắn nhưng mà nhớ rõ ràng trung ly vân tâm đã từng nói với hắn qua một viên thuốc kết quả có thể luyện chế hay không ra đan linh cho tới bây giờ cũng chỉ là trong truyền thuyết sự việc thì không cách nào chứng thực đan linh là thật thực tồn tại trung ly vân tâm vô cùng khẳng định gật đầu một cái quay lại tiếp tục nói thiên phong ngươi hẳn có thể nhìn ra đi Diệp Lạc sau lưng con trôi này trọng kiếm, bên trong nhưng mà ẩn nút một cái kiếm linh đâu. Cái đó kiếm linh ta biết, có thể cái này cùng đan linh có quan hệ gì? Nghe vậy, Diệp Thiên Phong chân mày cau lại, một bộ đầu góc mơ hồ dáng vẻ hỏi: "Nếu kiếm cũng có thể có kiếm linh, đan dược kia là cái gì không thể có đan linh?" Lời là nói như vậy không sai. Không quá ta làm sao xem Diệp Lạc thằng nhóc này, cũng không giống là có thể luyện chế ra có đan linh đan dược dáng vẻ ạ. À. Diệp Thiên Phong gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Lạc ánh mắt bên trong, nhưng vẫn là không có cái gì lòng tin dáng vẻ. Mình cái này con trai thuật luyện đan như thế nào, hắn là không biết nhưng tóm lại mà nói còn không có đạt tới luyện chế đan linh cao như vậy cảnh giới đi chờ coi được ta có một loại cảm giác lạc nhi hẳn có thể sáng tạo kỳ tích trung ly vân tâm khẽ mỉm cười dứt lời liền lại nữa phản ứng diệp thiên phong vê anh vê ngay tại hai người nói chuyện để gặp diệp lạc thiên cơ đan lô đã là bắt đầu kịch liệt ông minh rung động cái này cũng có trách trước lập tức phải thành hình đan dược bị diệp lạc miễn cương đánh nát trong đó liên quan đến quá nhiều chi tiết vấn đề đều bị làm rối loạn có thể nói không khoa trương chút nào lúc này nếu như đổi bình thường lò luyện đan phỏng đoán đã sớm nổ tiểu tử ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi chứ không nói thời gian có đủ hay không dùng ngươi cái này một lò luyện đan đồ ngổn ngang như thế nào cùng ta đan lôi đấu người áo bào đen cuối cùng vẫn đi tới liền diệp lạc trước mặt lộ ra ánh mắt hài hước cười lạnh nói ta đan dược còn chưa có đi ra đâu ngươi liền có lòng tin như vậy ta khuyên ngươi trước hay là yên lặng một lát chờ ta luyện xong liền nói sau diệp lạc cũng không ngẩng đầu lên ánh mắt hoàn toàn đặt ở trên lò luyện đan chỉ là nhàn nhạt nói một câu hừ ta đây muốn xem xem ngươi cái này một lò đầu ngổn ngang, là có thể luyện xảy ra cái gì tới? Nghe lời nói này, người áo bào đen hừ lạnh một tiếng, liền phất tay áo đi. Mà trên mặt hắn, từ đầu đến cuối, cũng treo vô cùng tự tin nhàn nhạt nụ cười. Ở hắn xem ra, mình cái này đã thôi, đã ổn. Hô. Đối mặt như vậy, Diệp Lạc chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lần nữa bước ra một bước, hai tay vòng ôm lấy lò luyện đan, chợt bạo quát một tiếng. Lửa cháy mạnh đốt người. Thiên. Veng. 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 Vâng. Một khắc sau, phóng lên cao của lửa, cùng trên bầu trời sấm sét cùng xuất hiện ở giữa không trung bên trong đụng nhau phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đây cũng là làm dạng kia ạ à, nếu không phải là cầm lò luyện đan làm nổ không thể phí của trời ạ à, thiên cơ đan lâu ngươi không muốn có thể cho ta à người điên diệp lạc tuyệt đối là một cái người điên thấy một màn này mọi người ở đây lần nữa kinh hô lên không người nhìn ra diệp lạc đây là muốn làm gì vào giờ phút này sợ rằng chỉ có diệp lạc trong lòng mình rõ ràng mình động tác này rốt cuộc ý vị như thế nào hết thể vẫn là bởi vì còn dư lại thời gian không đủ trước diệp lạc đem sắp thành hình đan dược đánh nát cũng chính là ý nghĩa hắn trước làm hết thể cố gắng toàn đều ở phí tinh luyện và dung đan quá trình hắn cần làm tiếp một lần chương ba trăm bốn mươi ta chỉ là ghét thua bất quá hiện tại để lại cho diệp lạc thời gian đã là không nhiều lắm như vẫn là tuần tự tiến dần nói thời gian khẳng định là không đủ không có cách nào diệp lạc vừa nghĩ đến muốn duy nhất đem tinh luyện và dung đan quá trình hoàn thành hợp hai là một vậy thì cần không có gì sánh kịp lực lượng chỉ là ngọn lửa hoặc là chỉ là sấm xét lực lượng hiển nhiên là chưa đủ điều này cần hai người tướng lẫn vào lực lượng Vâng, vâng, vâng. Đám người đang kinh ngạc tới giữa, giữa không trung ngọn lửa và sấm sét đã là dung hợp với nhau, cuối cùng hóa thành một đạo sấm sét ngọn lửa, ầm ầm rơi vào thiên cơ đan lô bên trên. Cái này một tí, thiên cơ đan lô chợt rung rung, nhìn qua tựa hồ thời khắc đều có nguy hiểm nổ lò. T. Mà Diệp Lạc bên này, bị cái này cường đại lực lượng cắn trả, khóe miệng đã là tràn ra một chút máu tươi. May là lấy hắn cường đại linh hồn và thân xác, đều có chút không gánh nổi. Suy nghĩ một chút cũng phải, Diệp Lạc lần này luyện đan, phá vỡ quá nhiều thông thường, hoàn toàn đi ở một cái không biết con đường bên trên từ vừa mới bắt đầu trực tiếp đầu phóng hai phần luyện đan vật liệu bắt đầu hết thể các thứ này cũng đã là không biết húng chi nửa đường diệp lạc còn làm khác một kiện hơn nữa điên cùng sự việc đem sắp thành hình đan dược hoàn toàn đánh nát phá rồi sau đó lập mà hôm nay hắn bên trong lò luyện đan không chỉ là có hai phần luyện đan vật liệu hắn lại là phải đem tinh luyện và dung đan khâu hợp hai là một có lớn như vậy cắn trả cũng là bình thường nói không khoa trương đây cũng chính là diệp lạc nếu là đổi người khác phỏng đoán đã trực tiếp nằm trên đất lại xem thiên cơ đan lô toàn bộ đều bị bao bọc ở hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cùng với tàn phá hy sấm xét bên trong toàn bộ lò luyện đan cũng ở đung đưa kịch liệt tựa hồ tùy thời cũng có thể không chịu nổi cái này to lớn áp lực trực tiếp nổ lên tới vậy mà bên trong lò luyện đan nước thuốc cũng ở đây uy lực to lớn bên trong ngay tức thì sôi trào lên ngay sau đó ở ngọn lửa cùng sấm xét năng lượng to lớn dưới nước thuốc đang không ngừng sôi trào tới giữa chậm rãi dung hợp với nhau bất quá may là như vậy diệp lạc trong lòng cũng rõ ràng chỉ bằng vào như vậy mình như cũng không cách nào luyện chế ra có đan linh đan dược đi ra những thuốc này dịch vô luận như thế nào đi nữa tinh luyện, như thế nào đi nữa hấp thu ngọn lửa và sấm xét lực lượng, cuối cùng chỉ là vật chết. Cựu truyền thân hồn, phân. Như vậy, liền sau đó một khắc, Diệp Lạc trộn đem mình linh hồn lực phân ra một chút, thả vào bên trong lò luyện đan. Như vậy điên cuồng cử động, hiện trường người xem có thể không nhìn ra, nhưng ngay tại lò luyện đan bên trên người áo bào đen, Trung Ly nhu cùng với trên đám mây Trung Ly Vân Tâm và Diệp Thiên Phong, nhưng mà nhìn rõ ràng, đem mình một món linh hồn lực đưa vào lò luyện đan bên trong, như vậy cử động, cơ hồ liền cùng tự sát không có chút nào khác biệt bởi vì lúc này bên trong lò luyện đan có thể là có ngọn lửa và sấm sét tàn phá một khi linh hồn lực tiến vào trong đó ngay tức thì cũng sẽ bị tiêu diệt mà thành tựu linh hồn lực chủ nhân diệp lạc vậy ắt sẽ bị mãnh liệt cắn trả diệp lạc đây là đang đánh cuộc đánh cuộc mình cựu chuyển thần hồn có thể chịu đựng qua ngọn lửa và sấm xét lực lượng. Phúc. quả nhiên làm diệp lạc một món linh hồn lực mới vừa tiến vào lò luyện đan thời điểm hắn liền gặp phải to lớn cắn trả một ngụm máu tươi không có dấu hiệu nào phun ra ngoài bất quá trên mặt hắn nhưng là lộ thần sắc hưng phấn thang nhóc này rốt cuộc còn có nhiều ít điên cuồng cử động làm như vậy thật không thành vấn đề sao nói thật diệp lạc lúc này cử động may là trung ly nhu cũng có chút xem không hiểu bất quá nàng ngược lại là nhìn, nhìn ra diệp lạc mặc dù hộp máu nhưng còn không có thương tổn đến linh hồn căn nguyên tạm thời vấn đề chừng mực lạc nhi là điên rồi sao mình linh hồn lực cũng có thể đầu đến lò luyện đan bên trong cái này cũng quá nguy hiểm trên đám mây diệp thiên phong chân mày một lần nữa nhữ lại mặc dù hắn nhìn ra lấy diệp lạc linh hồn cường độ mà nói tạm thời còn sẽ không có vấn đề gì nhưng cái này cũng không có thể bảo đảm hắn sau đó cũng sẽ không có vấn đề ạ à. dẫu sao nguy hiểm như vậy cử động cơ hồ và tự sát không có gì khác biệt ta hiểu ý lạc nhi một chiêu này còn thật là có hứng thú ạ à. ngươi khoan hãy nói hắn thật vẫn có thể luyện chế được có đan linh đan dược đi ra lại xem trung ly vân tâm tựa hồ là đối diệp thiên phong nói làm như không nghe vậy tự mình ở đó lẩm bầm hơn nữa khoe miệng của nàng còn có một màn thần bí mỉm cười vân tâm ngươi ngược lại là nói một chút xem ạ à, diệp lạc thằng nhóc này sẽ không thật gặp nguy hiểm chứ mắt xem trung ly vân tâm không có phản ứng mình diệp thiên phong cao mày lần nữa hỏi một lần lạc nhi linh hồn cường độ xa xa vượt qua hắn cảnh giới tu vi hơn nữa phân hồn đối hắn mà nói cũng không là cái gì không thể tiếp nhận sự việc thiên phong à, ngươi thật vẫn đừng nói nếu như nói đây cũng là luyện chế đan linh phương pháp chính xác mà nói coi lời này trừ lạc nhi sợ là lại không có những người khác có thể làm được trung ly vân tâm lúc này mới trả lời diệp thiên phong vấn đề chỉ bất quá nàng nhìn qua nhưng là có chút phân tâm cảm giác thực vậy nàng hiện tại trong đầu đang suy tư đều là diệp lạc làm như vậy phải chăng có thể thật luyện chế ra có đan linh đan dược đi ra phúc ngay tại lúc này diệp lạc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi cả khuôn mặt cũng đổi được thảm trắng nhưng là chút nào không thể che giấu hắn chán tới giữa thần sắc hưng phấn ngạnh kháng hai nhóm tán trả hắn một món linh hồn lực lúc này đã là thành công lặn giấu ở nước thuốc bên trong có nước thuốc bảo vệ coi như là tạm thời an toàn cùng lúc đó diệp lạc vậy từ từ phát hiện mình cái này linh quang chợt lóe ý tưởng có lẽ còn thật có thể thực hiện người cái này người điên cứ như vậy muốn thắng đây là một bên người áo bào đen cau mày nhìn diệp lạc rất là nghi vấn nói hắn là càng ngày càng xem không hiểu trước mặt mình cái này người thanh niên mặc dù vạn đan đại hội là rất trọng yếu thi đấu lấy được được đan khôi có thể lấy được được vô thượng vinh quang nhưng hắn quả thực là làm không rõ ràng vì phần này vinh quang còn như bốc lên lớn như vậy hiểm sao người nói sai rồi nói thật ta cũng không có nghĩ như vậy thắng ta chỉ là ghét thua thôi diệp lạc khỏe miệng nổi lên một nụ cười xoay đầu lại nhìn về phía người áo bào đen nhàn nhạt, nói một câu nói vậy đây không phải là một cái ý sao nghe vậy người áo bào đen nhữ mày nghe không rõ ràng liền mình từ từ hiểu đi đi diệp lạc cũng không trả lời hắn vấn đề mà là nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan biến hóa nói thật mặc dù linh hồn lực cắn trả vấn đề tạm thời giải quyết nhưng diệp lạc vẫn là không dám chút nào buông lỏng tiếp theo chính là dung đan câu mà hắn một món linh hồn lực sắp phải bị đan dược nguyên cái bọc ở nói thật diệp lạc mình vậy không biết ở dung đan khâu bên trong mình linh hồn phải bị bao lớn cắn trả bất quá hắn có lòng tin băng vào mình cựu chuyển thần hồn thần thông tuyệt đối có thể chống nổi đi chương ba trăm bốn mươi hai thành nhã phương pháp cho ta dung phúc một khắc sau theo Diệp Lạc quát to một tiếng cùng một trong cùng còn có hắn phún ra một ngụm máu tươi dung đan mới vừa bắt đầu Diệp Lạc liền cảm giác được mình đầu góc một trận ông minh đau nhói tựa như bị cái gì vật nặng trợn đập liền đầu vậy thậm chí hơi lớn nao để chống trong ngay mắt Diệp Lạc thậm chí cảm giác được mình linh hồn kém chút liền muốn sụp đổ nói cho cùng vẫn là Diệp Lạc đánh giá thấp dung đan trong quá trình đối với linh hồn cắn trả xong rồi xong rồi Diệp Lạc đoán chừng là phải phế chứ xem bộ dáng kia đoán chừng là lần đầu thấy luyện đan cầm mình luyện chết điều này cũng không có thể trách người khác cả ai bảo hắn không theo trước cổ pháp tới luyện đan vật này không thích hợp sáng tạo cái mới mắt xem như vậy đám người không nhịn được một hồi thổn thức chất lưỡi thậm chí có rất nhiều người đều đã bắt đầu là diệp lạc mặc niệm không có biện pháp diệp lạc lúc này trạng thái nhìn qua thật sự là quá kém giống như gặp loại nào đó cường đại công kích linh hồn toàn bộ thần hải cũng hỏng mất vậy ngươi người này nếu không phải là cầm mình hại chết mới tính coi như linh hồn nguyên lịch tiên mạnh mẽ cũng không chịu nổi như vậy cắn trả ngay tại lúc này diệp lạc đầu góc bên trong đột nhiên vang lên thành nhã thanh âm ngươi lời này là ý gì cố nén đầu đau nhức diệp lạc hỏi một câu ngươi nói ngươi muốn đem linh hồn lực dung vào đan dược bên trong thì thôi ngươi không cắt đứt linh hồn cầu là muốn bị cắn trả chết sao nghe vậy thành nhã không nhịn được nói một câu linh hồn cầu cái này vậy là cái gì đồ ngươi đừng tìm ta nói các ngươi kiếm linh tiếng lóng nói tiếng người nghe lời nói này diệp lạc đơn giản là đầu vóc mơ hồ cái gì linh hồn cầu hắn có thể là tới nay cũng chưa có nghe nói qua cái gọi là linh hồn cầu chính là ngươi linh hồn thần hải và linh hồn lực tới giữa cầu nhận một loại vô hình vật chất đơn giản mà nói, đem ngươi linh hồn lực tán sau khi đi ra ngoài, phụ trách truyền tin tức trở về, chính là linh hồn cầu. Thành Nhã có chút không nhịn được nói. Đối với Thành Nhã mà nói, Diệp Lạc nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn là không có làm rõ ràng Thành Nhã nói những thứ này là muốn làm gì. Ta có chút nghe rõ ràng, cho nên ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói thẳng à? Ta hiện bận đâu. Tiếp theo, Diệp Lạc tức giận nói một câu. Ngươi thằng nhóc này, nếu không phải lão nương sau này còn muốn dùng người cùng ta đi dạo phố, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi chết tại đây thì phải. Nghe được Diệp Lạc lời này, Thành Nhã lập tức không làm lúc này giọng rõ ràng nghiêm túc bất quá thành nhã những lời này diệp lạc nhưng mà nghe được cái khác một tầng ý đó chính là thành nhã có thể giải quyết mình trước mắt khống cảnh vậy ngươi còn chờ cái gì vội vàng đem phương pháp dạy cho ta à ta nếu là chết liền không người cùng ngươi đi dạo phố nghĩ tới đây diệp lạc lúc này hỏi một câu thằng nhóc ngươi cứu ngươi một mạng không phải là không thể đi dạo phố một canh giờ nghe lời nói này thành nhã không khỏi chán nổi lên hát tuyến lúc này nói ra mình điều kiện nửa giờ ngươi còn có tư cách và ta trả giá liền một canh giờ thiếu một phân chung ngươi đi ngay chết đi diệp lạc một câu nói này liền trực tiếp cho thành nhã gây ra sẽ không cái này đã là lúc nào rồi thằng nhóc ngươi còn có tâm tình ở nơi này trả giá liền nửa giờ hơn một phút ta đi ngay chết tốt lắm diệp lạc thái độ mười phần kiên quyết một chút muốn nhượng bộ ý cũng không có diệp lạc đã là nằm đúng thành nhã tất sẽ cứu mình đã như vậy dĩ nhiên là muốn thiếu đi dạo phố thì tốt hơn ngươi tốt nửa giờ liền nửa giờ mắt thấy vậy thành nhã vô cùng không biết làm sao lúc này nói tiếp chặt đứt linh hồn cầu ngươi cái này một món linh hồn lực dĩ nhiên là sẽ không lại cắn trả Thành nhã cũng là không có cách nào mặc dù trước lời nói như vậy nhưng mình tổng không thể mắt thấy diệp lạc cứ như vậy chết ở chỗ này đi dẫu sao sau đó mình còn phải có cầu tại hắn đâu nửa giờ vẫn tốt hơn không có giờ đi con bà nó như thế đạo lý đơn giản dùng ngươi nói ta cũng biết muốn chém đoạn linh hồn cầu có thể mấu chốt là làm sao chặt đứt à. nghe lời ấy diệp lạc chân mày ngay tức thì nhữ lại thực vậy trước thành nhã đã nói như vậy rõ ràng chặt đứt linh hồn cầu cái này cách làm diệp lạc dĩ nhiên là có thể nghĩ tới hắn chân chính muốn hỏi là như thế nào chặt đứt linh hồn cầu người có phải hay không ngu trên mình ngươi không phải có chém hồn tinh sao có nó còn sợ chém không ngừng linh hồn cầu nghe lời nói này thanh ngã lúc này tức giận nói một câu nghe nàng giọng còn kém lao ra đánh diệp lạc một bữa nói thật nếu như bên cạnh không có nhiều người nhìn như vậy mà nói nàng nhất định sẽ lao ra đánh diệp lạc một bữa thiếu chút nữa đã quên rồi còn có nó đâu nghe nói như vậy diệp lạc bừng tỉnh hiểu ra lúc này lấy ra chém hồn tinh dao găm mới vừa muốn động thủ thời điểm nhưng là có chút do dự cái đó cái này trực tiếp cắt đi xuống có đau hay không ngươi thật giống như có bệnh mới vừa làm như vậy thời điểm lá gan không phải thật lớn sao cái này sẽ chỉ sợ đau nghe nói như vậy thành nhã hoàn toàn không làm cái này tánh mạng du quan thời khắc ngươi nha lại có thể đang suy nghĩ có đau hay không đây không phải là có chút khẩn trương ta suy nghĩ chậm tách ra một tí bầu không khí mà thấy vậy diệp lạc nhữ mày đầu lúc này mới cắn chặt hằm răng một đao hướng trước mặt mình cơ đi xuống bá chém hồn tinh sắc bén dĩ nhiên là không cần nhiều lời hơn nữa còn là chuyên chém linh hồn vật đối nó mà nói cắt đứt linh hồn cầu chẳng qua là chuyện nhỏ chỉ bất quá cái này chuyện nhỏ nhằm vào là tầm thường người mà diệp lạc thì không cùng có cựu chuyện thần hồn hắn linh hồn cường độ xa xa vượt qua người thường t cái này xuống một đau diệp lạc nhất thời cảm thấy đầu góc một trận đau nhói làm cho hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh bất quá lung túng phải cái gọi là linh hồn cầu cũng không có bị chém đứt ta nói ngươi có đáng tin cậy hay không à ta thật cảm thấy thì không nên tin ngươi diệp lạc răng gừ gừ diễn cảm nhìn qua vô cùng thống khổ ta là kiếm linh có thể linh hồn cường độ không có ngươi mạnh nhưng phải nói đối với linh hồn biết rõ trình độ 10 cái ngươi vậy kém hơn ta thanh nhã rất là bình tĩnh nói vậy ngươi nói một chút tại sao ta cái này xuống một đau linh hồn cầu không gãy trả cho ta nguyên như thế đâu. diệp lạc cao mày nhìn qua rất có một loại hủy khuất ý vậy ngươi trách ta ai bảo linh hồn ngươi cường độ như thế cao hơn chém mấy đau không phải có thể chặn sao nghe lời nói này thanh nhã lúc này tức giận nói một câu thực vậy thanh nhã cái này nói cũng phải nói thật chém hồn tinh chuyên chém linh hồn tầm thường cường độ linh hồn cầu xuống một đao nhất định cắt thành hai đoạn, muốn trách thì trách Diệp Lạc linh hồn cường độ thật sự là quá mức ngụy thiên cái này mới đưa đến xuống một đao không gãy, con bà nó linh hồn mạnh còn là một tai hại, ta còn cũng không tin. Thấy vậy, Diệp Lạc lúc này tản nhận xuống tim, chịu đựng đầu ông Minh đau nhức, lần nữa một đao chém xuống. chương ba trăm bốn mươi ba, đây cũng quá đau. Bá, t, lần nữa một đao vung ra, Diệp Lạc đau nhè răng toét miệng, còn kém ôm đầu khóc. Bất quá lung túng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, hắn linh hồn cầu, căn bản cũng chưa có muốn gãy lìa ý. Diệp Lạc thậm chí đều có điểm hoài nghi mình cái này chém hồn tinh, có phải giả hay không. Ta dựa vào, đây cũng quá đau, còn được mấy đau mới có thể chặt được ta. Trong chốc lát, Diệp Lạc nhe răng toát miệng, đau trên đất không ngừng nhảy. Mà ngay lúc này, mới một sóng linh hồn cắn trả đến lần nữa. Phúc! Nhảy nhảy, Diệp Lạc liền phun một ngụm máu tươi đi ra. Mà đối với người ngoài xem ra, liền lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Diệp Lạc đầu tiên là lấy ra một cái màu tím dao găm. Sau đó ở mình trước mặt cơ múa hai cái. Mà theo mỗi một lần cơ múa, cũng sẽ để cho hắn đau nhè răng toát miệng, đầy đất không ngừng nghệ thậm chí còn nói máu diệp lạc đây là thế nào là linh hồn hỏng mất vẫn là điên rồi thật sự là để cho người xem không hiểu hắn hành động bây giờ và luyện đan có quan hệ thế nào sao ta xem căn bản cũng chưa có quan hệ hắn chỉ là đơn thuần điên rồi mà thôi ta cảm thấy hẳn không có thể lại xem một chút đi mắt xem như vậy xem cuộc chiến đám người rối rít đầu góc mơ hồ hoàn toàn không biết diệp lạc lúc này đang làm gì thanh nhã ta đây rốt cuộc mấy đau mới có thể chặt đứt linh hồn cậu ạ à? ta sợ còn không có chặt đứt đâu ta chưa hết đau chết luôn lại xem diệp lạc bên này xoa xoa máu tươi bên mép sắc mặt nhợt nhạt hỏi lấy ngươi linh hồn cường độ phỏng đoán mười mấy đau đi ta đề nghị ngươi là đau lâu không bằng đau ngắn ở giữa không muốn gián đoạn một hơi chặt đứt linh hồn cầu thanh nhã nhữ mày đầu rất là sao cũng được nói thậm chí thanh nhã cũng cảm giác mình thấy diệp lạc đau nhẹ răng toét miệng thời điểm có chút muốn không nhịn được bật cửa ý làm làm một cái kiếm linh nàng quá biết linh hồn bị thương mang đến đau đớn là như thế nào đó là một loại cơ hồ không cách nào nhịn được đau nhức bất quá đồng thời nàng vậy rõ ràng lấy diệp lạc linh hồn cường độ nhưng căn bản sẽ không phải chịu thực chất tính tổn thương nói cách khác diệp lạc chỉ sẽ đau đớn cũng không sẽ bị thương ta dựa vào duy nhất vung ra hơn 10 đau linh hồn cường độ cao cũng không phải chuyện gì tốt à. lại xem diệp lạc bên này nghe được thành nhã nói sau đó hắn chân mày đã là không nhịn được nhữ lại mới vừa chỉ là chém hai cái mà thôi cũng đã để cho hắn đau nhẹ răng toét miệng tại chỗ không ngừng nhảy đây nếu là duy nhất chém ra hơn 10 đau còn không được đau chết bất quá diệp lạc trong lòng rõ ràng thành nhã nói đau lâu không bằng đau ngắn vẫn là có chút đạo lý cho ta đoạn tiếp theo diệp lạc liền làm xong quyết định tay cầm chém hồn tinh dao găm không ngừng hướng mình trước mặt vậy hư hảo mờ mịt linh hồn cầu phách bổ tới theo mỗi một lần chém diệp lạc cũng sẽ đau nhẹ răng toát miệng tại chỗ không ngừng nhảy bá 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 t t t ngay sau đó các khán giả liền thấy được diệp lạc một bên nhẹ răng toát miệng một bên tại chỗ không ngừng nhảy một bên cầm dao găm không ngừng bổ về phía trước mặt mình không khí màn này nói như thế nào đây giống như lúc này diệp lạc tinh thần có một chút vấn đề như nhau ta nói gì diệp lạc nhất định là linh hồn bị thương cho tới điên rồi thật là làm cho người xem không hiểu hắn rốt cuộc là đang làm gì hả thi đấu đã kết thúc không cần chờ trực tiếp tuyên bố kết quả đi mắt xem một màn này các khán giả đối với diệp lạc nghi ngờ tiếng lại là nghiêm trọng nhưng mà bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới diệp lạc lúc này sắp phải làm sự việc sẽ biết bao để cho bọn họ rung động thang nhóc này thật là càng ngày càng xem không hiểu hắn lại muốn chặt đứt mình linh hồn cầu bất quá như đã nói qua hắn linh hồn này cường độ vậy quá cao đi chém mười mấy đao vẫn là không có chặt đứt cả à. trên đám mây diệp thiên phong dĩ nhiên là nhìn ra diệp lạc lúc này đang làm gì lúc này không nhịn được lẩm bẩm một câu không thể không nói lạc nhi làm như vậy là hữu dụng vừa giao cho đan dược một món linh hồn lực lại sẽ không phải chịu linh hồn cắn trả có lẽ như vậy thật có thể được trung ly vân tâm nhàn nhạt gật đầu một cái đầy mắt cũng chỉ có không kềm chế được thần sắc hưng phấn thực vậy từ lúc trận chung kết bắt đầu diệp lạc thì cho nàng quá nhiều vui mừng từ lúc mới bắt đầu trực tiếp đầu thả hai phần vật liệu rồi đến phía sau lợi dụng ngọn lửa và sấm xét bí thuật luyện đan rồi sau đó chính là đánh nát đan dược phá rồi sau đó lập thậm chí đem mình một món linh hồn lực thả vào lò luyện đan bên trong đây hết thể hết thảy người ở bên ngoài xem ra có thể là vô cùng điên cuồng cử động nhưng ở đan thánh trung ly vân tâm bên này xem ra nhưng là thuật luyện đan trên con đường mới nếu như diệp lạc có thể thành công như vậy hắn không thể nghi ngờ là khai sáng luyện đan một cái toàn con đường mới cho ta đoạn ngay tại lúc này diệp lạc chợt lần nữa vung ra một đao giữa lúc hắn cao mày chuẩn bị nên đón theo nhau tới đau nhức thời điểm hết thệ nhưng cũng không có như hắn sở liệu cái này xuống một đao sau đó diệp lạc rõ ràng cảm giác được mình linh hồn thần hại cùng lò luyện đan bên trong vậy một món linh hồn lực liên lạc chả nói cách khác linh hồn cầu đã hoàn toàn bị chặt đứt. Hắn thành công. Ta dựa vào. Đây cũng quá không dễ dàng. Mắt xem như vậy, Diệp Lạc trực tiếp vứt bỏ chém hồn tinh dao găm, hai tay ôm đầu, thống khổ ngồi xổm dưới đất. Mới vừa tiếp liền mười mấy lần linh hồn tổn thương nặng, làm cho hắn hiện tại đầu góc một trận đau nhói ông mình. Linh hồn cầu đã đứt, ngươi có thể an tâm luyện đan, nhớ thằng nhóc ngươi đã nói, ngươi nếu là dám đùa bỡn vô lại, cẩn thận lao nương ta giết chết ngươi. Thấy vậy, Thanh Nhã Hải lòng gật đầu một cái, lúc này lạnh cười nói một câu. Biết à, đừng quấy dậy ta luyện đan à. Nghe nói như vậy, Diệp Lạc rất là không nhịn được đáp trả lời một câu, lúc này từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm lò luyện đan bên trong sắp muốn thành hình đang dược, khóe miệng nổi lên một nụ cười. "Cho ta dung." Ngay sau đó, Diệp Lạc liền hét lớn một tiếng, trừng lòng bàn tay đều có màu vàng kim linh khí mãnh liệt ra, điên cuồng tràn vào vào lò luyện đan bên trong. Hắn lúc này chính là muốn lợi dụng mình linh khí cường đại lực lượng, đem đan dược này hoàn toàn định hình, từ đó thành công ra đan. "Ừ, mới vừa điên rồi một lát hiện tại cái này thì lại thích. Ta thật là xem không hiểu hắn à. Đây cũng là giống như là đang luyện đan, Bất quá hắn mới vừa là đang làm gì ạ? À? Người khoan hay nói, ta thật là có chút mong đợi, hai phần vật liệu luyện chế một viên đan dược, có thể được cái gì kết quả? Thấy Diệp Lạc động tác trở về bình thường, không khỏi được đưa tới mọi người nhẹ nghi. Dẫu sao, một khắc trước Diệp Lạc còn cử chỉ điên cuồng, để cho người nhìn đầu góc mơ hồ. Một khắc sau, hắn liền khôi phục luyện đan bình thường động tác, hơn nữa xem ra, đan dược đã thành hình, đừng để ý phẩm cấp như thế nào, cuối cùng cũng đều là có thể ra đan. Vào giờ phút này, mọi người tâm tỏ mọi lý, đã là đẻ qua những thứ khác tâm tình. Chương 344 bình thường không có gì lạ đan dược vào giờ phút này diệp lạc dung đan tiến trình đã là hoàn thành hơn nữa mình vậy một món linh hồn lực đã là bị thành công niêm phong vào đan dược bên trong còn như cuối cùng có thể thành công hay không thì phải nhìn ý trời nói thật cái này mới bắt đầu thật ra thì chỉ là diệp lạc một cái kỳ tư diệu tưởng căn bản cũng chưa có nghĩ tới thành công sự việc bất quá chuyện cho tới bây giờ diệp lạc nhưng mà thấy được hy vọng hắn cảm giác được mình niêm phong ở đan dược bên trong vậy một chút linh hồn lực bắt đầu tự đi dung hợp nước thuốc tựa hồ đang hấp thu năng lượng gì vậy nói cách khác bị chém đứt liền linh hồn cầu cái này một món linh hồn lực còn có linh trí tồn tại mà theo diệp lạc luyện đan không ngừng tiếp tục hiện trường bầu không khí vậy bắt đầu càng khẩn trương lên mặc dù mọi người trong lòng đều biết diệp lạc cái này một lò đang dược đại khái trước tiên là không thể nào vượt qua hắc bảo nhân đan lôi tối đa cũng chính là ngang hàng có thể dựa theo quy tắc mà nói nếu như hai người phẩm cấp giống nhau vậy luyện chế thời gian so hơi ngắn một khối liền sẽ chiến thắng nhưng dù vậy bọn họ liền là muốn xem xem diệp lạc cái này không bình thường phương pháp luyện đan rốt cuộc có thể luyện chế ra dạng gì đan dược đi ra cho ta ra đan tiếp theo diệp lạc đột nhiên vô là luyện đan một cái một quả tròn trịa đan dược lập tức phóng lên cao trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong bất quá viên thuốc này trừ tròn trịa nhìn qua tương đối có sáng bóng lại là không có bất kỳ đặc thù chỉ là tầng thứ tư đan dược sao liền đan hà cũng không có ta cũng biết sẽ là như vậy nói thật hắn có thể thành công ra đan cũng đã rất tốt rất nhanh hiện trường xem cuộc chiến đám người lập tức một bộ quả nhiên không ra ta đoán thần sắc có người thậm chí bắt đầu sở cảm chỉ chỉ cho chó ở bọn họ xem ra diệp lạc đã là trở thành cái này trận thi đấu một chuyện tiếu lâm mất lớn như vậy khí lực quay đầu lại chỉ là luyện chế được một quả tầng thứ tư đang dược như vậy mà nói diệp lạc thành tích thậm chí cũng không bằng sớm nhất ra đang kiếm thông thiên điếm để ta nói ngươi không thể nào là ta đối thủ hiện tại như thế nào ngươi không phải rất ghét thua sao kết quả quay đầu lại vẫn là phải thua mắt xem như vậy ngũ tả tông người áo bào đen chân mày nhất thời chọn đứng lên khỏe môi nết lên rõ ràng hài hước mỉm cười hai phần vật liệu cô động mà thành một viên thuốc tuyệt không thể nào như thế phổ thông hẳn còn có đến tiếp sau này trung ly Nhu hai tay nâng gò má nhàn nhạt hướng trên trận nhìn, thần sắc không có một chút chập trờn. Không phải đâu, Diệp huynh đệ mất lớn như vậy sức lực, kết quả là làm ra một cái cái này. Lấy thuật luyện đan của hắn mà nói, không nên à. Liên đan Hà cũng không có sao. Đây thật là vượt qua người dự liệu. Cái này không phải là đại sư huynh trình độ đi, hắn làm sao cũng có thể luyện ra đan viêm tới mới đúng a. À? Trên đài cao, còn không có đi xuống kiếm thông thiên, kỷ Hà cùng với Tần Khả Tâm ba người, cũng là rối rít nghi ngờ. Diệp Lạc thuật luyện đan như thế nào, bọn họ là lại rõ ràng bất quá, cho dù không cách nào chiến thắng người áo bào đen nhưng vậy tuyệt đối không phải như bây giờ trình độ Buồn cười chết ta ta còn tưởng rằng là một cái gì nhân vật hung ác đâu kết quả chính là như vậy tên hề nhảy nhóc thôi cái cuối cùng ra đan thật sự là một chút ngạc nhiên mừng rỡ cũng không có ả à. xem ra bốn nước tranh bá cuộc so tài hấp nhất căn bản là một cái đầu nao đơn giản tứ chi phát đạt hàng người mà thấy một màn này cho phép vào và hoàn văn tâm tình liền có một ít cảm giác khó hiểu trong lòng bọn họ đều là rõ ràng lấy bọn họ hai cái thành tích trước ba cũng không vào được hiển nhiên đã là thất bại mà chính là ôm trước người thất bại tâm tình thấy Diệp Lạc thất bại thời điểm, bọn họ lại có một loại kiểu khác khoái cảm. Người thường thường chính là như vậy, không thể nhìn thẳng thất bại của mình, hơn nữa sẽ theo bản năng hy vọng, tất cả mọi người đều muốn giống như hắn thất bại. Như vậy bọn họ mới có thể mở tim. Không thể nào, Lạc Nhi làm ra lớn như vậy động tĩnh, kết quả là cái này. Trên đám mây, Diệp Thiên Phong cao mày, nhìn qua rất là dáng vẻ nghi hoặc. Thiên Phong, cái này phải từ từ xem. Lạc Nhi viên thuốc này, cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mà quay về đáp hắn, nhưng là Trung Ly vân tâm mỉm cười nhạt nhạt, làm là đan thánh nàng dĩ nhiên là có thể nhìn ra diệp lạc viên thuốc này ngầm huyền cơ phải không vậy ta có thể phải thật tốt nhìn một chút nghe lời ấy diệp thiên phong gật đầu một cái lúc này đưa mắt đặt ở viên thuốc đó bên trên mọi người lời nói trâm trọc diệp lạc dĩ nhiên là có thể cảm thụ được nhưng bây giờ hắn nhưng là một chút đều không hoảng mình viên thuốc này như thế nào hắn lại không rõ lắm không thể nào chỉ là một quả thông thường thứ tư tỷ cấp đan dược quả nhiên ngay tại chỉ chốc lát sau giữa không trung bên trong viên thuốc này chật nổi lên biến hóa đầu tiên là đan dược toàn bộ toát ra kim quang chói mắt giống như là một vầng mặt trời nóng rực vậy treo ở giữa không trung bên trên, ánh sáng đâm đám người thậm chí cũng không mở mắt ra được. Bất quá tia sáng này, vẹn vẹn chỉ là tồn tại một cái trước mắt, liền hóa thành màu vàng kim sáng mở, quanh quẩn ở đan dược bốn phía. Đan hạ xuất hiện. Mà thấy một màn này đám người, đại đa số còn chưa kịp khiếp sợ, viên thuốc này liền lần nữa lên tiếng biến hóa. anh! veng, anh! Chỉ gặp nguyên viên đan dược bắt đầu ông minh đung đưa, ở giữa không trung bên trên không ngừng lắc lắc. Mà theo lay động, nó quanh thân sáng mở, lại là bắt đầu do ánh sáng, một chút xíu hướng thực chất chuyển hóa mấy lần hô hấp sau đó tất cả màu vàng sáng mờ đã chuyển biến thành màu vàng kim đám mây nhờ ở đan dược phía dưới giống như là nâng đan dược lơ lửng ở giữa không chung như nhau đan mây xuất hiện đây là tình huống gì ạ à? ngắn ngủn mấy lần hô hấp thời gian thì có lớn như vậy biến hóa không thể nào đâu ngoan ngoãn xem ra là chúng ta lầm à các ngươi nói viên thuốc này có thể tiếp tục thay đổi là đan viêm sao thật là sống lâu cái gì đều có thể thấy à như vậy đan dược ta vẫn là lần đầu tiên đập thấy một màn này người xem cho dù phản ứng lại ngu độn lúc này vậy kịp phản ứng hiện trường nhất thời bạo phát ra một trận kinh hô thanh âm vân tâm ngươi khoan hãy nói lạc nhi thằng nhóc này thật đúng là có thể à? như vậy đang ăn dược ta cũng là lần đầu tiên gặp à? trên đám mây diệp thiên phong khóa chặt chân mày đã giải khai quay lại biến thành mừng như điên đừng nói ngươi liền liền ta cũng là lần đầu tiên gặp trung ly vân tâm vừa nói chân mày to đã là nhỏ nhữ lại may là lấy nàng lịch duyệt cũng không cách nào giải thích diệp lạc viên thuốc này tại sao sẽ xuất hiện như vậy biến hóa không thể nào tại sao có thể có như vậy đang dược bất quá cho dù nó có thể tấn cấp lần nữa thì như thế nào bất quá chỉ là đan viêm thôi người áo bào đen khỏe miệng hài hước nụ cười đã biến mất thay vào đó là hắn chán tới giữa kinh ngạc thân sắc bất quá hắn lúc này như cũ ở dáng ra vẻ chấn định vê anh vê anh vê anh như vậy ngay tại lúc này giữa không trung bên trong viên thuốc này lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt cùng lúc đó là màu vàng kim đám mây ngay tức thì đốt đốt biến thành ngọn lửa hừng hực đan viêm xuất hiện chương ba trăm bốn mươi lăm anh 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 đan dược nếu như trước khi nói đan hà và đan mây xuất hiện để cho đám người đối với diệp lạc nghi ngờ có, có chút tiêu tàn nói như vậy lúc này đan viêm xuất hiện cũng đã đem cái loại này nghi ngờ hoàn toàn đánh nát mặc dù nói đan viêm không hề như đan lôi cao cấp nhưng cũng là cực ít tồn tại chí ít cái này thành quả đặt ở thanh niên luyện đan sư trên mình mà nói đã là cực kỳ khó được hơn nữa chớ quên diệp lạc vẫn là bốn nước tranh bá cuộc so tài hạng nhất hắn đã là bốn nước thanh niên đồng lứa bên trong nhất có thể đánh người hiện tại liền liền thuật luyện đan cũng lợi hại như vậy thật sự là để cho người có chút khó mà tiếp nhận trước còn một mặt lòng tin chăn đầy cho rằng diệp lạc là một người điên người lúc này đều là che mình mặt không khỏi cảm giác được đau rát không không thể nào cái này không thể nào tại sao đây là vì cái gì người áo bào đen thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm giữa không trung bên trên đang đang hừng hực thiêu đốt đan dược mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt mặc dù lòng hắn bên trong rõ ràng rõ ràng mình cũng không có thua nhưng chẳng biết tại sao luôn có một loại ý tưởng kỳ quái quanh quẩn ở trong lòng cảm giác này giống như là một khắc sau diệp lạc liền sẽ đánh bại hắn như nhau ta sai rồi sai thật rất hoàn toàn không khỏi không thừa nhận diệp lạc không phải một cái người điên cái này một phần thiên phú luyện đan quả thực để cho người hâm mộ ạ à mặt thật là đau hả hắn như thế không bình thường phương pháp luyện đan tại sao có thể luyện chế ra đan viêm ả theo mọi người tiếng nghị luận trên bầu trời đã là có quần cuộn mây đen ngưng tụ đứng lên mà trong đó thậm chí còn có sấm xét hí đan lôi thành hình điểm báo trước ta cái lao tiên đan đan lôi thật là không nghĩ tới ả à, một trận thi đấu bên trong lại sẽ xuất hiện hai quả có đan lôi đan dược cái này vạn đan đại hội thật sự là quá đặc sắc mắt xem như vậy các người khiếp sợ đến tột đỉnh tiếng kinh hô rốt cục thì bạo phát ra giờ khắc này bọn họ đối đại diệp lạc không còn là lấy một loại đối đãi người điên ánh mắt mà là chân tránh khiếp sợ và ngưỡng mộ diệp lạc thuật luyện đan đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ vân tâm đây không phải là đan lôi sao coi như là như vậy thật giống như như cũng không thắng được ngũ tà tông cái đó luyện đan sư hả à. không nên gấp gáp lại lùi sau xem xem ta trực giác nói cho ta sự việc sợ rằng không có như thế đơn giản trên đám mây may là lấy diệp tiên phong và trung ly vân tâm định lực cũng không nhịn được khẩn trương lên vào giờ phút này hiện trường bầu không khí đã bị tô đậm khẩn trương thái quá đan lôi thật là không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện chế ra đan lôi bất quá coi như như vậy thì thế nào ngươi vẫn là cái người thất bại ngươi đã bại bởi ta lúc này người áo bào đen nhìn chằm chằm diệp lạc ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra diệp lạc lại là có thể luyện chế ra đan lôi bất quá cũng may căn cứ vạn đan đại hội quy tắc sớm luyện chế được hắn là có ưu thế bất quá coi như như vậy hắn trong lòng vẫn không thể tiếp nhận không thể tiếp nhận diệp lạc thiên phú luyện đan lại và hắn không phân cao thấp ta nói ta đặc biệt ghét thua ngươi liền thật tốt nhìn là được diệp lạc nhìn chằm chằm trên bầu trời mây sấm nhàn nhạt cười nhưng là không có xoay đầu lại đi xem người áo đen kia chuyện cho tới bây giờ diệp lạc cũng ở đây chờ trước xem hắn muốn phải thật tốt xem xem mình phí hết tâm huyết luyện chế viên thuốc này kết quả có thể hay không ra đời cái gọi là đan linh vê anh vê anh vê anh trên bầu trời mây đen phát ra quần quận sấm xét âm, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ sấm xét lực lượng chỉ cần cái này đạo lôi điện rơi xuống bị đan dược hấp thu sau đó một quả có đan lôi đan dược liền sẽ ra đời các ngươi nói diệp lạc rốt cuộc có thể hay không thắng cơ hồ không có khả năng Diệp Lạc muốn thắng Hắc Bảo nhân này, trừ phi hắn có thể luyện chế ra trong truyền thuyết đan linh, nhưng ngươi hẳn biết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ta tin tưởng đại sư huynh, nếu như nói trên cái thế giới này có người có thể đủ làm được nói, vậy nhất định chính là hắn. Trên đài cao, Kiếm Thông Thiên, kỷ Hà cùng với Tần Khả Tâm, đều là ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời cuồn cuộn mây sớm, không nhịn được giao nói chuyện.